Dầm dầm. Bóng đen này động tác nhanh chóng mãnh, một cái chớp mắt bay đến đám người trên không. Mục tiêu của hắn lại là Bạch Trường Sơn. Bạch Trường Sơn sắc mặt đại biến, thứ quỷ gì? Hắn đại đao rút ra, dùng sức tích quá khứ. Đang, căn bản vô dụng. Hắn vội vàng hướng bên cạnh đánh tới, mặt trước hiện lên. Nhưng ngay tại hiện lên một lát, bóng đen một móng vuốt tại trên lưng hắn lưu lại vết máu. Thanh máu 38. Hoa. Bạch Trường Sơn phun ra một ngụm máu, sắc mặt khó coi, mọi người cẩn thận, cái đồ chơi này không thích hợp, tựa như là trong nước thủy thi cùng một chỗ. Chuẩn bị mũi tên. Lý Thi Giao bị Nưu Tuệ Hồng nâng đỡ về sau, vội vàng hô. Tô An Lâm cũng lấy được nỏ, nhìn lên bầu trời. Tại ánh mắt của hắn bên trong, không trung đồ vật cũng không đơn giản. Phi thi. Thanh máu 2390. Tô An Lâm lông mày nhíu lại. Không quân quả nhiên so thủy quân lợi hại. Bất quá, cái này phi thi tựa hồ tàn huyết trạng thái. Bán, 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 nhanh lên bán. Mắt thấy phi thi lần nữa lướt đến, Lý Thi Giao hô to. Bọn hộ vệ nhao nhao bắn tên, nhưng bọn hắn mũi tên mất căn bản vô dụng. Mũi tên mất đều bị bắn ra, rớt xuống đất. Hướng. Phi thi phun ra một ngụm hắc vụ, lần này, hắn trực tiếp hướng Tô An Lâm bên này đánh tới. Tới thật đúng lúc. Tô An Lâm yên lặng vận chuyển cương khí. Cái này phi thi bay tới bay lui quá mức chán ghét, hắn muốn một kích đem phi thi đánh xuống. Cẩn thận sau lưng. Lý Thi Giao vội vàng hô. Tô An Lâm sau lưng, thủy thi vậy mà không biết lúc nào từ trong nước leo ra. Nó tứ chi chạm đất, thật giống như bốn chân nện, từng bước một hướng Tô An Lâm bỏ đến. Đông nhiên, thủy thi giống như đạt được đồng dạng, hướng Tô An Lâm trên lưng đánh tới. Một cỗ âm lãnh ẩm ướt lực lượng phun lên Tô An Lâm phía sau lưng. Bầu trời bên trong phi thi cười to không chỉ, ha ha ha, ha ha. Là Trương Ma Tử. Nghe được thanh âm này, Bạch Trường Sơn sắc mặt đại biến. Hô. Trương Ma Tử rơi xuống mép nước, toàn thân hắn áo bào đen, sắc mặt trắng bệch như thi thể. Trương Ma Tử, không nghĩ tới là ngươi. Bạch Trường Sơn nhíu mày. Bạch Trường Sơn, ngươi dám liên hợp ngoại nhân đối phó ta, ngươi không muốn sống. Trương Ma Tử, ta đối Hắc Kiếm Sơn Trang phụ trách, cũng không phải đối ngươi phụ trách, điểm này ngươi biết rõ ràng. Bạch Trường Sơn hô. Hắc Kiếm Sơn Trang cũng không có yêu cầu đối phó Tô huynh đệ bọn hắn, là ngươi đang vì mình giành tư lợi. Bạch Trường Sơn chỉ trích. Miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay nơi này tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Trương Ma Tử lạnh nhạt nói. Vậy cũng muốn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không? Tô An Lâm gợn sóng nói. Ngươi đã bị ta thủy thi cuốn lên, coi là có thể chạy trốn được. Chạy trốn được chạy không thoát, còn nói không chừng. Tô An Lâm lúc nói chuyện, trên tay không chậm. Trong cơ thể Dương Thần Công tâm pháp điên cuồng vận chuyển. Một cỗ mãnh liệt dương lực tại toàn thân hắn lưu chuyển. Trên lưng thủy thi muốn đem khí âm hàn xâm lấn trong cơ thể hắn, nhưng toàn bộ bị cường đại dương lực triệt tiêu. Cùng lúc đó, Tô An Lâm cấp tốc vì chính mình thêm điểm, dùng cái này triệt tiêu hạ xuống thanh máu. Mắt thấy thanh máu cấp tốc hồi phục, Tô An Lâm hét lớn, hai tay hướng trên lưng thủy thi sọ náo chụp tới. Thủy thi thét lên. Chết. Tô An Lâm dùng sức một chảo, một cỗ to lớn cương khí lực đạo xâm nhập. Oeng. Thủy thi trực tiếp nổ tung. Đánh giết thủy thi thành công, điểm kinh nghiệm 266. Nháy mắt giết. Trương Ma Tử một mặt rung động. Tô An Lâm vặn mẹo cổ, lập tức cấp tốc lướt đến phía ngươi. Ta đã nội khí thực lực, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Ngươi ra người âm linh bị ta giết chết, gần nhất thực lực nhất định giảm bớt đi nhiều, đúng hay không? Tô An Lâm quát. Trương Ma Tử thanh máu mặc dù hết thể có 390, nhưng tàn huyết trạng thái chỉ còn lại 200. Điều này nói rõ, hôm đó hắn giải quyết ra người âm linh về sau, Trương Ma Tử nhất định chịu ảnh hưởng. Cái gì? Trương Ma Tử trong lòng phát chìm, nguyên lai là ngươi, là ngươi. Ra người âm linh lại là bị hắn giết chết. Chết đi. Tô An Lâm trên tay cương khí quanh quẩn, trong cơ thể cương khí đã không chút nào giữ lại vung ra. Oeng. Cương khí che ngợp bầu trời, hóa thành mấy chục chỉ quyền phong, đập Trương Ma Tử mặt đều biến hình. Hắn trực tiếp ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Sao? Làm sao có thể? Là cương khí. Trương Ma Tử chỉ vào Tô An Lâm, run rẩy, quả nhiên là ngươi. Tô An Lâm mở miệng, là ta lại như thế nào? Hắn vừa mới đối chiến thời điểm, một hơi đem vừa mới lấy được điểm thuộc tính đều thêm tại hộ thể cương khí kinh bên trên. Môn công pháp này mặc dù hữu dụng, nhưng thăng cấp cần thiết phi thường đắt đỏ. 15 điểm thuộc tính, chỉ có thể thêm một cấp. Hắn tốn hao 45 điểm thuộc tính, cũng chẳng qua là đem hộ thể cương khí kinh thượng bộ thêm đến đại viên đầy cấp độ. Trong cơ thể nội khí trong nháy mắt chuyển hóa hơn phân nửa. Lúc này mới trực tiếp đem Trương Ma Tử nháy mắt giết. Lúc này Trương Ma Tử thanh máu hạ xuống đến 3 điểm, đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Tô An Lâm đi lên, lại đấm một quyền đập xuống. Đánh giết Trương Ma Tử thành công, điểm kinh nghiệm 390. Rốt cục giải quyết. Tô huynh đệ, tốt. Thủ đoạn cao cường. Bạch Trường Sơn bị người nâng đi tới, ánh mắt hãi nhiên. Hắn nhưng là biết Trương Ma Tử thực lực, thân là Hắc Kiếm Sơn trang người, không ai sẽ là kẻ yếu. Mà bây giờ, bị Tô An Lâm dây. Hắn hiện tại may mắn vô cùng, may mắn hắn lựa chọn là cùng Tô An Lâm giao hảo, mà không phải là vì lấy lòng Trương Ma Tử đối phó Tô An Lâm. Cái lựa chọn này, hắn tuyển đúng rồi. Nhiều năm kinh nghiệm xã hội, bảo vệ hắn một cái mạng. Hô, gia hỏa này, nếu là một mực bay trên trời, ta vẫn là thật không có biện pháp hắn. Tô An Lâm nói, chạy tới bờ sông, đem huyền thiết mũi tên rút ra. Cái này huyền thiết đại cung cùng mũi tên chất liệu rất không tệ, hắn chuẩn bị quay đầu chế tạo thành đại đao. Bạch lão đại, nói đến ngươi cùng Trương Ma Tử đều thuộc về Hắc Kiếm Sơn Trang, ta giết hắn, ngươi sau khi trở về sẽ không nhận trách cứ à? Tô An Lâm lau sạch lấy huyền thiết mũi tên, đi vào Bạch Trường Sơn mặt trước nói. Bạch Trường Sơn cười nói, trước đó ta đã nói rồi, ta cấp trên có người, Trương Ma Tử mặc dù lợi hại, thế nhưng là cùng ta đi lên đầu người không phải một cái phái hệ, cho nên hắn điểm đến là rừng, không có nói tỉ mỉ. Tô An Lâm hiểu rõ, nguyên lai là dạng này, vậy là tốt rồi, bất quá ta về sau có cần hay không lo lắng Hắc Kiếm Sơn Trang?
hoàn toàn không tất yếu, Trương Ma Tử chết, ta sẽ đối ngoại tuyên bố bị âm vật giết chết. Gia hỏa này, vốn là tự mình đi Vân Sơn Quan, kém chút dẫn đến pháp khí mất đi, Hắc Kiếm Sơn Trang vốn là muốn trừng phạt hắn. Lần này để hắn chết, tính tiện nghi hắn. Vậy là tốt rồi. Tô An Lâm gật đầu. Đối Bạch Trường Sơn, hắn vẫn là rất yên tâm. Đương nhiên, để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn tiện thể đem Bạch Trường Sơn gia nhập hảo hữu cột. Bạch Trường Sơn đối ngươi độ thiện cảm 50%. Không sai, không có sát ý. Tốt, nơi này thi thể liền giao cho chúng ta. Bạch Trường Sơn ôm quyền. Lý Thi Giao chuyên môn từ trên xe cầm xuống hai viên dược vật, "Bạch lão đại, nơi này là chữa thương đan cùng dưỡng thân đan, đưa ngươi, đà tạ chiếu cố." Bạch Trường Sơn ánh mắt sáng lên, cười nói, "Lý tiểu thư khách khí, đối Lý gia thương hội dưỡng thân đan ta sớm có nghe thấy, lấy trước dùng qua, hiệu quả rõ rệt." "Tạ khích lệ." "Vậy ta liền nhận, về sau các ngươi tới nơi này, có phiền toái gì tìm chúng ta Bạch bang, có ta ở đây, cam đoan sẽ không để cho các ngươi có bất cứ phiền phức gì." Bạch Trường Sơn nghiêm mặt. Lý Thi Giao biết, Bạch Trường Sơn mặt mũi này là cho Tô An Lâm. Đây là cho cường giả mặt mũi. Lý Thi Giao trịnh trọng cảm ơn. Song Phương Hàn huyên vài câu, Tô An Lâm cùng Lý Thi Giao dẫn đầu người rời đi. Cái này Tô An Lâm cũng quá lợi hại, Trương Ma Tử dạng này, mấy chiêu liền nháy mắt giết. Nhìn xem Tô An Lâm bọn hắn bóng lưng, Bạch Trường Sơn bên người tiểu đệ sợ hãi than. Bất quá lão đại, dạng này ngược lại là bất đi chúng ta pháp khí. Bạch Trường Sơn gật đầu, lần này ra, hắn cũng không phải là không có chuẩn bị. Trên thân chuẩn bị hai khối pháp khí, chính là chuẩn bị cùng Trương Ma Tử lúc trở mặt dùng. Bởi vì hắn cấp trên kỳ thật còn bí mật bảo hắn biết làm một chuyện, giết Trương Ma Tử. Cái này sự kiện, chỉ có hắn một cái người biết. Những ngày này, kỳ thật hắn một mực tại tìm cơ hội. Nhưng Trương Ma Tử cực kỳ khôn khéo, bản nhân cũng bởi vì tu luyện âm vật, không sợ kịch độc. Hiện tại, Trương Ma Tử rốt cục chết rồi, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Đem thi thể thu thập một chút, tất cả đều ném vào trong sông cho cá ăn. Bạch Trường Sơn phất phất tay, mình mang theo mấy cái thân tín rời khỏi nơi này. Đi ngang qua Tôn Đại Thiện thi thể bên cạnh, Bạch Trường Sơn cười lạnh. Đây chính là đứng sai đội hậu quả. Nuôi ngươi nhiều năm như vậy, vẫn cho là ngươi cực kỳ cơ linh, đáng tiếc, có ít người vĩnh viễn không thành được lão đại. Đuổi đến một đêm đường, tiếp xuống không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Cuối cùng đã tới ban ngày, đi ngang qua một chỗ rừng, Lý Thi Giao quyết định nghỉ ngơi một chút. Ngựa cần uống nước cho ăn, nếu không ngựa ngã xuống, xe ngựa liền kéo không được nữa. Tô An Lâm ngồi ở trong xe ngựa, xem xét trước mắt bảng. Tính danh: Tô An Lâm. Đẳng cấp 9. Thanh máu: 172-172. Điểm kinh nghiệm: 690-7000. Điểm thuộc tính: 10 điểm. Mỗi 100 điểm điểm kinh nghiệm có thể hối đoái 1 điểm thuộc tính. Công pháp: Cuồng Đao Phi Trảm. Đại sư: Công pháp: Đại Lực Thiết Cốt Công, Thiết Cốt. Tông sư: Công pháp: Phượng Vũ Cửu Thiên Công. Đại sư: Công pháp: Ngũ Cầm Thân Pháp Công Đại sư. Công pháp: Thoái Y Trưởng Đại sư. Nội công tâm pháp: Dương Thần Công Đại sư. Công pháp: Thiên Thủ Quyền Nhập Môn. Công pháp: Hộ Thể Cương Khí Kinh Thượng Bộ Viên Mãn. Công pháp: Thác Cốt Thủ Nhập Môn. Cảm thụ được hộ thể cương khí tại thể nội càng phát ra lớn mạnh, Tô An Lâm cảm nhận được từng đợt cảm giác sảng khoái. Hiện tại tính được, hắn có được 3 loại sức mạnh: Nội khí, Dương khí, cùng Cương khí. Trước đó đối phó Trương Ma Tử, để hắn từ đáy lòng cảm nhận được cương khí cường đại. Duy nhất để hắn đau răng chính là cương khí cần thiết thăng cấp điểm quá nhiều. 15 điểm mới có thể thăng cấp. Đưa đến thêm điểm hoàn tất, hiện tại lại chỉ còn lại 10 điểm. Bất quá cũng không quan trọng, lấy hiện tại những công pháp này, hoàn toàn đủ. Chờ đến Hợp Thủy huyện, liền an toàn. Tô An Lâm trong lòng trầm ngâm, rốt cuộc hiện tại Âm Tông cùng Hắc Kiếm Sơn Trang uy hiếp cũng bị mất. Đương nhiên, hắn trong lòng ẩn ẩn còn có chút cấp bách. Trương Ma Tử chỉ là Hắc Kiếm Sơn Trang một trưởng lão mà thôi, liền có thực lực như thế, cái này nếu là thế lực lớn hơn nữa địch nhân, chẳng phải là lợi hại hơn. Ta vẫn là yếu. Tô An Lâm nhíu mày. Thời gian cấp tốc, trong chớp mắt, đội xe lần nữa xuất phát. Tô An Lâm vừa đi, một bên vận dụng Thiên Thủ Quyền. Độ thuần thục 1. Độ thuần thục 1. Sau đó trên đường đi đi hai cái dịch trạm nghỉ ngơi, mọi người rốt cục buông lòng xuống, không có gặp được bất kỳ tình huống gì. Thẳng đến ngày thứ tư buổi chiều, đội xe rốt cục đến Hợp Thủy huyện. "Ca, chúng ta tiếp xuống rốt cục có chỗ dựa rồi." Nhìn xem mặt trước tường thành hùng vĩ, khí thế bàng bạc Hợp Thủy huyện, Tô Ngọc Ngọc trong bụng nở hoa. Tiểu nữ Hải không thích sóc này lưu ly sinh hoạt. Đối với nàng mà nói, một mẫu ruộng tốt, một tòa phòng ốc, mấy ngàn lượng bạch ngân sinh hoạt liền đã có thể. Căn bản không cầu đại phú đại quý. Hiện tại, đi vào cái này không có quỷ thi, không có yêu phong tử địa phương, những ngày an nhàn của bọn hắn muốn tới. "Tô đại ca, tiến thành, trước gặp cha ta liền thích ngươi cao thủ như vậy, về sau ta dẫn ngươi đi xem phòng ở." Lý Mạnh cưỡi ngựa tới, xung phong nhận việc. Bọn hắn đáp ứng ban đầu qua Tô An Lâm, gia nhập Lý gia, chẳng những sẽ cung cấp dưỡng sinh đan các loại tư nguyên, càng sẽ cho phòng ốc chỗ ở. "Đa tạ Lý công tử." "Đừng khách khí, hẳn là đồ tốt nha, người có tài mới chiếm được." Lý Mạnh cười nói. Trung quanh hộ vệ từng cái hâm mộ vô cùng, thế nhưng là không có người đấu kỵ, bởi vì bọn hắn đều tâm phục khẩu phục. Lý Thi Giao nhưng trong lòng thì lo lắng, ai, lần này trên phương diện làm ăn mặc dù làm không tệ, đáng tiếc Vân Sơn Quan đạo sĩ đều đã chết, chúng ta muội muội sự tình cũng không biết xử lý như thế nào. Tô An Lâm nhíu mày, trong khoảng thời gian này hắn cũng nghe nói Lý gia sự tình. Bọn hắn muội muội Lý Thi Nhu gần nhất trầm mê niệm Phật, đã rất lâu rồi, trong mơ hồ có mê nhập ma dấu hiệu. Nàng có thể không ăn không uống cả ngày một mực niệm Phật, có ai quấy rầy nàng niệm Phật, nàng thậm chí có thể liều mạng. Lý Thi Giao nói qua, Lý Thi Nhu lúc ấy liều mạng bộ dáng, tràn ngập sát khí. Đối phó chuyện như vậy cực kỳ phiền phức, bởi vì không có khả năng trực tiếp giết Lý Thi Nhu. Lý Mạnh nghe vậy, than tiếng nói, "Tô đại ca, ngươi lợi hại như vậy, phải không đợi chút nữa ngươi xem một chút. Lực lượng của ta đối phó một chút phổ thông âm vật vẫn được, nhưng nếu là âm vật giấu tại muội muội của ngươi trong cơ thể, ta cũng không có cách nào."
Lý Mạnh nói, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tiến vào trong thành, Nưu Tuệ Hồng cùng Tâu Ngọc Ngọc hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ cảm thấy nơi này so Hoàng Kê trấn như bức. Không, thậm chí so Lăng Dương trấn còn lớn hơn. Bên đường cửa hàng chẳng những lớn gấp đôi, mà lại sáng tỏ sạch sẽ. Người đi bên đường phần lớn cũng là quần áo ngăn nắp, ngược lại là bọn hắn, mặc lao thổ cũ nát. Ca, những người kia xuyên thật là dễ nhìn. Tâu Ngọc Ngọc đôi mắt sáng tỏ, nhìn xem một chỗ bán son phấn cửa hàng. Bên trong rất nhiều cái tiểu thư khuê các đang chọn tuyển son phấn. Tô An Lâm nhìn lại, phát hiện những cô nương này dáng dấp đều đồng dạng, nhưng thắng ở biết ăn mặc. Người dựa vào ăn mặc câu nói này một chút cũng không sai. Ngọc Ngọc, người mấy tuổi? Lý Thi Giao vào thành sau liền đã xuống ngựa, nghe nói Tô Ngọc Ngọc nói chuyện, đi tới hỏi. Ta à, hiện tại 14. Kỳ thật 13 tuổi, bất quá tính được 14 tuổi tròn. Lý Thi Giao cười nói, kia cũng không nhỏ, tiểu cô nương trưởng thành có đôi khi muốn cách ăn mặc một chút, như vậy đi, trở về nhà, có rảnh ta mang ngươi ra mua quần áo xinh đẹp xuyên. Tô Ngọc Ngọc ngượng ngùng nhìn một chút Tô An Lâm. Tô An Lâm nhíu môi, nhìn ta làm gì, ta mua cho ngươi quần áo hoa váy hoa, giống như đều không thế nào đẹp mắt. Tô Ngọc Ngọc quần áo trên người liền là hắn mua, so sánh nơi này nữ hài phục sức, sắc thực thổ vị nồng đậm. Lý Thi Giao che miệng cười khẽ, liền liền vừa mới bởi vì muội muội sự tình cũng đạm quên rất nhiều, tâm tình vui vẻ. Lý phủ đại viện, bốn cái vàng nóng ánh chữ lớn, đại khí bằng bạc. Một đi tới cửa, Lý gia đám người ra đón. Đại tỷ trở về, đại tỷ trở về. Lý Mạnh Ca trở về, Lý Mạnh Ca trở về. Mấy cái mao đầu tiểu tử vừa đi vừa về chạy, lớn tiếng kêu gọi. Lý Mạnh bất đắc dĩ, Tô đại ca, người nhà của ta Đinh Thịnh Vượng. Ừm, là rất thịnh vượng. Tô An Lâm nhếch miệng. Vốn cho rằng Lý gia trong nhà liền mấy người bọn hắn hài tử, nhưng vừa vặn xem xét, khá lắm, mấy chục cái nhiều. Cái này Lý Thi Giao cha là thật mạnh a. Lý Thi Giao vừa vào nhà, kéo qua một cái làn da ngăm đen nam hải, Lý Bân, tỷ ngươi Lý Thi Nhu thế nào? Nàng giết người. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là thịnh thế đại Việt. Chương 126, thứ năm màn, Lý gia quỷ sự tỉnh. Nàng giết người. Lý Bân lời nói, để Lý Thi Giao trong lòng trầm xuống. Không phải để các ngươi giám sát chặt chẽ nàng không cho phép ra khỏi cửa sao, làm sao lại xảy ra chuyện rồi? Tỷ, chúng ta giám sát chặt chẽ nàng nha, ta cùng các huynh đệ đều tự mình thay phiên các đêm, nhưng ba ngày trước, một cái nha hoàn vẫn phải chết. Nàng thế nào giết người? Lý Thi Giao vội la lên. Mặc dù nói, lấy bọn hắn Lý gia thế lực, giết tên nha hoàn không tính là gì, nhưng truyền đi tóm lại là không dễ nghe. Không có người thích cùng một cái giết người ta tộc liên hệ. Không biết thế nào giết người, liền là đêm hôm khuya khoắt, đêm hôm đó vẫn là ta tại các đêm, cùng mấy cái hộ vệ chơi bài chín, một mực nghe Lý Thi Nhu tỉ tỉ niệm Phật, đột nhiên liền không có thanh âm. Sau đó ngay tại hậu viện rừng trúc bên kia nhà vệ sinh, nghe được có người gọi. Chúng ta chạy tới về sau, liền thấy Hồng Nhi chết rồi, nàng chết rất thảm, trên cổ có cái vết thương lớn, trên người máu cũng bị mất. Lý Thi Giao gắt gao nắm lấy nắm đấm, Thi Nhu lúc ấy đang làm gì? Trong phòng, bất quá trên mặt đất đều là máu, còn có trên người nàng, cho nên chúng ta mới có thể kết luận chính là nàng giết đến. Lý Bân cau mày, về sau chúng ta không để hạ nhân nói lung tung, chỉ nói là Hồng Nhi là mình ngã chết. Nhưng gần nhất bọn hạ nhân đều truyền ra, bây giờ mẫu thân bọn họ đều cực kỳ sợ hãi, cha lại sinh bệnh, tỷ tỷ ngươi không về nữa, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Yên tâm, ta trở về, trước tiên đem đồ vật mang tới đến, trong xe ngựa có 5 dương bạc, chuyển nhập bảo khố. Được rồi. Vừa mới nói xong, một cái trống quả trượng, thân thể run run rẩy rẩy trung niên nam nhân bị người về tới. Thi Giao, ngươi trở về a, Thi Giao. Cha, người tới chính là Lý gia gia chủ Lý Trường Quý. Lý gia kinh lịch mấy đời người kinh thương, đến Lý Trường Quý trong tay, phát triển đến đỉnh phong. Đáng tiếc, Lý Trường Quý mấy năm này thân thể càng phát ra suy yếu, nhất là tại Lý Thi Nhu không ngừng niệm Phật về sau, càng là bị đả kích. Hiện tại sinh ý từ trên xuống dưới đều giao cho Lý Thi Giao cùng Lý Mạnh. Lý Mạnh năng lực không quá tốt, chỉ có thể cho Lý Thi Giao trợ thủ. Trên đường thế nào? Lý Trường Quý vội vàng nói, ngươi cùng Lý Mạnh đều vô sự. Nhân viên như thế nào? Không có việc gì, liền là tổn thất một chút hộ vệ. Lý Thi Giao đơn giản nói một lần, về sau, chúng ta đi Vân Sơn Quan, gặp được một số việc, nơi nào đạo trưởng đều đã chết. Nếu không phải Tô An Lâm huynh đệ, chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm. Lý Thi Giao trước tiên giới thiệu Tô An Lâm. Lý Trường Quý mắt mở, lúc này mới chú ý tới Tô An Lâm. Xem xét, hắn mắt mở trong mắt sáng lên. Thật là tráng kiện người trẻ tuổi. Nhớ năm đó, mình lúc tuổi còn trẻ không phải liền là nghĩ luyện được tráng kiện như vậy sao? Đáng tiếc, thiên phú không được, luyện đến rèn thể 5 tầng, dù là dựa vào cắn thuốc đều khó mà tiến thêm, chỉ có thể kinh thương. Thoáng chớp mắt, mình niên kỷ lớn như vậy a. Lý Thi Giao tại một bên nói một chút, khi nhắc tới Hắc Kiếm Sơn trang thời điểm, Lý Trường Quý vội vàng khoát tay, ra hiệu không cần nói nhiều. Sau đó, hắn gạt ra nhu hòa nụ cười, hướng Tô An Lâm ôm quyền. Tô tráng sĩ đã cứu chúng ta, thật sự là vô cùng cảm kích, nhất định phải sống thêm mấy ngày, nếu là có hứng thú, nhưng làm ta Lý gia môn khách, ta Lý gia nhất định đem Tô tráng sĩ làm người nhà mình đối đãi, tuyệt không bạc đãi. Cha, ta đã cùng Tô An Lâm nói xong. Lý Thi Giao hướng hắn khẽ gật đầu. Tô An Lâm ôm quyền, đúng vậy, Lý tiểu thư đã cùng ta đã nói rồi, lại ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Được. Lý Trường Quý mừng rỡ gật đầu. Đoạn này thời gian, Lý gia cũng không thái bình. Lý Thi Nhu chúng ta không ngừng nhập vật. Trên phương diện làm ăn đối thủ cạnh tranh nhìn hắn bệnh nặng, khắp nơi chặn đánh, ý đồ bỏ đá xuống giếng. Ba ngày trước, nhà bên trong nha hoàn càng là chết thảm, huyên náo lòng người bàng hoàng. Khó a. Bây giờ, có Tô An Lâm loại này cao thủ gia nhập, không thể nghi ngờ là có thể vì bọn họ Lý gia hộ giá hộ tống. Nhanh, đem chuẩn bị xong pháo thả, cùng nên đội xe khải hoàn. Lý Trường Quý lúc này phân phó, đúng rồi, đem chuẩn bị xong thiếp mời đưa ra ngoài, hậu thiên ta muốn là Thi Giao cùng tiểu Mạnh bày yến. Lý Thi Giao nói, cha,
không cần đến Hưng Sư động chúng như vậy a. Muốn, ngươi thế nhưng là không biết, gần nhất các ngươi rời đi về sau, bởi vì đến trễ mấy ngày, trong thành những người kia đều nói các ngươi xảy ra chuyện, một đám người cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại các ngươi trở về, ta chính là muốn để bọn hắn nhìn xem, các ngươi không có việc gì, thật tốt. Tiếng nghe cha phân phó, một đám người tiến vào đại viện. Lý Mạnh bỗng nhiên nói, cha, vậy ta đi trước nhìn Thi Nhu muội muội. Lý Trường Quý nhíu mày, tối nay đi thôi, nàng nghỉ ngơi, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, những ngày này ta gián tiếp treo thưởng, mời dân gian kỳ nhân tới cửa xử lý việc này, đã có mấy người liên hệ, ngày mai sẽ thống nhất tới cửa. Ồ, dân gian kỳ nhân, bọn hắn có biện pháp? Tự nhiên có, cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, ta tin tưởng khẳng định có người có biện pháp, chờ ngày mai sự tình giải quyết, hậu thiên ta xếp đặt tiến đế. Ta muốn để bọn hắn nhìn xem, các ngươi trở về, Thi Nhu chúng ta sự tình cũng làm xong, ai còn dám nói chúng ta Lý gia nháo quỷ. Lý Mạnh gật đầu, cha nói đến đúng, cha, vậy ta luyện võ đi. Ngươi đi luyện võ? Lý Trường Quý phảng phất nghe được cái gì khó lường sự tình, ánh mắt trừng lớn. Đúng vậy a cha, ta nghĩ luyện võ, lần này đi ra ngoài, ta đã nghĩ qua, mặc dù ta thiên phú bình thường, nhưng là vô luận như thế nào ta muốn cố gắng, dạng này về sau gặp được sự tình, mới có ứng đối chi lực, càng quan trọng hơn là. Lý Mạnh nhìn xem Tô An Lâm cứng chắc cơ bắp, ánh mắt lộ ra tinh quang. Ta muốn trở nên cùng Tô đại ca một dạng cường tráng. Tô An Lâm cả người nổi da gà lên. Đây là hấp dẫn đến cùng giới. Ha ha ha. Lý Trường Quý ngược lại là thật cao hứng, thật tốt, Tiểu Mạnh, vậy ngươi đi luyện võ chẳng, ta quay đầu cùng Triệu Minh hộ vệ nói một tiếng, để hắn đem gió thu lá dụng đao truyền thụ cho ngươi. Lần này ngươi cần phải thật tốt học, đừng như lần trước bỏ dở nửa chừng. Yên tâm đi cha. Lý Trường Quý hướng Tô An Lâm nhìn đến, Tô tráng sĩ, vậy phiền phức ngươi nhìn lấy tiểu tử này, nếu là hắn không chịu luyện võ, tùy ngươi xử trí. Ê! Tô An Lâm không nghĩ tới, Lý Trường Quý nói như thế. Biết Lý lao ra. Hai người rất mau tới đến Lý gia luyện võ tràng. Diện tích rất lớn, có một trận bóng rổ lớn như vậy. Bốn phía trưng bày rất nhiều giá vũ khí, phía trên bày đầy các loại binh khí. Có 10 cái người mặc trang phục người đang luyện võ, những người này có gầy có béo, võ nghệ không giống nhau. Tô An Lâm ánh mắt đảo qua đi, phát hiện cái này 10 cái máu người đầu đều không thấp, đều tại 100 trở lên. Nhìn đến, cái này mười mấy cái nhân tài là Lý gia tinh nhuệ. Bọn hắn bình thường không cần làm việc, có việc thật bên trên. Làm môn khách chính là như vậy, ngày bình thường không có gì sống, nhưng gặp được vấn đề, đều cần môn khách ra mặt giải quyết. Tô đại ca, đây chính là chúng ta nhà luyện võ tràng. Lý Mạnh giới thiệu, nói khẽ. Nơi này đều là nhà ta môn khách, thực lực thấp nhất đều là rèn thể 7 tầng. Lợi hại nhất là Triệu Minh sư phụ, hắn thu phong lạc diệp đao được công nhận nhanh, thực lực đạt tới rèn thể 8 tầng. Bất quá, ta nghe ta thì nói, lấy Triệu Minh sư phụ thực lực, cho dù là phổ thông rèn thể 9 tầng, hắn cũng có sức đánh một trận. Tô An Lâm gật đầu, lần này hắn làm sao không đi theo các ngươi cùng một chỗ? Ai, gần nhất trong nhà nhiều chuyện, Triệu Minh sư phụ chạy là một con đường khác, nơi nào càng thêm nguy hiểm. Lý Mạnh cảm khái, đúng rồi, đây là ta vừa mới lấy cho ngươi bảng hiệu. Hắn đưa qua một cái tấm bảng gỗ. Trên đó viết, giáp. Nhà chúng ta hạ nhân, hộ vệ, cổng, có giáp đất bính đinh tứ đẳng cấp phân chia. Đinh liền là phổ thông hạ nhân, làm việc vặt, bính là hộ vệ coi nhà, ớt đều là rèn thể 3 tầng trở lên hộ vệ, giáp chính là môn khách, thụ nhất coi trọng. Có cái này tấm bảng gỗ, ngươi tại nhà ta địa vị tương đương với ta người một nhà. Lý Mạnh vừa cười vừa nói, trên thực tế đây cũng là Lý gia một loại lôi kéo thủ đoạn, cho người ta một loại thân phận trên coi trọng, thỏa mãn người khác tâm lý. Kỳ thật tấm bảng gỗ không đặc thù tác dụng, nhưng đều sẽ đạt được tôn trọng. Lúc này, một chút môn khách chú ý tới Lý Mạnh. Mạnh công tử trở về a. Một đám người đi tới, có người chú ý tới Tô An Lâm trong tay giáp đẳng tấm bảng gỗ, mặt mày vẩy một cái. Phải biết, có thể được đến giáp đẳng tấm bảng gỗ, ngày sau luyện võ tài nguyên cùng mỗi tháng tiền ngân đều cao hơn không ít. Toàn bộ Lý gia cũng liền ba cái người có giáp đẳng tấm bảng gỗ. Bọn hắn nơi này nhiều như vậy môn khách, trong tay phần lớn là ớt đẳng mà thôi. Mạnh công tử, vị huynh đài này là ai? Tuổi còn trẻ liền cho giáp đẳng tấm bảng gỗ, thực lực nhìn đến không thấp à? Một cái làn da ngăm đen, trên mặt có hai đạo sẹo nam tử trực tiếp mở miệng. Hắn gọi Hứa Lao Tam, tại Lý gia dốc sức làm tầm 10 năm, xem như nơi này giá nhất người. Dù là như thế, hắn cũng không hôn đến một khối giáp đẳng tấm bảng gỗ, trong lòng tự nhiên có chút ghen ghét. Lý Mạnh cho Tô An Lâm giới thiệu một chút, cuối cùng nói, Tô đại ca thực lực thế nhưng là rất mạnh, lần này ta cùng tỷ ta gặp được tà ma, nếu không phải Tô đại ca, liền phiền toái. Nguyên lai là đối phó tà ma cao thủ. Hứa Lao Tam mỉm cười, lơ đễnh. Mọi người đều biết, có thể đối phó tà ma cao thủ, không nhất định là võ lâm cao thủ. Cũng tỷ như Vân Sơn Quan đạo sĩ, bọn hắn đều là hàng yêu trừ ma hảo thủ, nhưng nếu là cùng người lên xung đột, bọn hắn không nhất định chiếm được tốt. Đây chính là công pháp khác nhau. Có công pháp liền là dùng để đối phó quỷ, nếu là đối phó người, hiệu quả khả năng không bằng phổ thông công pháp. Lập tức, một số người coi là Lý gia sở dĩ cho Tô An Lâm tốt như vậy đãi ngộ, là bởi vì Tô An Lâm ở chỗ này khả năng hỗ trợ giải quyết Lý Thi Nhu sự tình. Tô huynh đệ, vậy ngươi bây giờ cảnh giới như thế nào? Hứa Lao Tam cố ý hỏi. Cảnh giới lời nói, Tô An Lâm chậm rãi phóng thích nội khí. Nội khí tại bên ngoài thân quyết tán, tới gần hắn người rất nhanh cảm ứng đến. Nguồn sức mạnh này hẳn là tại rèn thể 6 tầng. Có lớn tuổi lời bình. Nhìn rèn thể cảnh giới, liền là nhìn nội khí tại bên ngoài thân quyết tán trình độ. Đây là tối thông dụng, rốt cuộc trong cơ thể nội khí nhiều ít, không ai nhìn ra được. Cho nên cho tới nay, Tô An Lâm cảm thấy, dùng phương pháp này điều tra thực lực, với hắn mà nói không công bằng. Bởi vì hắn luyện được công pháp đều luyện đến cao thâm cấp độ, sinh ra sức chiến đấu so cùng cảnh giới cao hơn quá nhiều. Bất quá việc này không có cách nào giải thích, liền theo nó đi. Là gen thể 6 tầng. Hứa Lao Tam cũng nói, lập tức vui vẻ, Tô huynh đệ trên đường đi hộ công tử tiểu thư Chu Toàn,
chắc hẳn thực lực không bình thường, ta Hứa Lao Tam cả gan, nghị thỉnh giáo một chút Tô huynh đệ, luận bàn võ nghệ, xin chỉ giáo. Bắc đánh Minh, Nam bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là thịnh thế Đại Việt. Chương 127, lại người chết. Nói xong, Hứa Lao Tam vung tay lên, mọi người phiền phức tản ra. Hứa sư phụ, cái này. Lý Mạnh có chút sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi. Ha ha ha, Lý công tử, đã vị này Hứa sư phụ muốn luận bàn một chút, vậy liền luận bàn một cái đi, ta Tô An Lâm tự nhiên phục hồi. Tô An Lâm hai mắt tỏa sáng. Võ giả ở giữa âm thầm so tài sự tình cũng có rất nhiều, mình mới đến, lập tức cầm tới hạng A tấm bảng gỗ, có ít người khẳng định không phục. Đã như vậy, mình liền sáng một bộ phận thực lực, miễn cho về sau có người không có mắt tìm hắn để gây sự. Cùng phong trưởng, Hứa Lao Tam khẽ quát một tiếng, hướng Tô An Lâm trực tiếp đánh tới. Hắn đã rèn thể bảy tầng, một tay cùng phong trưởng ở chỗ này cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, cho dù là trong viện ba cái kia hạng A môn khách, đối với hắn cũng là lấy lễ để tiếp đón. Cho nên hắn không phục, Tô An Lâm tuổi còn trẻ, đẳng cấp lại thấp, dựa vào cái gì cầm hạng A lệnh bài? Tô An Lâm chỉ là để một bộ phận nội khí, thậm chí liền cương khí cũng không vận dụng. Trong lòng bàn tay hơi đỏ lên, đấm tới một quyền. Thiết quốc công. Ầm. Một kích phía dưới, oanh minh âm thanh nổ vang. Ba ba ba. Hai người liên tục mấy trưởng đối hoành, Hứa Lao Tam càng đánh càng kinh hãi, đối phương khí lực giống như dùng không hết giống như. Không được, mình không kiên trì nổi. Hứa Lao Tam chỉ cảm thấy hai tay tê dần, cả người bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, thân thủ tốt, lại nhìn quyền. Tô An Lâm cười to trong lòng, hai chân khẽ động, mắt thấy lại muốn đánh tới, Hứa Lao Tam mặt đều tái rồi. Đợi chút nữa. Hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, tranh thủ thời gian hô ngừng. Ừm. Thế nào? Tô An Lâm cứ thế mà dừng lại, loại này tụ lực về sau không cách nào đánh đi ra tư vị, rất là khó chịu. Ta. Hứa Lao Tam cưỡng ép áp chế bụng bên trong khó chịu tư vị, vội vàng nói, ta. Hứa Lao Tam, ngươi không sao chứ? Bên trên người tới nâng. Không đỡ còn tốt, vừa đỡ Hứa Lao Tam không thể kiên trì được nữa. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra một chỗ. Tô An Lâm, ta mẹ nó đều không dùng lực. Tô An Lâm thế nhưng là một mực ghi nhớ sư phụ nói qua, đi ra ngoài bên ngoài, giữ lại 3 phần thực lực làm át chủ bài. Hắn một mực làm như thế, thậm chí một mực giữ lại 5-6 phần thực lực. Nhưng coi như thế, Hứa Lao Tam còn bị đánh thành dạng này. Tất cả mọi người một mảnh ngốc trệ. Lý Mạnh vội vàng nói, mau mời bác sĩ chúng tới. Rất nhanh Hứa Lao Tam bị giúp đỡ xuống dưới. Tô An Lâm có chút im lặng, Lý thiếu gia, ta vừa vặn giống dùng quá sức. Lý Mạnh nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Tô An Lâm, đều đem người đánh thành như thế, Tô đại ca còn không dùng lực. Đương nhiên, hắn biết Tô An Lâm nói là sự thật. Không có chuyện gì, chính hắn muốn luận bàn. Lý Mạnh khoát khoát tay, ngay sau đó hưng phấn lên, Tô đại ca, ngươi vừa mới một chiêu kia là cái gì? Ta muốn học. Tô An Lâm sắc mặt cổ quái, ta đây là thiết cốt công, muốn từ bé luyện lên. A, dạng này a Tô đại ca, vậy ngươi có lợi hại gì chiêu thức? Vừa mới cha ngươi không phải nói, để ngươi học thu phong lạc diệp đao. Ai nha, đao pháp kia ta luyện qua, quá khó khăn, mà lại cũng không thể để ta biến cường trắng, ta nghĩ cường trắng. Tô An Lâm lắc đầu bất đắc dĩ, bất quá nghĩ, hắn nói, trên tay của ta có một môn công pháp, gọi Thiên Thủ Quyền, một quyền chi lực, có vài quyền chi uy, cực kỳ thích hợp ngươi dạng này căn cơ không sâu. Tốt. Hiện tại Lý Mạnh đầy trong đầu đều là muốn biến thành Tô An Lâm như này tên cơ bắp. Đúng rồi, vừa mới ngươi để thu phong lạc diệp đao, ta có thể hay không học? Tô An Lâm hỏi. Vừa mới hắn nghe nói đao pháp này lấy nhanh lấy sừng, cho nên thật cảm thấy hứng thú. Lý Mạnh lúc này vỗ bộ ngực, Tô đại ca yên tâm, ngươi dạy ta Thiên Thủ Quyền, ta khẳng định cho ngươi làm đến thu phong lạc diệp đao, đao pháp này chính là ta Lý gia công pháp, bất quá học tốt nhất là Triệu Minh sư phụ. Tô An Lâm trong lòng yên tâm, vậy thì tốt, ta trước dạy ngươi Thiên Thủ Quyền. Cái này vừa luyện đã là luyện 2 canh giờ. Lý Mạnh thiên phú xác thực không cao, luyện không sai biệt lắm. Hạ nhân tới bẩm báo, cho bọn hắn tìm phòng đã thu thập xong, hiện tại đi qua nhìn một chút. Phòng thu thập xong à, Tô đại ca, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, nếu là không hài lòng, đêm nay trước ở khách sạn, ngày mai đổi lại. Lý Mạnh vung tay lên, đi theo hạ nhân một đường đi tới, đi vào Lý phủ bên trái một chỗ phòng ốc. Là cái tiểu tứ hợp viện, diện tích so Hoàng Kê trấn hơi nhỏ hơn, bất quá cũng xem là không tệ. Rốt cuộc tương đối hợp thủy huyện mà nói, đất này đoạn tấc đất tấc vàng, giá phòng muốn so Hoàng Kê trấn quý rất nhiều. Mặt khác, nơi này ngay tại Lý phủ bên cạnh, ban đêm đều có Lý gia hộ vệ tuần tra, tính an toàn không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều. Tới thời điểm, Tô Ngọc Ngọc cùng Nưu Tuệ Hồng đã ở bên trong. Hai người trên tay ôm một đống lớn quần áo cùng hành lễ, đã tại thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy Tô An Lâm tiến đến, Nưu Tuệ Hồng kinh hỉ, "Sư huynh, nơi này coi như không tệ." "Đúng vậy a ca, sát vách còn có chuyên môn luyện công địa phương đâu." Tô An Lâm liếc mấy cái, khẽ gật đầu. Diện tích tuy nhỏ, bất quá ngũ tạng đều đủ. Trong phòng luyện công, một nhân cái cọc, tảng đá, xích sắt, dùng để luyện công khí cụ đầy đủ mọi thứ. Thậm chí Lý gia còn chi kỷ đưa tới không ít thịt cá, đã từ dưới người dập tốt. Về phần Tô Ngọc Ngọc cùng Nưu Tuệ Hồng đồ trên tay, là vừa vặn Lý Thi Giao đưa tới quần áo. Ba người vừa mới ra ngoài đi dạo một vòng, Lý Thi Giao cho các nàng mua một chút quần áo. "Lý thiếu gia, các ngươi có lòng?" Tô An Lâm nói. "Cái này không tính là gì, Tô đại ca ngươi thích liền tốt." "Ừm, cực kỳ thích, vậy ta liền ở lại đây." Tô An Lâm gật đầu. "Ta giúp ngươi cùng một chỗ thu thập." Gian phòng bên trong đều đã quét sạch sẽ, bất quá chăn mền cái gì đều không. Tô An Lâm từng cái thu thập xong, làm lấy ra trường bị tiên kinh thời điểm, có chút sửng sốt một chút. Trước đó hắn giải quyết mấy cái tà ma về sau, một cỗ khí tức âm lãnh đều bị trưởng bị tiên kinh hấp thu. Bất quá cái đồ chơi này giống như tắt máy, chưa hề lại xuất hiện qua. Nhìn thấy trưởng bị tiên kinh, hắn kìm lòng không được nhớ tới lấy trước những cái kia hảo hữu, cũng không biết bọn hắn thế nào. Tô An Lâm lắc đầu. Rất nhiều người hắn cố ý không có gia nhập hảo hữu,
bởi vì cảm thấy mỗi cái người đều có kinh nghiệm của mình, mình đem tất cả mọi người gia nhập hảo hữu, chỉ làm cho mình tăng thêm phiền não. Ngươi ngay ở chỗ này an tâm đợi đi, dám làm loạn, đem ngươi dứt khoát ném hầm cầu. Tô An Lâm tiện tay đem Trường Bì Tiên Kinh hướng một cái trong hộp sắt bịt lại, lập tức một khóa. Chờ Tô An Lâm rời đi, Trường Bì Tiên Kinh trên lớp lóe xuất hiện một hàng chữ: xú xú hầm cầu. Hẹ, ta mới không muốn. Người bên ngoài đều đang bận rộn. Tô Ngọc Ngọc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tràn đầy vui vẻ khí tức. Nưu Tuệ Hồng hưng phấn vô cùng, nàng phân phối đến Tô Ngọc Ngọc sát vách, cũng là phòng lớn, giường lớn. Mọi người chính hưng phấn dọn dẹp, Trương Phong bỗng nhiên mang theo người tới. Tới người đều là lần này trên đường hộ vệ, mỗi cái người cầm trong tay lễ vật. Trương đại ca, các ngươi đây là? Tô An Lâm có chút ngoài ý muốn. Trương Phong cười nói, các huynh đệ nghe nói ngươi chuyển đến, không phải sao, mọi người thương lượng một chút, tới cho ngươi chúc mừng. Đúng vậy à, Tô huynh đệ, lần này nói đến, may mắn ngươi xuất mã, bằng không ta chỉ sợ cũng không sống lại. Một cái niên kỷ thật lớn hộ vệ nói, cầm trong tay hắn hai cái thịt vịt nướng, xem như hạ lễ. Tô huynh đệ, đây là ta một chút tấm lòng. Lại một cái hộ vệ đưa tới một hộp bánh ngọt. Cái này là của ta, mấy con cá. Ta, hai bình rượu ngon. Còn có ta, hai cái gối đầu, chúc ngươi về sau ngủ cho ngon. Tô An Lâm cảm khái, khách khí, quá khách khí, mời ngồi. Ta đi châm trà. Tô Ngọc Ngọc nhanh đi bận rộn. Đến đều tới, mọi người ngay ở chỗ này ăn cơm đi, ta đợi chút nữa đi bên ngoài tiểu lâu cầm vài món thức ăn. Lý Mạnh cười nói. Lý thiếu gia, không cần làm phiền, ta để nấu cơm, bất việc lại tiết kiệm tiền. Nưu Tuệ Hồng nói. Ách, Tuệ Hồng, ngươi sẽ còn nấu cơm đâu? Lý Mạnh đi tới, nhìn về phía Nưu Tuệ Hồng thời điểm, mặt chợt đỏ lên, vội vàng nhìn về phía địa phương khác. Nưu Tuệ Hồng không phát giác cái gì, gật đầu nói, cha mẹ ta chết sớm, từ nhỏ đến lớn đều là chính ta nấu cơm, hương vị khá tốt, sư huynh thế nhưng là nếm qua. Lý Mạnh một mặt hưng phấn, nghĩ không ra Châu tiểu thư ngươi như thế tài giỏi, ta vẫn cho là ngươi chỉ là yêu thích luyện võ. Nưu Tuệ Hồng thở dài, lấy trước không gặp được sư huynh thời điểm, ta kỳ thật trôi qua cực kỳ khổ, không thế nào luyện võ, liền có một thân khí lực. Lý Mạnh bật thốt lên, ta liền thích khí lực lớn. Nưu Tuệ Hồng. Lý Mạnh. Ha ha, nấu cơm, ta giúp ngươi. Lý Mạnh vội vàng nói. Nưu Tuệ Hồng gật gật đầu, thuần thục cầm xuống treo hai khối thịt heo, làm thịt kho tàu, Ngọc Ngọc, ngươi đi chuẩn bị một chút rau xanh, đem cá tẩy. Được rồi. Rất nhanh, ba chén lớn thịt kho tàu, hai bát lớn cá kho nấu xong. Cuối cùng Nưu Tuệ Hồng xào vài món thức ăn, Ngọc Ngọc ra ngoài mua đậu phộng, hạt dưa, một đám người ăn uống bắt đầu. Tô huynh đệ về sau tại cái này, chúng ta thời gian liền tốt quá nhiều. Trương Phong ăn ngay nói thật, nâng chén liền thét lên, về sau đi ra ngoài, tà ma không sợ. Đúng vậy a, lấy Tô huynh đệ thực lực, xác thực không cần lo lắng. Mọi người khách khí, đến, uống một cái. Vài chén rượu hạ đũa, một đám người uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ầm. Đột nhiên cửa bị phá tan, đi tới một cái nha hoàn. Đào Đào, sao ngươi lại tới đây? Lý Mạnh kinh ngạc, Đào Đào là nhị nương bên người nha hoàn, rất quen thuộc, cho nên hắn không trách tội. Đào Đào khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thở hổn hển nói, "Không, không xong, lại người chết." Chuyện gì xảy ra? Một đám người liền vội vàng đứng lên, chén choáng đều tỉnh dậy hơn phân nửa. Vừa mới thi Nhu tiểu thư tỉnh, một cái hộ vệ cho nàng đưa thức ăn, nhưng nửa ngày không trở về, về sau người khác đi tìm, phát hiện hắn ngã ở trên đường, đã chết. Lại người chết. Mọi người không có ăn cơm tâm tư. Trương Phong vội vàng nói, "Dẫn đường, nhanh lên." Lý Mạnh hô, "Ta cũng đi." Tô An Lâm đi ra ngoài, đi đến một nửa, hướng Tô Ngọc Ngọc cùng Nưu Tuệ Hồng nói, "Các ngươi ở nhà, cũng đừng chạy loạn, mà khác, ta lần trước cho các ngươi gương đồng cất kỹ." Lần trước tại Lăng Dương trấn cổ thành đường phố, hắn mua mấy cái hai tay gương đồng. Cái đồ chơi này bảo hộ ở trên thân có thể trừ tà, phổ thông tà ma không cách nào tới gần. "Biết." Tô An Lâm gật gật đầu, đi theo đám người ra ngoài. Rất mau tới đến Lý gia hậu viện. Lúc này đã vây quanh không ít người. Chết thật thảm, đều làm. Máu cũng bị mất, Thi Nhu tiểu thư làm sao dạng này? Thi Nhu tiểu thư còn tại niệm Phật, nàng chẳng lẽ không biết nàng giết người sự tình sao? Biết cái gì a, nàng đã không phải là lấy trước nàng. Bắc đánh Minh, Nam Bình Chiêm, Tây nhập Hai Lao, chân là Thịnh thế Đại Việt. Chương 128, niệm Phật. Niệm Phật. Áo A Di Đà Phật, áo A Di Đà Phật. Vừa tiến vào cái viện này, Tô An Lâm liền nghe được một cố niệm Phật thanh âm. Phát ra âm thanh chính là cái giọng nữ, nghe âm điệu tuổi tác hẳn không phải là rất lớn. Chợt nghe xong, cho người ta một loại tâm thần thanh thản cảm giác, phảng phất rửa đi trong lòng phiền não. Chỉ là Tô An Lâm nghe có một loại không nói ra được kỳ quái cảm giác, nhưng lại không nói ra được. Thi thể trên đất là một người mặc Lý gia đồng phục hộ vệ nam thi, yêu bội bính cấp tấm bảng gỗ. Thi thể hai mắt trợn lên, phảng phất thấy được kinh khủng đồ vật, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Hai cánh tay năm ngón tay uốn lượn, hai chân cũng là uốn lượn, toàn thân không có bất kỳ cái gì huyết sắc, liền gương mặt đều lõm. Máu không có. Tô An Lâm cũng coi là lão giang hồ, một chút nhìn ra không thích hợp. Tránh ra. Lý Thi Giao lúc này tới, nhìn xem mặt trước thi thể, ai cái thứ nhất phát hiện? Là ta. Một cái hộ vệ đi tới, "Tiểu thư, lật một hắn phụ mệnh tới, cho Thi Nhu tiểu thư đưa cơm, ta nửa ngày không nhìn hắn trở về, liền dọc theo đường tới tìm, sau đó liền phát hiện thi thể. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang." "Không có, nhưng xảy ra chuyện thời điểm, Thi Nhu tiểu thư trong phòng không có niệm Phật thanh âm." "Không có niệm Phật, nói rõ Lý Thi Nhu lúc ấy tại làm chuyện khác. Vô cùng có khả năng, nàng tại giết người." Lý Thi Giao sắc mặt càng phát ra âm trầm. Khóe mắt nàng cong lên, chú ý tới Tô An Lâm, "Tô An Lâm, theo ta vào xem em gái ta." Tô An Lâm đoạn đường này giải quyết không ít tà ma, nàng đối Tô An Lâm có lòng tin. "Được." Tô An Lâm gật đầu. Đám người tránh ra con đường. Tô An Lâm đi theo Lý Thi Giao tiến vào, niệm Phật thanh âm càng lúc càng lớn. Tô An Lâm lúc này mới phát hiện không thích hợp.
Ngay từ đầu niệm Phật thanh âm cho người ta hiền hòa, cảm giác thoải mái, nhưng càng nghe xuống dưới, càng cảm thấy quỷ dị. Hắn ẩn ẩn cảm giác một loại buồn nôn. Thật buồn nôn, Lý tiểu thư, các ngươi chẳng lẽ không có cảm giác sao? Lý Thi Giao sững sờ, lắc đầu, thanh âm này nghe thật thoải mái, liền là thời gian quá dài, chúng ta mới phát giác được không thích hợp. Vậy xem ra cảm giác của chúng ta không giống. Tô An Lâm nhíu mày. Điểm này, hắn trước đó đã cảm thấy. Hắn lấy trước có thể cảm giác được quỷ dị, thế nhưng là người khác cảm giác không đến. Ngay từ đầu tưởng rằng trùng hợp, hiện tại xem ra là hắn có khác với thường nhân. Vì sao lại như vậy chứ? Hắn cuối cùng nghĩ đến mình luyện những cái kia công pháp. Rất nhiều công pháp hắn đã luyện đến cực cao tu vi, người khác nhưng không có phần này thực lực, cho nên từ cảm giác lực trên nhìn, hắn càng thêm nhạy cảm. Đông đông đông. Lý Thi Giao gõ cửa. Niệm Phật thanh âm đột nhiên dừng lại. Thi Nhu, là ta. Lý Thi Giao nói. Thì, ta không phải đã nói rồi sao? Ta tại niệm Phật thời điểm, không nên quấy rầy ta. Lý Thi Nhu thanh âm ung dung. Thế nhưng là ngươi đã rất lâu rồi, mà lại vừa mới, bên ngoài người chết, liền chết tại ngươi ngoài cửa, ngươi. Ngươi chết, không có quan hệ gì với ta, Phật nói, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, có người đã chết, đó chính là hắn tuổi thọ đến, cùng ta nói có làm được cái gì. Lý Thi Nhu gợn sóng nói. Thi Nhu, thế nhưng là bọn hạ nhân lo lắng, chết người cùng ngươi có quan hệ. Lý Thi Giao nói. Làm sao lại cùng ta có quan hệ? Ta một mực tại niệm Phật thôi, tỷ tỷ, phải không chúng ta cùng một chỗ niệm Phật đi? Phật nói, tin Phật người, đến vĩnh sinh. Ngươi biết không, từ khi ta một mực niệm Phật về sau, ta cảm giác thật thoải mái. Đây là một loại ngươi chưa hề trải nghiệm qua cảm giác. Lấy trước ta, một mực rất khó chịu, ta cảm thấy mình rất yếu, ta cảm thấy một số người phía sau nói xấu ta, ta cảm thấy người trên thế giới này, vì cái gì thai khổ nhiều như vậy. Niệm Phật về sau, ta hiểu được, thai khổ là mỗi cái người nghiệp lực, chỉ có vượt qua những này, liền tốt. Còn nếu là tin Phật, càng là sẽ mang đến vô số chỗ tốt, nếu như bị Phật tuyển chúng, càng là có thể trở thành Phật chủ người hầu. Đến lúc đó, ta liền thành tiên A. Cho nên tỷ tỷ, cùng một chỗ niệm Phật đi, tin Phật người, đến vĩnh sinh A. Tô An Lâm vặn vẹo cổ, lạnh nhạt nói, tin Phật tin ma điên rồ, vào xem. Ừm. Tỷ tỷ, bên cạnh ngươi là ai? Là Tô hộ vệ, hắn. Hắn nói tiến đến nhìn xem. Lý Thi Giao nói. Tỷ tỷ. Thanh âm bên trong đột nhiên táo bạo bắt đầu, mang theo một cỗ tức giận, ta không phải đã nói sao, ngoại trừ ngươi, không cho phép bất luận kẻ nào tới, không cho phép, không cho phép, không cho phép. Ta không cho phép. Ta muốn niệm Phật, ta muốn niệm Phật, áo a di đà Phật. Thi Giao tiểu thư, trực tiếp đẩy cửa xem một chút đi. Tô An Lâm từng có đối phó tà ma kinh nghiệm, tỉ như cây kia quỷ dây thừng. Nói, hắn trực tiếp đẩy cửa. Lại là phát hiện cửa bị khóa trái. Ầm. Tô An Lâm không nói hai lời, một cước liền là đạp tới. Cửa trực tiếp bị phá tan, tấm ván gỗ gãy đôi, vỡ thành hai nửa. Trong phòng, tia sáng lờ mờ. Bốn phía cửa sổ đều bị trang giấy phong kín, một điểm ánh nắng đều thấu không tiến vào. Lý Thi Giao ngẩn người, đều không kịp phản ứng. Bọn hắn bình thường tới, đều là thuận Lý Thi Nhu đến, miễn cho gây nên Lý Thi Nhu táo bạo. Nhưng bây giờ, ngươi làm gì? Ngươi làm gì? Lý Thi Nhu quay đầu, dương nhanh múa vớt, tóc thai bù xù. Loan thoáng, Tô An Lâm có thể nhìn thấy Lý Thi Nhu gương mặt. Nhìn ra được, là cái thanh tú tiểu cô nương. Nhưng bởi vì thời gian dài không có gặp mặt trời, nàng bây giờ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng móng tay thon dài, sắc nhọn như lưỡi dao, nhào tới liền muốn cào Tô An Lâm. 3. Tô An Lâm một bàn tay vung qua, đem Lý Thi Nhu quăng bay ra đi. Lý Thi Giao. Lý Thi Nhu cũng có chút ngượng, ngươi dám đánh ta? Tô An Lâm trầm giọng, Lý tiểu thư, ngươi cái này muội muội bị quỷ phụ thân, ta đây là vì tốt cho nàng. Kỳ thật hắn có thể nhìn ra được cái dám quỷ phụ thân, thuần túy chính là vì đánh người kiếm cớ. Ta đánh ở trên người nàng, kỳ thật đánh vào chính là quỷ trên thân. Tô An Lâm nói. Như vậy sao? Vậy có thể hay không giải quyết vấn đề? Lý Thi Giao vội vàng nói. Cái này còn không rõ ràng lắm, bất quá, ta có thể giúp một tay thử một chút. Tô An Lâm tại thí nghiệm. Hắn suy đoán, dưới mắt Lý Thi Nhu hẳn là bị quỷ phụ thân, như vậy, hắn vận dụng dương thần công, đem dương lực đưa vào Lý Thi Nhu trong cơ thể, có thể hay không giải quyết vấn đề này? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, khi đó Phương gia cái kia có bệnh thích sạch sẽ tiểu thư đem môn công pháp này cho hắn thời điểm, chính miệng nói qua, công pháp này liền là đối phó tà ma. Dương khí, tà ma đều tránh. Cái này cùng cương khí không giống, cương khí là gia tăng lực công kích, không có lực công kích cương khí, tà ma không sợ. Như vậy trên lý luận, tà ma chui vào trong thân thể, hắn cái này dương khí công pháp có thể đem tà ma bước ra. Nghĩ đến liền làm. Lý Thi Nhu lần nữa vào tới, Tô An Lâm một phát bắt được tóc của nàng, hung hăng kéo một cái, lắc tại trên mặt đất. Lý Thi Giao nhìn một trận đau lòng, đáng thương muội muội, bị đánh thành dạng này. May mắn, đánh ở người nàng, đau là quỷ. Tốt, đánh thật hay. Nàng trong lòng hò hét, cảm giác những ngày này trong lòng phiền muộn quét sạch sành sanh. Nàng kỳ thật tính tình cũng không hề tốt đẹp gì, trước đó vài ngày vì thuận Lý Thi Nhu, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Hiện tại cuối cùng là chút giận. Tô An Lâm đem Lý Thi Nhu đè xuống đất, hung hăng ma sát. Sau đó ngồi quỳ chân ở trên người nàng, để nàng không thể động đậy. Thần sắc lạnh lùng nói, "Niệm Phật, ta hiện tại đem ngươi đánh thành dạng này, ngươi để Phật ra a? Ngươi, ngươi dám khinh nhân Phật, ngươi sẽ hạ 18 tầng địa ngục." Dù là bị Tô An Lâm rút mặt đều sưng lên, Lý Thi Nhu vẫn như cũ chửi rủa. "Ta muốn là hạ 18 tầng địa ngục, ta liền đem 18 tầng địa ngục cho nổ." Tô An Lâm cười lạnh, trở tay lại một cái tát. "Ngươi hỗn đản, ngươi vô sỉ." "Hoắc, còn mắng, để ngươi mắng." "Ba." Lại một bàn tay. "Ngươi." "Ba." "Ta." "Ba." 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 Lý Thi Nhu mặt đã sưng giống đầu heo, nhưng là nàng vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, nàng muốn giết ngươi. Nàng mồm miệng đã không rõ, sức lực toàn thân nhỏ đi rất nhiều. Cảm giác được Lý Thi Nhu suy yếu,
Tô An Lâm âm thầm gật đầu, không sai biệt lắm. Một cỗ dương lực, một điểm điểm tại phần bụng bốc lên. Lý Thi Nhu cảm giác được không thoải mái, trên thân càng phát ra dữ tợn, buông ra. Thả ta ra. Ngay tại Tô An Lâm động thủ thời khắc, đột nhiên bên ngoài một chi phi tiêu phóng tới. Tô An Lâm lúc này làm sao có thể trốn tránh? Phốc phốc. Hắn quần áo lập tức bị phi tiêu vạch phá, phi tiêu đâm vào hắn da thịt bên trên, trực tiếp bị bắn ra. Đang đánh lén. Tô An Lâm quay đầu, ai? Ngươi thật to gan, dám khinh nhẫn Thi Nhu tiểu thư. Một cái thân hình gầy còm nam tử trung niên, một bộ đồ đen trang phục, bước nhanh đi tới. Giang sư phụ. Lý Thi giao nhíu mày. Người đến là Lý gia Tam đại giáp đẳng môn khách một trong, tên hiệu Đoạn Thủy Phi phiêu thủ Giang Phi. Vừa mới phi tiêu liền là hắn ném ra. Đại tiểu thư, Thi Nhu tiểu thư bị ma phật mê, ta đã tìm người khu ma, ngươi để người đem nàng đánh thành dạng này đây là ý gì? Giang Phi vừa tiến đến quát. Giang sư phụ đừng tức giận, Tô huynh đệ hắn đang giúp đỡ. Lý Thi giao vội vàng nói. Đối đãi Lý gia giáp đẳng hộ vệ, dù là Lý Thi giao cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Tô An Lâm niết miệng, vừa mới ra hỏa này phi tiêu mặc dù không tổn thương hắn, nhưng vẫn còn có chút đau. Giống như bị một chỉ rất lớn lực lượng nắm đấm đập một cái. Nói cách khác, cái này người ra tay, căn bản không phải vì ngăn lại hắn, mà là trực tiếp hạ tử thủ. Có người ngăn cản, lúc này cũng không thời gian đưa vào dương khí, Tô An Lâm dứt khoát đứng dậy. Hỗ trợ? Nào có dạng này hỗ trợ? Giang Phi hơi vung tay, mười phần không khách khí chỉ vào Tô An Lâm, theo ta thấy, tiểu tử này liền là giang hồ phiến tử, lừa gạt người. Tô An Lâm lạnh nhạt nói, đi lên liền chỉ trích ta là lừa đảo, ngươi có chứng cứ gì? Chỉ bằng ngươi đem người đánh thành dạng này. Ta ra tay có chừng mực, đây chỉ là bị thương ngoài da, ngươi cũng là cao thủ, không biết cái này đều nhìn không ra. Chủ tớ có khác, cho dù là bị thương ngoài da, cũng không phải ngươi có thể đánh như vậy. Tô An Lâm cười, vậy liền bỏ mặc Thi Nhu tiểu thư dạng này. Vậy ngươi giáp tâm làm gì? Đại tiểu thư, ta đã tìm tới cao nhân, ngày mai liền sẽ tới cửa khu ma, không cần hành hạ như thế Thi Nhu tiểu thư. Giang Phi ôm quần nhìn xem Lý Thi Giao nói. Cái này, nàng lập tức không có chủ ý. Tô An Lâm nhíu mày, được, ngươi nói ngày mai có người đến giải quyết vấn đề, vậy liền ngày mai, nhưng là ngươi vừa mới dùng phi tiêu làm tổn thương ta, nếu không phải ta luyện đồng gia thiết cốt công, chỉ sợ ta đã chết, món nợ này, tính thế nào? Giang Phi hai tay vây quanh, một mặt cao ngạo, còn muốn cùng ta tính sổ sách, nghe nói vừa mới ngươi mấy chiêu liền đem Hứa Lao Tam đánh bại, ngươi cho rằng ta là hắn? Để hòa hợp ta tính sổ sách dễ dàng như vậy? Ta liền cho là như vậy. Tô An Lâm nói. Ha ha, được được, người trẻ tuổi ngang ngược càng rỡ, đáng tiếc ngang ngược càng rỡ người đều chết sớm, biết tại sao không? Bởi vì không biết tự lượng sức mình, thích trứng gà đụng tảng đá. Ai là trứng gà ai là tảng đá còn chưa nhất định. Được, không biết tốt xấu đồ vật, coi quyền. Mạn tính cách dung hòa giữa cực độ cầu, vô sỉ, sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết. Chương 129, trừ tà người. Coi quyền. Giang Phi khẽ quát một tiếng, trực tiếp hướng Tô An Lâm đánh giết tới. Tô An Lâm sắc mặt lạnh lẽo, song quyền đón đỡ. Phanh ba, ầm. Liên tục ba chiêu, tùy tiện ngăn trở. Tô An Lâm nội khí nhấc lên, liền chuẩn bị vận dụng Thiên Thủ Quyền. Thiên Thủ Quyền trước mắt mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng phối hợp xuống đến, đủ để cho người ăn thiệt thòi. Nhưng vào lúc này, Lý Thi Giao thừa dịp hai người thu quyền thời điểm, vội vàng đi đến ở giữa, đợi chút nữa. Đại tiểu thư. Giang Phi thu hồi nắm đấm lạnh nhạt nói, còn xin tránh ra, để cho ta giáo huấn một chút tiểu tử này. Tô An Lâm nhíu mày, kém một chút. Lý Thi Giao hít sâu một hơi, cảm thụ được hai người mang cho nàng áp lực, nàng ngưng trọng nói, đều là người một nhà, có hiểu lầm gì đó giải thích một chút là được rồi, không cần thiết dạng này. Hừ, đại tiểu thư đều nói như vậy, ta Giang Phi tự nhiên nghe lệnh, bất quá tiểu tử, hôm nay chỉ có thể coi là ngươi may mắn. Tô An Lâm, ngươi muốn tìm ta phiền phức, ta tùy thời phục bồi. Lý Thi Giao có chút đau đầu, làm sao hai cái hộ vệ cãi vã? Tô An Lâm, Giang sư phụ, còn xin các ngươi đi ra ngoài trước, ta chiếu cố muội muội. Lý Thi Giao nói, vậy ta trước cáo tử, đại tiểu thư ngươi yên tâm, ngày mai khu ma người liền đến, nhất định có thể giải quyết Thi Nhu tiểu thư vấn đề. Trịnh trọng ôm quyền về sau, Giang Phi trực tiếp rời khỏi nơi này. Tô An Lâm ánh mắt lướt qua Lý Thi Nhu. Từ thanh máu đến xem, Lý Thi Nhu không có gì khác thường. Thanh máu, 56-56. Chỉ có thể nói chung quy chung cụ. Vừa mới Lý Thi Nhu bị hắn đánh cho một trận, hiện tại đầu của nàng đều là chóng mặt, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Nhưng dưới mắt, cưỡng ép vận dụng dương khí trừ tà chỉ sợ không quá phù hợp, chỉ có thể cáo tử. Tô huynh đệ, ngươi không sao chứ? Trên đường về nhà, Trương Phong đi theo Tô An Lâm bên người, Giang Phi sư phụ chính là như vậy, làm người bá đạo, chúng ta một chút huynh đệ đều sợ hắn. Tô An Lâm nói, kỳ thật hắn thật dễ nói chuyện cũng không có gì, ta có thể cho là hắn nóng lòng cứu chủ, nhưng vừa lên đối ta dùng sát chiêu, đây không phải người bình thường gây nên. Cái này ta cũng là không nghĩ tới. Lấy trước những hộ vệ khác đã làm sai chuyện, hắn nhiều lắm là răn dạy vài câu, nhưng lần này, Tô An Lâm lòng tốt nói, tóm lại, ta sẽ trong bóng tối để phòng hắn, các ngươi cũng giống vậy. Sắc trời đã tối, Tô huynh đệ, vậy ta không đưa ngươi. Ừm, về sớm một chút đi. Trương Phong gật gật đầu, rời khỏi nơi này. Về đến nhà, Tô Ngọc Ngọc cùng Nưu Tuệ Hồng đều không nghỉ ngơi, mà là trong sân luyện công. Tô An Lâm không đi quấy rầy hai người, đơn giản sau khi rửa mặt trở lại trong phòng, lật ra trường bị tiên kinh. Vừa mới qua đi thời điểm, hẳn là mang theo ngươi, có lẽ ngươi biết một chút cái gì. Tô An Lâm trầm giọng, ngươi nhất định biết chút ít cái gì a? Hồ Tiên mộ bên trong, những người kia nói ngươi có thành tiên chi pháp, vậy ngươi nói một chút, làm sao thành tiên? Trường bị tiên kinh phía trên xuất hiện tiểu chữ. Sớm một chút tắm tắm ngủ đi. Tô An Lâm nhíu mày, thôi, ngày mai ta dẫn ngươi đi Lý Thi Nhu nơi nào nhìn xem, ngươi không phải thích hấp thu tà ma trên người âm khí sao, ngươi chỉ cần phối hợp ta, để ngươi hút cái đủ. Tại Tô An Lâm nhìn đến,
Trường Bì Tiên Kinh cần âm khí, hắn giết chết tà ma kiếm điểm kinh nghiệm theo như nhu cầu. Đương nhiên, Trường Bì Tiên Kinh cái đồ chơi này cần thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô An Lâm tiến vào Lý phủ. "Tô đại ca." Lý Mạnh tới cùng Tô An Lâm chào hỏi, "Ngươi đã tới, vốn muốn đi tìm ngươi. Nghe nói hôm nay trừ tà người tới, ta liền muốn nhìn xem làm sao làm." Lý Mạnh nói, "Nghe nói lần này tới 5 người, cha ta để cho ta chào hỏi người ta đâu." "5 cái sao? Ngược lại là thật nhiều." "Đúng vậy a, đại đa số là Giang Phi sư phụ chiêu mộ." Nói lên Giang Phi, Lý Mạnh thở dài, "Tô đại ca, chuyện tối ngày hôm qua ngươi không muốn để vào trong lòng." Tô An Lâm khoát tay, "Ta còn không đến mức nhỏ mọn như vậy, vẫn là câu nói kia, hắn không chọc ta, ta coi như xong." "Ừm ân." Lý Mạnh thở dài một hơi. Trong đáy lòng, hắn cũng là sợ Tô An Lâm thua thiệt. Tô An Lâm mặc dù thực lực mạnh, nhưng Giang Phi cũng không yếu. Làm bọn hắn Lý gia uy tín lâu năm hạng A môn khách, thực lực của hắn tại toàn bộ Hợp Thủy huyện đều nổi danh. Rốt cuộc một cái võ giả có thể có tên hiệu, bản thân cũng đại biểu người khác đối với hắn coi trọng. Hàn huyên một chút, ngoài cửa đi tới một cái hòa thượng. Thế nhưng là Tuệ Viên đại sư. Lý Mạnh nên đón. "A Di Đà Phật, là ta." Tuệ Viên đại sư khẽ gật đầu, "Nghe nói nơi đây xuất hiện ma Phật, ta nghe nói về sau, cảm thấy chấn kinh, liền đến đây nhìn xem, hy vọng có thể là quý phủ giải quyết phiền phức." "Quá tốt rồi, cha ta đã xin đợi đã lâu, mời đến." Hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Tô An Lâm liếc nhìn Tuệ Viên Thanh Máu. "Thanh Máu, 87-87. Không phải cực kỳ mạnh nha." Rất nhanh, lại tới mấy cái trừ tà người. Một cái kiếm khách, đi theo phía sau một cái tiểu đồ đệ, tự xưng kiếm thánh. "Thanh Máu, 67-67. Một người mặc quần áo đỏ cô nương, tự xưng đến từ một cái trừ tà tiểu môn phái. Nàng không nói cụ thể môn phái là cái gì, cũng không nói mình danh tự, chỉ là tự xưng tên hiệu Diệt Tình. Nghe tới Diệt Tình hai chữ về sau, Tô An Lâm kinh ngạc nhìn nàng một chút. "Diệt Tình?" "Thanh Máu, 154-154. Thật cao Thanh Máu." Phải biết, hắn Thanh Máu có thể có cao như vậy, dựa vào là thêm điểm cùng phục dụng một chút bổ huyết đồ vật. Mà cái này Diệt Tình, thế mà cao như vậy. Thực lực nhìn đến không đơn giản. Đằng sau hai tổ đều là bị Giang Phi đưa vào đến. Một cái là trung niên nữ tử, một bộ ăn mặc đạo cô, Thanh Máu cũng không thấp, đạt tới 98. Một cái khác là cái trung niên đao khách, sau lưng cũng đi theo một cái tiểu đồ đệ. Đao khách Thanh Máu đạt tới 108, một mặt hung ác tướng. Đao khách này không có ẩn tàng nội khí, ra hiển lộ ra thực lực, tại rèn thể 7 tầng cũng không tính thấp. Người đều đến đông đủ, bị nhân Lý phủ môn khách Giang Phi cung nên chư vị. Giang Phi trịnh trọng ôm quyền, chỉ Lý Mạnh, "Đây là công tử nhà họ Lý, Lý Mạnh." "Bái kiến công tử." Đám người cùng kêu lên. "Vất vả chư vị, cha ta sinh bệnh, không nên nói nhiều lời nói, liền từ ta đến nói một chút chuyện lần này đi." Sau đó, hắn đem sự tình đại khái nói một lần. Kỳ thật bọn hắn tới thời điểm, liền nghe nói Lý Thi Nhu niệm Phật biến si sự tình. Hiện tại Lý Mạnh nói như vậy, chẳng qua là làm bổ sung mà thôi. Nghe vậy, Tuệ Viên cầm trong tay Phật châu, một tay dọc tại mặt trước, "A Di Đà Phật, chắc không được ta vừa tiến đến, liền cảm giác được nơi này âm khí trùng thiên." Kiếm Thánh ôm một thanh hắc kiếm, khẽ gật đầu, "Ta cũng cảm giác được, đáng tiếc, loại này tà vật, tại ta Kiếm Thánh mặt trước không đáng giá nhắc tới." Lý Mạnh hài lòng gật đầu, nhìn đến những cao nhân này đều rất có tự tin a. "Muội muội sự tình được cứu rồi. Chư vị, kia làm phiền đi muội muội ta ở sân nhỏ bên kia, mọi người xin yên tâm, dù là không xuất lực, ta Lý gia cũng sẽ không bạc đãi mọi người." Lý Mạnh khách khí nói. "Ừm, vậy đi đi." Diệt Tình cô nương ngữ khí gọn sóng. Đi vào đình viện, từng đợt niệm Phật thanh âm truyền ra. Tuệ Viên thần sắc cứng lại, cả người thân thể giống như cứng đờ, ánh mắt trừng lớn. Thanh âm này thật thoải mái. Đây mới là Phật thanh âm a. Hắn một mặt vẻ si mê, bước nhanh hướng trong nội viện đi đến. "Tuệ Viên sư phụ, Tuệ Viên sư phụ." Lý Mạnh kêu hai tiếng, nhưng Tuệ Viên đại sư giống như không nghe thấy, trực tiếp vào nhà. Kỳ quái là, Lý Thi Nhu chỗ ở, cửa phòng tự động mở ra, đem hắn đón vào. Rất nhanh, trong phòng truyền đến Tuệ Viên sư phụ niệm Phật thanh âm. "Áo A Di Đà Phật." Tô An Lâm đều không còn gì để nói, khá lắm, liền tà ma đều không bắt đầu đối phó đâu, cái này dựng vào một cái. Nhìn đến không có gì bản lĩnh thật sự. Tô An Lâm nói. Thấy cảnh này, vừa mới tự xưng kiếm thánh người khẩn trương cái trán ngoại trừ đổ mồ hôi. Tô An Lâm xem xét hắn một chút, gợn sóng nói, "Kiếm thánh đại nhân, Tuệ Viên sư phụ thất bại, vậy ngươi đi vào đi." Khụ khụ, ta đột nhiên ngực có chút khó chịu, phải không Diệt Tình cô nương đi vào trước. "Ngươi yên tâm, ngươi nếu là có sự tình, ta người đầu tiên xông vào cứu ngươi." Diệt Tình cô nương mặc dù gương mặt xinh đẹp mượt mà, nhưng xem ai đều một bộ ai thiếu nàng tiền bộ dáng. Nghe vậy, nàng nhìn hằm hằm nhìn đến, "Cái gì cầu thí kiếm thánh, ta xem là hãm hại lừa gạt đồ chơi, Lý thiếu gia, ta nghĩ các ngươi bị lừa." "Nói hiệu nói vượn cái gì, ta thế nhưng là có bản lĩnh thật sự." Kiếm thánh vội vàng nói. Tô An Lâm đề nghị, "Ngươi nói ngươi có bản lĩnh thật sự, kia bộc lộ tài năng cho chúng ta nhìn xem." Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Giang Phi, hắn ngược lại là không có phản bác, ngược lại gợn sóng nói, "Nếu là dám gạt người, chết." Kiếm Thánh nghe xong, ngược lại là không có bối rối, "Đã các ngươi đều nói như vậy, ta muốn là không lộ một tay, xem ra là không được." Lại nhìn, hắn rút kiếm ra, hướng đám người cười lạnh một tiếng. Một giây sau, ngẩng đầu, kiếm trực tiếp hướng mình miệng bên trong cắm tới. Rất nhanh, thân kiếm bị hắn nuốt. Không ít hộ vệ chấn kinh, cái này tình huống như thế nào, nuốt kiếm. Thế giới này hành tẩu giang hồ tay nghề người không nhiều, rất nhiều người không biết đến loại này nuốt kiếm, từng cái kinh động như gặp thiên nhân. Tô An Lâm sắc mặt cổ quái, "Nuốt kiếm, người này là tới biểu diễn gánh xiếc." Sau đó, liền thấy hắn rút kiếm ra, một mặt ngạo nghễ, "Như thế nào?" Ầm. Tô An Lâm đi lên liền làm một cước đạp tới. Người này thẳng tắp bị đạp quỳ gối, ôm bụng, thống khổ kêu rên. Tô An Lâm lạnh lùng, "Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, thật đúng là cho là chúng ta dễ lừa gạt như vậy." Nói,
Tô An Lâm nhặt lên kiếm, đối một đâm, thân kiếm rụt trở về. Lần này, tất cả mọi người biết, nguyên lai là dạng này. Ta đi, vừa mới ta còn cảm thấy rất lợi hại, không nghĩ tới là giả. Lý Mạnh sắc mặt khó coi, dám gạt chúng ta, người muốn chết. Thiếu ra, giết hắn đi, đối loại này lừa đảo, quan phủ cũng sẽ không truy cứu. Tiêu Kiếm Thánh nghe xong, trực tiếp luống cuống. Hắn liền là muốn tới đây kiếm bộn mà thôi, dù sao Lý gia nói, không xuất lực cũng có thể được một bút bạc. Không muốn, ta sai rồi, ta sai rồi, ta chính là nghĩ đến kiếm ít tiền lẻ, không muốn hại người à, các ngươi buông tha ta. Kéo ra ngoài, giết. Giang Phi nói. Đừng, đừng. Không bao lâu, Kiếm Thánh bị người kéo ra ngoài. Quấy rối người rốt cục không có. Diệt Tinh lạnh lùng nói. Đao khách nhìn lướt qua nàng, lạnh nhạt nói, nhìn ngươi bộ dáng đối với mình rất có tự tin. Tự nhiên. Đáng tiếc, giải quyết quỷ vật người, tất nhiên là ta, ban thưởng ta muốn. Đao khách ngữ khí gợn sóng, hướng Lý Mạnh nói, vậy ta tiến vào. Vị tiền bối này, không biết ngươi làm thế nào? Lý Mạnh hỏi. Đao của ta có thể chém quỷ, khu quỷ. Ta và ngươi đi vào chung đi. Đạo cô đi đến trước, nàng tựa hồ cùng Đao khách tương đối quen thuộc. Có thể. Lập tức, Đao khách mang theo sau lưng đồ đệ hướng sân nhỏ đi đến. Ngay tại ba người đi vào thời điểm, Tô An Lâm đứng tại bên cạnh, lấy ra trường bị tiên kinh. Ông trùm trở về quá khứ làm hoàng đế thời nhà Lý, xây dựng đất nước hùng cường, mở ra kỷ nguyên vàng son của Đại Việt. Mời xem. Chương 130, sinh biến, quỷ dị người trừ tà. Sự chú ý của mọi người đều tại trong đình viện, bởi vậy đối Tô An Lâm trên tay giải ra cũng không có chú ý. Lại nói, coi như nhìn thấy cũng vô dụng, không ai sẽ cảm thấy có người sẽ công khai lấy ra bảo vật. Tô An Lâm lợi dụng liền là loại này dưới đĩa đèn thì tối. Chuyện nơi đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phật ma là cái gì? Tô An Lâm nói nhỏ. Trường bì tiên kinh bên trên xuất hiện tiểu chữ. Ta gọi Tô An Lâm, ta gặp được một cái phiền toái, một nữ nhân mỗi ngày niệm kinh, cái này tuyệt đối không bình thường. Ba cái người đi vào đối phó, ta cảm thấy bọn hắn cũng không bình thường, nhưng là lại không thể nói bọn hắn nơi nào không bình thường. Ta suy nghĩ kỹ một chút, đó chính là cái này ba cái người, trên thân đều có sát khí. Bọn hắn muốn giết người. Ta giống như phát hiện cái gì, ta muốn đi theo đám bọn hắn, phòng ngừa bọn hắn làm ra nguy hiểm gì sự tình. Ân, nhất định là như vậy, hắc hắc. Tô An Lâm nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, trường bì tiên kinh phân tích nội dung là dạng này. Cái này ba cái người, không bình thường. Ta cũng đi vào. Ngay tại Tô An Lâm chuẩn bị tiến vào thời điểm, Diệt Tình cô nương cũng hướng đi về trước đi. Đao khách bỏ đầu, cau mày nói, cô nương, nơi này cũng không phải chơi địa phương, đợi chút nữa đối phó tà ma, vạn nhất làm không cẩn thận đả thương ngươi, ha ha. Đạo cô cũng gật đầu, tuổi còn trẻ, còn có bó lớn thời gian tốt sống, làm gì chịu chết đâu. Diệt Tình tựa hồ đối với mình rất có tự tin, lạnh lùng nói, vậy phải xem nhìn hiệu chết vào tay ai. Thật can đảm. Đao khách quát. Đại thúc, ngươi cùng vị này đạo cô không cho ta đi vào, có phải hay không có âm mưu gì? Diệt Tình nói, ta là sợ ngươi ảnh hưởng chúng ta phát huy. Đao khách nhún nhún vai, được rồi, ngươi muốn đi vào liền đi vào, đợi chút nữa đừng sợ là được. Ta không đến mức yếu như vậy, ta cũng đi vào. Tô An Lâm mở miệng, a, tiểu tử, ngươi cũng nghĩ chịu chết? Đao khách nói. Tô An Lâm ánh mắt nhìn hắn, nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy, đợi chút nữa đánh mặt cũng không tốt. Tốt, đã Tô An Lâm muốn đi vào, vậy liền đi vào đi. Giang Phi bỗng nhiên mở miệng, vậy thì tốt, Giang sư phụ đã nói như vậy, ta cũng không nói cái gì. Đao khách gật đầu, trực tiếp bước vào trong môn. Tô An Lâm đi tại cái cuối cùng. Nhìn xem Tô An Lâm bóng lưng, Giang Phi trong mắt hơi híp. Tiểu tử ngốc, đã ngươi muốn chết, vậy ta đương nhiên sẽ không ngăn lấy ngươi. Tô An Lâm đi vào, sau lưng đình viện cửa lớn bỗng nhiên quan bế. Trên tay hắn trưởng bị tiên kinh xuất hiện tiểu chữ. Ta tiến đến, không khí nơi này có chút quỷ dị, ta muốn cẩn thận người bên cạnh, có lẽ lần này Phật ma sự tình cùng bọn hắn có quan hệ. Tô An Lâm nhìn lướt qua tiểu chữ, không chút biến sắc, thu vào. Tối hôm qua bị đạp xấu cửa đã xây xong. Cửa phòng đóng chặt, nơi cửa, Tuệ Viên Hòa thượng khoanh chân ngồi tại cổng, không ngừng niệm kinh. Cảm giác được mấy cái người tiến đến, Tuệ Viên Hòa thượng mở mắt, hai mắt dữ tợn, không nên quấy rầy chúng ta niệm Phật. Khinh nhẫn Phật người, đều đáng chết. Đao khách thanh âm lạnh thấu xương, tiếp sau chú ý một chút, không hàng yêu trừ ma bản sự, chớ học người tới. Hắn trực tiếp chuẩn bị động thủ. Nhưng bỗng nhiên, toàn bộ đình viện bên trong, khí tức quỷ dị không hiểu thấu giáng lâm. Áo A Di Đà Phật. Phật kinh thanh âm tại bốn phía quanh quẩn, thanh âm càng lúc càng lớn, thật giống như có một san sát đại Phật tại bốn phương tám hướng. Tô An Lâm không chú ý tới chính là, trong ngực trường bị tiên kinh xuất hiện một hàng chữ thể. Hắc hắc, tới, quen thuộc bầu không khí, tới. Vị huynh đài này, cẩn thận một chút. Diệt Tình cô nương hướng Tô An Lâm nói. Dứt lời, nàng vậy mà hướng Tô An Lâm lướt đến, trong tay một cây chủy thủ cắt ngang. Tô An Lâm nhíu mày, đây không phải Diệt Tình. Trước mặt Diệt Tình cô nương, khuôn mặt một chút xíu và mẹo, nhưng là hắn không dám không phòng, một cước đá ra, lại là một đoàn không khí. Diệt Tình cô nương một chút xíu thân ảnh tiêu tán. Tô An Lâm, nói cho ngươi nơi này gặp nguy hiểm, ngươi còn muốn tiến đến, tiếp sau chú ý một chút đi. Đao khách thanh âm truyền đến, khuôn mặt của hắn cũng một chút xíu và mẹo. Huyễn tượng sao? Tô An Lâm nhíu mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Trần Mù Lòa đã nói với hắn. Trần Mù Lòa nói qua, hắn mặc dù không biết pháp thuật, không có cách nào đối phó quỷ vật, nhưng bởi vì hắn nhìn không thấy, cho nên bất luận cái gì quỷ vật huyễn tượng đối với hắn đều không dậy được hiệu quả. Lúc ấy hắn đem Trần Mù Lòa lời nói đi lại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng đến biện pháp của hắn. Tô An Lâm hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt. Giờ khắc này, bên hai ầm ĩ niệm Phật âm thanh tựa hồ một chút xíu cách hắn đi xa. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Tô An Lâm trong lòng hơi động, quả nhiên hữu dụng. Bên hai bỗng nhiên truyền đến đánh nhau tiếng va chạm, cẩn thận nghe, là Đao khách cùng Diệt Tình cô nương đang đánh. Đã sớm biết hai người các ngươi không bình thường.
quả nhiên. Diệt Tinh lạnh lùng quát. Đao khách thanh âm ấm lãnh, nghĩ không ra có chút đạo hạnh, đáng tiếc vô dụng, tại Phật Âm Quỷ vực dưới, ngươi sớm muộn sẽ chịu ảnh hưởng, biến thành Phật nô, hắc hắc. Đao của hắn càng lúc càng nhanh. Nhìn kỹ, trên thân đao khắc lục đến không hết Phật kinh. Xuy xuy xuy. Đao khách mấy đao vung tới, lại phát hiện mình không chiếm được tiện nghi. Giết tiểu tử kia, tới giúp ta, bằng không Phật Âm Quỷ vực không kiên trì được bao lâu. Hắn là hướng đạo cô gọi hàng. Đạo cô gật đầu, hiểu rõ. Nàng nghe răng cười một tiếng, rút ra trường kiếm, hướng Tô An Lâm trực tiếp đánh tới. Tại loại này Phật Âm Quỷ vực bên trong, bọn hắn gần như vô địch. Bởi vì người khác lại nhận Phật Âm ảnh hưởng, nhìn thấy hết thảy đều là giả. Cho nên nàng hướng Tô An Lâm đánh tới, căn bản không cần che giấu mình, dù là đứng tại hắn mặt trước, hắn cũng nhìn không thấy. Cả. Trường kiếm hướng Tô An Lâm đâm thẳng. Một kiếm này là hướng phía Tô An Lâm mí mắt đâm tới. Bởi vì Giang Phi trước đó cũng đã nói, tiểu tử này luyện qua một chút khổ luyện công phu, tối hôm qua Giang Phi phi tiêu đối với hắn đều không có hiệu quả. Ngay tại hắn coi là muốn được tay thời điểm, Tô An Lâm đông nhiên mở mắt ra. Ánh mắt của hắn sáng rực, cười lạnh một tiếng, nhìn thấy ngươi. Tình huống như thế nào? Đạo cô không khỏi nhoáng một cái, một giây sau, Tô An Lâm không nhìn trường kiếm của hắn, bàn tay lớn một phát bắt được kiếm phong. 3. Trường kiếm bị hắn bẻ gãy, Tô An Lâm thân thể thẳng tắp đánh tới, một cái tay khác bắt lấy nàng trán. Đạo cô hô nhỏ một tiếng, không muốn. Dứt lời chưa rơi, Tô An Lâm năm ngón tay thật giống như móng vuốt thép, hung hăng một bóc, toàn bộ sọ não bị sốc lên, lộ ra hoàn chỉnh không thiếu sót đầu óc. A. Đạo cô kêu thảm. Ầm. Tô An Lâm một cước đá ra. Đánh giết thành công. Nhìn xem mặt tiền đệ bày ra, Tô An Lâm hướng đao khách nhìn lại. Nhưng lúc này, vừa mới Phật âm thanh lại càng lúc càng lớn. Tô An Lâm lần nữa nhắm mắt lại. Gia hỏa này. Đao khách thấy cảnh này, trong lòng trầm xuống. Phật âm lĩnh vực đối với hắn thế nhưng không dùng. Đối diện tình vô dụng hắn không có ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn nhìn thấy diện tình lần đầu tiên, liền suy đoán nàng học được chính thống thuật pháp, cần đem nàng đánh suy yếu mới có thể chế phục. Nhưng Tô An Lâm trạng thái, quả thực để hắn giật mình. Phải biết, Tô An Lâm chỉ là phổ thông võ phu mà thôi, sẽ không bỏ qua ngươi. Đao khách càng lúc càng nhanh. Ngươi người đã chết rồi, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Diệt Tinh nhìn thấy Tô An Lâm tùy tiện giải quyết nữ nhân kia, trong lòng thoải mái. Nàng trực tiếp tế ra một khối gương đồng, hướng trước mặt vỗ tới. Ầm. Gương đồng nện ở đao khách tim, lại là phát ra một tiếng vang dọn. Ừm. Có gương đồng hộ giáp. Diệt Tinh ánh mắt ngưng tụ. Phá. Tô An Lâm nhảy lên một cái, đưa tay liền là đánh ra toái y trưởng. Xoẹt. Đao khách quần áo bị xé mở, lộ ra ngực gương đồng. Trên gương đồng treo dây thừng cũng đoạn mất hơn phân nửa, mắt thấy muốn rớt xuống đất. Làm sao có thể? Đao khách ánh mắt ngưng tụ. Hắn vội vàng quay đầu, liền thấy Tô An Lâm nhắm mắt lại, hướng hắn lướt đến. Nguyên lai là nhắm mắt lại. Thần sắc hắn hoảng hốt, ý thức được Tô An Lâm so Diệt Tình càng thêm khó chơi. Tranh thủ thời gian quay đầu, hướng Tô An Lâm chém tới. Nhưng hắn vừa mới ra tay, Tô An Lâm ba cái tay chỉ lướt đi, một phát bắt được bàn tay của hắn. Thác cốt thủ phát động. Một thanh sờ đến chỗ khớp nối, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng, bàn tay khớp nối bị gỡ. Tốc độ của hắn lạ thường nhanh, ngay sau đó là bả vai, thủ đoạn. Mỗi một kích, đao khách đã cảm thấy thân thể tê dần, lập tức khớp nối bên ngoài cảm giác cũng không có. Ngoại trừ đau đớn, thân thể căn bản không khống chế được. Ầm. Tô An Lâm giống ném rác rưởi đồng dạng, đem đao khách đập bay ra ngoài. Hắn đã mất đi sức chiến đấu. Diệt Tinh ánh mắt sáng lên, liền muốn hướng đao khách chém tới. Tô An Lâm thoáng qua một cái đi, một tay bắt lấy lưỡi đao của nàng. Đang. Quá cứng thân thể, bất quá ngươi vì cái gì cả ta? Diệt Tinh trong mắt hơi híp, nhìn chằm chằm Tô An Lâm. Tô An Lâm từ từ nhắm hai mắt, hắn hiện tại không thể thời gian dài mở mắt ra, nếu không sẽ nhận Phật âm quấy nhiễu. Diệt Tinh cô nương, giết hắn cố nhiên hả giận, nhưng là ta còn muốn biết rõ ràng nơi này tình huống, ngươi giết hắn, ta giải thích như thế nào? Tô An Lâm giải thích. Đó là ngươi sự tình, ta nhiệm vụ chỉ là giải quyết tà ma. Còn xin cho ta một bộ mặt." Tô An Lâm nói. "Nể mặt ngươi." Diệt Tinh cười lạnh, "Mặt mũi ngươi đáng giá mấy đồng tiền? Lập tức mau tránh ra cho ta, giết hắn, Phật âm khả năng liền không có." "Không có ý tứ, ta cần tìm hiểu tình huống, mà lại ta cảm thấy, trừ hắn ra, còn có phía sau màn hắc thủ, ngươi giết người, phía sau màn hắc thủ như thế nào tìm ra? Đó là các ngươi sự tình, tránh ra, nếu không." Nàng nói còn chưa dứt lời, Tô An Lâm một cước chính là đã tới. "Ầm." Diệt Tinh vội vàng hai tay ngăn cản, mượn Tô An Lâm lực đạo, hướng về sau tung bay mấy lần, lúc này mới rơi xuống đất. Sắc mặt nàng lạnh lẽo, chỉ vào Tô An Lâm, ngươi động thủ trước, thật sự cho rằng ta không dám đánh ngươi? Tô An Lâm không nói hai lời, một quyền đập tới, toái y trưởng. Nữ nhân này có chút thực lực, liền là đáng ghét, nói với nàng mình muốn giữ lại người hữu dụng, nàng còn dạng này. Đã như vậy, vậy liền tạm thời để nàng biết tốt xấu. Đương nhiên, hắn không nhúc nhích sắc ý, nữ nhân này mặc dù bá đạo, nhưng không phải cái gì người xấu. Xoẹt. Diệt Tinh y phục trên người đột nhiên xé nát, chỉ còn lại quần và cái yếm, cùng một tầng vải trắng quấn ngực. Ngươi! Nàng vội vàng che lấy ngực, gương mặt xinh đẹp đại biến. Ngươi đổ vô sỉ kia, thật là âm hiểm, chúng ta còn cho rằng ngươi là người tốt. Tô An Lâm ánh mắt sáng lên, thật trắng da thịt. Ngoài miệng một mặt cương trực công chính, vừa mới nói mấy chục lượt, người giữ lại ta hữu dụng, ngươi không nghe ta, nhất định phải động thủ, có thể trách ai? Tóm lại một câu. Tô An Lâm chỉ về phía nàng, ngươi nếu là dài dòng nữa, ảnh hưởng ta làm việc, cũng đừng trách ta đem ngươi quần áo quần đều xé, để ngươi để trần mông chạy. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 131, phần ô. Rất rõ ràng, Tô An Lâm uy hiếp tạo nên tác dụng. Ngươi chờ, ngươi chờ. Diệt Tinh mặc dù đặt vào lời hung ác, nhưng chung quy là không có động thủ. Tô An Lâm một tay liền đem đao khách nhấc lên. A! Bị nhấc lên trong nháy mắt, đao khách đau hét thảm lên.
nói cho ta lời nói thật, ta giải trừ ngươi thống khổ, nếu không. Hắn manh đánh ra, đao khách trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào trên cửa. Khuynh chân ngồi tại cổng tuệ viên và còn sớm đã tử vong, toàn thân khí huyết bị hút khô, cũng bị đụng bay ra ngoài. Hắn toàn thân xương cốt thật giống như mảnh giấy vụn, dễ như trở bàn tay liền từng cái bẻ gãy. Nhanh như vậy liền chết. Tô An Lâm nhanh chân đi vào trong phòng. Đao khách toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm trong phòng Lý Thi Nhu, động thủ, giết hắn, giết hắn. Lý Thi Nhu tuyên bố kêu thê lương thảm thiết, lại là ngươi. Là ta. Tô An Lâm cười lạnh, ánh mắt phát lạnh, liền hướng Lý Thi Nhu đánh tới. Bên hai Phật âm càng ngày càng vang, nhưng đối Tô An Lâm căn bản vô dụng. Hắn từ từ nhắm hai mắt, nhanh chân đi đến Lý Thi Nhu mặt trước. Ầm. Một trường mãnh nhưng đánh ra, Lý Thi Nhu phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết, nện ở sau lưng trên bàn, toàn bộ cái bàn chia 5 x 7, có thể thấy được lực lượng chi lớn. Theo Lý Thi Nhu đập xuống đất, Phật âm đang yếu bớt. Tô An Lâm từ từ nhắm hai mắt, đi vào Lý Thi Nhu bên người, một cước giẫm tại Lý Thi Nhu trên ngực. A a. Lý Thi Nhu mặt càng ngày càng dữ tợn, dương nhanh múa vuốt, ý đồ muốn cắn chết Tô An Lâm. Tô An Lâm từ từ nhắm hai mắt, trên tay dương lực hiện hiện. Hắn nghe được Lý Thi Nhu la hét, sau một khắc, một trường vỗ tại Lý Thi Nhu trên thân. Dương khí mang theo một cơn gió, độ nhập Lý Thi Nhu trong cơ thể. Lý Thi Nhu thanh âm lập tức đình chỉ, ánh mắt trừng lớn, thân thể nâng lên. Trong cơ thể một cỗ khí tức âm lãnh tại lan tràn, tiêu tán. Nơi cửa, Diệt Tình không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Thật là nồng nặc dương khí, một cái bình thường võ phu, dương khí làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệt Tình cô nương, trừ tà dùng dương khí, có phải hay không thích hợp nhất? Tô An Lâm cũng không quay đầu lại hỏi. Có rất nhiều biện pháp, bất quá dương khí đúng là rất hữu dụng một loại, cô nương này trong cơ thể âm khí tại bị ngươi dương khí xua đuổi. Ừm, hữu dụng liền tốt. Người bình thường tu luyện dương khí cũng vô dụng, bởi vì dương khí quá yếu, có khả năng ngược lại mình đã bị phản vệ. Nghĩ nghĩ, Diệt Tình tiếp tục nói, cho dù là sư phụ ta, cũng không dám giống như ngươi trực tiếp trừ tà. Thiên phú tốt, Diệt Tình cô nương không cần quá nhiều hâm mộ. Tô An Lâm gợn sóng nói, ngươi ngược lại là thật biết khoe khoang. Diệt Tình nhíu nhíu mày, nhìn thấy buồng trong cất đặt một chút quần áo, liền vội vàng đi tới, khoác lên người. Sau đó, nàng trong phòng tìm đòi. Ngươi tìm cái gì? Tô An Lâm nói, tìm âm vật, kỳ thật ta để mắt tới nơi này có một đoạn thời gian, Phật âm quỷ vực, tất nhiên là âm vật dở cho quỷ. Bị Phật tâm ảnh hưởng người, sẽ triệt để biến thành Phật nô. Diệt Tình tiếp tục giải thích, Phật nô mỗi giờ mỗi khắc đều tại niệm Phật, đối với vô dụng Phật nô, âm vật sẽ hút khô bọn hắn tinh huyết. Cái này âm vật là cố ý. Tô An Lâm nói, "Ừm, ta ngay từ đầu tưởng rằng âm vật mình xuất hiện, hiện tại xem ra, đúng là người làm." Diệt Tình nhìn xem trên đất đau khách, tiếp tục nói, "Rất rõ ràng, có người muốn đối phó Lý gia, nhìn đến Lý gia là đắc tội người." Đương nhiên, nàng nhìn về phía dưới giường thời điểm, ánh mắt ngưng tụ. "Tìm được." Tô An Lâm ngẩng đầu. Sau đó liên nhìn thấy Diệt Tình từ dưới giường lôi ra bàn tay lớn một cái tượng Phật đá. Cái này tượng Phật đá cũng không phải là một mặt hiền lành bộ dáng, ngược lại ngũ quan là dữ tợn hung ác, trên cổ treo đầy xương người, tràn ngập một cỗ khí tức tà ác. Phát hiện âm vật, Diệt Tình bắt lấy tượng Phật đá, giờ khắc này bốn phía Phật âm hoàn toàn biến mất, mà tại Tô An Lâm mắt bên trong, tượng Phật đá phía trên một đầu thanh máu ẩn ẩn xuất hiện. Âm vật, tượng Phật đá, thanh máu 360, thật cao thanh máu. Lúc này nằm dưới đất Lý Thi Nhu một chút xíu khôi phục, nàng sắc mặt tái nhợt, đẹp mắt đôi mắt chớp chớp chậm rãi mở mắt ra. Lần đầu tiên, liền nhìn thấy Tô An Lâm dáng vẻ, nàng rất kỳ quái, không biết người trước mặt là ai. Nàng đối trong lúc này rất nhiều chuyện đều quên, bất quá ngày sau, sẽ theo thời gian chuyển rời, nàng đối những ký ức này sẽ từng chút một khôi phục. Nàng lúc này rất khó chịu, luôn cảm thấy trước mặt Tô An Lâm rất quen thuộc. Đồng thời, trên thân từng đợt cảm giác đau đớn cấp tốc đánh tới. Đau, quá đau. Đau quá. Nhìn xuống, nhìn Lý Thi Nhu không có việc gì, Tô An Lâm nói nhỏ. Hô hô. Gian phòng bên trong, tượng đá bên trong bóng sáng một chút xíu ngưng tụ, hình thành một cái mặt không giữ tật vật, nó cầm trong tay một chuôi xương người, niệm tụng Phật kinh. Phong hai. Diệt Tình khẽ quát một tiếng, nàng đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Lập tức đưa tay, từ đưa tay bố nang bên trong lấy ra một khối gương đồng. Cút trở về cho ta. Gương đồng nện ở bóng xám trên thân, bóng xám bị gương đồng công kích, thân thể chấn động rung động, lần nữa chậm rãi tiến vào tượng đá. Nhìn cái đồ chơi này rất yếu. Tô An Lâm kinh ngạc. Không có người khống chế âm vật đều là dạng này, bình thường đều không mạnh. Thu phục âm vật về sau, Diệt Tình tâm tình không tệ. Đem tượng đá để vào bọc hành lý, chuẩn bị muốn đi. Dừng lại, hắn lập tức gọi lại muốn đi Diệt Tình, tượng đá này nhất định phải hủy đi. Chiến lợi phẩm của ta. Ầm. Tô An Lâm đi lên liền làm một quyền, Diệt Tình né tránh không kịp, trong bọc hành lý tượng đá theo tiếng vỡ vụn. Đánh giết âm vật thành công, điểm kinh nghiệm 360. Dễ chịu. Tô An Lâm buông lỏng một hơi. Kỳ thật thu hoạch được điểm kinh nghiệm là chuyện nhỏ, chủ yếu là cái đồ chơi này còn lưu lạc bên ngoài, phong hiểm quá lớn. Hắn đối Diệt Tình cũng không hiểu rõ, ai biết nàng có thể hay không rời đi nơi này, dùng cái đồ chơi này làm chuyện xấu. Về phần sợ đắc tội Diệt Tình, ân, đã vừa mới đắc tội, cũng không sợ lại đắc tội. Ngươi, nhìn xem trong bọc hành lý tượng đá vỡ vụn, Diệt Tình ánh mắt ngưng tụ, cả người nổi giận. Ngươi lập làm cái gì? Ngươi cầm cái này làm cái gì? Tô An Lâm gợn sóng nói, ta tự nhiên là ra ngoài giao cho ta sư phụ. Tô An Lâm nói, âm vật đã giải quyết, ngươi cầm cái này đống phế phẩm cũng có thể giao cho sư phụ ngươi, dù sao mặt trên còn có âm khí. Ngươi, Diệt Tình càng xem càng khó chịu. Tốt, Phật âm đã không có, ta còn muốn xử lý ra hỏa này, ngươi rời đi. Tô An Lâm nhìn một phía. Lúc này gian phòng bên trong đã trở về hình dáng ban đầu, trên mặt đất đều là màu đỏ sẫm dấu vết. Đây đều là máu. Đao khách đã đau không có khí lực, không lúc đích. Đồ đệ của hắn tại vừa mới tiến đến thời điểm,
liền bị Phật âm quấy nhiễu, biến thành Phật nô. Bất quá cái này tựa hồ là đao khách cố ý hành động. Về phần tại sao làm như thế, đến cẩn thận để ra nghi vấn mới được. Thanh âm bên ngoài dần dần truyền lại tiến đến. Bên trong thế nào a, trở ra, liền một điểm thanh âm cũng bị mất. Đúng vậy a, niệm Phật âm thanh cũng ngừng. Phải không vào xem? Giang Phi thanh âm truyền đến, vừa mới hai người kia nói, không được đi vào, bằng không chết ở bên trong, không ai có thể cứu ngươi. Hắn ngụ ý, tất cả mọi người nghe rõ ràng, đó chính là không được đi vào. Đương nhiên, Giang Phi tựa hồ cảm ứng được cái gì, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu. Âm vật không có, đáng chết, thật là vô dụng. Hắn quay đầu bước đi. Âm vật khí tức triệt để không có, nói rõ đã bị giải quyết. Đã như vậy, đạo cô cùng đao khách khẳng định cũng sẽ ra chuyện, hai người rất có thể sẽ đem hắn khai ra. Lúc này không đi, đợi chút nữa liền đi không được. Giang sư phụ, ngươi đi nơi nào? Lý Mạnh gọi lại Giang Phi. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu không có xử lý, ta đi một chút sẽ trở lại. Bước chân hắn càng phát ra tăng tốc. Chỉ là bỗng nhiên, góc rẽ, một cây đao ngang ra, ngăn cản đường đi của hắn. Giang Phi, chuyện gì, gấp gáp như vậy? Triệu Minh. Người tới chính là Lý phủ môn khách đệ nhất nhân Triệu Minh. Giang Phi làm việc cực kỳ ngang, nhưng chỉ đối một cái người không dám ngang, đó chính là Triệu Minh. Ngươi, ngươi trở về. Giang Phi gạt ra nụ cười, trong lòng chửi nhỏ bắt đầu. Vốn chính là thừa dịp Triệu Minh rời đi thời gian, hắn mới khai thác kế sách như thế. Không nghĩ tới khẩn yếu con đầu, hắn trở về. Ngươi làm việc trái với lương tâm. Triệu Minh đao vẫn như cũ nằm ngang ở Giang Phi mặt trước. Triệu ca, cẩn thận đao. Giang Phi chậm rãi đè xuống Triệu Minh đao, ta thật sự có việc gấp. Chuyện gì? Trở về lại cùng ngươi nói. Ầm. Đột nhiên, sau lưng đình viện cửa bị đá văng ra. Tô An Lâm thanh âm truyền đến, Giang Phi kia tạp chủng có vấn đề, ma Phật liền là hắn làm. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên, Giang Phi cả người nhảy lên, như là một cái con quay, tại chỗ lên không xoay tròn. Từng viên phi tiêu hướng bốn phương tám hướng vào tới. A a a. Từng cái người bị bắn ngã. Triệu Minh trước tiên ngăn trở, thử mắt muốn nước, Giang Phi, ngươi muốn chết. Triệu Minh, cho là ta thật sợ ngươi. Giang Phi hét lớn, mấy viên phi tiêu đập tới. Cuộn cuộn. Triệu Minh đao trong tay cơ hồ trở thành từng đạo bóng đen, đem phi tiêu toàn bộ đập ra. Nhưng đây là mấy cái phi tiêu nổ tung, hóa thành một đoàn hắc vụ. Một giây sau, Giang Phi dẫm tại nóc nhà, cấp tốc bỏ chạy. Tô An Lâm cách xa xôi, xem như không đuổi kịp. Hắn đi ra cửa, đem đao khách ném xuống đất. Lý thiếu, gia hỏa này vừa mới đem sự tình đều khai ra. Đao khách chó chết đồng dạng nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Lý Mạnh sắc mặt khó coi, ấn xuống đi, cẩn thận hỏi thăm, thật tốt cứu trợ những người khác. Triệu Minh đi ra hắc vụ, đi nhanh tới. Hắn một thân màu xám trang phục, bên hông hai thanh đại đao. Xem xét liền là cái song đao khách. Thanh máu cực kỳ cao, trọn vẹn đạt tới 150 thanh máu. Triệu sư phụ. Lý Mạnh vội vàng ôm quyền. Triệu Minh làn da ngăm đen, một đôi thô cánh tay tráng kiện hữu lực. Dù là mặc rộng rãi phục sức, cũng không che giấu được hắn tráng kiện. Hắn khuôn mặt hẹp dài, lông mi cương nghị, một đôi mày rậm dựng đứng, thần thái nghiêm túc. Hướng Lý Mạnh khẽ gật đầu, cau mày nói, bị Giang Phi tên kia chạy. Thấy được, ta lập tức tuyên bố treo thưởng, bắt lấy ra hỏa này. Lý Mạnh tâm tình rất kém cỏi. Làm nửa ngày, nguyên lai là trong nhà hộ vệ đang làm trò quỷ. Mấu chốt vẫn là cái hạng A hộ vệ, chuyến đi bị người cười chết. Vị này là? Triệu Minh đột nhiên nhìn về phía Tô An Lâm. A, Tô đại ca là lần này tại Lăng Dương trấn nhận biết, đã cứu chúng ta. Lý Mạnh vội vàng nói. Tô An Lâm ôm quyền, không nói trước những này, Lý Thi Nhu tiểu thư đã khôi phục, Lý công tử, ngươi gọi Lang Trung thật tốt cho nàng nhìn xem. Được rồi. Chuyện lần này, huyên náo xôn xao. Tất cả mọi người biết lý ra sự tình. Lý Thi Nhu khỏi bệnh rồi, cũng may nàng đối sự tình trước kia quên mất sạch sẽ. Trải qua đối cái kia đao khách nghiêm hình tra tấn hỏi thăm, mới biết được Giang Phi mục đích cùng chân tướng. Giang Phi không biết từ nơi nào đạt được tượng đá, vụ trộm giấu ở Lý Thi Nhu dưới giường. Lý Thi Nhu trúng chiêu về sau, không ngừng niệm Phật, huyên náo lòng người bàng hoàng. Ngay tại mấy ngày trước đây, Giang Phi đột nhiên tìm tới đao khách cùng đạo cô, muốn bọn hắn làm một chuyện. Hôm nay tới, giết chết Lý Thi Nhu, dẫn bạo ma Phật, toàn bộ Lý gia thực lực yếu, đều sẽ bị ma Phật khống chế. Ma Phật ma dưới khống chế của hắn, sẽ không đối phó bọn hắn. Sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều biết, Lý gia ma Phật bộc phát, tử thương thảm trọng. Hắn vì cái gì làm như thế? Tô An Lâm tại biết sau chuyện này, trong lòng rất kỳ quái. Hắn nghe nói, Giang Phi tại Lý gia cũng có hơn 3 năm, cũng coi là cẩn trọng. Hắn không nghĩ ra, dạng này mục đích là cái gì? Giang Phi mục đích, chúng ta cũng không biết, cái kia đao khách cũng không biết, hắn chỉ là bị từ nơi khác mời tới mà thôi. Trong viện, Lý Thi Giao lắc đầu. Tô An Lâm gật đầu, lập tức mở ra hảo hữu cột. Hảo hữu Giang Phi. Lúc này trạng thái, luyện công chữa thương bên trong. Từ khi Giang Phi thoát đi về sau, hắn liền đem Giang Phi gia nhập hảo hữu cột, nghĩ xem xét hắn gần nhất làm cái gì. Đáng tiếc, không nhìn ra nguyên cớ. Bất quá, Lý Thi Giao ngưng thần lại nói, ta về sau cùng cha ta suy đoán qua, muốn hại chúng ta Lý gia, đơn giản liền là mấy cái kia, cùng gia tộc bọn ta sản nghiệp có cạnh tranh quan hệ. Nàng than nhẹ một tiếng tóm lại, trong thời gian này ta sẽ thật tốt điều tra, ta cũng sẽ hỗ trợ tìm Giang Phi, một khi phát hiện hắn, tiêu diệt hắn. Giá giá giá. Đồng nhiên, cổng tới một chiếc xe ngựa. Sân nhỏ cửa lớn rộng mở, Tô An Lâm cùng Lý Thi Giao đồng thời nhìn sang. Lý Thi Giao khi nhìn đến xe ngựa về sau, khẽ mỉm cười, muội muội tới. Thi Nhu tiểu thư sao? Lại nói lần trước ma Phật giải quyết về sau, nàng không sao chứ? Tô An Lâm hỏi. Khoảng cách sự tình lần trước đã qua 2 ngày, 2 ngày này hắn chưa nghe nói qua Lý Thi Nhu tin tức. Sau đó, một người mặc váy lam, khoác trên người lụa mỏng nữ tử chậm rãi xuống xe ngựa. Chính là Lý Thi Nhu. Nàng bộ dáng tiểu gia bích ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Kỳ quái là,
rõ ràng cùng Lý Mạnh mới là Long Phượng song bào thai, nhưng bộ dáng bên trên lại càng giống Lý Thi Giao. Đây cũng là Lý Thi Giao huynh đệ tỷ muội rất nhiều, nhưng duy chỉ có cùng Lý Mạnh Lý Thi Nhu đi được gần nguyên nhân. Không có Phật ma ảnh hưởng, Lý Thi Nhu khí chất nhìn muốn dịu dàng rất nhiều. Thi Nhu, Lý Thi Giao cười hô, tỷ tỷ, ngươi cũng ở chỗ này đây. Lý Thi Nhu sắc mặt hơi trắng bệnh, không có gì huyết sắc, trong tay dẫn theo một vài thứ, kinh ngạc nói, ừm, cùng Tô An Lâm trò chuyện chút chuyện. Đại phu nói ngươi khí huyết thâm hụt, cần nghỉ ngơi nhiều, làm sao ngươi tới nơi này? Lý Thi Giao đi qua, thay nàng cầm đồ vật, đỡ lấy nàng nói. Lý Thi Nhu ngượng ngùng nói, ta nghe nói chuyện của ta. Lý Thi Giao nhíu mày, hướng theo tới hai cái cường tráng phụ nhân nhìn lại, ta bàn giao thế nào, tiểu thư bệnh nặng, có một số việc không cho phép nói lung tung. Hai cái cường tráng phụ nhân sắc mặt sợ hãi, phía bên phải phụ nhân cúi đầu, vội nói, chúng ta không nói, là. Những người khác lúc nói, tiểu thư đi ngang qua, nghe được. Là ai? Lý Thi Giao nói. Lý Thi Nhu vội vàng nói, tỷ tỷ, không liên quan chuyện của người ta, là ta lúc ngủ, mơ tới một chút. Ngươi còn giấu giếm ta. Lý Thi Giao thở dài, không tại vấn đề này là nhiều xoắn xuýt, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói là trong nhà mới tới môn khách đã cứu ta, ta cố ý đến tạ ơn người ta. Nói xong, Lý Thi Nhu hiếu kỳ dò xét Tô An Lâm. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 132, tiệc trà xã giao, tiểu nữ nhi tâm tư. Thi Nhu tiểu thư, ta gọi Tô An Lâm. Tô An Lâm ôm quyền chào hỏi. Đây là ta mang một chút tạ lễ, cảm tạ ân cứu mạng. Nàng tiếp nhận Lý Thi Giao trong tay hộp, sau đó, sau lưng hai cái cường tráng phụ nhân cũng từ trên xe ngựa cầm xuống một chút quà tặng. Trăm năm nhân sâm, có thể tăng lên căn cốt. Nhìn thấy nhắc nhở, Tô An Lâm trong lòng hơi động. Lý Thi Nhu có lòng, đưa tốt như vậy đồ vật. Đại đa số là một chút bánh ngọt đồ ăn vặt, còn có hai vỏ rượu ngon, mặt khác cái này. Lý Thi Nhu đưa cho Tô An Lâm một cái hộp nhỏ, trong này là nhân sâm. Lý Thi Giao kinh ngạc, "Muội, đây không phải đại nương hôm qua cố ý mua cho ngươi đến bổ thân thể, ngươi cái này?" Lý Thi Nhu ngượng ngùng nói, "Thân thể ta tốt lắm rồi, lần này đại nạn không chết, may mắn Tô hộ vệ cứu mạng, ta dứt khoát lấy ra, tỷ tỷ, ngươi nhưng tiến về đừng tìm đại nương nói." "Ai, ta đương nhiên sẽ không nói." Tô An Lâm niết miệng, cái này khiến cho hắn không có ý tứ. Thu cũng không phải, không thu cũng không phải. "Tỷ, Giang Phi bắt được sao? Hắn tại sao muốn hại ta?" Lý Thi Nhu tiếp lấy hỏi thăm. Lấy tiền Giang sư phụ mặc dù tính tình không tốt, nhưng ít ra tận tâm tận trách cho chúng ta làm việc, chúng ta Lý gia cũng chưa từng bạc đãi hắn. Nhưng vì sao đột nhiên làm như thế? Lý Thi Giao lắc đầu, cái này ta cũng không biết, bất quá gần nhất đang truy tra Giang Phi rơi xuống, trừ cái đó ra, gần nhất ngươi tốt nhất thiếu đi lại, miễn cho lại gặp độc thủ. Biết, bất quá buổi chiều ta phải đi ra ngoài một bận. Vì sao? Cha thị bên kia tới một nhóm hàng mới, ta muốn đi xem, trước đó cha không phải đem mấy cái trả cửa hàng giao cho ta của nhà, ta nghĩ thuận tiện nhìn nhìn lại. Lý Thi Giao cau mày nói, ngươi vừa mới khôi phục. Tỷ, ta ở trong nhà, đầu óc liền muốn nhớ tới một chút không hiểu thấu đồ vật, đều là máu, ta cảm thấy ta giống như giết người, ta thật là khó chịu. Lý Thi Giao đau lòng thở dài, nàng biết, Lý Thi Nhu trong đầu xuất hiện đồ vật không phải giả. Nàng thật giết người, đem đi theo nàng nhiều năm nha hoàn giết chết. Nhưng là nàng không thể nói, miễn cho để Lý Thi Nhu lâm vào tự trách. Nghĩ như vậy, để muội muội ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Tô An Lâm, trà thị cách nơi này khá xa, phải không ngươi bồi một chút Thi Nhu đi qua? Thân là hạng A môn khách, Lý Thi Giao là dùng giọng thương lượng cùng Tô An Lâm nói chuyện. Tô An Lâm ngược lại là không quan trọng. Hắn vốn là nghĩ đến ra ngoài dạo chơi, tìm hiểu một chút Hợp Thủy huyện, thuận tiện nhìn xem có hay không tốt tăng lên căn cốt đồ vật. Hắn hiện tại liền muốn tăng lên khí huyết, tăng lên căn cốt, bộc phát thực lực. Về phần giết quái kinh nghiệm, nơi này không có gì yêu phong tử cùng quỷ thi, khó tìm. Hắn chuẩn bị tìm cơ hội hỏi thăm một chút. Có thể. Tô An Lâm hướng Lý Thi Nhu gật đầu, lúc nào lên đường? Vậy liền hiện tại đi. Lý Thi Nhu ánh mắt rời, túi đầu. Lý Thi Giao trong lòng hơi động, sắc mặt cổ quái. Bất quá cũng không nhiều lời, hướng sau lưng cường tráng phụ nhân nói, hô Lý Mạnh công tử tới, để hắn bồi Thi Nhu tiểu thư cùng một chỗ. Cường tráng phụ nhân lung tung nói, Lý Mạnh công tử trước kia cùng Nhu Tuệ Hồng cô nương đi ra. Đi ra, đi làm cái gì? Tô An Lâm hiếu kỳ. Chắc không được sáng sớm trông thấy Nhu Tuệ Hồng mặc vào một kiện màu hồng y phục ra ngoài rồi, hắn cũng không kịp hỏi nàng đi nơi nào, Nhu Tuệ Hồng nhanh chân liền chạy. Chạy cái kia nhanh, con thỏ đều đuổi không lên. Cường tráng phụ nhân nói là đi thám hiểm. Thám hiểm? Lý Thi Giao kỳ quái, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Tô An Lâm sắc mặt cũng cổ quái, nói, Thi Giao tiểu thư, Lý Mạnh thiếu gia không tại liền không có ở đây đi, ta sẽ bảo hộ Lý Thi Nhu tiểu thư chu toàn. Hắn tăng thêm Giang Phi làm hảo hữu, không giờ khắc nào không tại giám thị Giang Phi nhất cử nhất động, cho nên đối phương diện an toàn rất có tự tin. Lý Thi Giao đối Tô An Lâm cũng có lòng tin, gật đầu nói, vậy được rồi. Hợp Thủy huyện, trà thị. Cái này ngày nhiệt độ chính hợp lòng người, bờ sông cây liễu màu xanh biết rạt rào, tràn ngập sinh cơ. Rất nhiều người qua đường mặc kệ nam hay nữ vậy, tại bờ sông chơi đùa, cao hứng bừng bừng. Nơi này chính là Hợp Thủy huyện trà thị. Ở vào Hợp Thủy huyện nội hà, có một đầu rộng 7-8 mét sông chặn ngang mà qua, cảnh sắc tuyệt đẹp. Đường sông hai bên mở đều là trà cửa hàng. Nơi này làm bán buôn chiếm đa số, rất nhiều thương hộ ngàn dặm xa xôi lại tới đây nhập hàng. Bởi vì giá thấp chất ưu. Lý gia ở chỗ này có 3 gian cửa hàng, so với tổng cộng trên 100 nhà cửa hàng tới nói, 3 gian cửa hàng không coi là nhiều. Nhưng thắng ở khu vực tốt mà lại diện tích lớn. Thật lâu lấy trước, Lý Trường Quý liền đem cửa hàng giao cho Lý Thi Nhu quản lý. Lý Thi Nhu đối trà rất có thiên phú. Hỏi một chút, phẩm nhất phẩm, trà chất lượng, chủng loại, trên cơ bản liền có thể sở cái 7-8 phần. Tô An Lâm đi theo Lý Thi Nhu, nhìn xem nàng thưởng thức trà bộ dáng, trong lòng bội phục. Đây mới là thưởng thức trà cao thủ.
Thật không biết cái này miệng sống là như thế nào luyện thành. Rất nhanh, Lý Thi Nhu đem ba nhà cửa hàng đi dạo xong, quay đầu nhìn thoáng qua Tô An Lâm. Phát hiện Tô An Lâm không có chút nào mệt bộ dáng, ngược lại là đi theo nàng một chút hộ vệ cùng hai cái cường tráng phụ nhân, từng cái mệt đầu đầy mồ hôi nóng. Các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, phía trước tiệc trà xã giao, ta cùng Tô hộ vệ đi qua nhìn một chút liền tốt. Lý Thi Nhu nói. Tiểu thư, dạng này không tốt lắm đâu. Một cái ớt cấp hộ vệ nói. Ta đi bằng hữu nơi nào, rất nhiều người, các ngươi lo lắng cái gì? Cái này. Tô An Lâm nói, Thi Nhu tiểu thư, phía trước có bằng hữu của ngươi chờ lấy sao? Ừm à, đến trước đó, ta một cái khuê mật sai nhân nói với ta, bên kia có cái tiệc trà xã giao, mang nhiều như vậy hộ vệ, quá không thuận tiện. Lý Thi Nhu ngữ khí bất đắc dĩ. Trên thực tế, trong thành trị an vẫn rất tốt. Đại bộ phận gia đình giàu có công tử tiểu thư coi như mang, cũng chính là mang một hai cái đi theo. Nào giống nàng, đi theo phía sau hơn 20 người. Chỉnh giống như hắc bang đại lao đi chơi. Không phải sao, cùng nhau đi tới, thật nhiều người như tránh rắn giết, khiến cho nàng cực kỳ không được tự nhiên. Lý Thi Nhu tiếp tục nói, lại nói, có Tô hộ vệ ngươi đi theo, ta vẫn là cực kỳ yên tâm. Tô An Lâm nói, phải không như vậy đi, để bọn hắn ở phía xa trông coi, sẽ không để cho người chú ý tới là được rồi. Ất cấp hộ vệ liền vội vàng gật đầu, đúng vậy a, chúng ta vốn là phụ mệnh bảo hộ tiểu thư ngươi, coi như ngươi không có việc gì, nhưng vạn nhất bị lao ra biết được, không thể thiếu chúng ta một trận bị mắng. Lý Thi Nhu chỉ có thể đáp ứng, vậy được rồi, đợi chút nữa ở cách xa một điểm, ta không muốn bằng hữu của ta nhóm không được tự nhiên. Đúng, tiểu thư. Một lát, Tô An Lâm đi theo Lý Thi Nhu, đi vào một chỗ bờ sông. Thoáng qua một cái đến, nồng đậm hương trà hương vị sông và muối. Nơi xa là một cái lớn bắt gia đình, một chút thiếu nam thiếu nữ quần áo ngăn nắp, vây quanh một chút trà lô pha trà. Tô An Lâm an bài tốt bọn hộ vệ ở phía xa bờ sông nghỉ ngơi, tùy thời quan sát người khả nghi. Chính hắn đi theo Lý Thi Nhu đi vào bắt giác đỉnh nơi này. Thi Nhu, Thi Nhu. Một cái thanh âm nhiệt tình truyền đến. Là cái gái mập tử, nhìn ra 200 cân, vóc dáng lại thấp, mừng rỡ hướng Lý Thi Nhu ngắc. Sau đó, gái mập tử nắm lấy mình váy, bước nhanh chạy tới. Đây chính là ta khuê mật, Hàn Hồng Nhi. Tô An Lâm gật đầu, cái này Hàn Hồng Nhi thực lực không thấp. Thanh máu, 155-155. Hàn Hồng Nhi mặc dù dáng rất béo, mà lại nàng béo, cùng Nưu Tuệ Hồng không giống. Nưu Tuệ Hồng là cường tráng, trên thân đều là cơ bắp. Hàn Hồng Nhi trên thân là thịt mỡ, mỗi chạy một bước, trên thân thịt mỡ run run, nhìn Tô An Lâm là một trận kinh ngạc. Trang diện này quả thực hùng vĩ một chút. Thi Nhu, trước đó vài ngày ta đi xem ngươi, bất quá người nhà ngươi không cho ta nhìn ngươi, hiện tại không sao chứ? Hàn Hồng Nhi quét Tô An Lâm một chút về sau, ánh mắt đặt ở Lý Thi Nhu trên thân, đầy mắt lo lắng. Không sao, nếu là có sự tình, ta cũng không thể tới. Nói đúng lắm, nghe nói là nhà ngươi đi mấy cái người trừ tà, bọn hắn giải quyết. Hàn Hồng Nhi nói. Lý gia đối ngoại lúc nói, tận lực không nói Tô An Lâm sự tình, miễn cho có người đi quấy rầy hắn. Lý Thi Nhu gật đầu nói, cụ thể một số việc, chính ta cũng quên đi. Quên đi tốt, muốn ta nói, liền nên thường ra tới chơi chơi, những cái kia không chuyện vui liền quên đi. Hàn Hồng Nhi nhếch miệng cười nói, đi thôi, Lưu công tử bọn hắn đều ở nơi đó, đang chơi trò chơi đâu. Chơi trò chơi gì? Nghe trả trò chơi a, nghe nói ngươi sẽ tới, bọn hắn cố ý chuẩn bị cho ngươi 13 chén trà thơm, nhìn xem ngươi vị giác thoái hóa không có, nghe được ra lấy trước hương vị không. Hàn Hồng Nhi cười nói. Lý Thi Nhu gật gật đầu, lộ ra ý cười, ta vừa mới thử qua, không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, Lưu công tử nói, ngươi nếu là nghe ra 13 chén trà thơm, ban đêm thiên hương lâu, hắn mời khách. Lý Thi Nhu nói, chơi thì chơi, ăn cơm coi như xong, ta phải về sớm một chút. Gấp cái gì, đi. Hàn Hồng Nhi là người thiệt đảm, mặc dù dáng rất béo, nhưng có một cô đại tỷ đại khí thế. Không chỉ có nữ tử yêu cùng nàng chơi, tại nam tử một đám người bên trong cũng rất có danh vọng. Thoáng qua một cái đi, Hàn Hồng Nhi vung lấy tay nói, "Chư vị, Thi Nhu tới, không phải liền làm 13 chén trà thơm nha, Lưu Bằng, đêm nay cái này bỗng nhiên khách, người mời định." Lưu Bằng là cái ôn tồn lễ độ, thân hình gầy còm người trẻ tuổi. Cầm trong tay một cây sáo ngắn, đập bàn tay cười nói, "Hàn tiểu thư, vậy nếu là Thi Nhu tiểu thư nghe thấy không được, kia được ngươi mời." "Tự nhiên là ta thế nhưng là đối Thi Nhu có lòng tin." Đám người này tổng cộng có mười mấy người, nam nữ đều chiếm một nửa, lẫn nhau ở giữa hiển nhiên cũng hết sức quen thuộc. Chỉ là ngẫu nhiên có riêng lẻ vài người nhìn xem Lý Thi Nhu ánh mắt, lại là lóe ra khác ánh sáng. Lý Thi Nhu, chúng qua tà, càng có nghe đồn giết người. Người khác không nói, không có nghĩa là không biết. Cũng chính là Lý Thi Nhu bối cảnh thâm hậu, nếu không một người bình thường, sớm đã bị lời đám tiếu bao phủ. Lý Thi Nhu không phải không dính khói lửa trần gian người, nàng hiện tại bức thiết muốn hợp quần, bởi vậy mới có thể được mời tới. Tô An Lâm đem hết thể nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm khái. Là người, có đôi khi thật trả lời một câu lời nói. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, không thích sống chung hậu quả, có đôi khi thật rất tồi tệ. Cái gọi là thưởng thức trà trò chơi rất đơn giản. 13 chén trà thơm bày ra hoàn tất, suy đoán mỗi một loại trà danh tự, thậm chí năm. Cái này cực kỳ khảo nghiệm người. Lý Thi Nhu đi qua, từng cái bưng lên nước trà thưởng thức trà. Tô An Lâm đứng ở một bên, giữ im lặng. Người ở chỗ này bên trong, Hàn Hồng Nhi thực lực cao nhất. Riêng lẻ vài người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tô An Lâm. Lúc này, vừa mới được gọi là Lưu Bằng công tử đi tới, vị công tử này, tôn tính đại danh. Tô An Lâm, Lý gia hộ vệ. Tô An Lâm lời ít mà ý nhiều. Lưu Bằng ánh mắt sáng lên, ta đoán quả nhiên không sai, nguyên lai ngươi chính là Tô An Lâm công tử, Lý gia tân nhiệm hạng A môn khách. Nghĩ không ra tin tức của người này còn láo lỉnh thông. Tô An Lâm khoát tay, hư danh mà thôi. Tô huynh đệ quá khiêm tốn, Thi Nhu tiểu thư bệnh nặng mới khỏi, có thể để ngươi đơn độc đi theo, đủ để đã chứng minh ngươi năng lực. Lưu Bằng cười nói. Tô An Lâm bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm Lưu Bằng, một lúc sau, gật đầu, ừm,
có thể là ta quá lợi hại. Đã ngươi nhất định phải nói ta lợi hại, ta liền thừa nhận đi. Lưu Bằng cảm khái nói, thật sự là hâm mộ Lý gia có thể tìm tới ngươi dạng này người tài ba, nghe nói Tô huynh đệ ngươi còn có một tay đối phó tà ma công phu. Xem như thế đi. Thật tốt, đợi chút nữa Thiên Hương lâu, Tô huynh đệ cũng tới đi, ta mời. Lưu Bằng vội vàng nói. Tiểu thư đi ta cũng đi, ta phụ trách bảo hộ nàng. Tô An Lâm nói. Hắn thu Lý gia rất nhiều chỗ tốt, tự nhiên muốn làm tốt bản chức công việc. Lúc này, Lý Thi Nhu thưởng thức trà hoàn tất. 13 chén trà thơm, toàn bộ phẩm ra. Lưu công tử, người thua. Hàn Hồng Nhi cười nói. Lưu Bằng đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhưng ngoài miệng lại là lắc đầu cảm khái, ai nha, nghĩ không ra à, ta lại thua, thôi thôi thôi, đêm nay ta mời khách. Đám người một trận cười vang, bầu không khí nhiệt liệt. Lý Thi Nhu ngồi vào nơi hẻo lánh, tư thế ngồi đoan chính. Nói đến, nơi này mỹ nhân tuy nhiều, nhưng nàng được cho đẹp mắt nhất một vị. Chân dài eo nhỏ, làn da trắng tích, là tiêu chuẩn đại mỹ nhân. Bởi vậy vừa ngồi xuống, liền liên tiếp dẫn tới mấy cái công tử ca ghé mắt. Nói đến, cái này cái gọi là tiệc trà xã giao, trên thực tế cũng là một loại biến tướng ra mắt. Có thể tới, đại đa số đều là gia đình ưu việt con cái. Bọn hắn thông qua loại trường hợp này, tìm một chút có thể nhìn vừa ý. Bất quá, Lý Thi Nhu đối chung quanh ánh mắt không quan tâm quá nhiều, ngược lại vừa ngồi xuống, hướng Tô An Lâm nhìn đến. "Tô đại ca." Lý Thi Nhu nhẹ giọng hô, hướng Tô An Lâm vẫy vẫy tay. Tô An Lâm cho là nàng có cái gì sự tình, đi tới nói, "Tiểu thư có cái gì sự tình? Nơi này có cái không vị, ngươi ngồi, đi một ngày mệt không, uống chút trà nghỉ ngơi một chút." Tô An Lâm khí huyết bành trướng, kỳ thật không thế nào mệt mỏi, bất quá quả thật có chút khát nước. Nghe vậy nhẹ gật đầu, tiếp nhận Lý Thi Nhu trà chén, uống một ngụm. Trà là hương, đáng tiếc hắn không yêu uống trà. Loại này một tiểu chén trà, uống đến không giải khát, cũng khó chịu. Liên tục uống mấy chục chén, Tô An Lâm mới miễn cưỡng giải khát. Vừa mới để ly xuống, Tô An Lâm tùy ý xem xét Lý Thi Nhu một chút, trong lòng hơi động. Lý Thi Nhu mắt bên trong có ánh sáng, trong mắt nhìn hắn hào quang, lập lòe tỏa sáng. Tô An Lâm lại không phải người ngu, tự nhiên đã nhìn ra. Sẽ không phải ta ưu tú phẩm chất bị nhìn đi ra đi. Hắn trong lòng nói nhỏ. Hàn Hồng Nhi liếc nhìn, cười nói, "Tô công tử, đợi chút nữa Thiên Hương lâu ăn cơm, cùng đi chứ?" "Tiểu thư nhà ta đi ta sẽ đi. Đây không phải Lý Thi Nhu tiểu thư sao?" Một đạo chanh chua lạnh ngôn truyền đến, bệnh xem ra là tốt, trạng thái không sai. Thanh âm này nghe cực kỳ không đúng vị, Tô An Lâm nhìn lại, phát hiện là một cái hơn 20 tuổi nam tử. Bên người đi theo một đám người, nghiễm nhiên là một cái khác bảy công tử tiểu thư. Lý Thi Nhu nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp lập tức khó chịu bắt đầu, ủy khuất nhìn đám người kia một chút, không dám nói tiếp. Để Tô An Lâm kinh ngạc là, ở đây một đám người đều cúi đầu, không một cái nói chuyện. "A, khỏi bệnh rồi, cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu rồi. Nói đến chúng ta vẫn là một cái võ quán, ngươi thấy ta, phải gọi sư huynh. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty." Chương 133, nữ nhân này không đơn giản. Lưu Bằng trong tay bưng một ly trà chén, giống như bị người định trụ huyệt vị đồng dạng, không lúc đích. Những người khác càng là không chịu nổi, nhao nhao nhìn dưới mặt đất, phản phất nghiên cứu trên mặt đất con kiến. Hàn Hồng Nhi vội vàng nói, "Chú thiếu, Thi Nhu vừa mới khôi phục thân thể. Ta biết, liền là không nghĩ tới, nàng mệnh thật to lớn." Người tới cười ha ha nói, liếc nhìn toàn trường, mắt bên trong cao ngạo lộ rõ. "Lý Thi Nhu, nói chuyện cùng ngươi đâu, câm." Người tới lại là cười nhạo nói, "Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cái này lại là có ý gì?" Đương nhiên, Lý Thi Nhu bên người một đạo bình đạm thanh âm truyền đến. Nguyên bản Chu Thiếu còn dương dương đắc ý, coi là đám người này mình tùy ý nắm. Nào biết được, có người dám dùng như vậy lời nói khí đối với hắn. Hắn lập tức nhìn sang, phát hiện là Lý Thi Nhu bên người một người mặc Lý gia hộ vệ phục sức trắng nam. Rộng lượng phục sức không có chút nào che lấp hắn cường kiện thể phách. Nói chuyện, chính là Tô An Lâm. "A." Chu Dương Kỳ nhếch miệng lên, phản phất thấy cái gì có ý tứ sự tình, "Ngươi một cái hộ vệ, ai cho ngươi dũng khí nói chuyện với ta?" Chu Thiếu bất giận, "Lý Thi Nhu thân thể nàng không tốt." Hàn Hồng Nhi vội vàng giải thích, "Thân thể không tốt ngay tại nhà đợi, ra chạy loạn, hại người làm sao bây giờ?" Tô An Lâm lông mày cau chặt, "Trong nhà ngươi gia giáo chính là như vậy. Thật can đảm, ngươi là ai?" "Hắn là Lý gia mới tới hạng A hộ vệ." Hàn Hồng Nhi vội vàng nói. "Hạng A hộ vệ, chắc không được dám nói như thế, đáng tiếc với ta mà nói vô dụng, Đoàn lão." Chu Dương Kỳ sau lưng, đi ra một cái trọm râu dê lão giả. Nhìn hơn 60 tuổi, thanh máu cũng không thấp. "Thanh máu, 178 tháng 1 năm 99." Nhìn ra được, hắn thanh máu lấy trước cực kỳ cao, đáng tiếc trên thân tựa hổ có thương tích trong người. "Công tử, thành chủ Thiên Kim còn đang chờ ngài." Đoàn lão mặc dù chạy ra, bất quá hắn nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Chu Dương Kỳ gật gật đầu, "Thôi, ta đợi chút nữa ước hẹn mang theo, muốn gặp Liêu tiểu thư." Dứt lời, người chung quanh đều lộ ra vẻ hâm mộ. "Liêu tiểu thư, thành chủ đại nhân Thiên Kim. Nếu có thể đạt được nàng lọt mắt xanh, mộ tổ bạo tạc, làm dạng rỡ tổ tông." Quyền thế là một mặt, mấu chốt là thành chủ Thiên Kim dáng dấp cũng không kém. "Bất quá." Chu Dương Kỳ đi đến Tô An Lâm mặt trước, có chút hăng hái nói, "Về sau chậm rãi chơi ngươi." "Chơi ta?" Tô An Lâm nói thẳng, "Ngươi muốn khiêu chiến ta, ta tùy thời phục buổi." Đối phương đã không khách khí, vậy hắn cũng sẽ không yếu thế. Đám người này bên trong, thanh máu đều không đủ 100, quan sát xuống tới thực lực đều là rèn thể 5 tầng tà hữu. Cũng chính là chỗ này Đoàn lão, rèn thể 9 tầng. Nhưng với hắn mà nói, còn chưa đủ nhịn. Thanh máu tuy cao, nhưng Tô An Lâm xem chừng, hẳn là dựa vào phục dụng thuốc bổ tăng lên đi lên. "Ngươi?" Chu Dương Kỳ còn muốn mắng, lại bị Đoàn lão lôi kéo, "Công tử, gặp Liêu tiểu thư quan trọng, lão gia nói qua, để ngươi." "Ừm, biết, tiểu tử, tính ngươi vận may, ta muốn cùng Liêu tiểu thư làm chính sự, liền không chơi với ngươi." Chu Dương Kỳ hừ lạnh một tiếng, rời đi nơi này. Chờ bọn hắn vừa đi, nơi này bầu không khí hoàn toàn không có.
một chút đối Lý Thi Nhu cảm thấy hứng thú nam tử, hồi tưởng vừa mới mình nhút nhát loại dáng vẻ, đều không mặt mũi lại nhìn Lý Thi Nhu, thế là nhao nhao đứng dậy cáo tử. Cũng có sợ nhận rất liền, cũng đứng dậy cáo tử. Mất một lúc, đi một nửa người. Bọn họ là ai? Tô An Lâm hướng Hàn Hồng Nhi hỏi. Chu gia, người kia gọi Chu Dương Kỳ, trong nhà hai cái thúc thúc đều tại vì phủ thành chủ làm việc, cho nên. Hàn Hồng Nhi nói đến đây, mặc dù không có lại nói, nhưng Tô An Lâm đã hiểu. Có phủ thành chủ cái này đại kỳ, phổ thông tiểu gia tộc xác thực không dám trêu chọc. Nghe nói thành chủ Thiên Kim Liễu Nhan, giống như thích Chu Dương Kỳ. Lưu Bằng thưởng thức trà, đột nhiên cảm thấy trà không thơm. Theo nhân phẩm, thực lực, thậm chí là người cùng tướng mạo, Lưu Bằng cảm thấy mình là so Chu Dương Kỳ tốt. Nhưng thành chủ Thiên Kim giống như mắt mù, thế mà thích hắn. Thi Nhu, thật xin lỗi, sớm biết hắn đi ngang qua nơi này, liền không cho ngươi đã đến. Hàn Hồng Nhi nhíu mày. Lý Thi Nhu nói, không sai biệt lắm, ta cũng đi trước. Ta đưa các ngươi, ngày khác mời các ngươi ăn cơm đi. Lưu Bằng thở dài. Lý Thi Nhu cùng Hàn Hồng Nhi đi ở phía trước, khẽ nói nói chuyện phiếm. Tô An Lâm cùng Lưu Bằng theo ở phía sau, hắn nhìn một chút phía trước hai nữ tử, nói khẽ: "Tô huynh đệ, Chu gia cùng Lý gia đều là trong thành làm lá trà sinh ý, cạnh tranh rất lớn, hai nhà riêng có bất hòa, ngươi đừng để trong lòng." Chu Dương Kỳ vừa mới mặc dù như thế, nhưng hẳn là sẽ không làm chuyện khác người gì. Tô An Lâm gật đầu, "Ta biết." Hắn suy nghĩ, nếu là Chu Dương Kỳ dám đối với hắn thế nào, vậy liền trong bóng tối giải quyết hắn. Sau đó ngụy trang thành tà ma làm là được. Mặt khác, Thi Nhu tiểu thư về sau vẫn là thiếu gia, lần này cũng không biết làm sao làm, Hàn tiểu thư nhất định phải làm cho Thi Nhu tiểu thư ra, nàng biết rất rõ ràng Chu gia sẽ tới. Ai? Tô An Lâm kinh ngạc nhìn Lưu Bằng một chút. Lưu Bằng hướng hắn trừng mắt nhìn, nhìn ta làm gì, ta không nói gì. Nhìn như không nói gì, kỳ thật đều nói. Hàn Hồng Nhi biết Chu Dương Kỳ sẽ đến nơi này, lại để cho Lý Thi Nhu tới. Nói cách khác, vừa mới xung đột, không phải ngoài ý muốn, là Hàn Hồng Nhi chế tạo. Đương nhiên, cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Hàn Hồng Nhi làm người cũng cực kỳ thông minh, nàng không nên không biết những thứ này. Nữ nhân này, không đơn giản. Ngay từ đầu nhận biết Hàn Hồng Nhi, hắn còn cảm thấy nữ nhân này cực kỳ sảng khoái, cùng Lý Thi Nhu quan hệ không tệ. Nhưng hiện tại xem ra, nếu là Lưu Bằng nói là sự thật, vậy thì có tâm cơ. Nhìn xem mặt trước đi cùng một chỗ Hàn Hồng Nhi cùng Lý Thi Nhu, Tô An Lâm không tiếp tục nhiều lời. "Hàn tỷ, vậy ta đi về trước." Đi đến giao lộ, Lý Thi Nhu nói. "Vậy ngươi chậm một chút, hai ngày nữa tìm ngươi." "Ừm." Lý Thi Nhu rời đi, Tô An Lâm cùng ở bên cạnh nói, "Tiểu thư, ngươi cảm thấy Hàn Hồng Nhi người thế nào?" "Nàng a, cực kỳ tốt, ngươi hỏi cái này làm cái gì?" "Không có việc gì." Tô An Lâm cười cười, không nói thêm nữa. Lưu Bằng nói những cái kia, còn không biết là thật là giả, hắn không cần thiết nhiều lời. "Tô đại ca, phải không chúng ta nơi nào đi một chút đi?" Lý Thi Nhu chỉ vào cách đó không xa bờ sông, bên kia có mấy chỉ không biết tên màu trắng chim tại bên bờ, dù khách ít. Tô An Lâm gật đầu, biết Lý Thi Nhu hiện tại tâm tình không tốt lắm. Hai người đi tại xanh um tươi tốt trên đồng cỏ, bùn đất hương thơm một phía. "Tô đại ca, ngươi cảm thấy ta có phải hay không không nên ra, bọn hắn nói ta là không rõ người." Lý Thi Nhu nhìn xem một đám bạch điểu nói. "Không rõ?" Tô An Lâm cười, "Ta không tin những này lại nhảy đồ chơi, cái kia Chu Dương Kỳ sở dĩ nói như vậy, đơn giản liền là cảm thấy ngươi tốt bắt nạt. Dễ khi dễ." "Đúng vậy, khi hắn tại mặt ngươi trước ăn phải cái lô vốn, lần sau hắn liền giải trí nhớ." Lý Thi Nhu cái đầu nhỏ điểm nhẹ, tiêu hóa lấy Tô An Lâm nói. "Chớ suy nghĩ quá nhiều." Tô An Lâm cười cười, lúc này, đối diện một cái chân dài nữ tử đi ngang qua. Nữ tử này mặc có chút đặc thù, là váy ngắn, phải biết, nơi này dân phong cũng không phải là cực kỳ bảo thủ. Có điểm giống đường chiều phong cách, nhưng dù là như thế, mặc váy ngắn nữ tử vẫn là không nhiều. Cho nên cho Tô An Lâm hai mắt tỏa sáng cảm giác. Ánh mắt của hắn bị Lý Thi Nhu nhìn đi. Lý Thi Nhu hiếu kỳ nhìn thoáng qua, cũng cảm thấy nữ tử kia xuyên thật xinh đẹp. "Tô đại ca, các ngươi có phải hay không đều thích xem nữ tử đùi?" Lý Thi Nhu nói xong, túi đầu, gương mặt đều đỏ. Nàng thầm nghĩ mình thật là lớn gan, đối một cái nam tử nói những này, chẳng phải là bị người xem thấu tâm tư. Tô An Lâm sắc mặt quái dị, bất quá chết không thừa nhận, kỳ thật liền là quần áo đẹp mắt. "Ta quay đầu mua được thử một chút, ngươi nói làm sao thế nào? Ngươi hỏi ta làm cái gì nha? Chẳng lẽ lại mặc cho ta nhìn?" "Ừm, khó mà nói." Tô An Lâm nói. Hai người bầu không khí trong chốc lát có chút đặc dính, bất chi bất giác, bọn hắn đi tốt một đoạn đường. Phía trước nhìn thấy một đám người, tựa hồ chuẩn bị ra khỏi thành dáng vẻ. "Đây là..." Tô An Lâm hiếu kỳ, hắn nhìn thấy Chu Dương Kỳ cũng tại đội ngũ bên trong. "Là người của phủ thành chủ, nghe nói ngoài thành một chỗ xảy ra chuyện." Tô An Lâm yên lặng gật đầu, hắn gần nhất cũng chuẩn bị ra khỏi thành. Gần nhất củng cố thực lực không sai biệt lắm, hắn cũng muốn ra ngoài dạo chơi, thực sự không được, giết một chút cướp gà trộm chó chi đồ. "Tô đại ca, ngươi..." "Ngươi đợi chút nữa có rảnh không?" Đồng nhiên, Lý Thi Nhu ngượng ngùng túi đầu, hỏi. "Ừm." "Thế nào?" "Không có chuyện gì lời nói, đi ta trong viện ăn cơm đi, ta xào vài món thức ăn." Nàng thanh âm cơ hồ thành con muỗi âm. Tô An Lâm ngây ngẩn cả người, đây coi như là đuổi hắn sao? Gặp Tô An Lâm không đáp lời, Lý Thi Nhu có chút gấp, hai tay nhăn nhó góc áo, "Tô đại ca, ngươi yên tâm, chính là vì cảm tạ ngươi cứu ta sẽ không đem ngươi thế nào." Tô An Lâm cười, "Ta một đại nam nhân, còn sợ ngươi làm gì ta? Chỉ là cân nhắc đến sợ người nói xấu. Ta một đại nam nhân không sợ nhàn thoại, ngươi gia đình giàu có tiểu thư, không thể được." "Tô đại ca, ngươi người thật tốt." Nghe Tô An Lâm lời nói, Lý Thi Nhu ngược lại càng thêm cảm thấy Tô An Lâm người thật tốt. Phải biết, nam tử bình thường nghe được nàng mời, khẳng định không chút do dự đáp ứng. Mà Tô đại ca lại vì nàng suy nghĩ, nàng tin tưởng, mình không nhìn lầm người. "Như vậy đi." Tô An Lâm nói, "Ngươi phải không đến chỗ ta ở, trong nhà của ta muội muội cùng Nưu Tuệ Hồng đều tại,
để các nàng nấu ăn chút gì. Cái này nhiều không có ý tứ. Không sợ. Tô An Lâm đại liệt nói. Sau khi trở về, Tô An Lâm liền cùng muội muội nói Lý Thi Nhu muốn tới ăn cơm sự tình. Tô Ngọc Ngọc đang đánh quét vệ sinh. Nha đầu này liền là lao lực mệnh, không phải đang nấu cơm liền là đang đánh quét vệ sinh. Lý tiểu thư muốn đi qua a, vậy ta ra ngoài mua vài món thức ăn. Tô Ngọc Ngọc vội nói. Ừm, đúng, Tuệ Hồng người đâu? Tô An Lâm nhìn trong này một chút, phát hiện không ai. Hắn biết Nưu Tuệ Hồng cùng Lý Mạnh đi ra, bất quá cái này đều buổi tối, làm sao vẫn chưa trở lại? Kỳ hỉ. Tuệ Hồng tỷ cùng Lý Mạnh công tử đi ra, muộn như vậy cũng chưa trở lại, đoán chừng là ban đêm không trở lại a. Mướn phòng. Tô An Lâm đầu góc bên trong xuất hiện như thế một cái tử. Bọn hắn không phải là Lý công tử mấy ngày nay thường xuyên tìm Tuệ Hồng tỷ, có lẽ thật thích, quay đầu ta tìm Huệ Hồng tỷ hỏi một chút. Ừm, không nghĩ tới mới vừa tới nơi này, liền muốn uống rượu mừng. Tô An Lâm cảm khái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hai người này rất xứng. Nưu Tuệ Hồng một mực cực kỳ tự ti, cảm thấy mình dung mạo không dễ nhìn. Không nghĩ tới gặp được Lý Mạnh, cái này Lý Mạnh liền thích cường tráng. Hai người cứ như vậy nhìn vừa ý. Cái này cũng có thể liền là duyên phận đi. Ca, vậy ta ra ngoài mua ít thức ăn. Tô Ngọc Ngọc cầm giỏ rau, chuẩn bị đi ra ngoài. Ừm, thuận tiện mua chút rượu gạo, nhà ta không uống rượu, liền uống chút rượu gạo đi. Mấy cái người tụ hội ăn cơm, đến có đồ uống, ăn mới hương. Bằng không, một đám người vừa ngồi xuống bưng lấy cơm ăn, một hồi liền đã no đầy đủ, rất không ý tứ. Kim Long không được, Tô An Lâm nghĩ đến Lý Thi Nhu kia gương mặt xinh đẹp, cùng lồi lồi dáng người. Suy nghĩ kỹ một chút, dạng này nữ tử cũng không có gì không tốt. Ôn nhu, xinh đẹp, vóc người đẹp, khéo hiểu lòng người, gia thất cũng không tệ. Bởi vậy, Tô An Lâm không có mâu thuẫn tâm tư. Thế là, liền ôm thuận theo tự nhiên ý niệm. Vậy đại khái liền là nữ đổi nam, cách tầng xa đi. Nữ chỉ cần không có trở ngại, nam trên cơ bản tức vũ khí đầu hàng. Tô Ngọc Ngọc đi ra ngoài, Tô An Lâm bắt đầu thu xếp bắt đầu. Cọ nồi, chân đuổi lửa trước nấu nước sôi đốt trà. Hắn không yêu uống trà, nhưng tới đây lâu, cũng thói quen sẽ pha trà cho khách nhân uống. Rất nhanh, Tô Ngọc Ngọc mua đồ ăn trở về. Nàng mua không ít, còn mua một túi lớn gạo. Gạo là vừa gạo tiểu nhị đưa tới, đưa hàng tới cửa, phục vụ cực kỳ chu đáo. Tô An Lâm đều kinh ngạc, muội, trong nhà gạo còn có đây này, tại sao lại mua? Hắn vừa mới nấu gạo, biết trong thùng gạo còn có nửa vạc. Nhìn kỹ, muội muội còn mua rất nhiều thịt khô, cùng một chút dụ chính là chờ đồ ăn, những vật này tồn trữ thời gian đều dài. Ca, vừa mới ta đi chợ bán thức ăn, nghe nói thành chủ đại nhân Liễu gia xảy ra chuyện, hắn dẫn một đám người ngựa, đột nhiên mất tích. Bên ngoài bây giờ lòng người bàng hoàng, nói muốn loạn, khắp nơi đều là đoạt món ăn. Thành chủ đại nhân người nhà cũng đều mang theo một số nhân mã ra ngoài tìm, cái khác một vài gia tộc đều phái người. Tô An Lâm nghe xong, nghĩ đến xuống buổi trưa cùng bờ sông nhìn thấy đội ngũ. Chu Dương Kỳ mang theo một số nhân mã đi phủ thành chủ đội ngũ, nhìn đến chính là vì việc này. Đầu năm nay, một chỗ đều thuộc về thành chủ quản, chẳng khác gì là thổ hoàng đế. Thành chủ vừa chết, người phía dưới vô cùng có khả năng ngao ngoe muốn động, làm không tốt liên loạn. Cho nên mới sẽ có người đổ lương. Một đám người sống sờ sờ thế mà mất tích, tổng cộng mất tích nhiều ít người? Tô An Lâm hỏi. Nghe nói Liễu gia đại nhân là ra ngoài đuổi bắt một đám thổ phỉ, lúc đầu đều đánh thắng, trên đường trở về liền mất tích, tất cả mọi người không thấy. Tô An Lâm thứ nhất trực giác, liền là đám người này chỉ sợ là chết rồi. Bất quá, người đã chết, hẳn là có thi thể kia đâu? Ừm, là nên nhiều mua chút đồ vật. Tô An Lâm gật đầu. Mặc kệ, chúng ta cơm vẫn là phải ăn, nấu cơm đi thôi. Nha. Trạm vào tối. Không lớn trong viện, Tô Ngọc Ngọc bày một bàn lớn đồ ăn. Nha đầu này trù nghệ là càng ngày càng tốt, sắc hương vị đều đủ. Người ở bên ngoài đều có thể nghe được mùi thơm. Lúc này mặt trời muốn xuống núi, Lý Thi Nhu đến đây. Nhìn thấy bộ dáng của nàng về sau, Tô An Lâm cái cằm kém chút đến rơi xuống. Chỉ thấy Lý Thi giao đổi lại một thân màu trắng váy ngắn, thân trên lụa mỏng, váy chỉ che khuất đùi, lộ ra đầu gối. Ngực trước căng phồng, làm sao đều không nghĩ tới, nữ nhân này như thế có liệu. Cũng làm sao đều không nghĩ tới, nàng thật mặc vào như thế một thân cho hắn nhìn. Tô đại ca, đây là ta đưa cho Ngọc Ngọc. Lý Thi Nhu kêu một câu, đỏ mặt đồng đồng. Bởi vì nàng chú ý tới, Tô An Lâm con mắt quét ngực nàng 5 lần, đùi 18 hạ. Quả nhiên, hắn thích dạng này nha. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 134, mất tích. Tô An Lâm tiếp nhận Lý Thi Nhu trong tay một cái hộp ngọc, nhịn không được một trận thầm than. Quả nhiên, váy ngắn, zip. Hắn thu tầm mắt lại, hiếu kỳ, đến đều tới, mang lễ vật gì, trong này là cái gì? Liên một cái vòng ngọc, vừa mới ta ra ngoài mua quần áo, đi ngang qua một cái tiệm đồ ngọc, cảm thấy cái này thật đẹp mắt, liền mua cho nàng một cái. Đúng rồi, cho Nưu Tuệ Hồng cô nương cũng mua một cái. Lý Thi Nhu trong tay còn có một cái hộp. Tô An Lâm mời nàng vào nhà, tùy ý nói, Tuệ Hồng hôm nay cùng Lý Mạnh đi ra, còn chưa có trở lại. Còn chưa có trở lại, đều đã trễ thế như vậy. Ừm a, khả năng bọn hắn ở bên ngoài ăn cơm đi. Tô An Lâm nói. Lý Thi Nhu gật gật đầu, cái mũi ngửi ngửi, con mắt hơi sáng, thương quá. Thi Nhu tỉ tỉ. Tô Ngọc Ngọc đón. Lý Thi Nhu nói, ngươi tốt. Ngọc Ngọc, đây là Lý tiểu thư mua cho ngươi. Tô An Lâm đem vòng ngọc đưa tới, Tô Ngọc Ngọc tiếp sang xem một chút. Vòng ngọc là màu xanh trắng, có ánh sáng long lanh, khéo léo đẹp đẽ, Tô Ngọc Ngọc xem xét liền thích. Thật là dễ nhìn, cái này cũng quá đẹp. Tô Ngọc Ngọc kinh ngạc, tạ ơn Thi Nhu tỉ tỉ, ngươi thật tốt. Lý Thi Nhu nói, ngươi thích liền tốt, ta liền sợ ngươi không thích đâu. Không không, làm sao lại thế, ta liền thích những thứ này. Thi Nhu tỉ tỉ, ngươi ngồi đi, đồ ăn ta đều tốt. Đây đều là ngươi nấu. Lý Thi Nhu kinh ngạc. Trên bàn bày biện hơn 10 đồ ăn, không phải cái gì thì cá, nhưng đều rất tinh xảo. Tô Ngọc Ngọc nói, ta bình thường không chuyện làm nha, lại không có gì học võ thiên phú,
nhàm chán thời điểm liền nghiên cứu một chút đồ ăn. Lý Thi Nhu gật gật đầu, cười nói, thật tốt, ta bình thường cũng thích nấu cơm. Vậy thì thật là tốt, có rảnh ngươi đến ta cái này, dạy một chút ta, ta phát hiện nơi này rất nhiều đồ ăn ta đều chưa thấy qua, thật muốn học à. Tốt ta, đến lúc đó ta dạy cho ngươi. Lý Thi Nhu tự tin nói. Nhìn xem hai người như thế trò chuyện đến, Tô An Lâm cực kỳ vui mừng. Cuối cùng không cần lúng túng. Cho nên nói, trong nhà có đôi khi có một vị nữ tính thành viên, náo nhiệt rất nhiều. Ba người ngồi xuống, Tô An Lâm cho Lý Thi Nhu đổ rượu gạo. Lý Thi Nhu ngược lại là không cự tuyệt. Ăn đồ vật, Lý Thi Nhu hỏi một vài vấn đề. Tô Ngọc Ngọc hiện tại cũng cực kỳ thiện đàm, Hàn Huyên bọn hắn lấy trước nhà. Nói lên chuyện trước kia, Tô Ngọc Ngọc kìm lòng không được nhớ tới Hoàng Cây Trấn. Ai, cũng không biết Hồng Vũ sư phụ bọn hắn thế nào. Toa Toa sư tỷ hẳn là tìm tới Hồng Vũ sư phụ bọn hắn đi. Tô Ngọc Ngọc liền vội vàng lắc đầu, không nói cái này không vui sự tình, đối Thi Nhu tỷ, ngươi bình thường luyện võ sao? Lý Thi Nhu lắc đầu, khi còn bé luyện qua, không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhanh nhanh nhanh. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đông đông đông. Có người gõ cửa. Tô An Lâm đi qua mở cửa, phát hiện là Trương Phong hộ vệ. Trương hộ vệ, muốn như vậy có chuyện gì sao? Trương Phong nhìn một chút trong phòng, phát hiện Lý Thi Nhu cũng tại, tiểu thư, ngươi cũng tại. Ừm, tới chơi sẽ, ngươi gấp gáp như vậy là làm cái gì? Lý Thi Nhu kỳ quái. Trương Phong ôm quyền, tìm Lý Mạnh thiếu gia. Hắn không phải cùng Vệ Hồng cùng đi ra rồi sao? Đúng vậy, bất quá đại phu nhân nói, thiếu gia đáp ứng nàng ban đêm sẽ trở về ăn cơm, thế nhưng là thiếu gia còn chưa có trở lại, đại phu nhân sốt ruột, để chúng ta ra tìm người. Lý Thi Nhu nghe xong cũng gấp, đứng lên nói, anh ta từ trước đến nay hiếu thuận, đáp ứng mâu thân sự tình sẽ không bởi vì chơi đùa quên, hắn khẳng định bởi vì cái gì sự tình chậm trễ. Tô An Lâm hỏi, hắn đi nơi nào? Không rõ ràng, công tử không mang bất luận cái gì hộ vệ đi ra ngoài, liền cùng Tuệ Hồng tiểu thư cùng đi ra, thời điểm ra đi, nói cái gì thám hiểm. Chúng ta tưởng rằng trò đùa lời nói. Tô An Lâm không nói chuyện, mà là mở ra hảo hữu cột, nhìn thoáng qua Ngưu Tuệ Hồng. Ngưu Tuệ Hồng lúc này trạng thái, bước nhanh bên trong, lại đem Lý Mạnh gia nhập hảo hữu. Lý Mạnh lúc này trạng thái, bước nhanh bên trong. Tô An Lâm thở dài một hơi. Bước nhanh bên trong, nói rõ không có việc gì. Bất quá, giống như duy trì bước nhanh bên trong trạng thái này rất lâu. Trước đó hắn không để ý, hiện tại xem ra, chẳng lẽ là tại nơi nào đó là đường. Đã Lý thiếu gia không ở nơi này, vậy chúng ta đi địa phương khác tìm. Tiểu thư, Tô huynh đệ, chúng ta đi trước. Tô An Lâm gật đầu nói, đợi chút nữa ta cũng ra ngoài hỗ trợ cùng một chỗ tìm. Đúng, đại khái bọn hắn rời đi lộ tuyến có sao? Trương Phong bất đắc dĩ lắc đầu, không có, không ai biết bọn hắn đi nơi nào. Nói xong, hắn tức giận đánh mình một bàn tay. Đều tại ta, hẳn là hỏi nhiều một câu. Chớ tự trách, hiện tại ta cũng hỗ trợ tìm. Vậy thì tốt, chúng ta đi trước, lao ra nói, thực sự tìm không thấy, chỉ có thể đi ngoài thành tìm. Trương Phong bất đắc dĩ gật đầu, tỷ lệ rời khỏi nơi này trước. Ra chuyện như vậy, cũng không ai có tâm tư tiếp tục ăn. Lý Thi Nhu nói, Tô đại ca, ta và ngươi cùng một chỗ tìm. Chúng ta có thể muốn tìm thật lâu, thực lực ngươi không cao, vẫn là về nhà sớm. Tô An Lâm cũng là nói lời nói thật, Lý Thi Nhu rèn thể 5 tầng thực lực đều không có, đừng đến lúc đó ra ngoài người còn không tìm được, còn muốn chiếu cố nàng. Sau đó, hắn thu thập một chút, liền cùng Lý Thi Nhu rời đi phòng. Lý Thi Nhu về nhà trước, hắn thì là gặp mấy cái hộ vệ. Triệu Minh ngay tại an bài nhân thủ. Nhìn thấy Tô An Lâm, vội vàng tới, "Tô huynh đệ, ngươi có thể đến quá tốt rồi." Tô An Lâm thân là hạng A hộ vệ, đồng dạng việc nhỏ là có quyền lợi không làm. Đương nhiên, đại bộ phận sẽ không cự tuyệt, chỉ là trên mặt mũi muốn cho rất lớn tôn trọng, không thể giống sai sử phổ thông hộ vệ như vậy sai sử. Tô An Lâm ôm quyền, Lý Mạnh thiếu gia sự tình chính là ta sự tình, hiện tại tìm như thế nào? Đông Tây Nam ba phương hướng đều phái người, nhân thủ còn chưa đủ, vừa mới ta mời mấy cái gia tộc khác một chút hộ vệ hỗ trợ tìm người. Tô An Lâm nói, trong thành chỉ sợ không dễ tìm. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, đạt được thành. Ta ra khỏi thành tìm một cái đi. Tô An Lâm nói. Thông qua hảo hữu cột, Tô An Lâm suy đoán, đã Lý Mạnh cùng Nưu Tuệ Hồng một mực tại bước nhanh bên trong, như vậy có thể là ở ngoài thành. Rốt cuộc trong thành nếu như kia bước nhanh, đã sớm bị người phát hiện. Đang có ý này, Tô huynh đệ thực lực ngươi cao, một cái người hành động thuận tiện một chút, đây là chúng ta Lý gia xuyên vật tiễn. Triệu Minh lấy ra một cây màu đỏ côn hình dáng vật thể, một khi có chỗ phát hiện, ngươi kéo ra phía trên móc kéo, đỉnh hướng lên trên, liền sẽ có khói lửa hướng không trung phóng thích mà ra, đến lúc đó, phụ cận người nhìn thấy, liền sẽ trước tiên đổi tới. Đương nhiên, nếu ngươi là nhìn thấy địa phương khác có khói lửa, nếu là khoảng cách gần, hy vọng ngươi cũng trước tiên đi qua hỗ trợ. Tô An Lâm gật đầu biểu thị ra đã hiểu, cất kỹ xuyên vật tiễn, ôm quyền cáo từ. Ban đêm cưỡi ngựa ngược lại không tiện, cho nên Tô An Lâm là đi ra trong thành. Dạng này chẳng có mục đích tìm, chỉ sợ thật đúng là khó tìm. Tô An Lâm kìm lòng không được nhớ tới Trần Mù Lòa. Nếu là Trần Mù Lòa tại cái này, lấy khiếu giác của hắn, vậy liền đơn giản. Đáng tiếc, Lang Dương trấn từ biệt, Trần Mù Lòa cũng không biết đi nơi nào, về sau không biết có thể hay không gặp được. Nghĩ như vậy, hắn cấp tốc chui vào một mảnh rừng rậm. Nơi này lớn, nhân khẩu cũng nhiều, thế là chỉ làm thành động vật hoang dã nơi ở bị xâm chiếm. Bởi vậy đi dạo hơn 2 canh giờ, liền thấy mấy con chim cùng một chút con nhím con thỏ cùng chuột. Những vật này thanh máu đều mới vị trí, hắn cũng không tâm tư giết những động vật này. Lấy trước giết, đó là vì sinh hoạt, hiện tại sinh hoạt có bảo hộ, cũng không cần phải vì một điểm điểm kinh nghiệm sát sinh. Bất chi bất giác, bầu trời dần dần sáng tỏ. Xem ra hôm nay là không tìm được. Tô An Lâm đang chuẩn bị đi về, đột nhiên, trong thành phương hướng, một chi sáng chói khói lửa lên không. Có biến, bất quá như thế nào là trong thành. Tô An Lâm kỳ quái, trước tiên vào thành. Trở lại Lý gia, liền thấy Lý gia ngoài cửa, bọn hộ vệ top 5 top 3 đứng thẳng. Trừ cái đó ra, còn nhiều một chút người của thế lực khác.
trong đó một số người mặc là quan binh phục sức. Quan binh sao lại tới đây? Tô An Lâm đi vào một cái tương đối quen thuộc hộ vệ hỏi thăm, Lý công tử đã tìm được chưa? Hộ vệ này vừa nhìn thấy Tô An Lâm, thần thái cung kính, Tô sư phụ, ngươi còn không biết đi, hôm qua chúng ta tìm một đêm, mặc dù không tìm được Lý công tử, bất quá nghe nói, bọn hắn mất tích, khả năng cùng thành chủ đại nhân mất tích có quan hệ. Ồ, nói thế nào? Tô An Lâm trong lòng hơi động. Hôm qua hắn nghe nói thành chủ Liễu Giã dẫn người đánh thổ phỉ, về sau nguyên một chi đội ngũ, ly kỳ mất tích. Lúc ấy hắn còn buồn bực, trên bách nhân đội ngũ, nếu là nói mất tích lời nói, khẳng định là lạc đường. Hộ vệ trả lời, thành chủ đại nhân đội ngũ là tại Ưng Sơn kia một khối mất tích, chúng ta về sau thăm dò được, Lý Mạnh thiếu gia cùng Nưu Tuệ Hồng cô nương cũng là đến đó, tựa như là nói đi bắt ưng. Là bên kia đi ngang qua người nhìn thấy hai người, cho nên gia chủ bọn hắn suy đoán, thiếu gia có phải hay không cùng thành chủ đại nhân bọn hắn đồng dạng, gặp quái sự. Đang nói, Trương Phong đi ra. Nhìn thấy Tô An Lâm về sau, ánh mắt sáng lên, vội vàng tới, "Tô huynh đệ, lao ra đang muốn người, người của phủ thành chủ tới, mọi người thương lượng chuẩn bị đi Ưng Sơn." "Tốt, ta bây giờ đi qua." Tô An Lâm tiến vào Lý phủ, liền nhìn thấy bên trong trông coi càng nhiều phủ thành chủ quan binh. Đi vào đại sảnh, vô số đạo bén nhọn ánh mắt quét tới. Đại đa số đều là các thế lực lớn cao thủ. Toàn bộ hợp thủy huyện, chỉ sợ cũng chỉ có phủ thành chủ lực lượng mới có thể lập tức triệu tập nhiều người như vậy. Phóng tầm mắt nhìn lại, trừ ra mấy cái tuổi trẻ, trên cơ bản thanh máu đều là hơn 100. Trong đó, hắn còn chứng kiến người quen. Chu Dương Kỳ thế mà cũng tại, hắn đi theo một cái khuôn mặt xinh đẹp, khí chất lại lạnh lùng như băng nữ tử bên người. Lý Thi Giao đang cùng nữ tử thấp giọng trò chuyện. Lý Trường Quy đang cùng gia tộc khác người nói chuyện. Cảm tạ chư vị gia người xuất lực tìm ta con trai, ta Lý gia sẽ không quên. Lý Trường Quý tựa hồ cùng những người này thương lượng không sai biệt lắm, gật đầu nói tạ. Hẳn là, bất quá, liền thành chủ đại nhân đều tại chỗ kia mất tích, phổ thông hộ vệ đi vào, chỉ sợ không được. Một cái râu trắng lao giả ngưng trọng nói. Đúng vậy, chuyện như vậy, nhất định là quỷ dị gây nên, làm không tốt, chỗ kia đã hình thành một cái cực đại quỷ. Chu Dương Kỳ mở miệng. Lần này, Chu gia hiển nhiên là hắn dẫn đội, có bồi dưỡng hắn ý tứ ở bên trong. Càng nhiều, là để hắn tại thành chủ lớn nữ nhi mặt trước biểu hiện một chút. Hiện tại ai cũng biết, Chu gia muốn cùng thành chủ đại nhân kết thành thân gia. Chu Dương Kỳ nhìn thấy nhận mọi người chú ý, trong lòng có chút đắc ý, dứt khoát tiếp tục nói, "Lý thúc, ăn ngay nói thật, cái này quỷ, chỉ sợ so nhà ngươi hồi trước gặp phải Phật âm quỷ vực phiền phức hơn." Lý Trường Quy sắc mặt biến hóa. Lý Thi Giao cùng bên cạnh lạnh lùng nữ tử cũng là gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Bọn hắn đều là võ giả, nếu là so Phật âm quỷ vực càng cường đại, vậy thì phiền toái. Lý Thi Giao nhíu mày, bất kể như thế nào, vẫn là phải phái người đi xem một chút. Chu Dương Kỳ nói, "Kia là tự nhiên, bất quá võ giả bình thường đi vào cũng vô dụng, ta đề nghị các nhà ra một chút thực lực cao cường người đi vào." Đề nghị của hắn rất nhanh đến mức đến mọi người đồng ý. Chu thiếu nói đến đúng. Xác thực phải cẩn thận một chút, quỷ loại vật này, võ giả bình thường lại nhiều cũng vô dụng. Chu thiếu tuổi còn trẻ, giống như này mưu tính sâu xa, tại hạ bội phục. Tô An Lâm miệng cong lên, làm sao biến thành khoa khoa bậy rồi. Lý Trường Quý thở dài gật đầu, chỉ có thể rằng này, chọn phái đi một số cao thủ tiến về trên núi. Tô An Lâm đi đến, Lý Thi Giao sau khi thấy, liền vội vàng gật đầu ra hiệu, để Tô An Lâm đứng nàng bên kia. Chu Dương Kỳ cũng chú ý tới Tô An Lâm, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn vừa mới còn đắm chìm trong bị người khích lệ vui sướng bên trong, vừa nhìn thấy Tô An Lâm, không khỏi nghĩ lên hôm qua sự tình. Sao ngươi lại tới đây? Chu Dương Kỳ không e dè đối Tô An Lâm chán ghét. Trong mắt hắn, Tô An Lâm tuổi còn trẻ, hẳn là Lý gia phổ thông hộ vệ. Một cái bình thường hộ vệ mà thôi, hắn liền không tin Lý Trường Quý hiện tại sẽ vì hắn đắc tội bọn hắn Chu gia. Rốt cuộc hiện tại còn muốn dựa vào bọn hắn Chu gia tìm người, mà lại hai nhà người sau lưng cạnh tranh, ngoài mặt vẫn là rất hòa hài, hắn tự tin, lần này có thể để cho Tô An Lâm ở trước mặt mất mặt. Thuận Chu Dương Kỳ ánh mắt, trong phòng tất cả ánh mắt tụ tập nói Tô An Lâm trên thân. Tiểu tử này, đắc tội Chu thiếu. Nếu là lấy trước, Lý Trường Quý có thể sẽ không phản ứng Chu Dương Kỳ, nhưng bây giờ, Liêu Nhan tại cái này, đây không phải Lý gia vừa mới mời hạng A hộ vệ sao? Hắc, Chu Dương Kỳ tiểu tử này, chỉ sợ còn không biết Tô An Lâm thân phận. Hạng A môn khách mặc dù cũng coi như hạ nhân, nhưng người nào dám thật coi hắn là thành hạ nhân? Chu Dương Kỳ tiểu tử này, đầu óc nghĩ như thế nào? Đoán chừng không biết Tô An Lâm thân phận. Từng cái người, tâm tư kín đáo, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Có người cơ hồ kết luận, Tô An Lâm phải xui xẻo. Cũng có biết Tô An Lâm thân phận, chờ lấy nhìn Chu Dương Kỳ trò cười. Tô An Lâm không e dè nhìn lại, gọn sóng nói, ta là Lý gia hộ vệ, làm sao lại không thể tới? Ngươi thực lực gì? Có thể ứng phó sau đó tình huống. Đi ra ngoài cho ta, đừng không biết lượng sức. Chu Dương Kỳ quát lớn. Lý Trường Quý sững sờ, Tô An Lâm lúc nào đắc tội Chu Dương Kỳ? Lý Thi Giao vội vàng nói, Chu công tử, ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Không hiểu lầm gì đó, liền là nhìn hắn không thoải mái. Lý thúc, Lý Thi Giao tiểu thư, đừng nói ta không cho các ngươi mặt mũi, dạng này hộ vệ chỉ làm cho các ngươi gây phiền toái. Chu Dương Kỳ lạnh nhạt nói. Ha ha. Tô An Lâm cười, Chu Dương Kỳ, không cũng là bởi vì hôm qua sự tình sao? Nghĩ không ra ngươi người này độ lượng nhỏ như vậy, ta đều quên, ngươi còn nhớ đâu? Ngươi. Chúng ta không có gì tốt tranh, ngươi vừa mới không phải nói thực lực của ta không thể ứng phó sao? Được, ngươi cùng ta đánh một trận, nhìn xem ta có hay không thực lực. Tô An Lâm vặn vẹo tráng kiện cổ, chỉ vào Chu Dương Kỳ, dù là sinh tử chiến cũng được. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 135, hạng A môn khách, quỷ dị Ưng Sơn. Sinh tử chiến. Ba chữ vừa ra khỏi miệng, đại sảnh đám người bạo động. Không biết Tô An Lâm nội tình, chỉ cảm thấy Tô An Lâm phách lối, cuồng vọng. Chu Dương Kỳ nói thế nào cũng là Chu gia đại công tử, từ nhỏ đến lớn danh sư chỉ đạo, chân quý dược liệu đan dược coi như cơm ăn. Năm trước thực lực liền đã rèn thể bảy tầng.
ngươi một cái hộ vệ, làm sao cùng người ta đụng? Cầm dạng này cách nghĩ, là không biết Lý gia mới chiêu một cái hạng A môn khách, cho nên không coi hắn là thành hạng A môn khách đến xem, rốt cuộc Lý gia hạng A môn khách bọn hắn đều biết, hết thảy liền ba cái. Trong đó một cái Giang Phi còn phản bội chạy trốn. Biết Tô An Lâm nội tình, thì là âm thầm hưng phấn, biết hắn thực lực chân thật như thế nào. Chu Dương Kỳ ngón tay cái hoạt động, phía trên phủ lấy một cái màu xanh nhẫn lớn. Sờ lấy chiếc nhẫn, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi thân phận gì, cùng ta sinh tử chiến? Là ngươi đối ta bất mãn, vậy liền đánh một trận, ta thua coi như ta không may, miễn cho ngươi nói những lời nhảm nhí này, để người khó chịu. Tô An Lâm liếm môi một cái, thuận tiện nhìn xung quanh. Mỗi cái người ánh mắt thu nhập mắt bên trong. Chu Dương Kỳ hiện ra một cỗ sát ý, tiểu tử này, trước mắt bao người để hắn khó xử. Hắn vô ý thức nhìn về phía Liễu Nhan. Liễu Nhan, thành chủ đại nhân Thiên Kim, gần nhất hắn theo đuổi đối tượng. Những ngày này, Liễu Nhan đối với hắn một mực như gần như xa, hắn cảm thấy Liễu Nhan là thích hắn, chẳng qua là phải nhiều hơn khảo nghiệm hắn mà thôi. Mà bây giờ, Tô An Lâm thế mà để hắn tại Liễu Nhan mặt trước mất mặt, vô cùng nhục nhã. Liễu Nhan nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là tò mò nhìn Tô An Lâm. 3. Chu Dương Kỳ vô bàn một cái, ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Lý Thúc, ngươi cũng nhìn thấy, là nhà ngươi hộ vệ không hiểu chuyện, hắn bị ta đánh chết cũng xứng đáng. Tại Chu Dương Kỳ tưởng tượng bên trong, Lý Trường Quý khẳng định vì tìm kiếm hắn hỗ trợ, đứng tại hắn bên này. Nào biết được, Lý Trường Quý cau mày nói, Tô An Lâm là nhà ta người, không ai có thể bắt nạt hắn. Lý Thúc, ngươi cái gì ý tứ? Ý tứ rất rõ ràng, còn cần giải thích sao? Lý Trường Quý nói thẳng, ngược lại là ta rất hiếu kỳ, hôm qua Tô An Lâm làm sao đắc tội ngươi? Tô An Lâm gợn sóng nói, hôm qua ta đi theo Thi Nhu tiểu thư đi tiệc trà xã giao, Chu công tử trước mắt bao người, đối Thi Nhu tiểu thư châm chọc khiêu khích, ta làm Lý gia hộ vệ, đương nhiên không thể nhìn Thi Nhu tiểu thư bị bắt nạt. Chu Dương Kỳ híp híp mắt, cái này sự kiện có hiểu lầm. Tốt. Liễu Nhan bỗng nhiên mở miệng, nghiêm nghị nói, việc cấp bách là tìm người, những này ân oán sau này hãy nói. Nàng xem như định ra định nghiêm điệu. Chu Dương Kỳ rất cho mặt mũi, hít sâu một hơi, Liễu tiểu thư nói không sai. Vị tiểu huynh đệ này, tôn tính đại danh. Liễu Nhan hướng Tô An Lâm hỏi. Tô An Lâm? Hắn là chúng ta vừa mới mời một khách, Giáp Đẳng. Lý Trường Quý một bên giải thích. Giáp Đẳng hai chữ rơi xuống, trong phòng không ít người chấn kinh. Chu Dương Kỳ càng là đôi mắt trợn to. Có thể trở thành Giáp Đẳng hộ vệ, không một cái người sẽ là kẻ yếu, chí ít mạnh hơn hắn. Làm sao có thể? Chu Dương Kỳ cái thứ nhất chất vấn. Lý Trường Quý chân thành nói, làm sao? Chu công tử cho là ta nói hiệu nói vừa sao? Tô An Lâm cũng không khách khí nói, Chu công tử nếu là không tin, đại khái có thể cùng ta đánh một trận, chờ đem ngươi đè xuống đất ma sát, ngươi chẳng phải tin. Một số người nhịn không được miệng câu một cái, nở nụ cười. Chu Dương Kỳ sắc mặt lập tức khó nhìn lên, đang muốn kêu gào, Liễu Nhan mở miệng. Đều bất tranh cái đi, tìm người quan trọng, cha ta bọn hắn, còn có Lý Mạnh công tử, đều tại Ưng Sơn phụ cận mất tích, ta hôm qua thăm dò được, bên kia những ngày này còn có một số thôn dân mất tích, đây không phải trùng hợp. Liễu Nhan ngón tay sao động cái ghế, tiếp tục nói, ta bên này, bao quát ta tại bên trong, đi vào 5 người, đều là rèn thể 8 tầng trở lên cao thủ. Ta Lý ra lời nói, Triệu Minh sư phụ cũng sẽ quá khứ, hết thảy 8 người. Lý Trường Quý nhìn về phía Tô An Lâm, ngươi lời nói. Tô An Lâm biết, Lý Trường Quý đây là thương lượng với hắn. Hắn gật đầu nói, ta có thể đi vào. Hắn lúc ra cửa, trên thân đã mang theo Trường Bị Tiên Kinh, gặp được phiền phức, có thể hỏi thăm. Trừ cái đó ra, hắn đã từng có không ít xử lý tà ma kinh nghiệm, cho nên liền cân nhắc, dù là không đối phó được tà ma, mình cũng có thể yên tâm rời đi. Lý Trường Quý thở dài một hơi, trịnh trọng nói, đợi chút nữa ta để Triệu sư phụ đưa ngươi một khối pháp khí, để phòng bất trắc. Tạ lao ra. Sau đó, gia tộc khác nhau tỏ thái độ, cũng sẽ phái người. Bất quá đại đa số đều chỉ là phái một hai cái mà thôi. Bọn hắn cũng là xem ở phụ thành chủ trên mặt mũi, nếu là chỉ riêng Lý gia lời nói, bọn hắn chỉ sợ sẽ không ra người. Chu Dương Kỳ ngược lại là rất hào phóng, vung tay lên. Chúng ta ra 20 người, Liễu tiểu thư, đã ngươi đi vào, vậy ta đi theo ngươi đi vào, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Liễu Nhan đôi mắt chớp động, hiện lên một vòng cảm động, Dương Kỳ, vậy ta thay ta phụ thân, cảm ơn ngươi. Chu Dương Kỳ vội nói, đây là ta phải làm, lại nói, ngươi đã tiến vào, ta không yên lòng ngươi. Bây giờ liền bắt đầu vung thức ăn cho chó rồi. Tô An Lâm cảm khái, quái bất chấp mọi thứ người không dám đắc tội Chu Dương Kỳ. Nhìn hắn cùng Liễu Nhan cái này quan hệ, nhìn đến đã phi thường tốt. Một phen thương lượng về sau, các chi đội ngũ bắt đầu chuẩn bị. Tô An Lâm ra cửa, từ Triệu Minh cầm trong tay đến một bộ Ưng Sơn bản đồ. Ưng Sơn không nhỏ, phía trên vách núi treo leo rất nhiều. Chân núi có mấy đầu thương đạo, cho tới nay lui tới khách thương rất nhiều. Lúc đầu nơi này cực kỳ không đáng chú ý, nổi danh nhất liền là trên núi ưng nhiều, bắt ưng người thường xuyên ẩn hiện tại đây. Bắt được ưng về sau, lại đem ưng bán cho nhà có tiền. Đầu năm nay, gia đình giàu có công tử ca liền thích chơi ưng, có thể bán không ít giá tiền. Nhất là chắc nhan ưng, giá cả quý hơn. Bất quá đoạn này thời gian vừa đến, cây bên này xuất hiện một đám thổ phỉ, cản đường cướp bóc, giết người cướp của, dẫn phát cực đại dung chuyện. Thành chủ Liễu Giã lúc này mới dẫn người đi đối phó thổ phỉ, không nghĩ tới đi không về được. Ai, nói đến, Liễu Giã đại nhân luôn luôn yêu dân như con, có hắn tại, chúng ta Hợp Thủy huyện mới phát triển tốt như vậy, không nghĩ tới hắn bị này vận rủi. Triệu Minh có chút thở dài, mắt bên trong thất vọng. Tô An Lâm mấy ngày nay cũng nghe nói Liễu Giã sự tình dấu vết, bách tính đối với hắn đánh giá đều là vô cùng tốt. Điểm này, từ Hợp Thủy huyện phát triển nhìn ra được. So với địa phương khác bang phái săn sát, xã hội đen hoành hành, Hợp Thủy huyện trị an tốt quá nhiều. Nhất là nghe nói Liễu Giã làm việc lôi lệ phong hành, đối đãi người nhà cùng thuộc hạ yêu cầu cũng cực kỳ nghiêm ngặt. Một khi phát hiện thổ phỉ chờ sự tình, hắn đều là trước tiên giải quyết. Cũng bởi vậy, Hợp Thủy huyện chung quanh đều cực kỳ yên ổn.
đây là lão gia để cho ta giao cho ngươi. Triệu Minh lại lấy ra một khối gương đồng, lớn chừng bàn tay. Tô An Lâm vào tay trong ngay mắt, dương lực tiến vào. Cảm thụ được trong này rồi giao dương lực, hắn trong lòng hơi động. Thật là nồng nặc. So với hắn trước đó lấy được hai tay pháp khí, dương lực muốn nồng đậm hơn trăm lần. Pháp khí này thế nhưng là vào phẩm, bên trong có tự động phòng ngự âm khí hiệu quả. Đoán xem bao nhiêu bạc? Triệu Minh hỏi. Không rõ ràng, ta không chút tiếp xúc qua. Tô An Lâm ăn ngay nói thật. 500 lượng bạc ròng. Rất đắt. Tô An Lâm nhớ tới mình hai tay pháp khí, mới bất quá mấy lượng bạc. Triệu sư phụ, pháp khí còn có nhập phẩm phân chia sao? Đương nhiên là có, phổ thông pháp khí không vào phẩm, chỉ có thể chủ động câu thông pháp khí dương lực công kích, hiệu quả đại giảm. Nhập phẩm về sau liền không đồng dạng, cái này nhập phẩm, cựu phẩm là thấp nhất, ngươi pháp khí này liền là cựu phẩm, mặc dù là phẩm chất thấp nhất cấp, nhưng đối đại đa số người tới nói đủ. Tô An Lâm vuốt ve trong tay gương đồng, cái này gương đồng chất liệu rõ ràng tốt hơn nhiều, phân lượng vừa bên trong. Biết, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Hiện tại đi, đi Ưng Sơn có mấy đầu tuyến đường tiến vào, chúng ta Lý gia lựa chọn là phía đông một đầu con đạo, nơi này cũng là Lý Mạnh thiếu gia cùng Nưu Tuệ Hồng đi ngang qua địa phương. Tốt, kia đi thôi. Mấy cái người sau khi thu thập xong, bao quát Tô An Lâm tại bên trong, hết thảy 9 người, cưỡi ngựa phía trước Ưng Sơn. Liêu tiểu thư, vừa mới nếu không phải ngươi ngăn đón ta, ta nhất định khiến kia Tô An Lâm để mắt. Đi ra Lý gia, Chu Dương Kỳ nhịn không được kêu gào nói, ta biết, bất quá bây giờ không nên cãi nhau, ngươi cứ nói đi. Liêu Nhan bỗng nhiên đưa tới, giơ ra tay, khoác lên Chu Dương Kỳ cánh tay. Kỳ thật ta cũng là vì ngươi tốt, người kia dù sao cũng là Lý gia hạng A môn khách. Hạng A lại như thế nào, ta cũng không kém. Ừm, đây là, vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Đi thôi, Liễu tiểu thư ngươi yên tâm, ta nhất định tìm tới thành chủ đại nhân. Cảm thụ được Liễu Nhan trên thân dễ người hương vị, Chu Dương Kỳ một trận hoảng hốt. Liễu Nhan vậy mà chủ động sắn hắn cánh tay. Quả nhiên, là hắn biết, Liễu Nhan tiểu thư là thích hắn. Cảm ơn ngươi, lúc này, ta thật không biết nên tin người nào. Liễu Nhan gục đầu xuống, thần sắc thê lương. Chu Dương Kỳ trong lòng hiện lên một cố ý muốn bảo hộ, có ta ở đây, ngươi yên tâm. Ngươi thật tốt. Ta liền biết, ta không nhìn lầm, kia đi thôi. Ừm. Chu Dương Kỳ đi hướng sau lưng một cái lão giả, Đoàn lão, vậy chúng ta đi. Được rồi. Đoàn lão nói xong, nhìn xem Chu Dương Kỳ bóng lưng, thở dài một hơi. Trên thực tế, tới thời điểm, hắn trong bóng tối nhắc nhở qua Chu Dương Kỳ, lần này chuyện này khả năng giúp đỡ, nhưng không phải như thế rút. Bởi vì hắn cơ hồ là đem trong nhà tinh nhuệ đều mang tới, vạn nhất có kém hổ, Chu gia coi như không ai. Đáng tiếc, nhà hắn thiếu gia liền theo mê, căn bản không đem lời khuyên của hắn nghe vào. Ngược lại còn nói, Liễu Nhan hiện tại như thế đáng thương, hắn nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Mặc dù nói, công tử nếu có thể cùng Liễu Nhan đi cùng một chỗ, đối Chu gia chỗ tốt tuyệt đối nhiều hơn. Nhưng giống như vậy đem tất cả thẻ đánh bạc đều để lên đi, phong hiểm thực sự quá lớn. Mà lại, hắn trong mơ hồ cũng cảm thấy Liễu Nhan nữ nhân này không đơn giản như vậy, là lạ. Nhưng là lại nói không nên lời quái chỗ nào. Ai, hy vọng thiếu gia người hiền tự có thiên tướng. Đoàn Lao trong lòng thở dài. Hắn trước kia bị Cửu gia truy sát, là Chu gia giúp hắn giải quyết sự tình. Từ đó về sau, tại Chu gia hắn tận tâm tận lực làm việc, cả đời không có lấy vợ sinh con. Hắn nhìn xem Chu Dương Kỳ lớn lên, đã sớm đem Chu Dương Kỳ xem như con của mình. Rắc. Cao lớn Ưng Sơn dưới chân, Tô An Lâm ngẩng đầu, chú ý tới bầu trời bên trong mấy đầu màu đen lớn ưng lướt qua đỉnh đầu. Ưng Sơn bên trên, vách núi treo leo rất nhiều lớn ưng ở chỗ này xây tổ. Nơi này ưng chủng loại có rất nhiều, lại dị thường hung mãnh, phát sinh rất nhiều lần chủ động công kích người sự tình. Tiểu hài tử đi ngang qua nơi này, làm không tốt liền sẽ bị lớn ưng điêu đi. Tô An Lâm cưỡi ngựa, nhìn xem bốn phía. Dưới chân là một mảnh màu vàng bùn đất, cũng không rộng lớn, nhưng có thể chứa hai chiếc xe ngựa đi song song, cho nên đi ngang qua thương đội rất nhiều. Hắn đi theo phía sau ba người, chính là phân phối cho thủ hạ của hắn, đều là Lý gia tinh nhuệ, thực lực tại rèn thể 5 tầng trở lên. Một người trong đó cùng Tô An Lâm còn từng có khúc mắc, gọi Hứa Lao Tam, hắn đối cái này một khối tương đối quen thuộc, cho nên liền được phân phối cho Tô An Lâm. Hiện tại Hứa Lao Tam đối Tô An Lâm phi thường khách khí, hắn tung người xuống ngựa, nói: "Tô sư phụ, phía trước đường xá dốc đứng, cưỡi ngựa không tiện, chúng ta liền đi bộ đi qua đi." "Ừm, xuống ngựa đi, đem ngựa thả dâm mát điểm có nước địa phương." Tô An Lâm gật gật đầu, tung người xuống ngựa. Nơi này quặng khuế có chút rợn người, bởi vì hắn phóng tầm mắt nhìn lại, ngoại trừ bầu trời bên trong một đám ưng bên ngoài, phía dưới không có bất kỳ cái gì vật sống khí tức. Đây là hắn chưa từng thấy qua chẳng cảnh. Hứa Lao Tam chủ động nắm Tô An Lâm ngựa qua một bên. Mặt khác hai người thủ hạ phân biệt gọi Hứa Bạn cùng Triệu Lập Cường. Hứa Bạn là Hứa Lao Tam chất tử, hắn có chút bất mãn nói: "Thúc, cái này Tô An Lâm có năng lực gì, làm sao lại thành hạng A môn khách, muốn ta nói, ngươi so với hắn lợi hại hơn nhiều." Hắn trước đó đi theo Triệu Minh ra ngoài, trở về không lâu, còn không biết Tô An Lâm một số việc. Hứa Lao Tam vội vàng nói: "Ngươi cũng đừng nói mò, nếu là chọc Tô sư phụ, ta đều cứu không được ngươi." "Thúc, hắn lợi hại như vậy?" "A, hắn dám ngay ở tất cả mọi người mặt mắng Chu Dương Kỳ, ngươi cứ nói đi." "Cái gì?" "Chu Dương Kỳ, liền là cái kia gần nhất cùng thành chủ đại nhân Tiên Kim đi rất gần cái kia." "Hắn làm sao dám?" Tại Hứa Bạn tư duy bên trong, Chu Dương Kỳ chẳng những có địa vị, càng là leo lên đến thành chủ đại nhân Tiên Kim, nghe nói liên thành bên trong con cháu một vài gia tộc lớn đều muốn nghệ tình. "Tô An Lâm làm sao dám?" "Làm sao dám? Còn không phải là bởi vì thực lực tôi, hạng A môn khách, không phải dựa vào khoác lác liền có thể lên làm." Triệu Lập Cường tại một bên dắt ngựa tốt, nghiêm mặt nói: "Được rồi, tóm lại một câu, nghe Tô An Lâm." Hứa Lao Tam nói: "Đã hiểu." Ba người cấp tốc trở lại Tô An Lâm bên này. Tô An Lâm uống một hớp nước, mang theo ba người đi tại trên quan đạo. Nơi này xác thực quỷ dị, một điểm nhỏ động vật tung tích cũng không thấy. Phải biết, nơi này là rừng rậm, như thế tĩnh mịch, không giống bình thường.
hắn kìm lòng không được nghĩ đến một cái luật rừng thuyết pháp. Một chỗ nếu là không có sinh mệnh, nói rõ một điểm, nơi này có cái cực kỳ cường đại ăn thịt người, bất kỳ cái gì sinh mệnh cũng không dám tới gần, hoặc là đều bị ăn thịt người giết sạch. Tô sư phụ, dạng này tìm không phải biện pháp, phải không chúng ta tách ra hành động? Triệu Lập Cường chủ động đề nghị. Tô An Lâm khoát tay, nơi này nhìn xem quỷ dị, tách ra hành động không ổn. Ê, biết. Ồ. Đương nhiên, Hứa Lao Tam ngồi xổm người xuống, chú ý tới trên đường có người dấu chân, còn có xe ngựa thúc đẩy vết tích. Tô sư phụ, có phát hiện, xe ngựa này ấn ký, dấu chân, nhìn cực kỳ mới. Hẳn là trong vòng 3 ngày lưu lại. Hứa Lao Tam vào Nam Gia Bắc nhiều năm, sinh hoạt kinh nghiệm tương đối phong phú. Điểm ấy Tô An Lâm không bằng hắn, nhìn xem trên mặt đất dấu chân nói, vậy liền lần theo những này đi qua. Ừm. Đi không bao lâu, đột nhiên phía trước cao hơn có màu đen nồng khói bay ra. Có người tại nhóm lửa. Hứa Lao Tam mừng rỡ, con đường này chỉ chúng ta tìm đến, cái kia hẳn là những người khác tại kia. Tô An Lâm cũng không nghĩ tới nhanh như vậy gặp được người. Đi, đi qua nhìn một chút. Chuyện đọc được có sáng tạo nội dung, có đoạn hơi dạng háng nhưng tạm ổn. Chương 136, trên đường gặp thương đội, quỷ dị hoàn cảnh, 40 đại chương. Đã giữa trưa, mặt trời treo thật cao, khí hậu nóng bức. Một chi có được 3 chiếc xe ngựa thương đội, ngay tại quan đạo bên cạnh nghỉ ngơi. Đây chỉ là một chi đội buôn nhỏ, nhân số bất quá hơn 20 người. Tiểu thư, nghỉ ngơi một hồi đi, các huynh đệ đã nhóm lửa, ăn một chút gì rồi lên đường. Dưới bóng cây, một cái gầy còm hộ vệ hướng Tả Từ nói. Tả Từ xoa xoa cái trán mồ hôi dịn, gật đầu nói, để các huynh đệ nghỉ ngơi một hồi, chú ý bốn phía, nghe nói nơi này gần nhất có thổ phỉ ẩn hiện. Ừm, đã an bài. Một cái khác hộ vệ nói, nghe nói Hợp Thủy huyện địa giới Liêu gia thành chủ ghét ác như cừu, thổ phỉ đều không dám ở nơi này làm tiền, làm sao lại đột nhiên toát ra nhóm này thổ phỉ? Ai biết được, sớm biết lời nói, chúng ta lần này ra liền nên mang nhiều cho người. Tả Từ hít một tiếng. Cho tới nay, Hợp Thủy huyện phụ cận lấy Thái Bình lấy dương. Bởi vậy nàng lần này ra, vì tiết kiệm chi phí, liền không mang rất nhiều tay sai. Nào biết được, đi vào Hợp Thủy huyện về sau, nghe nói nơi này náo phỉ sự tình. Nàng gỡ xuống bên hông ấm nước, ngẩng đầu nhìn nơi xa sát trời. Cũng không biết ban đêm tiến đến trước đó có thể hay không qua cái này ngọn núi. Không xong, Tiểu Thuận Tử cùng Yến Tử không thấy. Nơi xa hộ vệ đột nhiên chạy đến hô. Chuyện gì xảy ra? Tả Từ vội vàng đi tới. Tiểu thư, vừa mới ta cùng Tiểu Thuận Tử, Yến Tử hai người đi trong rừng đi tiểu, trước một khắc còn tại ta mặt trước, thế nhưng là vừa quay đầu lại, người không thấy. Hộ vệ hốt hoảng nói. Có phải hay không bị thứ gì tha đi? Tả Từ vội hỏi. Không biết ta, bất quá nếu là cái gì dã thú, hẳn là có động tĩnh mới là. Chẳng lẽ là có thổ phỉ? Mặc kệ, đi trước tìm xem lại nói. Hộ vệ trưởng lúc này khâm điểm 10 cái người, các ngươi phân 2 tổ, đi vừa mới địa phương tìm người, nếu là phát hiện vết máu, lập tức quay lại, chúng ta rời đi nơi này. Đúng. Tả Từ mỏi mệt ngồi xuống, ánh mắt bỗng nhiên mất đi tiêu cự. Mệt mỏi, quá mệt mỏi. Dọc theo con đường này, nàng thần sắc khẩn trương cao độ, sợ liền là loại tình huống này. Kim Long không được, nàng nhớ tới người nhà. Phụ thân vừa mới qua đời, hai cái ca ca cùng một cái đệ đệ chỉ biết ăn uống vui đùa, toàn cả gia tộc chỉ dựa vào nàng chống đỡ. Nếu là nàng lần này hàng xảy ra chuyện, liền bọn hộ vệ tiền công đều không trả nổi. Ai, ta nên làm cái gì? Tiểu thư. Mạnh nhiên ở giữa, phía sau có đạo như có như không thanh âm truyền đến. Là hộ vệ trưởng Chu Hàng thanh âm. Chu Hàng theo bọn hắn Tả ra nhiều năm, tận tâm tận trách, hiện tại đại bộ phận sự tình đều dựa vào hắn. Tả Từ vô ý thức quay đầu, lại là nhìn thấy Chu Hàng máu me đầy mặt. Hai mắt của hắn bị đau mở, lộ ra đen ngòm miệng máu, dữ tợn như quỷ. A. Tả Từ bị giật nảy mình, cả người cơ hồ nhảy dựng lên. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Chu Hàng nhíu nhíu mày, đi tới vội vàng đỡ lấy Tả Từ, lúc này mới phòng ngừa Tả Từ té ngã trên đất. Tả Từ lại tập trung nhìn vào, trước mặt Chu Hàng khôi phục nguyên trạng. Ta không sao. Tiểu thư nhìn thấy cái gì? Ta nhìn ngươi vừa mới đột nhiên cực kỳ sợ hãi dáng vẻ. Không biết, khả năng có thể là ảo giác, ta quá mệt mỏi. Đối tuần hộ vệ, ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Phía trước có 4 người đến đây, xem bọn hắn phục sức đều như thế, hẳn là cái nào đó gia đình giàu có hộ vệ. Thật sao? Đi ra ngoài bên ngoài, muốn thiện chí giúp người, nhìn xem người ta cần trợ giúp gì, bất quá phải cẩn thận một chút, tâm phòng bị người không thể không. Tả Từ nói. Ừm, ta đi qua nhìn một chút. Chu Hàng mang theo người quá khứ. Cách đó không xa trên con đạo, tới 4 người. Cầm đầu một cái quần áo xám trắng, thân hình cao lớn, xem xét liền là trên tay luyện công phu, thực lực nhìn không yếu. Mấy vị, thế nhưng là người địa phương. Như thế nào đi vào cái này dã ngoại hoang vu nơi vắng vẻ? Chu Hàng ôn quyền, thái độ ôn hòa. Tô An Lâm nhìn lướt qua người này thanh máu. Thanh máu, 98-98. Cũng không thấp. Tô An Lâm vuốt cằm nói, vị đại ca kia, chúng ta là phía trước Hợp Thủy huyện Lý gia hộ vệ, do đó đến tìm người. Tìm người, hẳn là trong nhà có người mất tích. Tô An Lâm gật đầu, thiếu gia nhà ta không thấy, mặt khác, thành chủ đại nhân cùng đội ngũ của hắn cũng ở đây mất tích, các ngươi ở chỗ này có mấy ngày, có thể hay không nhìn thấy bọn hắn? Chu Hàng lắc đầu nói, chúng ta buổi sáng mới tới nơi đây giới, ngược lại là không thấy được những người khác. Hắn nói cho hết lời, Hứa Lao Tam khẽ nhíu mày. Hắn vội vàng tại Tô An Lâm bên tai nói nhỏ, Tô sư phụ, không quá thích hợp. Thế nào? Tô An Lâm bờ môi hé mở. Vừa mới chúng ta tới nhìn thấy xe ngựa ấn ký, rõ ràng là 2-3 ngày, bọn hắn lại nói buổi sáng mới đến, cái này. Ừm, biết. Tô An Lâm biểu thị ra đã hiểu, ngoài miệng hướng đối diện cười nói, không thấy được à, kia không có biện pháp, bất quá vị đại ca kia, ta nhìn các ngươi một mặt khẩn trương chi ý, thế nhưng là gặp được phiền phải gì? Chu Hàng thật cũng không giấu giếm, đem vừa mới hai cái hộ vệ đột nhiên mất tích sự tình nói một lần. Cuối cùng thở dài, việc này trách thì trách tại,
người mất tích thực sự quá mức ly kỳ, một điểm động tĩnh đều không có, ta liền hoài nghi, có phải hay không? Chu Hàng không nói quỷ dị hai chữ. Quỷ dị, có đôi khi so thổ phỉ càng đáng sợ, rất dễ dàng dẫn phát rối loạn. Thôi, mấy vị huynh đệ nghĩ đến cũng mệt mỏi, đến chúng ta nơi này nghỉ ngơi một hồi, chúng ta dù sao cũng đang tìm người, đợi chút nữa có thể cùng một chỗ. Chu Hàng đề nghị. Cũng tốt, kia mọi người nghỉ ngơi một hồi. Tô An Lâm hướng đội ngũ đi đến, đúng rồi, ta gọi Tô An Lâm, đại ca họ gì? Không dám, ta gọi Chu Hàng, ta chủ nhân nhà là Tứ Lâu thôn Tả gia. Đoán chừng là cái nào tiểu gia tộc, chưa nghe nói qua. Tả Tứ lúc này đón. Nữ nhân này tướng mạo có chút vàng như nến, nhìn một mặt sầu khổ bộ dáng. Dày bờ môi, thoạt nhìn là cái tương đối rộng dày tính tình. Làn da màu đậm, sơ lược thô, hẳn là rất sớm đã bắt đầu một mình đảm đương một phía đương gia làm chủ, không phải tiểu gia bích ngọc loại hình đại tiểu thư. Tô An Lâm khách sáo vài câu, Tả Tứ phân phó, cho mấy vị huynh đài lấy chút bánh nướng đi. Tả tiểu thư khách khí, chúng ta mang theo lương khô, tìm người quan trọng, liền không nói không ngừng. Tô An Lâm nói. Tả Tứ cũng không tâm tư khách sáo, gật gật đầu, vậy liền cùng một chỗ tìm người đi, chỉ bất quá, nếu là lại tìm không đến, chúng ta liền định đi trước, nơi này trời tối quá nguy hiểm. Tô An Lâm mang theo người nghỉ ngơi một hồi về sau, liền chui vào rừng tìm người. Tô sư phụ, không thích hợp à, vừa mới ta vụng trộm cùng bọn hắn hộ vệ Hàn Huyên, bọn hắn xác thực buổi sáng mới đến nơi này, thế nhưng là xe kia vòng dấu, theo thứ tự là 2 đến 3 ngày. Vừa đi xa, Hứa Lao Tam nhịn không được lại nói, ta đi nhiều năm như vậy tiêu, liền không thấy nhìn lầm thời điểm qua. Tô An Lâm nhíu mày, nói, trong này xác thực có gì đó quái lạ, bất quá nhìn bộ dáng của bọn hắn, cũng không giống gạt người. Như thế, đó mới là lạ. Hứa Lao Tam kỳ quái. Triệu Lập Cường nói, mà lại ta phát hiện nơi này còn có cái quái chỗ. A, nói một chút. Tô An Lâm hỏi. Triệu Lập Cường chỉ trên trời mặt trời, nhìn, chúng ta tới trước đó, buổi trưa còn chưa tới, nhưng một cái nháy mắt, mặt trời nhìn phải xuống núi. Tô An Lâm bị một nhắc nhở, cũng chú ý tới mặt trời quái dị. Trước đó còn nóng bỏng dị thường, thuộc về giữa trưa nhiệt lượng đỉnh cao nhất thời khắc. Nhưng một cái chớp mắt, làm sao lại sắp xuống núi? Hứa Lao Tam nhíu mày, đây không phải nói, sắp trời tối. Trời tối trước chúng ta tìm một chỗ qua đêm đi. Tô An Lâm nói. Lần này bọn hắn ra, vốn là mang theo 3 ngày lương khô, lại trong rừng đi vòng vo một vòng. Mỗi đến một chỗ, Hứa Lao Tam cùng Triệu Lập Cường đều sẽ lưu lại một cái vải đỏ đầu làm tiêu ký, phòng ngừa lạc đường. Mắt nhìn thấy muốn trời tối, không thu hoạch được gì. Chợt, bất chi bất giác về tới vừa mới tạ từ bên này đội xe. Kỳ quái, chúng ta rõ ràng hướng trên núi đi, làm sao dạo qua một vòng trở về rồi? Triệu Lập Cường hoàn toàn bối rối, thậm chí hoài nghi bọn hắn làm tiêu ký có phải hay không có vấn đề. Tô An Lâm thì là có chút trầm ngâm, chỉ sợ chúng ta là đã mắc lừa. Hắn đoán chừng là gặp được nào đó loại quái dị quỷ dị. Thật giống như Lý Gia Phật Âm quỷ vực, có lẽ nơi này cũng là quỷ dị một loại. Hắn lấy ra trong ngực trường bì tiên kinh, nói nhỏ, cho nên nơi này là chuyện gì xảy ra? Ta gọi Tô An Lâm, ta đi tại một cái cổ quái địa phương, nơi này là chuyện gì xảy ra? Cho nên là chuyện gì xảy ra? Là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy tả từ bọn hắn không thích hợp, có lẽ có thể từ trên người bọn họ tìm tới manh mối. Dạng này sao? Mặc dù trường bì tiên kinh không có trực tiếp cho ra đáp án, nhưng cũng chỉ ra một con đường. Trời sắp tối rồi. Tô An Lâm mang theo người trở lại tả từ bên này thương đội. Người nơi này sắc mặt càng khó coi hơn. Trước đó còn rất nhiệt tình Chu Hàng nhìn thấy Tô An Lâm, biến hữu khí vô lực, "Tô huynh đệ, các ngươi không gặp được quái sự?" Tô An Lâm lắc đầu, cau mày nói, "Chu đại ca, các ngươi đây là lại gặp được chuyện gì?" Hắn nhìn xem bốn phía, mày nhắc lại, "Thiếu đi thật nhiều người, thương đội tối thiểu một nửa người không thấy. Chúng ta gặp được phiền toái lớn." Chu Hàng trong mắt trừng lớn, "Phải đi ra tìm người, một cái cũng chưa trở lại, tất cả đều mất tích." Tả Tư nhìn chằm chằm Tô An Lâm, không thể tưởng tượng nổi, "Các ngươi làm sao lại không có việc gì?" Vừa mới bọn hắn phái đi ra hộ vệ từng cái mất đi liên hệ, mắt nhìn thấy mặt trời phải xuống núi, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Mà Tô An Lâm đám người này, thế mà không có việc gì. Tô An Lâm trả lời, chúng ta không gặp được cái gì quái sự. Không gặp được. Vậy các ngươi có thấy hay không chúng ta phái đi ra hộ vệ? Tả Từ vội vàng nói. Rất xin lỗi, không có. Tô An Lâm trả lời. Mặt trời phải xuống núi, các ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Hứa Lao Tam nói. Đúng vậy a, liền muốn trời tối, nên làm cái gì? Tả Từ cả người có chút sụp đổ, vành mắt đỏ bừng, hiển nhiên vừa mới một cái người vụng trộm qua. Tiểu thư, hiện tại xem ra không kịp đi, chúng ta liền nghỉ ngơi tại chỗ đi, ban đêm để các huynh đệ nhiều sinh châm lửa, vượt đi qua liền tốt, sáng mai liền đi. Chu Hàng đi qua an ủi. Chỉ có thể dạng này, ban đêm chúng ta cũng không tốt tìm người, chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau nghỉ ngơi. Tô An Lâm nói, có Tô huynh đệ các ngươi cùng một chỗ, kia không thể tốt hơn. Chu Hàng gật đầu. Đang nói, cảnh vật chung quanh đều tối xuống. Nhanh như vậy liền buổi tối. Hứa Lao Tam nhíu mày, kinh nghiệm nhiều năm để hắn cảm giác cực kỳ không thích hợp. Thúc, ta nghĩ đi tiểu. Hứa Hữu biểu lộ xoắn xuýt, rõ ràng có chút sợ. Ngươi muốn nước tiểu liền đi a. Cùng ta nói cái gì? Thúc, ta cảm thấy địa phương quỷ quái này quá mơ hồ, ta sợ. Ngươi có thể hay không theo giúp ta đi nhà vệ sinh? Ngươi cái sợ hàng, liền đi phía trước trong rừng. Hứa Lao Tam chỉ vào cách đó không xa một cây đại thụ, ta nhìn chằm chằm vào ngươi, ngươi sợ cái gì? Nhưng Hứa Lao Tam bất đắc dĩ, đừng quên ngươi làm sao tiến lý ra, lấy ngươi thực lực, nếu không phải ta nói rút, ngươi lúc này còn tại bến tàu chuyển hàng đâu, nhanh đi, đừng làm trò cười cho người khác. Vậy được rồi. Hứa Hữu run run rẩy rẩy đi qua, nhìn phía sau, Hứa Lao Tam một mực nhìn lấy hắn. Nhìn thấy hắn quay đầu, Hứa Lao Tam còn hướng hắn gật gật đầu. Hắn thở dài một hơi, tranh thủ thời gian đi tiểu. Hắn qua bên kia làm cái gì?
Tô An Lâm xem xét Hứa Hữu một chút. Đi tiểu đâu, còn để cho ta cùng hắn. Hứa Lao Tam nhìn Tô An Lâm một chút, bất đắc dĩ, đều nói ta một mực nhìn lấy hắn, còn sợ chứ, lại không đi xa, có cái gì sợ. Tô An Lâm gật đầu, vô ý thức nhìn về phía Hứa Hữu địa phương, bỗng nhiên sửng sở, hắn ở đâu? Ừm. Hứa Lao Tam vội vàng nhìn lại, trong mắt đều muốn trừng ra. Hứa Hữu không thấy. Hắn vội vàng chạy tới, rừng cây bên trong hoàn toàn yên tĩnh, một bóng người đều không có. Ngược lại là bên cây có một bãi thấm nước đáy, nhưng người xác thực không thấy. Không thấy, cháu ta mẹ nó không thấy. Tô An Lâm đi tới, sắc mặt khó coi. Các ngươi cũng có người không thấy. Chu Hàng chấn kinh. Càng ngày càng tới gần, ngay từ đầu cự ly xa mới có thể người mất tích, nhưng là bây giờ, ngay tại đội ngũ chung quanh cũng sẽ mất tích. Tả Tứ lắc đầu, không biết làm sao. Nàng tiếp nhận áp lực quá lớn, đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ta đi an ủi một chút tiểu thư nhà ta, Tô huynh đệ, các ngươi cẩn thận một chút. Chu Hàng ôm quyền rời đi. Tô sư phụ, làm sao bây giờ, cháu ta người không thấy, hắn còn không thành hôn à, cha mẹ chết sớm, ta đem hắn cũng làm thành thân con trai. Tô An Lâm trầm giọng, các ngươi tại trong đội ngũ, không cần lo đi, ta bốn phía nhìn xem. Hắn đi một mình đến vừa mới Hứa Hữu đi tiểu địa phương, lấy ra trường bị tiên kinh. Cho nên, ngươi có thể cho ta tìm tới người sao? Ta gọi Tô An Lâm, ta một cái thủ hạ bỗng nhiên mất tích, ta không biết hắn đi nơi nào, nhưng là lúc này, trên đất một bãi thấm nước đái hấp dẫn ta. Có lẽ, cẩn thận quan sát nơi này, ta có thể được ra cái gì hữu dụng kết luận. Đối với những lời nhắc nhở, Tô An Lâm không phải rất hài lòng. Nhưng hiển nhiên, Trường Bì Tiên Kinh cũng cung cấp không ra tốt hơn đề nghị. Hắn có loại cảm giác, Trường Bì Tiên Kinh đối một ít sự vật hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn mỗi lần cùng Trường Bì Tiên Kinh đối thoại, đều có loại đối phương là cái kinh nghiệm lao đạo người mà thôi, cũng không phải là không gì không biết. Cất kỹ Trường Bì Tiên Kinh, nhìn xem trên đất nước động, Tô An Lâm nhíu mày. Một bãi nước tiểu mà thôi, có thể được ra cái gì kết luận? Bất quá lúc này, hắn cái mũi giật giật. Kỳ quái, cái này nước tiểu không hương vị. Mọi người đều biết, nước tiểu là mùi khai. Nhưng nơi này, thế mà không hương vị. Tô An Lâm sờ lên cằm, nhìn lại bốn phía. Hắn tựa hồ đoán được cái gì, chẳng lẽ nói nơi này? Đột nhiên, một cái tay vỗ vỗ Tô An Lâm bả vai. Tô An Lâm quay đầu, lại là nhìn thấy Chu Hàng đứng tại phía sau hắn. Tô huynh đệ, có thể tìm được ngươi, trời đã tối rồi, ngươi đây là đi nơi nào? Tô An Lâm ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, mặt trời chẳng biết lúc nào đã xuống núi. Đêm tối dưới, đêm trăng mông lung. Cầu xin en rồi thì ta đọc cầu công ty. Chương 137, gặp người cùng gặp quỷ, cầu đặt mua. Trời tối. Tô An Lâm nỉ non. Trước một khắc vẫn là trạm vào tối, có thể nhìn xa mấy chục mét địa phương. Bây giờ lại đã trời tối. Dưới bóng đêm, Chu Hàng sắc mặt nhìn có chút hắc, thần thái sốt ruột. Trở về đi, người khác một cái thủ hạ cũng không thấy, hiện tại chỉ còn lại Hứa Lao Tam. Lại mất tích, vừa mới chuyện gì xảy ra? Tô An Lâm hỏi, ta rõ ràng liền đến một lát. Một lát? Ngươi đều ở nơi này tốt mấy canh giờ? Tốt mấy canh giờ? Tô An Lâm sắc mặt càng thêm âm trầm. Chẳng lẽ nói, nơi này không gian, mỗi cái địa phương tốc độ thời gian trôi qua không giống. Hắn trở về đội ngũ, liền thấy Hứa Lao Tam vẻ mặt cầu xin tới, Triệu Lập Cường không thấy, hắn nói tìm không thấy ngươi, nghĩ đi qua nhìn một chút, người liền không có. Tìm dây thừng, mỗi cái người buộc chung một chỗ, liền sẽ không tách ra. Tô An Lâm liền nói ngay. Chu Hàng nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, chúng ta trên xe ngựa có dây thừng. Hứa Lao Tam, đi với ta lấy dây thừng. Được rồi. Chu Hàng đi ở phía trước, bốn phía chỉ còn lại mấy chục cái hộ vệ. Những hộ vệ này đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dò xét bốn phía. Làm sao bây giờ, cũng bị mất. Chúng ta cũng muốn mất tích, làm sao bây giờ? Tiểu thư đều sợ choáng váng, nếu không phải tuần hộ vệ, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lão bà, con của ta, ô ô. Có hộ vệ không chịu nổi áp lực, trực tiếp nghẹn ngào khóc ồ lên. Đều khóc cái gì, càng là tang, càng dễ dàng bị tìm tới. Chu Hàng quát lớn một tiếng, bị hắn một mắng, tiếng khóc ít đi rất nhiều. Chu Hàng đi vào bên cạnh xe ngựa, hướng Tô An Lâm nói, nơi này có không ít dây thừng, lúc đầu buộc xe ngựa dùng. Tạ Chu đại ca, Hứa Lao Tam, lấy một sợi dây thừng xuống tới. Được. Hứa Lao Tam đi qua hỗ trợ, đem một sợi dây thừng từ trên xe ngựa gỡ xuống, rút ra dây thừng, Hứa Lao Tam hiếu kỳ vô vô trên xe ngựa cái dương, phát hiện trên cái dương thật nhiều sám. Chu huynh đệ, trong này thứ gì, đều tích nhiều bụi như vậy? Đều là một chút lá trà. Lá trà, làm sao nhiều bụi như vậy, thật lâu không mở ra cái dương a. Hứa Lao Tam hỏi. Cái này, kỳ quái, làm sao nhiều bụi như vậy? Chu Hàng cũng là sững sờ, có chút không nghĩ ra. Hắn sờ soạn một cái trên cái dương bụi. Suy đoán, khả năng, nơi này báo cắt lớn đi. Nói, theo bản năng mở dương nhìn thoáng qua. Bên trong đắp lên lấy chỉnh chỉnh tề tề, dùng giấy dầu bao khỏa trà ngon bánh. Ánh trăng chiếu dọi xuống, đóng gói phía trên nhãn hiệu có thể thấy rõ ràng. Hứa Lao Tam nhìn xem những vật tư này, con ngươi lại là co rụt lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Chu Hàng. Hứa Minh, ngươi làm sao? Chu Hàng bị Hứa Lao Tam ánh mắt nhìn dùng mình. Hứa Lao Tam gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không, không có gì. Tô An Lâm mặt không đổi sắc, biết Hứa Lao Tam hẳn là phát hiện chuyện gì. Chỉ bất quá hắn bởi vì một ít nguyên nhân, không tiện nói. Hứa Lao Tam, chúng ta trước đi qua, ra ngoài tìm một vòng. Tô An Lâm nói. Tốt tốt, tốt, Tô sư phụ, đi mau. Hứa Lao Tam vội vàng nói. Hắn rất nóng lòng, mặt đỏ thắm lập tức trở nên trắng bệnh, lôi kéo Tô An Lâm liền đi. Đi tới một bên, hắn xác định bên người không ai về sau, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tô sư phụ, chúng ta đây là đục quỷ. Nói nhỏ chút, đến cùng thế nào? Đám người này, đều mẹ nó không phải người. Tô An Lâm nghiêm mặt, ngươi làm sao nhìn ra được? Kia trà bánh ta biết, chính là chúng ta Lý ra hàng, nhóm này hàng đóng gói là năm ngoái, đã sớm không sinh.
Hứa Lao Tam lúc nói chuyện, mặt cơ hồ vặn mèo. Tô An Lâm nhíu mày, nói cách khác, hàng là năm ngoái, nhóm này người. Đúng vậy, nhóm này người không có khả năng năm nay mua được hàng, bọn hắn hẳn là năm ngoái đều chết ở nơi này, là nơi này cô hồn dã quỷ. Hứa Lao Tam ngữ tốc tăng tốc, ta lấy trước liền nghe nói qua, dã ngoại đột tử người, bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn không biết mình chết rồi, liền có khả năng tại địa chỉ ban đầu du đãng, sau đó bất chi bất giác bên trong giết chết những người khác. Đừng nội, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, sẽ có hay không có một ít hàng để ép ở đằng kia, lúc này mới bán đi. Tô An Lâm hỏi, hắn vừa mới quan sát tỉ mỉ những người kia, thanh máu đều rất bình thường, không giống quỷ. Đương nhiên, cũng có khả năng thanh máu nhận lấy hoàn cảnh ảnh hưởng cũng có nói. Trước đó liền có đến vài lần xuất hiện tình huống như vậy. Hứa Lao Tam nói, không có khả năng, nhóm này hàng ta nhớ được rất rõ ràng, bởi vì cuối cùng một nhóm chính là ta vận chuyển đi ra, mặt khác, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Năm ngoái thời điểm, ta nghe nói có chi thương đội mất tích, thương đội người nhà về sau còn tìm đến đây, cuối cùng không giải quyết được gì. Tô An Lâm gật đầu, nói cách khác, khả năng liền là chi này thương đội. Đúng vậy à, thời gian cực kỳ ăn khớp, ta liền nói nhìn xem đám người này không thích hợp, trên cái dương đều là bụi, nói rõ bọn hắn khả năng ở chỗ này kéo hàng, kéo hơn một năm. Hô hô hô. Hứa Lao Tam lời mới vừa nói xong, mặt trước một đám người vị trí tựa hồ bóp méo một chút. Ánh lửa chiếu dọi xuống, đám người này sắc mặt tám trầm. Tô An Lâm đột nhiên ý thức được một điểm, cái này đống lửa, không nóng. Liên tưởng đến vừa mới không nghe được mùi nước tiểu khai, hắn sinh ra một đạo minh ngộ. Chúng ta ngũ giác, chỉ sợ đã bị che giấu. Tô sư phụ, cái gì ý tứ? Tô An Lâm giải thích, lấy trước có cái mù lòa cùng ta nói qua, có chút đặc thù tà ma, sẽ để cho người sinh ra một chút ảo giác, đến lúc đó, ánh mắt trước hết nhất chịu ảnh hưởng, tại thị giác ảnh hưởng dưới. Chúng ta nghe đến, cảm nhận được, khả năng đều là giả. A, vậy làm sao bây giờ? Nhắm mắt lại. Vừa mới nói xong, liền thấy Tả Từ đột nhiên hướng nơi này đi tới. Tô đại ca, mau cứu ta. Tả Từ gương mặt xinh đẹp tái nhợt, tựa hồ bị dọa cho phát sợ. Thế nào? Tô An Lâm không nghĩ tới, Tả Từ làm sao đột nhiên đến đây? Chu Hàng, Chu hộ vệ có vấn đề. Ta vừa mới nhìn thấy hắn, mặt mũi tràn đầy máu, trên thân đều mục nát, hắn có lẽ đã chết rồi, là quỷ. Tả Từ nức nở, nàng vừa mới một mực tại chịu đựng, không biết như thế nào cho phải. Trải qua thời gian dài, Chu Hàng tận tâm tận lực vì nàng nhà làm việc, bọn hộ vệ đều nghe hắn lời nói. Nếu là bị những người khác biết Chu Hàng xảy ra vấn đề, kia chỉ sợ cũng loạn. Nàng vừa mới nhìn Tô An Lâm muốn đi, thế là quyết tâm trong lòng, lại tới. Tô sư phụ, cái này. Hứa Lao Tam lôi kéo Tô An Lâm ống tay áo, lắc đầu, ra hiệu lập tức đi. Tô An Lâm lại là bỗng nhiên nhắm mắt lại. Giờ khắc này, thị giác trên tia sáng hoàn toàn biến mất. Bên hai thanh âm, khứu giác cũng tại một chút xíu tán đi. Hắn cảm ứng bốn phía, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền thấy một trương hư thối mặt nhìn chằm chằm hắn. Chính là Tả Tử. Tô đại ca. Hư thối mặt lo lắng không thôi nói chuyện. Cùng lúc đó, Tô An Lâm phát hiện, trước mặt thanh máu cũng phát sinh cải biến. Thi quỷ. Thanh máu, 200-200. Tiểu thư, ngươi ở trong đó làm cái gì đâu? Chu Hàng hô. Tả Từ kinh hô, ngươi không được qua đây. Tiểu thư, ngươi. Tô đại ca, cứu mạng. Tả Từ cơ hồ đều muốn khóc, lo lắng không thôi. Yên tâm, ta sẽ cứu ngươi. Tô An Lâm hướng Tả Từ cười cười, bỗng nhiên, Tô An Lâm rút đao. Phốc. Một đao chọc vào Tả Từ hạ háng. Lưỡi đao hướng lên trên bộ da. Tả Từ toàn bộ thân thể bị chém thành hai khúc. Tiểu thư. Chu Hàng ánh mắt sững sờ, lập tức cả người bắt đầu vặn mèo. Ngươi, vậy mà giết tiểu thư của chúng ta, ngươi giết tiểu thư của chúng ta. Ùng ngô cục, ùng ngô cục. Tựa hồ có đồ vật gì đang bước lên ngầm. Hoàn cảnh chung quanh, quỷ dị vặn mèo, phát ra quái thanh. Toàn bộ sân bãi bên trên, nguyên bản đều đang nghỉ ngơi, còn tại làm nhảm việc nhà, lo lắng tính mạng mình bọn hộ vệ, đột nhiên mặt không biểu tình nhìn đến. Tô sư phụ, đây là có chuyện gì? Đã thức tỉnh. Tô An Lâm nói nhỏ, hướng mặt trước cất cao giọng nói, bọn hắn hẳn là đều nhớ lại cái gì. Tại Tô An Lâm ánh mắt bên trong, Chu Hàng cùng một đám hộ vệ cũng đều thân thể hư thối, từng cái giống như cái xác không hồn, hoàn toàn không có trước có máu có thịt. Bị chém thành hai khúc Tả Từ thế mà còn chưa có chết, chỉ là thanh máu hạ xuống một nửa, hắc sắc huyết nhục đặc dính như mù dịch, mùi khó ngửi. Nàng hai nửa thân thể bỗng nhiên dựng đứng lên, một chút xíu chắp vá. Cứu ta, cứu ta. Tả Từ giống như hoàn toàn quên đi vừa mới Tô An Lâm chặt chuyện của nàng. Nàng hướng Tô An Lâm đưa tay, trên tay tất cả đều là thi ban, ẩn ẩn còn có giỏi bọ đang bò. Tô An Lâm trong cơ thể cương khí điên cuồng phun trào, đối Tả Từ liền là vỗ. Chết. Ẩm. Tả Từ thân thể toát ra từng tia trắng khói, cả người giống như bị ném tới axit sùn phịu dịch hồ. A a, cứu ta, cứu ta. Thanh máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hạ xuống. Mà tại Hứa Lao Tam mắt bên trong, Chu Hàng một đám người còn là người sống sờ sờ. Nhưng theo Tả Từ bị chặt, hắn thấy được Tả Từ chân thân. Quả nhiên là quỷ. Hắn bị dọa đến vong hồn nữa ra. Sau đó, liền nhìn xem Chu Hàng dẫn một đám người đánh tới. Cùng lúc đó, bên người cũng xuất hiện từng cái bóng đen. Nhìn kỹ, đều là trước đó nghe nói mất tích hộ vệ. Những người này trên thân đều có không trọn vẹn, máu me đồng địa. Ta ra không được, mang ta ra ngoài, lưu lại, theo giúp ta. A, Hứa Lao Tam rút đao chém loạn, nhưng là đao của hắn căn bản vô dụng, bổ tới những thi thể này trên thân đều phảng phất chém vào băng lánh sắt thép, chấn động đến Hứa Lao Tam cánh tay đều thấy đau. Hắn lập tức kịp phản ứng, vội vàng xé mở ngực trước quần áo, lộ ra bên trong gương đồng. Lần này bọn hắn ra, lý ra là mỗi cái người đều trang bị pháp khí. A, pháp khí dương khí cực nóng, bọn này thi thể nhao nhao hai tay che chắn, lùi rời đi. Chu Hàng sắc mặt tái xanh, nhìn xem bị chém thành hai khúc Tả Từ. Lúc này Tả Từ thanh máu đã triệt để về không. Đánh giết thành công.
"Tiểu thư, tiểu thư." Chu Hàng phát ra tiếng giống. Hắn ngũ quan xuất hiện một đoàn lỗ đen, phảng phất thôn phệ hết thảy. "Ta nhớ ra rồi, là hắn làm, tiểu thư, ta sẽ không để cho người có việc." Chu Hàng nâng đao bổ tới. "Hứa Lao Tam, mình xem trọng chính mình." Tô An Lâm hô to, lập tức giơ đao lên, trong lòng ẩn ẩn hưng phấn. Nhiều như vậy quỷ thi, lại có thể kiếm một sóng lớn điểm kinh nghiệm. Hứa Lao Tam bị giật nảy mình, "Tô sư phụ, nơi này nhiều lắm." "Yên tâm, ta có thể đánh 50 cái." Tô An Lâm dứt lời, hai chân bật lên, hướng Chu Hàng bổ tới. Hứa Lao Tam không có cách, tiếp tục dùng pháp khí ngăn cản. Xoẹt xẹt. Hắn nhất thời không quan sát, lưng bị cầm ra mấy đạo đấm máu màu đen vết thương. "A." Hứa Lao Tam vội vàng quay đầu, gương đồng bên trong dương khí văng ra. Ầm. Một cỗ thi thể bị đánh bay, HP cũng rơi. Hứa Lao Tam có chút tuyệt vọng, chung quanh những thi thể này nhiều lắm, làm không tốt phải chết ở chỗ này. Nhưng khi hắn hướng Tô An Lâm bên kia nhìn lại, liền thấy Tô An Lâm giết vào thi thể ở giữa, đao của hắn như là từng đạo cái bóng, mỗi một đao xuống dưới đều có thể mang theo một cỗ máu đen. Một chút thi thể vọt tới bên cạnh hắn, lợi chảo không ngừng cào ở trên người hắn, nhưng vừa vặn xuống dưới, những này lợi chảo đều nổi lên trắng khói. Thật mạnh. Hứa Lao Tam lông mày nhíu lại. Thế mới biết, Tô An Lâm nói có thể đánh 50 cái, câu nói này không phải chỉ là nói suông. Người ta là thật có thực lực này. Cả. Đồng nhiên, Chu Hàng hướng Tô An Lâm đánh tới. Hắn là nơi này thanh máu cao nhất, đồng dạng, thực lực cũng là mạnh nhất. Hắn cầm đao, hung hăng một chút nện ở Tô An Lâm trên thân. Đang. Thanh máu 4. Còn rất mạnh, thế mà chấn hắn 4 giọt máu. Vì tiểu thư, nhất định phải giết ngươi. Chu Hàng ngũ quan đều là tối om, dữ tợn như quỷ. Các ngươi chết, đã chết hơn một năm. Tô An Lâm giống to, trở tay một đao, đem Chu Hàng tay chặt đứt. Phốc phốc. Nhìn xem tay cụ thượng lưu ra máu đen, Chu Hàng ngũ quan cũng chảy ra máu đen. Chết rồi. Đã chết. Nhớ lại. Tô An Lâm mũi đao chỉ vào Chu Hàng. Giết. Chu Hàng toàn thân hắc khí dâng trào, hướng Tô An Lâm lần nữa đánh tới. Lần này, trong tay hắn mặc dù không có vũ khí, nhưng sương mù màu đen phảng phất nồng axit sủn thiểu dịp, những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối toàn bộ khô héo. Liều mạng. Tô An Lâm nói thầm, cũng không dám kinh thường, thôi động trong ngực pháp khí, phối hợp thân thể bản thân dương khí, không giữ lại chút nào vênh ra. Ầm. Chu Hàng trên người hắc khí toàn bộ tiêu tán, máu đen ở trên trời phun ra. Hắn thân thể trùng điệp đập xuống đất, vô cùng thê thảm. Toàn thân cao thấp đều giống như rách dưới bùn não, xương cốt toàn bộ vỡ vụn. Mạnh như vậy, Tô An Lâm không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình hai tay. Hắn vừa mới dùng chính là dương khí. Dương khí lực lượng đối âm khí có khắc chế hiệu quả, nhưng vật lý công kích sẽ không như thế mạnh. Mà vừa mới thế mà đem hắn đánh thành dạng này, hiển nhiên không giống bình thường. Hẳn là pháp khí gia trì mang đến mạnh như vậy lực công kích. Tô An Lâm trong lòng suy tư. Mà lúc này, Chu Hàng không cách nào dựa vào xương cốt của mình duy trì đứng thẳng. Thậm chí, bụng của hắn đã bị hoành bạo, bên trong từng đầu giòi bò đang ngọ ngoại, đen nhánh ruột cùng ngũ tạng bã vụn chảy xuôi một chỗ, làm người buồn nôn. Tô An Lâm tiện tay vung đi trên tay vụn thịt chất nhầy, hướng Chu Hàng đi đến. Hắn chỉ còn lại 36 nhỏ máu đầu, đã tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. "Thiện ngươi một đoạn đường, miễn cho ngươi ở chỗ này chịu khổ." Tô An Lâm nhàn nhạt nói, thân hình lóe lên, thân thể khôi ngô liền liền xông ra ngoài. Hắn mang theo một cỗ ngang nhiên khí tức, như là xe tải nặng, đụng bay hai đầu lướt đến thi thể. "Oeng!" Hắn một quyền nện ở Chu Hàng đầu lâu, Chu Hàng toàn bộ thân thể sụp đổ. HP về không. Sóng gợn mạnh mẽ đánh bay chung quanh thi thể, cuốn lên một mảng lớn vụn thịt dòng máu. Thanh máu 34, thanh máu 45, thanh máu 23. Thanh máu. Một chiêu này có thể so với quân công. Thúc, thúc. Đương nhiên, máu me đầy mặt Hứa Hữu từ một đống đá vụn đống bên trong đi ra. Hứa Lao Tam xem xét, lập tức khóc, "Cháu trai à, ngươi chết rất thảm, đừng sợ, ta tiễn ngươi một đoạn đường." Dứt lời, hắn nâng đao chém tới. Thúc, thúc. "Ta không chết, không chết a." Tiên hiệp hắc ám, sắc, không nao tản, không bờ UFF bận, đến ngay. Chương 138, đây rốt cuộc là địa phương nào, cầu đặt mua. Thúc, thúc. "Ta thật không có chết, ngươi làm cái gì? Đừng." "Đường đường đường." Hứa Hữu nâng đao, liều mạng ngăn cản Hứa Lao Tam công kích. Hứa Lao Tam mắng to, "Đừng ngăn cản, nói thật với ngươi, kỳ thật ta là ngươi lão tử a. Chém vào thân ngươi, đau nhức tại tâm ta." "A." Hứa Hữu sững sờ, "Thúc, gọi cha." Hứa Lao Tam cuối cùng đem phụ bụi tại sâu trong đáy lòng bí mật kia nói ra. Khi đó, hắn vừa mới tiến võ quán, là một cái tiểu tử nghèo, đối với đại sư tỷ liền ném một cái rất ý nghĩ cũng không dám có. Nhưng lần đó, đại sư tỷ cùng sư huynh của hắn cãi nhau, tâm tình không tốt. Hắn trong sân vừa vặn tắm rửa, đại sư tỷ xông tới ngoài ý muốn nhìn thấy hắn về sau, đại sư tỷ liền nhào lên. Hạnh phúc, có đôi khi liền là đột nhiên như vậy. Về sau hắn mới biết được, nguyên lai đại sư tỷ là cố ý, muốn trả thù sư huynh. Về sau, sư huynh ngoại ý muốn chết thảm, đại sư tỷ sinh ra chất. "Ngươi, ngươi, trả ta?" Hứa Hữu sử sốt. "Nói nhảm, bằng không, ta sẽ cho ngươi bỏ ra nhiều bạc như vậy ở chỗ này mua nhà. Nhiều như vậy chỗ tốt cho người ta, đem ngươi đưa vào." "Ngươi a? Thế nhưng là ta thật không chết. Yêu nghiệt to gan, bị ta nhìn thấu còn dám giả biện." Hứa Lao Tam trên tay đao càng lúc càng nhanh. Tô An Lâm xem xét bên này một chút, phát hiện không thích hợp. "Hứa Lao Tam, hắn khả năng thật không chết." "Hô hô hô." Khoái đao bay múa, dừng lại tại Hứa Hữu bả vai 3 cm địa phương. Hứa Hữu thực sự không ngăn cản được, thân thể mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, "Ta chết đi. Không chặt ngươi đây, bất quá, ngươi thật không chết." Hứa Lao Tam quát. Bị Tô An Lâm một nhắc nhở, vừa mới hắn kịp thời thu tay lại. Lúc này nhìn Hứa Hữu, phát hiện hắn mặc dù chật vật một chút, máu me đầy mặt, nhưng có vẻ như không giống người chết.
nhưng vẫn là không dám tới gần. Ta thật không chết ta làm sao lại chết? Hứa Hưu hô. Tô An Lâm lúc này đã chém giết hơn 30 thi thể. Còn lại thi thể giống như nhận cái gì chỉ lệnh, âm u đầy tử khí nhìn chằm chằm hắn về sau, tới một tầng sương mù, tiêu tán không thấy. Thế mà chạy. Hắn nhíu nhíu mày, trở về Hứa Hưu bên này, một tay lấy hắn kéo. Hứa Hưu trên người có nhiệt độ cơ thể, bất quá vì để phòng vạn nhất, hắn trực tiếp một đạo dương lực độ đi vào. Thật thoải mái. Hứa Hưu thở phì phò. Là người sống. Tô An Lâm ra kết luận, vừa mới ngươi đã đi đâu? Trước đó Hứa Hưu nói đi tiểu. Về sau một cái chớp mắt liền mất tích, Tô An Lâm lúc đầu cho là hắn khẳng định chết chắc. Làm không tốt liền sẽ cùng vừa mới những thi thể này đồng dạng, biến thành nơi này cô hồn dã quỷ. Ta chính là đi vung cái nước tiểu đến trên đất thời điểm, ta liền phát hiện trước mặt hoàn cảnh thay đổi, ta rũa ra tay, liền phát hiện lại biến thành ban ngày. Tô An Lâm nhíu mày, nói như vậy, ngươi đi ra, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Không biết, nhưng là một lát sau, ta lại phát hiện trời tối, cảm giác này, thật giống như đi vào một cái thế giới khác. Lau một cái máu trên mặt nước, Hứa Hữu dung mạo cuối cùng là khôi phục một chút. Về sau, ta gặp được một đám người. Hứa Hữu nói, cái gì người? Mười mấy quan binh, đều cầm trường mâu. Hỏi ta có thấy hay không thành chủ đại nhân, ta cho là bọn họ là lần này tiến đến cùng một chỗ tìm người, liền nói cùng bọn hắn cùng đi, nhưng nào biết được, đi tới, một cái người đột nhiên đâm ta. May mắn, ta đeo cái này. Hắn vén quần áo lên, lộ ra trong quần áo gương đồng. Gương đồng ở giữa chỗ, có một cái bị nện lom đi xuống vết tích. Hiển nhiên, nơi này bị thứ gì đâm qua. Đâm ta cái kia binh bị trong gương dương khí bỏng, sau đó đám kia binh đều điên rồi, một mực truy sát ta, may mắn có gương đồng, ta chém giết 4 cái binh, cuối cùng chạy trốn, không nghĩ tới thấy được trước đó chúng ta làm ký hiệu, thế là ta nhận một chút đường. Chạy đến nơi này. Ngươi vận khí không tệ, nước tiểu thời điểm, ngươi hẳn là trong thời gian ngắn rời đi nơi này, về sau lại tiến đến, gặp phải những quan binh kia phải cùng chúng ta gặp phải thương đội đồng dạng, là đã sớm chết người ở chỗ này. Tô An Lâm suy đoán. Hứa Lao Tam cất ký đao, bất khả tư nghị nói, thế nhưng là, làm sao nước tiểu một chút liền mất tích? Tô An Lâm nghĩ, nói, Hứa Hữu, ngươi trước đó nói, ngươi còn không thành hôn đúng hay không? Ê. Hứa Hữu sững sờ, Tô sư phụ, ngươi hỏi ta cái này làm cái gì? Ngươi một mực trả lời là được. Hứa Lao Tam quát lớn. A, ta là còn không thành hôn. Nhưng cùng nữ tử đi qua phòng. Hứa Hữu ngượng ngùng lắc đầu. Kia là đồng tử chi thân, dương khí nồng đậm, đây là một loại đặc thù thuần dương chi lực, tại ngươi nước tiểu thời điểm, có lẽ trong thời gian ngắn phá nơi này. Tô An Lâm suy đoán, trước đó gạo nếp đều có thể trị liệu thi độc, cho nên hắn rất sớm đã suy đoán, có lẽ đồng tử nước tiểu đối cái này âm vật cũng hữu hiệu quả. Nhưng đây rốt cuộc là địa phương nào, vì sao lại có nhiều như vậy quỷ? Hứa Lao Tam không nghĩ ra, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tạm thời còn không biết, bất quá, ta biết đại khái tiếp xuống làm thế nào. Tô An Lâm nhắm mắt lại, bên tai một trận thanh minh. Bắt lấy ta dây thừng, theo sát ta, nhớ kỹ, mặc kệ thấy cái gì, đều cùng ta nói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hứa Lao Tam cùng Hứa Hữu vội vàng theo ở phía sau, nắm chắc cột vào Tô An Lâm trên lưng dây thừng. Hắn một đường cất bước, bên người năng lực nhận biết kinh người. Hứa Hữu thấy thế, nhịn không được hỏi, "Tô sư phụ, ngươi đây là nhắm mắt lại, không đi nhận bên người sự vật ảnh hưởng sao?" "Ừm, ta cũng là cùng một cái mù lòa sở học." Hứa Lao Tam vội vàng nói, "Vậy ta cũng thử một chút." Hắn nhắm mắt lại, nhưng chỉ cảm thấy xung quanh vẫn như cũ âm khí âm u, không hề có tác dụng. Đừng bảo là học Tô An Lâm như kia đi cảm ngộ, liền là bình thường đi đường đều bất ổn. Không được a, Tô sư phụ, ngươi đây là làm sao làm được? Ta cũng không được. Hứa Hữu mở mắt ra, một mặt thất vọng. Các ngươi đều không được sao? Tô An Lâm nhíu mày, kia chỉ sợ không phải là của các ngươi nguyên nhân, mà là ta nguyên nhân. Cái gì ý tứ? Tô An Lâm nói, rất đơn giản, ta có thể làm được điểm ấy, là bởi vì thực lực của ta, các ngươi quá yếu, cho nên dù là nhắm mắt lại, vẫn như cũng chịu ảnh hưởng. Hắn suy tư một chút mình cùng hai người này khác nhau. Mình nội lực mạnh sức lực, tu luyện nhiều cửa công pháp, đều đạt tới đại sư cùng cảnh giới tông sư. Dựa vào cái này cường đại cảnh giới, hắn đối bốn phía năng lực nhận biết đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Cái này khiến hắn dù là nhắm mắt lại, ngũ giác cường đại như trước, hắn thậm chí có thể thông qua loại cảm giác này, cảm thụ dưới chân tiểu thảo lá dụng vị trí. Đây chính là hắn cùng người khác khác nhau. Đương nhiên, một phương diện khác, cũng có nơi này tà ma cường đại nguyên nhân, dẫn đến Hứa Lao Tam nhắm mắt lại vô dụng. Nếu là phổ thông âm vật, có lẽ hắn là được rồi. Đây hết thảy đều là Tô An Lâm suy đoán, hắn không đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng chém giết. Thanh âm liền đến từ nơi xa ngay phía trước núi cao chỗ. Tô An Lâm trong lòng hơi động, các ngươi nghe được thanh âm sao? Không a. Trung quanh thật tiến tĩnh. Tô An Lâm nói, vậy xem ra chỉ có ta một cái người nghe được. Tô sư phụ, ngươi nghe được cái gì? Hứa Lao Tam liền vội hỏi. Tô An Lâm nói, có tiếng chém giết, có người ở phía trước chém giết, các ngươi thính giác bị che đậy, cho nên nghe không được. Thế nhưng là ngươi đối với chúng ta nói lời nói, chúng ta vì cái gì có thể nghe được? Hứa Lao Tam hiếu kỳ. Đó là bởi vì chúng ta khoảng cách quá gần, cho nên che đậy không được, nếu là giống trước đó như thế, chúng ta một khi tách ra, chỉ sợ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tô An Lâm nội tâm suy đoán, tiếp tục nói, bất kể như thế nào, chúng ta trước đi qua nhìn một chút, bên kia chém giết, khẳng định là có người giống như chúng ta, gặp quỷ. Hứa Hữu hoảng sợ, cái này quá khứ không có sao chứ, trên người ta gương đồng lực lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Ta ngược lại thật ra còn có không ít, nhưng dạng này tiêu hao xuống dưới không thể được, trong gương đồng dương khí một khi hao tổn xong, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản bất luận cái gì âm vật. Hứa Lao Tam vội vàng nói, võ giả không cách nào đối kháng quỷ, chỉ có thể dựa vào pháp khí. Không có pháp khí, liền là đợi làm thịt cứu non. Mạnh hơn võ giả, đều muốn tại quỷ vật thủ hạ nuốt hận. Tô An Lâm trầm giọng,
một mực trốn tránh quỷ cũng vô dụng, sẽ chỉ làm quỷ tiêu diệt từng bộ phận, huống hồ chúng ta muốn tìm tới đi ra biện pháp, cho nên nhất định phải chủ động xuất kích. Nói, hắn nhắm mắt nhìn một chút bầu trời. Bầu trời bên trong loáng thoáng chuyển đến ưng kêu to. Tại ngũ giác chịu ảnh hưởng tình huống dưới, vừa mới hắn liền ưng cũng không thấy, mà bây giờ nhắm mắt lại, ưng thanh âm nghe thấy được. Cùng lúc đó, đối diện chiến đấu thanh âm càng ngày càng gần. Đinh đinh đang đang. Giết. Ừm. La Chu Dương Kỳ thanh âm. Tô An Lâm trong lòng hơi động. Nghe thanh âm của hắn, trạng thái đã rất tồi tệ, bên kia dương khí suy yếu, nói rõ bọn hắn pháp khí lực lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Bởi vì bên này đánh nhau kịch liệt, Tô An Lâm ba người một tới gần nơi này, huyễn cảnh dần dần biến mất. Hứa Lao Tam cùng Hứa Hữu lập tức nhìn thấy phía trước phát sinh tình huống. Là Chu Dương Kỳ cùng Chu gia đệ nhất môn khách, Đoạn Vô Nhai. Hứa Lao Tam nhận biết nhiều người, liếc mắt nhận ra Đoạn lão. Nhìn thấy người quen, hắn không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ, ngược lại sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Chết rồi, đều đã chết. Hứa Lao Tam nuốt nước miếng một cái. Toàn bộ sân bãi bên trên, chỉ còn lại Chu Dương Kỳ cùng gãy một cánh tay Đoạn Vô Nhai. Hộ vệ của bọn hắn thủ hạ, tất cả đều biến thành mặt không thay đổi quỷ thi, hướng bọn họ chém giết. Đoạn Vô Nhai ngăn tại Chu Dương Kỳ mặt trước, cùng một đám đồng dạng thân thể không trọn vẹn thi thể chém giết. Hắn ngực trước đại hào gương đồng đã sớm ảm đạm vô quang, lại đã có vết rách, cuối cùng một chút dương khí đều đã biến mất. Quỷ thi nhiều lắm. Vây quanh Đoạn Vô Nhai, lít nha lít nhít, lại đều là người mặc hộ giáp binh thi. Vừa mới đối phó binh thi thời điểm Tô An Lâm liền phát hiện, những này binh thi đều người mặc hộ giáp, lực phòng ngự kinh người. Thiếu gia, đi mau. Đoàn lão gầm thét, hắn đã nỏ mạnh hết đà, một tay lấy Chu Dương Kỳ đánh ra. Sau đó, hắn một tay cầm kiếm, nhìn hằm hằm một đám quỷ thi. Thiếu gia, nhớ kỹ, đừng lại tin nữ nhân kia. Đoàn lão vọt tới, một kiếm quét ngang, nhưng mình rất nhanh bị quỷ thi bao phủ. Số chỉ bén nhọn lợi chảo đâm xuyên ngực của hắn, máu me đồng địa. Hắn nhìn chằm chằm mặt trước, cảm thụ được mình sinh cơ trôi qua, trong miệng nỉ non, nếu như còn có thể chạy thoát được. Đoàn lão, Chu Dương Kỳ mắt đỏ, thân thể run rẩy. Hắn muốn chạy trốn, nhưng bốn phía đều là quỷ thi. Hắn mang thủ hạ toàn bộ đã tử vong, biến thành quỷ thi hướng hắn tới gần. Tô An Lâm nhìn xem một màn này, trong lòng không vui không buồn, ngược lại là có chút kỳ quái, gia hỏa này không phải thành chủ Thiên Kim Liễu Nhan liếm chó sao? Hắn cùng Liễu Nhan cùng một chỗ tới, theo lý mà nói, hắn người đều đã chết, Liễu Nhan người đâu? Tô An Lâm, Chu Dương Kỳ lúc này chú ý tới Tô An Lâm, chạy tới. Tô sư phụ, cẩn thận một chút gia hỏa này, hắn trước đó còn muốn đối phó ngươi tới. Hứa Lao Tam vội vàng nói. Tô An Lâm ngược lại là không có vấn đề nói, không sợ, trước đó hắn đều không đối phó được ta, huống chi hiện tại. Phù phù. Chu Dương Kỳ chạy tới, nhưng thể lực chống đỡ hết nổi, nửa quỳ trên mặt đất. Lúc này, Tô An Lâm mới chú ý tới, hắn tim chỗ có cái huyết động, đã thụ thương. Máu tươi càng không ngừng lưu, nửa người đã bị sau đó. Ngực trước gương đồng cũng đã bị nhuộm đỏ, tinh mịn vết rạn hiện hiện. Khối này gương đồng dương khí cũng đã không có. Tô An Lâm, Chu Dương Kỳ chống đất, sắc mặt khó coi. Thật sự là xảo, bất quá để cho ta cứu ngươi lời nói cũng đừng nghĩ. Tô An Lâm ăn ngay nói thật. Hắn hiện tại không ném đá xuống giếng, đã là hắn rộng lượng. Chu Dương Kỳ đau thương cười một tiếng, yên lặng gật đầu, ta còn không ngốc như vậy, bất quá, ta nhắc nhở ngươi. Nói, phù phù. Chu Dương Kỳ cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất. Thanh máu chỉ còn lại 6 giọt. Nhắc nhở ta cái gì? Tô An Lâm đi qua. Cẩn thận. Liễu Nhan, nàng đem ngươi thế nào? Tô An Lâm nhíu mày, ngươi không phải đem nàng liếm cực kỳ dễ chịu sao? Làm sao? Tại nàng nơi nào bị thua thiệt? Phúc. Nói chưa dứt lời, nói một lời này, Chu Dương Kỳ tim khó chịu, lại là một ngụm máu to phun ra. Thanh máu 4. Mau nói, nàng có độc. Nói xong lời này, phản phất đã dùng hết lực khí toàn thân. Thân thể run lên về sau, trong mắt liền sững sờ nhìn về phía trước, không nhúc nhích. Tô sư phụ, hắn chết. Hứa Lao Tam nhíu mày nhắc nhở, đáng tiếc không nói rõ ràng, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ nói là Liễu Nhan nơi nào có độc? Tô An Lâm sắc mặt rất khó coi. Lúc đầu giống như tại hắn sau khi nói xong, tự mình động thủ, tốt như vậy xấu có thể kiếm một chút điểm kinh nghiệm. Hiện tại tốt, cảm giác tổn thất mấy cái ức. Mặc kệ. Trước giải quyết mặt trước quỷ thi lại nói. Tô An Lâm trầm giọng. Tại hắn mắt bên trong, mặt trước vừa mới chết đi Chu Dương Kỳ thi thể tại phát sinh biến hóa. Hắn dưới làn da, màu đen đường vân như mạng nhện một chút xíu lan tràn. Toàn thân của hắn làn da bắt đầu nắm chặt, dần dần biến thành màu đồng cổ. Cùng lúc đó, tại Tô An Lâm mắt bên trong, hắn thanh máu cũng phát sinh cải biến. Quỷ thi, thanh máu 245. Chết. Tô An Lâm một đao chém đi xuống. Chu Dương Kỳ còn chưa kịp biến thân, đầu lâu bị chém xuống, thanh máu về không. Đánh giết quỷ thi thành công, điểm kinh nghiệm 245. Tô sư phụ, không thích hợp a. Hứa Lao Tam đi vào Tô An Lâm bên người, có chút khó tin nhìn xem mặt trước một đám quỷ thi. Bọn này quỷ thi vừa mới còn một bộ hung ác bộ dáng, chuẩn bị chém giết tới. Nhưng chỉ trước mắt, thế mà xuất hiện một trận hắc vụ. Sau đó, quỷ thi một chút xíu tiêu tán, thế mà đều không thấy. Chạy. Tô An Lâm thấy cảnh này, cũng ngạc nhiên vô cùng. Vừa mới chính là như vậy, một đám quỷ thi đột nhiên biến mất, hiện tại lại tới một lần. Làm sao, không cho hắn kiếm điểm kinh nghiệm? Hứa Hưu tại một bên nói thầm, có vẻ giống như này một đám quỷ thi, có người điều khiển cảm giác, vàng không làm sao có thể hiểu được rời đi. Tô An Lâm trong lòng hơi động. Có người điều khiển sao? Mời anh em thích hậu cùng vào thưởng thức, chuyện hơn ngàn trường, sắp phun, ra chương đều. Chương 139, hai cái lý mạnh, quỷ dị âm vật. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Nhưng kỳ quái là, cái này rừng núi hoang vắng, bầu trời bên trong cũng không trăng ánh sáng. Toàn bộ bầu trời bị mây đen che đậy. Hứa Hưu cùng Hứa Lao Tam hai mắt đen thui, chỉ có thể đi theo Tô An Lâm đi. Thúc, hiện tại ta bảo ngươi thúc hay là gọi ngươi cha? Đi trên đường,
Hứa Hữu nhịn không được hỏi. Hứa Lao Tam một mặt buồn vô cớ, tùy ngươi vậy. Vậy ngươi trước đó nói, mua cho ta phòng là thật sao? Hứa Lao Tam, ngươi nếu là mua cho ta phòng, ta liền khuyên ta nương cùng ngươi và được rồi. Hứa Hữu vẻ mặt thành thật, đầu năm nay không nhà, không ngựa, rất khó cưới vợ à, có thể lời nói, thuận tiện mua cho ta một con ngựa, ta đều nhìn kỹ, một con ngựa rất không tệ. Thật chứ? Hứa Lao Tam trong lòng hơi động. Ừm a, khẳng định. Tốt. Hứa Lao Tam lập tức tới làm sức lực. Đi ở phía trước Tô An Lâm đều không còn gì để nói. Cái này đến lúc nào rồi, còn muốn lấy cưới vợ cho lễ hỏi đâu? Tất tiếng sột soạt tốt. Đương nhiên, phía trước trong rừng chuyển đến thanh âm rất nhỏ. Tô An Lâm lỗ tai khẽ động, mũi lao chỉ hướng nơi nào, ai? Cuối cùng tìm được. Triệu Lập Cường đột nhiên đi ra. Ta tạo, Triệu đại ca, ngươi không chết. Hứa Hữu kinh hô. Hắn bình thường cùng Triệu Lập Cường đi tương đối gần, lúc này một mặt kinh hỉ. Triệu Lập Cường, ngươi trước đó đi nơi nào? Hứa Lao Tam nói, yên lặng lôi kéo Hứa Hữu, ra hiệu hắn không muốn quá khứ. Quá nguy hiểm, ta vừa mới gặp được một đám quỷ, may mắn ta chạy nhanh. Triệu Lập Cường hoảng sợ lấy đi tới. Lại tại cái này, Tô An Lâm đao quét ngang, ngăn ở hắn mặt trước. Tô sư phụ, ngươi đây là? Ngươi nói ngươi là Triệu Lập Cường, vậy ta hỏi ngươi, cha mẹ ngươi kêu cái gì, ngươi vợ còn kêu cái gì? Tô An Lâm hỏi. Hắn hiện tại còn từ từ nhắm hai mắt, nhưng chung quanh âm khí nồng đậm, hắn cảm giác nhận ảnh hưởng rất lớn. Cho nên xuất hiện một cái người về sau, mặc dù hắn vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ dương khí, giống như không phải quỷ. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là phải hỏi nhiều một lần. Triệu Lập Cường vội vàng nói, cha mẹ ta gọi. Hắn trước tiên trả lời hoàn tất. Hoàn tất, Triệu Lập Cường nhíu mày, Tô sư phụ, ta nói được rồi, như thế nào? Nói không sai chứ? Ngược lại là không có nói sai. Hứa Lao Tam gật đầu, Triệu Lập Cường người nhà hắn cũng quen thuộc. Ha ha, xem ra là không sai, bất quá, ta lần thứ nhất gặp ngươi, cũng không nhận biết người nhà ngươi, ngươi thật giống như không biết điểm ấy. Câu trả lời của ngươi, hẳn là hỏi ta, ngươi không biết người nhà của ta. Triệu Lập Cường sắc mặt biến hóa, chờ chút, nhưng không còn kịp rồi. Tô An Lâm trong tay đại đao ngang tích, trực tiếp đem đầu của hắn chém bay. Phúc. Hứa Hữu cùng Hứa Lao Tam đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vô ý thức coi là Tô An Lâm giết nhầm người. Nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện không được bình thường, Triệu Lập Cường thi thể không đầu, không có máu phun ra. Ngược lại, Triệu Lập Cường thi thể lung lay, sau đó bên trong tuôn ra một cỗ hôi thối. Cỗ này hôi thối đều tạo thành một cỗ nồng vụ bên trong, Tô An Lâm thấy được Triệu Lập Cường thanh máu biến hóa. Quỷ thi, thanh máu 99400. Quả nhiên không thích hợp. Tô An Lâm nhíu mày, quỷ này thi thật cao thanh máu, khó trách tại hắn nhắm mắt cảm ứng tình huống dưới, đều có thể đem hắn mê hoặc. Mà lại dù là một đao chặt xuống quỷ thi đầu, nhưng không có triệt để chết đi. Ngược lại xuất hiện nồng vụ, tựa hồ lại muốn chạy trốn chạy. Tô An Lâm vội vàng giết đi qua, tại nồng vụ bên trong trùng sát. Nhưng ở nồng vụ bên trong, quỷ thi thể ảnh trôi nổi không chừng, rất nhanh lần nữa tiêu tán. Oeng. Đột nhiên, Tô An Lâm phát động ngực gương đồng. Cực nóng dương khí đem chung quanh nồng vụ thổi tan, hướng bốn phía càn quét, che ngập bầu trời. Tô An Lâm liếc nhìn chạy trốn quỷ thi. Giết. Hắn nhanh chân giết tới, nhanh, theo sát ta. Tô An Lâm hướng Hứa Hữu cùng Hứa Lao Tam quát. Hai người cắn răng kiên trì, rất nhanh xuyên qua một cái sườn núi nhỏ. Quỷ này thi chạy cực nhanh, chỉ chớp mắt không có ảnh. Ầm ầm. Giết giết. Đột nhiên, phía trước xuất hiện tiếng đánh nhau, thanh âm có chút quen. Tô An Lâm con mắt lóe lên, thân thể khôi ngô liền xông ra ngoài. Ai nha? Sau lưng Hứa Lao Tam cùng Hứa Hữu căn bản không kịp phản ứng, hai người quẳng xuống đất, bị Tô An Lâm kéo lấy đi. May mắn hiện tại là bùn đất, ngập đá đầu, Tô An Lâm kéo lấy hai người này cũng không có gì nguy hiểm. Rất nhanh hắn xông vào dưới sơn núi, liền thấy hai cái giống nhau như lúc bóng người cùng nhìn nhau. Hai người hiển nhiên vừa mới giao thủ qua, không phân ra thắng bại. Nhìn thấy hai người này, Tô An Lâm lông mày nhíu lại. Hai cái Lý Mạnh. Tô đại ca. Hai cái Lý Mạnh cùng nhau quay đầu. Hai cái này Lý Mạnh dáng dấp giống nhau như lúc, thậm chí nói liên tục lời nói, thần thái đều giống nhau như lúc. Tô An Lâm trong mắt hơi híp. Đột nhiên, trong rừng đi ra một cái khôi ngô thân ảnh. Sư Minh. Thân ảnh này vô cùng kinh hỉ, vội xông tới. Chính là Ngưu Tuệ Hồng. Dừng lại. Tô An Lâm lạnh giọng. Ngưu Tuệ Hồng sững sờ, vội vàng ngừng lại bước chân, kịp phản ứng. Sư Minh là sợ ta có vấn đề, ta đã hiểu, Lý Mạnh, ngươi. Ngưu Tuệ Hồng vừa mới muốn nói gì, quay đầu hướng Lý Mạnh nhìn lại, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Làm cái gì đại pháo? Nàng kinh hô một tiếng. Nhìn Ngưu Tuệ Hồng hùng hùng hổ hổ bộ dáng, Tô An Lâm biết, nàng trên cơ bản không phải là tà ma. Nhưng Lý Mạnh liền không nhất định. Tô đại ca, đây là quỷ, trên người ta gương đồng không có dương khí, hắn không sợ ta. Bên trái Lý Mạnh mở miệng, thần thái lo lắng. Ngưu Tuệ Hồng nói, Tô đại ca, đây là Lý Mạnh. Phía bên phải Lý Mạnh càng kịch liệt hơn, nói, ta mới là thật, Tuệ Hồng, ngươi đã quên, vừa mới ngươi nói đi tìm nước. Tô đại ca, giết hắn. Ngưu Tuệ Hồng sững sờ, đúng a, ta vừa mới là đi tìm nước, vậy là ngươi thật. Bên trái Lý Mạnh cũng càng thêm gấp, Tuệ Hồng, ngươi quên chúng ta đã từng ứng thuận lời hứa sao? Ngưu Tuệ Hồng lại sững sờ, đúng a, vậy là ngươi thật. Phía bên phải Lý Mạnh gấp thẳng dậm chân, gia hỏa này làm sao biết chúng ta chuyện, Tuệ Hồng, ngươi bị lừa, Tô đại ca, ta là thật. Bên trái Lý Mạnh chỉ trích, ngươi chứng minh như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ còn muốn dạo biện, ta mới là thật, Tô đại ca, giết hắn, ta khả năng tìm tới làm sao rời đi phương pháp. Tô An Lâm nhìn thẳng vào đầu. Hai cái này Lý Mạnh, nhìn đều là thật a. Nhất là, trên người hai người này đều có một cô dương khí. Mặc kệ, ta cho các ngươi đánh vào một cô dương khí, nhìn các ngươi ai là thật, ai là giả. Hắn thân thể bay thẳng, hai trưởng cách mấy mét trực tiếp vung ra. Khổng lồ dương khí dâng trào, hai cái Lý Mạnh nhau nhau trúng chiêu. Ha ha ha, ta không sao, ta không sao, thế nào, ta nói,
ta là thật. Phía bên phải Lý Mạnh cười ha ha, vô bộ ngực. Nào biết được. Bên trái Lý Mạnh cũng nhảy dựng lên, vô bộ ngực gấp giọng nói, ta mới là thật không có việc gì, ngươi dương khí nhất định bị ngươi tổn chữ. Ngươi đánh rắm. Tô đại ca, vừa mới ta cùng Tuệ Hồng ở chỗ này cất bước, phát hiện một chút quỷ thi không phải phổ thông quỷ thi, bọn hắn có được mô phỏng năng lực, mà lại không thế nào e ngại dương khí, dù là đem dương khí đưa vào trong cơ thể của bọn hắn có thể thời gian ngắn áp chế cố lực lượng này, tổn chữ bắt đầu. Bên trái Lý Mạnh gấp giọng nói. Phía bên phải Lý Mạnh vội vàng đáp lời, đây là ta cùng Tuệ Hồng vừa mới phát hiện. Ngươi lại giả mạo ta. Ngươi đánh rắm. Ta giết ngươi. Ngươi đến a. Mắt thấy hai người càng mắng càng là lên sức lực, Tô An Lâm một bàn tay quét ra, quất thẳng tới phía bên phải Lý Mạnh bay ra ngoài. Ầm. Lý Mạnh quẳng xuống đất, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vì cái gì đánh ta? Đúng vậy a sư huynh, ngươi đây là cớ gì? Tô An Lâm nhíu mày, ta tại kiểm tra, sẽ không còn muốn đánh ta đi. Tô đại ca, ngươi như thế lực lượng lớn nói, ta sẽ chết. Bên trái Lý Mạnh lập tức sợ, vội vàng bụm mặt. Đợi chút nữa, ta biết phải làm sao. Nưu Tuệ Hồng hít sâu một hơi, các ngươi hai cái đứng trùng một chỗ. Phía bên phải Lý Mạnh vội vàng đứng lên, Tuệ Hồng, tin tưởng ta. Bên trái trực tiếp mắng, ngươi còn trang. Đều chớ quấy rầy, ta đến thử một lần. Nưu Tuệ Hồng đứng tại hai người mặt trước, đồng nhiên, hai tay nô ra. Tô An Lâm, cái này mẹ nó làm cái gì? Nưu Tuệ Hồng như thế sờ một cái, nắm đấm cũng hướng phía bên phải Lý Mạnh đánh tới. Ầm. Một quyền này, đập Lý Mạnh bay ra ngoài, hốc mắt toàn bộ lõm, nhìn ra vành mắt xương đều rách ra. Oen. Giờ khắc này, cái này Lý Mạnh lập tức lộ ra vẻ hoán độc, trên thân quỷ khí âm trầm. Khuôn mặt một trận nhúc nhích, hóa thành một bộ đáng sợ thi thể. Vì cái gì? Thi thể xâm nhiên nhìn chằm chằm Nưu Tuệ Hồng, rất là không nghĩ ra. Tô An Lâm, khá lắm, hai người tiến triển rất nhanh a. Giết ngươi. Thi thể này nổi giận, hướng Nưu Tuệ Hồng đánh tới. Nưu Tuệ Hồng hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra. Lúc đầu Tô An Lâm coi là Nưu Tuệ Hồng một giới võ phu, là không có cách nào đối phó tà ma. Nào biết được, nàng khí thế như hồng, một quyền giết đến thi thể nửa người đều bay ra ngoài. Thanh máu 66. Theo thi thể phi thường, thanh máu biểu hiện cũng rõ ràng. Tô An Lâm một đao tích ra nhặt đầu người, như là chém dưa thái rau đồng dạng, tại chỗ đem thi thể chặt thành vài đoạn. Lần này, thanh máu triệt để về không. Nguy hiểm thật. Lý Mạnh đặt mông ngồi dưới đất. Sư huynh, ngươi làm sao tìm được tới, quá tốt rồi. Nưu Tuệ Hồng kích động không thôi. Tô An Lâm trước tiên đem sự tình nói một lần. Nưu Tuệ Hồng nghe xong, chấn kinh, cái gì? Cái này chẳng phải là nói, chúng ta ở chỗ này đi dạo không sai biệt lắm hai ngày. Xem như thế đi, làm sao, các ngươi không có cảm giác? Tô An Lâm hỏi. Nưu Tuệ Hồng lắc đầu, ta vẫn cho là mới một ngày. Ở chỗ này giác quan đều chịu ảnh hưởng, nhận biết năng lực đều sẽ xuất hiện sai lầm, đợi chút nữa theo sát ta, đúng, ta nhìn ngươi vừa mới thân thủ, làm sao cũng có thể đối phó tà ma. Tô An Lâm kỳ quái. Vừa mới hắn nhìn Nưu Tuệ Hồng công kích, một chiêu kia mặc dù không bằng hắn, nhưng là so với những võ giả khác mạnh quá nhiều. Chủ yếu là nàng dương khí phi thường cực nóng. Nưu Tuệ Hồng nhìn xem quả đấm mình, một mặt điểm khả nghi, cái này ta cũng không biết. Vậy xem ra là thể chất vấn đề. Tô An Lâm trong lòng suy đoán. Nưu Tuệ Hồng căn cốt là hắn trước mắt người quen biết ở giữa ưu tú nhất, có lẽ cùng cái này có quan hệ. Sư huynh, vậy ta làm sao ra ngoài? Nưu Tuệ Hồng vội vàng nói. Lý Mạnh chạy tới, ta tới nói, Tuệ Hồng, vừa mới ngươi đi tìm nước, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái rời đi nơi này chủ ý. Mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 140, Thiên Quân Vạn Mã, Khổng Lồ Quỷ. Mau nói. Tô An Lâm nói. Nơi này quá mức quỷ dị, dù hắn hiện tại cũng không nắm chắc rời đi. Tô đại ca, vừa mới Tuệ Hồng cùng ta gặp được một đám quỷ thi, nàng một kích toàn lực, giống như đánh ra một đạo địa phương khác không gian. Ta hoài nghi, chỗ kia không gian liền là đường đi ra ngoài. Cho nên ta liền nghĩ, lấy ngươi lực lượng, lại thêm Tuệ Hồng lực lượng, sau đó tăng thêm Hứa Lao Tam cùng Hứa Hữu pháp khí, đồng thời công kích một chỗ, cũng có thể đánh vỡ ra một cái lớn không gian. Chúng ta liền từ nơi này thoát đi. Lý Mạnh biện pháp kỳ thật rất đơn giản, liền là tập trung lực lượng đánh một cái điểm. Điểm này, tại trước đó Hứa Hữu đi tiểu thời điểm, liền phát hiện hữu dụng. Đồng tử nước tiểu đốt ra ngoại giới không gian, Hứa Hữu trong thời gian ngắn đi ra, chính là như vậy hiệu quả. Cho nên Tô An Lâm nghe xong, cảm thấy có hiệu quả. Có thể, vậy liền thử một chút. Dù sao Nưu Tuệ Hồng cùng Lý Mạnh cũng đã tìm tới, Tô An Lâm không định lại đợi ở chỗ này. Hắn tiện tay nhặt lên một khối tảng đá, ném ở mặt trước. "Tốt, hiện tại chúng ta liền nhắm chuẩn khối này tảng đá đánh." Tô An Lâm chỉ vào tảng đá. "Lý Mạnh, Tuệ Hồng, Hứa Hữu, Hứa Lao Tam, ta đếm tới 3." Đồng thời ra tay, toàn lực công kích. Tô An Lâm dứt lời, song quyền giơ lên. 1 2 3. "Oen." Mấy người đồng thời ra tay, tập hợp lực lượng không biết lớn bao nhiêu, càn quét mà ra. Giờ khắc này, trước mặt không gian phảng phất đột nhiên bị đọc lại, ngay sau đó, không khí bên trong phát ra ngột ngạt tiếng vang. Bốn phía khí lưu cuồn cuộn, âm phong không ngừng hướng người trên mặt đập tới, cào đến trên mặt người đau nhức, không nói ra được kinh khủng dọa người. Ầm ầm. Theo phía trước thanh thế thật lớn tiếng nổ dâng lên, cực nóng lực lượng phảng phất hình thành một chỉ bàn tay lớn, đem phía trước không gian xé mở một đầu khe nước to lớn. Khe hở càng lúc càng lớn, lộ ra nguyên bản không gian. Chỗ kia, chói lọi, ánh nắng tươi sáng. Là bên ngoài, chúng ta quả nhiên bị vây ở một nơi nào đó, bên ngoài lúc này là ban ngày. Tô An Lâm phấn chấn, cuối cùng là có thể đi ra ngoài. Đi. Hắn tăng tốc bước chân, nhưng lúc này, nơi xa truyền đến sấm sét giống như tiếng gào thét. Giết, 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 giết. Ầm ầm. Thiên Quân Vạn Mã đồng dạng tiếng vó ngựa hiện lên mà đến. Toàn bộ bầu trời lần nữa mây đen ngập đầu, trùng thiên âm khí đập vào mặt. Phát giác được đây, Tô An Lâm chấn kinh, thật mạnh âm khí, cái này chỉ sợ sẽ là cái này quỷ âm vật.
Trước mắt âm vật là từ thiên quân vạn mã cưỡi ngựa quân sĩ hình thành. Bọn hắn đều mặc hành quân khôi giáp, ngũ quan đen nhánh, sắc mặt dữ tợn. Cùng bạo âm phong tại đỉnh đầu bọn họ tứ ngược, mắt trần có thể thấy từng cái người chết âm hồn tại âm phong bên trong quỷ khóc sói gào. Vẹn vẹn một cái mắt, mấy người bọn hắn người vừa mới vênh ra một con đường, đã ít đi một chút. Đáng chết, thứ quỷ này muốn ngăn cản chúng ta rời đi. Tô An Lâm nhìn ra dụ ý. Đi. Hắn gấp rút tốc độ. Nhưng âm phong hóa thành từng cái quỷ binh, dương nhanh múa vút lướt đến, ý đồ ngăn cản tốc độ bọn họ. Không được, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị ngăn trở. Nưu Tuệ Hồng có chút chống đỡ không nổi. Nàng ở chỗ này rốt cuộc đã 2 ngày, vừa mới mấy chiêu xuống tới, cơ hồ hao hết nàng toàn bộ khí lực. Nàng lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ăn cái gì? Trong bụng đói, thật giống như vô số côn trùng cắn xé. Lý Mạnh càng không cần phải nói, vừa mới Nưu Tuệ Hồng lúc đầu muốn mang lấy hắn cùng đi tìm nước, cũng là bởi vì Lý Mạnh một điểm khí lực đều không, Nưu Tuệ Hồng mới một mình hành động. Tô An Lâm đi ở phía trước, như là đồ mâu, quắc, đều trốn ở đằng sau ta, Hứa Hữu, Hứa Lao Tam, dùng các ngươi trên người pháp khí, tùy thời phối hợp tác chiến. Lúc này không cần tiết kiệm dương khí. Đúng. Hai người cùng nhau hét to, mắt bên trong một mảnh quyết tuyệt. Tại Tô An Lâm ánh mắt bên trong, mặt trước đếm không hết âm khí quỷ binh thế mà cũng có thanh máu. Âm quỷ. Thanh máu, 111. Thanh máu, 132. Thanh máu, 109. Thanh máu cao có thấp có. Phần lớn đều là 100 da mặt dáng vẻ. Cái này âm quỷ đặc điểm là sức đánh thấp, nhưng phòng cao. Bọn hắn có lẽ rất khó giết người, nhưng người bình thường muốn giết bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy. Xem ra là có cái gì không nghĩ rằng chúng ta rời đi. Tô An Lâm trầm giọng, hắn bản năng điều động trong cơ thể cương khí, ngực trước gương đồng phát ra nhiệt khí, đem chung quanh âm khí xua tan. Đúng lúc này, con thứ nhất âm khí quỷ binh đánh tới. Đây là một đầu nông phu đồng dạng quỷ binh, trong tay giơ cao quốc, nhếch miệng lộ ra hàm răng bén nhọn, hướng Tô An Lâm đánh tới. Giết. Tô An Lâm không tránh không né, đại đao chính diện chém tới. Không chút nào trương pháp đấu pháp, lại tuôn ra cực kỳ kinh hãi lực lượng, như một phát đạn tháo, oanh minh đi qua. Một cái chớp mắt, mặt trước quỷ binh thanh máu về không, liên đối lấy quỷ phía sau binh thanh máu cũng hạ xuống 32 điểm. Cà cà cà. Tô An Lâm đại đao huy động liên tục, quỷ binh liên tiếp bị chém giết. Mặc dù quỷ binh tổn thất nặng nề, nhưng mắt nhìn thấy rời đi nơi này lối đi càng phát ra thu nhỏ, nếu là lại nhỏ như vậy xuống dưới, bọn hắn đều muốn bị tươi sống mà chết. Đương nhiên, lấy hắn thực lực, có thể một mình chạy trốn, nhưng người bên cạnh đều sẽ chết. Huống chi, nơi xa càng lớn âm vật ngay tại đánh tới. Tô An Lâm tê cả da đầu, cũng may đã cực kỳ tới gần lối đi, chỉ còn lại không đủ khoảng cách mấy chục mét. Thăng thêm tốc độ, hắn nghiêm nghị giống to. Sau lưng đám người liều sức lực toàn lực chạy. Ngao. Nơi xa thiên quân vạn mã đã cực kỳ tới gần. Mắt nhìn thấy liền muốn thoát đi, lối đi đột ngột đóng lại. Làm sao có thể? Hứa Hữu sững sờ, cả người tuyệt vọng. Lý Mạnh toàn thân phảng phất quả cầu ra xì hơi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vẫn là không còn kịp rồi, chúng ta đều phải chết, ha ha. Nưu Tuệ Hồng siết chặt nắm đấm, răng cắn vang két, rõ ràng ngay tại mắt trước, làm sao lại không kịp? Không ai trả lời nàng lời nói. Loại cảm giác này, thật giống như một cái muốn chết khác người, tại phát hiện một cái hồ nước ngay tại mắt trước, nhưng lại tại hơn 2 thước khoảng cách, sắp uống đến nước thời điểm, lại bị ai phát hiện, hồ nước là hải thị thật lâu. Loại này cho người ta hy vọng đột nhiên lại cho người ta cảm giác tuyệt vọng, thường thường càng thêm tuyệt vọng. Sư Minh, ngươi đi một mình đi, đừng quản chúng ta. Đồng nhiên, Nưu Tuệ Hồng vỗ Tô An Lâm bả vai. Tô An Lâm đem một đầu quỷ binh chém giết, xoay quay đầu, liền thấy Nưu Tuệ Hồng nhe răng cười một tiếng. Tuệ Hồng, Sư Minh, chúng ta là không có cơ hội đi ra, ta biết ngươi có thể làm, chỉ bất quá bởi vì mang theo chúng ta, ngươi không tiện rời đi. Nưu Tuệ Hồng cười tiếp tục nói, đừng quản chúng ta, đi thôi, ta biết ngươi là có thể rời đi. Tô đại ca. Lý Mạnh lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lúc đầu ta muốn đem ngươi giới thiệu cho tỷ ta, tác hợp các ngươi, nhưng bây giờ không còn kịp rồi, hoa, ta muốn chết rồi. Cha. Hứa Hưu khóc hướng Hứa Lao Tam hô, ta pháp khí không dương khí, ta cũng mất, đừng sợ, kiếp sau lại là một đầu hào hán. Hứa Lao Tam hô, thế nhưng là ở chỗ này chết rồi, hồn phách đều sẽ bị mảnh này quỷ bên trong âm vật khống chế, không kiếp sau. Tô An Lâm không khỏi cho bọn hắn tạt một chậu nước lạnh. Cái gì? Hứa Lao Tam tinh thần chấn động, cái này không thể được, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Sư Minh, đi thôi, nhanh lên, nếu ngươi không đi không còn kịp rồi. Nưu Tuệ Hồng lo lắng. Tô An Lâm lại là nhìn phía xa chân trời, tại một đám âm vật ở trung tâm, bỗng nhiên lộ ra một cái cửa lớn màu vàng nóng. Cái này cửa lớn cổ phát tăng thương, màu đồng cổ, thanh đồng chế thành, phía trên chạy xuôi quái dị tinh mỹ đường vân, chính chiếu lấp lánh. Kia là vật gì? Tô An Lâm chấn kinh. Đây là pháp khí, là cao phẩm cấp pháp khí. Hứa Lao Tam kiến thức rộng rãi, một chút nhận ra. Nghĩ nghĩ, lần nữa kinh hô, ta nhớ ra rồi, là thành chủ đại nhân pháp khí, thất phẩm pháp khí, thanh đồng môn, ta lấy trước gặp một lần. Thanh đồng môn. Tô An Lâm quay đầu, thứ này tại sao lại ở đây? Ta đã biết, thành chủ đại nhân nhất định không chết, nhưng cũng không cách nào rời đi nơi này, hắn hẳn là phát giác được chúng ta có việc, cho nên tới hỗ trợ. Lý Mạnh tiếp lời, truyền thuyết thành chủ đại nhân kiện pháp khí này bình thường chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng một khi sử dụng, uy năng vô tận, có thể biến thành cửa lớn lớn nhỏ. Trừ cái đó ra, dương khí tiêu hao về sau, thanh đồng môn có thể tự động hút dương, khôi phục thực lực. Chúng ta toàn bộ hợp thủy huyện sở dĩ không có nhiều tà ma xâm lấn, cũng là bởi vì có thanh đồng môn trấn áp, mới bảo vệ chúng ta trăm năm hòa bình. Đang khi nói chuyện, cái này phiến cửa đồng lớn ở trên trời bên trong đứng lơ lửng giữa không trung, những nơi đi qua, vô số âm vật đều bị đập tan. Tô An Lâm loáng thoáng nhìn thấy, cửa đồng lớn bên cạnh, đứng thẳng một cái toàn thân đẫm máu nam tử. Nam tử một thân áo giáp, sợi tóc phiêu tán, uy nghiêm bá khí. Bốn phía huyết khí tại phía sau hắn hình thành huyết vụ, giống như đầy trời huyết vũ.
Hắn con ngươi quét Tô An Lâm bên này một chút, trong miệng nỉ non, rốt cục đợi đến người. Thành chủ đại nhân. Lý Mạnh cao giọng hô. Lý gia tiểu tử sao? Liêu Giã lạnh giọng, hắn nhận ra Lý Mạnh. Hắn rơi trên mặt đất, thiên quân vạn mã hình thành âm vật đều giống như hòa tan đồng dạng, lộ ra nguyên lai hình dạng mặt đất. Bất quá, mặc dù âm vật bên này tử thương thảm trọng, nhưng Liêu Giã cũng không dễ chịu. Cửa đồng lớn đang lóe lên kim quang về sau, kim quang rõ ràng yếu rất nhiều, vô số âm vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, y đồ lại đem Liêu Giã vây quanh. Đây là muốn tươi sống mài chết hắn. Cút cho ta. Liêu Giã gầm thét, hắn nắm lên cửa đồng lớn quét ngang, không khí đều hình thành từng đạo gợn sóng, lực lượng như sôi nước quét tán, trấn áp vô số quỷ vật. Tô An Lâm thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại. Đây chính là pháp khí lực lượng chân chính sao? So với trên người bọn họ gương đồng, cửa đồng lớn lực lượng mạnh quá nhiều. Cái này khiến hắn càng phát ra cảm thấy, có một kiện tốt nhất pháp khí là quan trọng cỡ nào. Đáng tiếc, trên thị trường bán pháp khí, liền cựu phẩm đều rất ít, đại đa số là không ra gì. Trên cơ bản đều là tiêu hao phẩm. Trước mặt Liêu Giã tốc độ tăng tốc, Tô An Lâm đã nhìn ra, là hướng bọn họ bên này đi tới. Đến gần, mọi người mới thấy rõ Liêu Giã toàn cảnh. Chớ nhìn hắn vừa mới đánh nhau như kia hung mãnh, trên thực tế, hắn cả người trạng thái đã cực kỳ suy yếu. Trên người hắn khôi giáp đại bộ phận không trọn vẹn, trên tay còn chảy xuống máu. Nhất là mặt, bên trái mặt đã hư thối, lộ ra bạch cốt âm u, nhưng phía bên phải còn hoàn hảo vô khuyết. Liêu Giã, thanh máu 6350. Không thể không nói, Liêu Giã nguyên bản thanh máu vẫn còn rất cao, chỉ là lúc này hắn tàn huyết quá nhiều. DS, vừa mới trở lại Thượng Hải, rất mệt mỏi, hôm nay đổi mới thiếu đi 2000, tiếp tục gõ chữ, tranh thủ ngày mai bắt đầu tăng thêm. Mặt khác, cầu đừng nuôi, đuổi đọc làm lên, ta nhiều hơn càng. Mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 141, vì sao có khổng lồ như thế âm vật? Thành chủ đại nhân. Hứa Lao Tam cũng ổn quyền, thái độ cung kính. Hợp Thủy huyện bên trong, Liêu Giã là làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục tồn tại. Không chỉ ở chỗ thực lực, càng ở chỗ hắn nhân cùng đức. Chính là bởi vì có hắn trấn thủ, Hợp Thủy huyện bình yên vô sự đến nay, bách tính sinh hoạt trình độ rõ ràng muốn so địa phương khác cao. Các ngươi đều là Lý gia, bên ngoài như thế nào? Đang khi nói chuyện, Liêu Giã đem cửa hướng phía sau một lập tức cửa đồng lớn kim quang lấp lóe, chặn đánh đuổi theo tà ma. Tô An Lâm ổn quyền, đại nhân ngươi đã mất tích 3 ngày có thừa, ngài Thiền Kim Liễu Nhan dẫn đầu nhân mã, xuất lĩnh các đại gia tộc tiến vào nơi này cứu ngươi. Ta là ngoại ý muốn tiến vào nơi này, cho nên ta Lý gia cũng phải không ít người tiến đến. Lý Mạnh nói. Tô An Lâm gật đầu, vừa mới chúng ta gặp được không ít người, nhưng đều là quỷ bên trong âm vật biến thành, đều là người chết. Đúng vậy à, đều là người chết, đều đã chết, các ngươi không nên tới, Liêu Nhan đứa nhỏ này, hẳn phải biết, nhưng nàng vẫn là dẫn người tới. Liêu gia nhắm mắt, lộ ra kiên quyết, ta một mực tại nơi này giáng chống đỡ, mặc dù không diệt được nơi này quỷ, nhưng một mực tại tiêu hao lực lượng của nó. Các ngươi tới, ngược lại cổ vũ quỷ lực lượng. Tô An Lâm nhíu mày, quỷ thông qua giết người, đang trưởng thành. Không sai. Đây là ta lưu tại nơi này nguyên nhân, mà lại ta bản thân thân bên trong quỷ độc, nếu không phải thanh đồng môn lực lượng đang giúp ta chống cự, chỉ sợ ta đã sớm biến thành âm vật. Lý Mạnh vội vàng nói, vậy chúng ta lại đập ra một cái lối đi, đại nhân người cùng chúng ta cùng rời đi. Không còn kịp rồi, ta hiện tại chỉ còn lại một cái khẩu khí chống đỡ, sau khi rời khỏi đây cũng là chết. Đại nhân, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao trống rông sẽ xuất hiện khổng lồ như thế âm vật? Tô An Lâm kỳ quái. Ta ngay từ đầu tưởng rằng thổ phỉ khiến cho, nhưng lại tới đây, phát hiện chúng kế, có người cố ý dẫn ta tới, mới đem ta vây ở chỗ này. Đáng tiếc ta những huynh đệ kia. Liêu Giã trầm giọng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô An Lâm nói, mục đích của người này không chỉ là ta, mà là muốn để nơi này âm vật trưởng thành tiếp, hình thành chí ít ngũ phẩm âm vật. Ta hoài nghi, mục tiêu của nàng là Hợp Thủy huyện. Tô An Lâm nhíu mày, toàn bộ Hợp Thủy huyện người. Không sai, ta tới, liền là muốn cùng ngươi kể một ít lời nói. Đại nhân mời nói. Liêu Giã nói, ta trước khiến người khác rời đi nơi này. Hắn nhìn xem Lý Mạnh bọn người, tiếp tục nói, nhớ kỹ, sau khi rời khỏi đây, đi về phía nam vừa đi, vô luận nhìn thấy cái gì cũng không cần để ý tới, đi về phía nam đi. Âm khí ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng các ngươi sẽ đi ra ngoài, nhớ kỹ sao? Đúng. Nưu Tuệ Hồng bọn người vừa mới đáp lời, Liêu Giã một trưởng vô ra. Hắn lực lượng cường đại, dễ như trở bàn tay đánh ra một đạo không ở giữa lối đi. Các ngươi đi nhanh một chút, lối đi này duy trì không được bao lâu. Liêu Giã quát. Tạ đại nhân. Lý Mạnh nói xong, lôi kéo Nưu Tuệ Hồng đội vàng rời đi. Sư Minh, ngươi cũng đi nhanh một chút. Tô sư phụ, cha con chúng ta hai người đi trước. Hứa Hữu cùng Hứa Lao Tam cùng nhau cũng đi ra ngoài. Tốt, chỉ còn lại chúng ta, vừa mới ta nhìn thấy thực lực ngươi rất mạnh, ngươi không phải người địa phương. Liêu Giã hai mắt nhìn chăm chú Tô An Lâm. Đúng vậy, đại nhân là muốn nói cùng chuyện gì sao? Ta không còn sống lâu nữa, vật này chưa trừ diệt, toàn bộ Hợp Thủy huyện nguy cơ sớm tối. Tô An Lâm nói, ta minh bạch, đáng tiếc lấy thực lực của ta, cũng khó có thể đối phó loại này âm vật. Hiện tại cái này âm vật ở vào bát phẩm, ngay từ đầu muốn hướng thất phẩm tiến hóa, bởi vì ngươi ta duyên cớ, âm vật mới không có tiến hóa thành công. Bởi vì ta? Tô An Lâm hiếu kỳ. Không sai, ngươi vừa mới chém giết không ít âm vật, đúng hay không? Như thế, bất quá cái này âm vật đến cùng là cái gì? Tô An Lâm hỏi. Thi đoàn, một loại vô số người chết về sau hình thành đoán nghiệm, hình thành thi đoàn, loại này thi đoàn rất dễ dàng trưởng thành, hấp thu tử thi là được, bị hấp thu tử thi sẽ biến thành thi nô, tại thi đoàn quỷ bên trong không ngừng lặp lại chết trước một màn. Ta biết ngươi không thể giải quyết vật này. Ta muốn ngươi làm cũng không phải cái này, mà là hy vọng ngươi sau khi rời khỏi đây, giúp ta làm sự kiện. Tô An Lâm nghiêm mặt, mời nói. Đem thanh đồng môn mang đi ra ngoài, vật này lưu tại nơi này, lại biến thành quỷ khí. Tốt. Tô An Lâm gật đầu. Trong thời gian này hắn cũng đã được nghe nói quỷ khí.
Nghe nói một chút pháp khí mạnh mẽ cũng có thể tổn trữ âm khí, lúc này liền biến thành quỷ khí, vô cùng cường đại, để âm vật thực lực tăng vọt. Đương nhiên, phổ thông pháp khí căn bản không biến thành quỷ khí điều kiện, cho nên ngoại giới quỷ khí rất ít, rất nhiều người chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Chuyện thứ hai, đem thanh đồng môn giao cho một cái gọi Vương Tồn Thủy người, hắn tại Thượng Gia thôn, ngươi hỏi thăm một chút liền biết. Nhớ kỹ, hắn là sư đệ ta, nhưng tính tình cực kỳ cổ quái, hắn vô luận nói cái gì, ngươi không muốn để vào trong lòng, hiện tại chỉ có hắn có thể thôi động thanh đồng môn, giải quyết nơi này âm vật. Tô An Lâm nhíu mày, nhưng vạn nhất hắn không nguyện ý đến đâu? Mặc dù Liêu gia nói, Vương Tồn Thủy là hắn sư đệ, nhưng hai người rốt cuộc ở hai cái địa phương, nhìn ra quan hệ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Loại này mạo hiểm rơi đầu sự tình, vạn nhất đối phương không nguyện ý tới, vậy làm sao bây giờ? Liêu gia đưa tới một trương phong thư, nói, trong này là ta giao cho hắn một phong thư, ngươi giao cho hắn, hắn sau khi xem, tự sẽ tới. Nhớ kỹ, cái này sự kiện đừng tìm bất luận kẻ nào nói. Tô An Lâm trầm giọng, vậy ta một cái người đi qua. Thực không dám giấu giếm, lần này đại nhân ngài nữ nhi con trai đều tiến đến. Bọn hắn đã bị ta đưa ra ngoài, có một số việc, ta ngay cả mình con cái cũng tin không được, cho nên chỉ có thể giao cho ngươi. Tô An Lâm kỳ quái, đại nhân, ngươi ngay cả mình con cái đều không tin, vì sao tin ta? Vừa mới ngươi cứu người một màn ta nhìn ở trong mắt, ngươi có năng lực một mình rời đi, vẫn còn tại cứu Lý Mạnh bọn hắn, cho nên ta tin được ngươi. Đang khi nói chuyện, phía sau thanh đồng môn ánh sáng đang yếu bớt, thi đoàn gầm rú lấy đánh tới, càng ngày càng gần. Thanh đồng môn lực lượng cuối cùng cũng muốn không có. Liễu Giã đau thương cười một tiếng, bất quá ta cũng coi như chết có ý nghĩa, tại thời khắc sống còn, gặp ngươi, ta sẽ tận lực hoàn thành đại nhân nhắc nhở. Tô An Lâm gật đầu. Ừm, ta nhìn ra được, ngươi có tự tin, một chuyện cuối cùng, nhớ kỹ, ai cũng không muốn tin. Cái này sự kiện, ta hoài nghi là Âm Tông gây nên, trước mấy ngày ta liền tiếp vào tuyên báo, có Âm Tông người tại Hợp Thủy huyện ẩn hiện. Âm Tông sao? Thật đúng là âm hồn bất tán. Tô An Lâm lạnh lùng ánh mắt nói. Thậm chí, nhà ta bên trong khả năng cũng có Âm Tông người. Cho nên ta mới khiến cho ngươi đừng tìm bất luận kẻ nào nói. Minh Bạch, ta sẽ đơn độc tiến về Thượng Gia thôn. Nhớ kỹ, trong vòng 10 ngày, nhất định phải tới, nếu không, chờ nơi này thi đoàn khôi phục, liền khó có thể đối phó. Đi. Hắn đứng dậy, rút ra phía sau thanh đồng môn. Thanh đồng môn xoay tròn hướng bên cạnh đánh tới. Oeng. Một tiếng bạo tạc, một cái không gian thật lớn bị nện ra. Ta hiện tại ban thưởng ngươi thanh đồng môn điều khiển pháp quyết, có thể để cho nó biến lớn thu nhỏ, nhớ kỹ, đừng ở bất luận kẻ nào mặt trước hiện lộ vật này, để tránh cho ngươi đưa tới họa sát thân. Liêu Gia dứt lời, năm chữ chân quyết liền rơi vào Tô An Lâm thai bên trong. Năm chữ chân quyết rất đơn giản, tiểu, 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 tiểu. Nếu là muốn no biến lớn, 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 lớn. Mặc dù năm chữ chân quyết rất đơn giản, nhưng đơn giản hữu hiệu, cũng dễ dàng nhớ. Niệm động chân quyết thời điểm, đối bên trong đưa vào dương khí, liền có thể khu động. Đáng tiếc, Liêu Dã cũng không nói như thế nào sử dụng cái đồ chơi này. Tô An Lâm xem chừng, muốn khu động cái đồ chơi này, cũng hẳn là có đặc thù khẩu quyết. Đi. Liêu Dã hét lớn. Hắn cả người lần nữa bị âm vật bao phủ, chỉ còn lại một cái đầu lộ ra. Trên mặt hắn hư thối vị trí càng ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn lại một cái khỏe mắt còn có lưu vẻ thanh tỉnh. Tiểu huynh đệ, Hợp Thủy huyện, nhờ vào ngươi. Đại nhân, tạm biệt. Tô An Lâm ôm quyền, quay đầu rời đi. Dạng này người, hắn kính trọng. Tô An Lâm trong lòng yên lặng nói nhỏ, nhất định phải hoàn thành Liễu Dã nhắc nhở, tìm tới hắn sư đệ Vương Tồn Thủy, cứu vớt Hợp Thủy huyện. Cả. Tô An Lâm lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện mình thân ở một chỗ ánh nắng tươi sáng trên sườn núi. Bốn phía đều là lục lục xung xuê bãi cỏ, ấm áp hợp lòng người. Bất quá ngay tại gần tại trễ thước sau lưng, khí tức âm lãnh hướng hắn lan tràn. Tô An Lâm giờ mới hiểu được, trước đó Liêu Gia nói, vừa ra tới liền hướng nam chạy ý tứ. Cái này khí tức âm lãnh hẳn là thi đoàn quỷ. Một khi lại bị nó nuốt hết, lại sẽ tiến vào cái này đoàn quỷ, rất khó ra. Hắn cấp tốc đứng dậy, nhận một chút mới hướng về sau, bắt đầu chạy. Nơi xa hắn chú ý tới một ít nhân ảnh, lại có không ít. Nưu Tuệ Hồng cùng Lý Mạnh đứng chung một chỗ, bên cạnh thì là một đám người Lý gia. Trừ cái đó ra, lấy Liêu Nhan cầm đầu phụ thành chủ đám người, cùng các đại gia tộc thế lực cũng ở nơi đây. Đám người này ở chỗ này cũng không biết chờ cái gì, đều nhìn trên núi. Một số người chú ý tới Tô An Lâm xuống núi, đều lông mày nhíu lại. Lại có người xuống núi. Tựa như là Tô An Lâm. Lý Mạnh, vừa mới ngươi nói, cha ta trước tiên đem các ngươi đưa ra tới, liền giữ lại Tô An Lâm một người ở chỗ nào? Đương nhiên, Liễu Nhan hướng Lý Mạnh tra hỏi. Vừa mới Lý Mạnh cùng Nưu Tuệ Hồng thoáng qua một cái đến, liền đem sự tình đại khái nói. Cho nên đám người này chờ tại cái này, cho rằng Tô An Lâm cũng sẽ ra. Quả nhiên, Tô An Lâm ra. Lý Mạnh hướng Liễu Nhan ôn quyền, đúng thế. Ngươi cũng đã biết cha ta nói là cái gì. Rất xin lỗi, chúng ta cũng không biết, bất quá, hẳn là bàn giao một số việc. Hẳn là thành chủ đại nhân nhìn ra Tô đại ca thực lực mạnh, cho là hắn sinh tồn được tỷ lệ cao một chút, cho nên mới sẽ như thế. Lý Mạnh không rõ chi tiết tất cả đều nói, hắn cũng không lưu cái gì tâm nhãn, rốt cuộc hắn thấy, Liễu Nhan nữ tử này là thành chủ đại nhân nữ nhi. Bọn hắn đều là người một nhà, mình không cần thiết giấu giếm. Biết, chờ Tô An Lâm đến đây, ta lại hỏi hắn đi. Liễu Nhan gật đầu. Một lát sau, Tô An Lâm đến đây. Lần này chiến đấu, dù hắn tiêu hao cũng là to lớn. Vừa đi vừa đã sớm lấy ra trong ngực sớm chuẩn bị tốt thì khô, gặm. Chúng ta đi vào bao lâu? Tô An Lâm thoáng qua một cái đi, liền hướng Lý Gia người bên kia tra hỏi, hỏi thăm canh giờ. Tiến vào 3 ngày, hiện tại là ngày thứ 3. Liễu Nhan bỗng nhiên đáp lời. Tô An Lâm nhìn lại, khẽ gật đầu, đa tạ cáo chi. Đối cái này Liễu Nhan, Tô An Lâm cũng không hiểu rõ, nhưng cảm giác được nữ nhân này hẳn là không đơn giản như vậy. Bởi vì Chu Dương Kỳ trước khi chết trước nói qua, cẩn thận Liễu Nhan. Điều này nói rõ,
Chu Dương Kỳ hẳn là tại Liễu Nhan trên thân ăn phải cái lô vốn, mà lại là thiệt thòi lớn. Tô An Lâm đang muốn đi, không nghĩ tới Liễu Nhan bỗng nhiên gọi lại hắn, "Đợi chút nữa, có chuyện gì sao? Ta nghe ngươi nhà Lý Mạnh công tử nói, vừa mới cha ta lưu lại ngươi, hắn cùng ngươi nói cái gì, cha ta người thế nào?" Liễu Nhan hỏi. Tô An Lâm nói, "Hắn chết." "Chết rồi?" Tất cả mọi người chấn kinh, đám người rối loạn lên. Một cái nam tử hô, "Ngươi nói hiệu nói vượng, cha ta thực lực cao cường, còn có thanh đồng môn pháp khí trợ trận, hắn làm sao lại chết?" Gọi hàng, là cái thân hình cao lớn nam tử, cùng Liêu Gia dáng dấp có mấy phần giống. "Đệ, đừng xúc động." Liêu Nhan nhíu mày. Tô An Lâm biết, cái này chỉ sợ là Liêu Gia con trai. Hắn thở dài nói, "Ta không có nói hiệu nói vượng, không tin ngươi có thể hỏi Lý Mạnh công tử, Hứa Lao Tam bọn hắn. Chúng ta nhìn thấy thành chủ đại nhân thời điểm, hắn một nửa mặt đã bị quỷ độc căn mòn, dựa vào thanh đồng môn miễn cưỡng duy trì. Vậy ta cha vì cái gì liền lưu lại ngươi, hắn cùng ngươi nói cái gì?" Liêu Nhan vội vàng hỏi. Tô An Lâm nói, "Cái này sự kiện khả năng cùng Âm Tông có quan hệ, trừ cái đó ra, nơi này tạ vật là thi đoàn quỷ vực, năng lượng rất mạnh, chúng ta phải làm cho tốt lâu dài chuẩn bị. Một vài gia tộc người đều tao loạn." "Thi đoàn quỷ vực, lần đầu tiên nghe nói a." "Ta nghe nói qua, giống như đẳng cấp thấp nhất cũng là 8 phẩm tạ vật." "Bát phẩm? Cái này nhưng làm sao xử lý? Liêu gia đại nhân đã chết rồi, thanh đồng môn cũng mất, hợp thủy huyện khó giữ được a." Rất nhiều người bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. "Không có cách, đối mặt loại này quỷ, không ai có thể không lo lắng. Cha ta còn nói gì không?" Liêu Nhan tựa hồ đối với mấy cái này đều không thế nào quan tâm, tiếp tục hỏi. "Không có gì." Tô An Lâm nói. "Đương nhiên, Liêu Nhan đệ đệ Liêu Thanh giận chỉ Tô An Lâm, cha ta nhất định còn bàn giao sự tình khác, ngươi cố ý không nói." Tô An Lâm cười, "Vậy ngươi cảm thấy hắn nói cái gì?" Liêu gia trước khi chết trước dặn đi dặn lại, không nên đem thanh đồng môn những sự tình này nói ra. Bởi vì hắn hoài nghi, Liêu gia bên trong đã sớm có âm tông người ẩn nút. Căn cứ vào đây, hắn đương nhiên sẽ không thành thật khai báo cái gì. Rốt cuộc liền Liêu gia đối tử nữ đều không tín nhiệm, hắn làm sao có thể tín nhiệm Liêu Nhan cùng Liêu Thanh? "Cha ta thanh đồng môn đâu?" Liêu Thanh bỗng nhiên nói. Liêu Nhan cũng nói, "Thanh đồng môn can hệ trọng đại, Tô An Lâm, nếu là ngươi có thanh đồng môn rơi xuống, cáo chi chúng ta, Liêu gia ta sẽ không bạc đãi ngươi." Tô An Lâm nhún nhún vai, "Không có ý tứ, tại quỷ kia vực bên trong, ta thấy được thanh đồng môn cùng thành chủ đại nhân cùng một chỗ ngã xuống. Giống như, lúc ấy thanh đồng môn năng lượng cũng mất." "Cái gì? Thanh đồng môn? Không có, không có." Liêu Thanh đầy mắt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. "Cho nên, rất xin lỗi." Tô An Lâm quay đầu, hướng Lý Mạnh một đám người gật gật đầu, "Bên trong đã không có người sống, đi thôi." "Liêu tiểu thư, vậy chúng ta trước cáo tử." Lý Mạnh ôm quyền. Một bên Triệu Minh vỗ vỗ Tô An Lâm bả vai, "Đi thôi." Nhìn xem Tô An Lâm bóng lưng, Liễu Nhan khẽ nhíu mày, "Thanh đồng môn, không có sao, tiểu tử này, gạt ta." "Tỷ, chúng ta cũng là bị cha đưa ra tới, vì cái gì? Vì cái gì hắn không cùng chúng ta bàn giao, ngược lại cùng Tô An Lâm người ngoài này bàn giao a?" Liêu Thanh đi đến nàng mặt trước, một mặt ghen ghét, "Hiện tại thanh đồng môn không có, không có a." "Ta biết, nhưng có biện pháp nào, ngươi nói." Liễu Nhan lạnh giọng, "Trở mình lên ngựa, về trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến ngay." Chương 142, bị người làm thương xử. Thi đoàn quỷ vực xuất hiện tin tức, tại Hợp Thủy huyện lan truyền nhanh chóng. Đừng bảo là các đại gia tộc thế lực võ giả, hiện tại dù là người bình thường đều biết. Trong chốc lát, lòng người bàng hoàng. Một đêm công phu, trên thị trường mễ lương dầu hết thảy bán sạch. Nguyên bản náo nhiệt đường đi, lúc này cũng không có mưa ai, rất nhiều người có năng lực nhà thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Có thì là thừa dịp lúc ban đêm sách trước rời đi. Trong nháy mắt đã đến ngày thứ hai. Hôm nay sáng sớm, Lý gia đại sảnh bên trong, Tô An Lâm cho đám người giảng thuật quỷ bên trong một số việc. Ngoại trừ Liêu Dã lời nhắn nhủ sự tình bên ngoài, sự tình khác trên cơ bản đều kỹ càng tự thuật một lần. Mua nhà chúng ta lá trà chi kia thương đội, là một cái trong thôn nhà giàu, Tả gia. Nhập hàng nhà chúng ta lá trà đã có 5 năm, năm ngoái Tả gia Thiên Kim Tả Từ mang theo hộ vệ của nàng Chu Hàng, cuối cùng kéo một nhóm hàng rời đi về sau, từ đây biến mất. Về sau, Tả gia còn tới người tìm kiếm, đáng tiếc không thu hoạch được gì, từ đó về sau, Tả gia liền không có trở lại người. Đầu năm thời điểm, ta nghe nói Tả gia đã triệt để suy bại, nhà bên trong mặt đất cửa hàng đều bị nơi nào mấy cái nhi nữ bán thành tiền, tựa như là phân ra. Trên đài cao, Lý Trường Quý êm tai nói, Tô An Lâm gật đầu, vậy được rồi, Tả Từ mang theo đội ngũ chết tại thi đoàn quỷ vực, nói như vậy, thi đoàn quỷ vực tại một năm trước liền ra hiện tại ở đâu. Nhưng vì sao hôm nay mới bộc phát? Triệu Minh Bắc lấy đao, thần sắc ngưng lại, bình thường tới nói, âm vật xuất hiện tại nào đó, đã bạo phát, chúng ta sớm muộn sẽ biết, nhưng cái này thi đoàn quỷ vực, tại sao có thể như vậy? Thành chủ đại nhân trước khi chết trước nói qua, cái này thi đoàn quỷ vực phía sau có người điều khiển, là âm tông gây nên. Tô An Lâm trả lời, ừm, lần này phiền toái, một cái thi đoàn quỷ vực cũng làm người ta đau đầu, còn tới âm tông. Lý Trường Quý thở dài một tiếng, nhìn đến, những ngày này chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nếu không, liền đi không được. Tô An Lâm gật gật đầu, hắn cũng tán thành rời đi. Mặc dù hắn chuẩn bị liền ra khỏi thành, mời Vương Tồn Thủy tới đối phó thi đoàn quỷ vực. Nhưng vạn nhất tìm không thấy người đâu? Vạn nhất quỷ tiến hóa quá nhanh, chờ Vương Tồn Thủy tới, quỷ đã không đối phó được đâu. Ở giữa biến số quá nhiều, cho nên người bình thường rời đi trước lại nói. Gia chủ, hiện tại trong thành lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người tại chuẩn bị đi, chúng ta lưu tại nơi này cũng không phải biện pháp, có thể xách trước để một bộ phận nhà quyền rút lui, để phòng bất trắc. Triệu Minh đề nghị. Nói đúng lắm, vậy trước tiên an bài người già trẻ em trước rút lui. Một đám người thương thảo một trận, cuối cùng quyết định, từ Triệu Minh dẫn đội, đem Lý gia phụ nữ trẻ em cùng một chút bọn hộ vệ thê tử nhi nữ đều đưa đến Lý gia tổ trạch. Lý gia phát tích chi địa nhưng thật ra là nông thôn, về sau chuyển nhà đến Hợp Thủy huyện.
Bất quá tổ trạch bên kia không có vứt bỏ, rốt cuộc nơi nào có ruộng tốt ngàn mẫu, còn có hồ nước cùng đại sơn, cũng là không nhỏ tài phú. Hàng năm mùa hạ tiền đến, Lý gia không ít tộc nhân đều sẽ đi nông thôn nghỉ mát. Thảo luận xong tất, Triệu Minh đi xuống trước. Tô An Lâm lúc này nói, Lý lao ra, ta chuẩn bị rời mấy ngày, ra ngoài làm ít chuyện. Một cái hộ vệ như mày, Tô sư phụ, thời khắc mấu chốt này, ngươi làm sao muốn đi? Đúng vậy a, thực lực ngươi cao siêu, hiện tại chính là cần ngươi trợ giúp thời điểm. Những người này đều coi là, Tô An Lâm lúc này muốn rời khỏi, cũng là sợ, muốn chạy đường. Mọi người yên tâm, ta ra ngoài là mời một cái người tới hỗ trợ, người này có lẽ có đối phó quỷ vật biện pháp. Tô An Lâm nói, vậy ngươi muội muội làm sao bây giờ? Nàng tự nhiên lưu tại nơi này, ta trên đường không tiện, liền nhờ Lý Thi Giao tiểu thư hỗ trợ chiếu cố. Tô An Lâm nhìn về phía Lý Thi Giao, khẽ gật đầu. Nghe được Tô An Lâm không mang theo muội muội cùng đi, một số người thở dài một hơi. Rốt cuộc còn có cái muội muội tại cái này, bọn hắn cảm thấy Tô An Lâm sẽ không cứ như vậy rời đi, đều cực kỳ yên tâm. Lý Thi Giao vớt cằm nói, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Ngọc Ngọc, bất quá ngươi chuẩn bị một cái người ra ngoài sao, muốn hay không chuẩn bị cho ngươi một ít nhân thủ? Không cần, nhiều người ngược lại nhãn tạp. Vậy thì tốt, ngươi có cần phải giúp một tay, cứ việc cùng ta mở miệng. Lý Thi Giao nói. Được rồi, vậy ta đi xuống trước chuẩn bị một chút vật tư. Lý Trường Quý hướng Hứa Lao Tam cùng mấy cái hộ vệ phân phó, cùng đi Tô sư phụ ra ngoài mua sắm, muốn cái gì, đều tính cho ta. Đúng. Lý Trường Quý lĩnh mệnh. Tô An Lâm đi ra cửa, liền hướng phiên chợ đi đến. Hiện nay, gạo những vật này đều nghiêm trọng thiếu hàng, bất quá một chút đắt đỏ vật tư vẫn phải có. Hắn chuẩn bị mua một ít thịt khô trên đường ăn, thuận tiện lại mua một bộ hộ giáp. Trên người hắn hộ giáp lần này thi đoàn quỷ vực bên trong, phá hương nghiêm trọng, đã không có cách nào dùng. Còn muốn đi xem pháp khí. Lý gia cho pháp khí tại quỷ bên trong, dương khí cũng đã tiêu hao hoàn tất. Căn cứ Triệu Minh sư phụ giải thích, pháp khí này mặc dù chân quý, nhưng cũng là duy nhất một lần, cho nên cần lại mua một khối mang ở trên người, để phòng bất trắc. Thử qua pháp khí ngon ngọt hắn, đối pháp khí loại vũ khí này cũng rất xem trọng. Nghĩ như vậy, hắn kìm lòng không được sờ lên trong ngực một khối thanh đồng cửa nhỏ. Khối này chính là pháp khí thanh đồng môn. Kiện pháp khí này dương khí đã hao tổn xong, trên lý luận, cái này có thể nạp dương khí tiếp tục sử dụng. Chỉ tiếc, hắn không hiểu làm sao nạp, liền sử dụng đều dùng không đến. Tại trên tay hắn, cái này đồ tốt liền là một khối cục sắt mà thôi. Dù sao ra thời điểm, Lý Trường Quý nói, mua đồ vật hắn Lý gia tính tiền. Tô An Lâm cũng không khách khí, tại chợ nông dân đi dạo một vòng lớn, mua không ít thịt heo, đều là tốt nhất hoa ban thịt rán. Chỉ là thịt, chọn vẹn bỏ ra 2000 lượng. Cái này nhìn Hứa Lao Tam chờ hộ vệ khỏe mắt quát thẳng tới. Hứa đại ca, cái này Tô sư phụ bỏ ra nhiều bạc như vậy, lão gia nơi nào tốt bàn giao sao? Đúng vậy a, lão gia nói coi như hắn, nhưng cái này cũng quá là nhiều. Tô sư phụ đây là không đem người khác bạc làm bạc a. Hứa Lao Tam trong lòng cũng gọi tích cô đâu. Bất quá lần này quỷ một nhóm, hắn là biết Tô An Lâm là có bản lĩnh thật sự, mà lại bản sự không thể so với Triệu Minh sư phụ tiểu. Căn cứ vào đây, hắn khoát tay nói, đừng lo lắng, chúng ta dựa theo lão gia phân phó làm việc là được. Đi ở phía trước Tô An Lâm mơ hồ nghe được sau lưng xì xào bàn tán, trong lòng cảm thấy buồn cười. Bọn hắn nơi nào sẽ biết, hắn mua những bạc này mặc dù tiêu nhiều lắm, nhưng tuyệt đối có thể cho Lý gia mang đến lợi ích. Không nói những cái khác, nếu là thật mời đến Vương Tồn Thủy, giải quyết tà vật, Lý gia tại Hợp Thủy huyện tài phú liền có thể tất cả đều bảo vệ đến. Không sai biệt lắm, đi pháp khí thị trường đi dạo. Tô An Lâm phủi tay, mới vừa đi ra chợ nông dân. Lý gia Tô sư phụ, mua nhiều đồ như vậy, xem ra là chuẩn bị đi xa nhà a, không biết là muốn đi nơi nào. Cái này, một cái âm dương quái khí nữ tử thanh âm truyền đến. Tô An Lâm dương mắt nhìn lại, mấy cái người mặc sức lực phục trắng hán, đi theo một cái mặt trái xoan, có mấy phần tư sắc mỹ mạo thiếu nữ đi tới. Nữ tử này vóc dáng rất khá, có cố thuộc phụ vật vị, dáng dấp rất đẹp. Đáng tiếc, nữ nhân này xem xét liền kẻ đến không thiện, thoáng qua một cái đến, căm tức nhìn Tô An Lâm. Tô An Lâm nhìn kỹ, thiếu nữ này dung mạo thật là giống cái nào đó người. Đáng tiếc trong thời gian ngắn không nghĩ ra được. Ngươi là ai, tìm ta có việc sao? Tô An Lâm hỏi. Sau lưng Hứa Lao Tam vội vàng đi tới, bên tai nói nhỏ: "Tô sư phụ, đây là Chu gia Thiên Kim, Chu Dương Lệ tiểu thư, ta nghe nói, lần này Chu Dương kỳ chết tại quỷ bên trong, chưa hề đi ra, Chu gia tổn thất không ít người, mạnh nhất một nhóm đều đã chết, bất quá bọn hắn còn muốn sắp xếp người đi vào tìm người." Tô An Lâm hiểu rõ. Nguyên lai là Chu Dương kỳ cái kia liếm chó tỉ tỉ, chắc không được giống như nơi nào thấy qua, nguyên lai là lớn lên giống Chu Dương kỳ. Bất quá ngăn đón ta làm cái gì? Ta là Chu Dương Lệ, Chu gia, đệ đệ ta Chu Dương kỳ, ngươi hẳn phải biết." Chu Dương Lệ nói. "Ừm, biết, gặp qua hai mặt, cùng hắn có chút xung đột, bất quá đều đi qua, ta không để ở trong lòng." Tô An Lâm tùy ý nói, ngay sau đó nhíu mày. "Ngươi huy động nhân lực tìm ta, nên không phải là vì những sự tình này tìm ta phiền phức a?" "Ta nhưng trước tiên nói rõ, đệ đệ ngươi là chết tại quỷ bên trong." Chu Dương Lệ đôi mắt thâm thúy, lạnh lùng nói, "Cho nên, ngươi quả nhiên biết hắn là chết như thế nào. Đệ đệ ngươi đi vào quỷ không ra, khẳng định như vậy là chết ở bên trong, có vấn đề sao?" "Đương nhiên là có, ta nghe nói, đệ đệ ta là chết trong tay ngươi, đúng không đúng?" Chu Dương Lệ trên đường giạ bước, tiếp tục nói, "Em ta trên tay mang theo hai khối gương đồng pháp khí, bên người càng là vô số cao thủ, hắn sẽ không vô duyên vô cớ xảy ra chuyện, nhưng nếu là có người bên người đánh lén, vậy liền không nhất định. Người ý tưởng này cực kỳ mới lạ, có ghi tiểu thuyết thiên phú, đáng tiếc đều là ngươi đoán." Tô An Lâm nhún nhún vai. "Không, đây là có người nói cho ta biết, là ngươi, đối đệ đệ ta độc thủ." Tô An Lâm trực tiếp mắng, "Đầu óc ngươi có bị bệnh không, ai nói cho ngươi?" Nói, hắn vô ý thức nhìn về phía một bên Hứa Lao Tam. Hôm đó tại quỷ bên trong, Chu Dương Kỳ thời điểm chết, bên người liền Hứa Lao Tam cùng Hứa Hữu hai người tại. Bất quá coi như hai người tại, hai người này sẽ không nói hiệu nói vượng,
lại nói, Chu Dương Kỳ đúng là chết tại âm vật trên tay. Hắn vốn định bổ đao cầm điểm kinh nghiệm, đáng tiếc cũng không kịp. Còn tại rào biện, Tô An Lâm vốn cho rằng ngươi thực lực cường hãn, là cái dũng cảm gánh chịu người, nghĩ không ra, ta nhổ vào. Giờ khắc này, Tô An Lâm mới biết được cái gì gọi là so đậu nga con đoan. Hắn lười nhắc giải thích, bởi vì hắn không cách nào chứng minh cái gì. Để Hứa Lao Tam cùng Hứa Hữu làm chứng sao? Hai người này đều là Lý gia, người ta khẳng định không tin. Chu tiểu thư, Chu Dương Kỳ công tử thời điểm chết, ta cũng tại hiện trường, có thể xác định hắn là bị âm vật giết chết. Hứa Lao Tam chỉnh trọng nói. Quả nhiên, Chu Dương Lệ căn bản không tin, hơi vung tay, nói, ngươi là Lý gia người, ngươi tự nhiên vì bọn họ nói chuyện. Hứa Lao Tam sắc mặt khó coi, đang muốn lại nói, Tô An Lâm khẽ vươn tay, chặn hắn. Nhiều lời vô ích, có ít người không nguyện ý tin tưởng, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, Chu Dương Lệ tiểu thư là đi, vậy ngươi cứ nói đi, là ai cùng ngươi nói những này? Tô An Lâm trầm giọng. Chu Dương Lệ cười lạnh, thế nào, ngươi muốn báo thủ? Ta sẽ không mặc cho người khác vu ham ta, ta cũng sẽ không xảy ra bán người khác. Tô An Lâm cười ha ha một tiếng, được, vậy ngươi tìm ta chuyện gì? Là muốn đối phó ta sao? Ngươi Chu gia còn có thực lực này sao? Hắn nhưng là biết, lần này quỷ bên trong, Chu Dương Kỳ mang theo không ít Chu gia ất cấp trở lên hộ vệ đi vào, đều chết sạch. Hiện tại Chu gia chỉ có một cái khổng lồ vào bọc, nhưng không có cấp cao chiến lực bảo hộ, căn bản không thực lực. Chu Dương Lệ lạnh nhạt nói, ta muốn cùng ngươi ước chiến. Tô An Lâm hoạt động một chút năm đấm, ước chiến. Đừng hẹn, ta trước tiên đem ngươi đánh, ta lại hỏi là ai cùng ngươi nói. Hắn vừa dứt lời, cả người như là đạn tháo, chớp mắt liền giết tới Chu Dương Lệ mặt trước. Trong chốc lát, Chu Dương Lệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tô An Lâm liền đứng tại nàng mặt trước. Ngươi, nàng lông tơ dựng đứng, nào bên trong cảnh âm mấy liệt. Trên thực tế, lần này tới, nàng đúng là hương sư vấn tội, nhưng không có ý định ở trước mặt đối phó Tô An Lâm. Rốt cuộc nhiều người ở đây, mà lại lần này quỷ một nhóm, nàng Chu gia hiện tại cấp cao chiến lược cơ hồ toàn bộ tổn thất, bản ý trên không muốn trêu chọc Lý gia. Nàng mục đích là ước chiến, bởi vì phía sau người kia nói, ước chiến Tô An Lâm, đến lúc đó hắn sẽ hỗ trợ giải quyết đối phương. Hắn Chu gia không chỉ sẽ đạt được lượng lớn chỗ tốt, sẽ còn đạt được đối phương che chở. Đây mới là nàng mục đích thực sự. Về phần hương sư vấn tội cái gì, chỉ là lấy cơ thôi. Chỉ là không nghĩ tới, Tô An Lâm không nói võ đức, thế mà trực tiếp động thủ. Nàng còn chưa kịp ra tay, Tô An Lâm bàn tay lớn liền bắt lấy nàng mặt. Oeng! Một cỗ lực lượng lớn đánh tới. Chu Dương Lệ cả người bị theo trên mặt đất ma sát. Xuống một cái, Tô An Lâm nắm lên cổ nàng, một thanh cầm lên. Chu Dương Lệ như con vịt chết đồng dạng, cổ mềm mặt thẳng đứng, trong miệng chảy máu, răng rơi mất một chỗ. Cho nên, là ai cùng ngươi nói? Nói. Ngươi, ngươi. Chu Dương Lệ miệng ngập ngừng, tiếp lấy thân thể mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Như thế không trải qua đánh, cũng dám tìm ta phiền phức. Tô An Lâm nhíu mày, hắn đánh giá cao Chu Dương Lệ thực lực. Ai có thể nghĩ tới phách lối như vậy nữ tử, thực lực còn không bằng đệ đệ của nàng Chu Dương Kỳ đâu. Vậy thì chờ ngươi tỉnh lại hỏi lại. Hắn tiện tay quăng ra, đem Chu Dương Lệ ném tới thủ hạ của nàng bên kia. Nàng một đám thủ hạ đều không có gì thực lực, bị Tô An Lâm vừa mới động tác đều sợ vỡ mật, không một cái người dám nói chuyện. Đều nhìn cái gì, đem chủ tử các ngươi khiêng đi, cút. Tô An Lâm quát. Một đám người vội vàng nhấc người rời đi. Tô sư phụ. Hứa Lao Tam lại gần, thái độ càng thêm cung kính, lần này chúng ta xem như triệt để đem Chu gia đã tội. Ta biết, Chu gia cấp cao chiến lực lần này tại quỷ đều tử vong, sợ cái gì? Tô An Lâm liếc hắn một chút. Đây cũng là, bất quá Chu gia dù sao vẫn là nhà giàu, gia tài bạc triệu, vạn nhất về sau hạ ngang chân, cũng cực kỳ phiền phức. Không cần lo ngại, ta cùng chuyện của nàng vẫn chưa xong, ngươi không có nghe vừa mới ta nói sao? Đợi nàng tỉnh lại, ta lại đi tìm nàng. Đúng. Đi, đi trước cái nhìn khí. Ngay tại hai người rời đi thời điểm, cách đó không xa một chỗ khách sạn lầu 2, hai cặp ánh mắt chính nhìn xem bên này. Gia hỏa này, thật là phách lối. Bất quá càng là phách lối, càng nói rõ thanh đồng môn ở trên người hắn. Hợp thủy huyện pháp khí thị trường giao dịch cũng rất lớn. Bất quá thi đoàn quỷ vực huyên náo cực kỳ hung, một đêm thời gian, trên thị trường pháp khí cơ hồ đều bị cướp mua trong không. Hiện tại liền xem như tăng giá cũng mua không được. Tô An Lâm đi dạo tầm vài vòng, đều không có mua đến. Cuối cùng tại hai tay thị trường giao dịch, nương tựa theo dương thần công, đã đến một khối bát quái lệnh. Khối này pháp khí cũng không biết chủ quán nơi nào đạt được, bên trong dương khí còn có hơn phân nửa, chịu đựng cũng có thể dùng. Chỉ là còn chui vào phẩm, lực công kích không phải quá cao. Về đến nhà, Tô An Lâm thu dọn đồ đạc hoàn tất. Tuy Hồng, Lý công tử, Thi Giao tiểu thư, mấy ngày nay ta muốn rời, muội muội ta liền ta nhờ các ngươi rồi. Tô An Lâm dắt ngựa, chuẩn bị rời đi. Hắn đã đem thượng giã thôn vị trí hỏi thăm rõ ràng, ngay ở chỗ này hạ du, cưỡi ngựa lời nói đuổi một ngày một đêm con đường, trên cơ bản liền đến. Ca, ngươi liền thiếu đi quan tâm ta đi, ta đều đã rèn thể tầng 2, có thể bảo hộ mình. Tô Ngọc Ngọc ngon ngọt cười, rất hiểu chuyện nói. Trong thời gian này, Tô Ngọc Ngọc nhờ vào ăn ngon, thực lực cũng tăng trưởng rất nhanh. Đáng tiếc, nàng tiên phú quá thấp, Tô An Lâm xem chừng nàng miễn cưỡng nhiều lắm là đạt tới rèn thể 3 tầng 4 tầng, trên cơ bản chỉ thấy đỉnh. Đại đa số võ giả đều là dạng này, tiểu cảnh giới còn có thể nhanh chóng vượt qua một chút, nhưng càng đằng sau, càng khó tiến bộ. Sờ lên Tô Ngọc Ngọc đầu, Tô An Lâm cười cười, chở mình lên ngựa, ta đi đây. Không quá nhiều dừng lại, Tô An Lâm nhanh chóng rời đi. Bất quá, tới gần ban đêm thời điểm, hắn đem ngựa đặt ở giã ngoại, cái chốt tại một gốc cây bên cạnh. Mình thì là trở về vào thành, hướng Chu gia đi đến. Hắn ban ngày cũng đã nói, chờ Chu Dương Lệ tỉnh lại, muốn tìm nàng. Hắn muốn biết rõ ràng, đến cùng là ai vu ham hắn. Hắn đi vào Hợp Thủy huyện rốt cuộc không lâu, nhanh như vậy đã có người tìm hắn để gây sự, hắn nhất định phải cùng đối phương thật tốt giảng đạo lý. Vì cái gì? Muốn buộc hắn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì?
Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 143, tìm ta phiền phức lại là. Màn đêm buông xuống. Hợp thủy huyện Chu gia nội trạch. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Chu gia gia chủ Chu Hòa Lâm bàn tay lớn đập trên bàn. Rắc một tiếng, rắn chắc bàn gỗ vết dạn tinh mịn, trong nháy mắt bàn gỗ vỡ vụn, rơi xuống một chỗ. Tô An Lâm, thật to gan. Chu Hòa Lâm nhìn xem trên giường bệnh Chu Dương Lệ, mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước. Chu Dương Lệ ra ngoài tìm Tô An Lâm phiền phức, cái này sự kiện hắn là biết đến. Lúc đầu hắn cực lực phản đối, Chu gia hiện tại bấp bênh, không thể lại đắc tội Lý gia. Nhưng về sau mới biết được, có vị kia làm hậu thuẫn, mà lại chỉ là đối phó Tô An Lâm, giải quyết Tô An Lâm, bọn hắn Chu gia rất nhiều chỗ tốt, cớ sao mà không làm? Chỉ là không nghĩ tới, hẹn đánh nhau không ước chừng thành công, nhà mình nữ nhi bị người đánh thành dạng này. Các ngươi một đám phế vật, tiểu thư bị người đánh thành dạng này, các ngươi cũng không biết ra tay. Chu Hòa Lâm chỉ vào một đám cùng Chu Dương Lệ cùng ra ngoài hộ vệ quá lớn. Một đám hộ vệ là có miệng khó trả lời. Bọn hắn đều chỉ là bính cấp hộ vệ, nếu không phải cấp cao hộ vệ đều chết sạch, bọn hắn đều không có cơ hội đi theo Chu Dương Lệ đi đâu. Để bọn hắn đối mặt Tô An Lâm như thế hung thú, đánh như thế nào? Bọn này hộ vệ bên trong có một cái là quản gia con trai, quản gia chỉ có thể nhắm mắt nói. Lão gia bất giận, ai cũng không biết kia Tô An Lâm như thế xảo trá, lại đột nhiên ra tay, hơn nữa lúc ấy loại tình huống kia, nếu là cưỡng ép động thủ, bên kia người đông thế mạnh, ngược lại ăn thiệt thòi, đến lúc đó chỉ sợ tiểu thư đều nhấc không trở lại. Chu Hòa Lâm hít sâu một hơi, không nhìn nữa đám kia hộ vệ. Trên thực tế, hắn cũng biết lúc ấy tình huống phức tạp, nhà mình nữ nhi thực lực cũng thấp, căn bản là không có cách phản kích. Đi thời điểm, hắn vốn là muốn để quản gia đi. Làm sao nữ nhi muốn làm náo động, liền thành dạng này. Cha. Chu Dương Lệ lúc này tỉnh lại, mở miệng. Đau, đau quá. Cảm thụ trên mặt đau rát đau nhức, cùng răng thiếu thốn sau tê liệt cảm giác, Chu Dương Lệ khó chịu cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Giờ khắc này, trí nhớ lúc trước một chút xíu vào tới, nàng nhớ tới hết thảy. Mình bị Tô An Lâm đánh, Tô An Lâm không nói võ đức, đánh lén. Đưa nàng đầu đè xuống đất ma sát 3 lần. Hiện tại đầu nàng ra đau rối tinh rối mù, cảm giác tóc đều bị giật một khối lớn. Nữ nhi, ngươi thế nào? Chu Hòa Lâm liền vội vàng đi tới. Ta khó chịu, cha, là Tô An Lâm, là hắn đánh cho ta muốn báo thủ, ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Ừm, nhất định sẽ đem hắn hai chân đánh gãy, giao cho ngươi. Nghe nói hắn còn có cái muội muội, ta cũng phải đem nàng bắt lại, ta muốn để nàng nhận hết tra tấn. Ta muốn đem nàng răng từng khối nện xuống đến. Chu Dương Lệ cuồng loạn la hét, trong lòng oán khí đạt đến đỉnh điểm. Cho tới nay, toàn bộ Hợp Thủy huyện, trừ ra có hạn một số người, đại đa số đều là nàng bắt nạt người. Chết trên tay nàng nam nữ nữ không 200 cũng có 100 năm. Lúc nào bị người khi dễ qua? Ầm. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến va chạm kịch liệt âm thanh. Cửa lớn bị phá tan, chỉ thấy một cái vóc người cường tráng người dạo bước đi tới. Ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao để cho ta nhận hết tra tấn? Người tới chính là Tô An Lâm. Hắn ngữ khí gợn sóng, liếc qua trên giường Chu Dương Lệ. Nhìn thấy Tô An Lâm, Chu Dương Lệ mặt cơ hồ đều muốn bặm mẻo. Là ngươi, ta muốn giết ngươi. Chu Dương Lệ gầm thét. Hảo tiểu tử, ngươi vậy mà tới. Chu Hòa Lâm cũng là nhìn hằm hằm Tô An Lâm. Tô An Lâm hai cái tay riêng phần mình nắm nuốt hai cái hộ vệ đầu. Hai cái hộ vệ không có bất kỳ cái gì phản kháng lực, chỉ có thể mặc cho bằng Tô An Lâm như thế nắm nuốt, thống khổ không thôi, không thể động đậy. Ầm. Hung hăng bóp, hai cái đầu lâu trực tiếp bị đè ép bạo tạc, huyết nhục xương cặn bã rơi mất một chỗ, hai cỗ thi thể không đầu cũng rơi xuống đất. Trong phòng một đám người nhíu mày, thật tác động. Ngươi một cái người đến. Nhìn thấy một màn này, Chu Hòa Lâm ngược lại là rất bình tĩnh, lạnh lùng hỏi: "Đối phó các ngươi, còn cần những người khác?" Tô An Lâm cười một tiếng. Đó lấy, một cỗ vô cùng cuồng manh khí thế ở trên người hắn bốc lên. Trung quanh hộ vệ còn không có động thủ, Tô An Lâm động. Hắn một tay quét ngang qua, Thiên Thủ Quyền. Phanh phanh phanh. A a a a. Từng cái hộ vệ bị đánh bay ra ngoài, tử thương vô số. "Tiểu tử, có ta ở đây cái này, đừng muốn cản rỡ." Chu Hòa Lâm giận dữ. Hắn Chu gia cấp cao chiến lực mặc dù cũng bị mất, nhưng có hắn tại. Hắn thực lực đã sớm tại rèn thể 8 tầng, mặc dù tuổi tác quá lớn, khí huyết suy bại, nhưng hắn có tự tin. Hắn Chu gia ngạnh khí công cũng không phải chỉ là hư danh. Vâng. Chu Hòa Lâm trong cơ thể khí huyết cũng phảng phất bảo hiếu, nguyên bản liền thân thể khôi ngô, cấp tốc bành trướng, trở nên càng thêm khôi ngô. Tô An Lâm, ngươi sẽ hối hận đơn độc tới. Hắn ngạnh khí công bộc phát, tráng kiện hữu lực bàn tay lớn hướng Tô An Lâm đỉnh đầu đánh tới. Ha ha. Tô An Lâm cười to, nhìn đến cũng là luyện khổ luyện cao thủ. Vậy liền tỉ thí một chút, ai lực lượng lớn hơn. Hắn nhanh chân bước ra, không tránh không né, một chỉ bàn tay lớn chén canh lớn như vậy, nắm đấm hung hăng bóp, liền hướng Chu Hòa Lâm đánh tới tay quét tới. Vang một tiếng, một cỗ to lớn sức mạnh đáng sợ khuếch tán. Một sát na, trong phòng tất cả mọi người cảm thấy một cỗ kình phong đánh tới, mỗi cái thân người trên đều phảng phất nhận một cỗ áp lực, khí lực tiểu nhân, vậy mà phát hiện mình không thể động đậy mảy may, khó chịu đến cực điểm. Ở vào trung tâm Chu Hòa Lâm càng không được, một quyền phía dưới, hắn đánh tới tay lập tức tê dần. Chờ phản ứng lại, tay đã thành loa hình, xương cốt cơ bắp nổ tung, tay vậy mà phế đi. Lập tức, ánh mắt của hắn trừng lớn, một mặt kinh hãi, mồ hôi lạnh từ đầu rội đến chân. Bạch bạch bạch. Chu Hòa Lâm bước chân lui lại, trên mặt một trận thống khổ. Không gì hơn cái này. Tô An Lâm bóp bóp nắm tay cười lạnh. Hắn đại lực thiết cốt công vốn là so với đối phương ngạnh khí công mạnh, lại thêm đại lực thiết cốt công đã tông sư, bộc phát ra huy năng cũng không phải một đơn giản như vậy. Ai vậy, dám khi dễ đến chúng ta Chu gia, cho là ta Chu gia không người. Đồng nhiên, bên ngoài một cái say khướt thanh âm truyền đến. Chu gia tiểu nhi tử, Chu Hạ, năm gần 15 tuổi.
Nghe nói Chu Dương Kỳ chết về sau, Chu Hạ trong lòng thoải mái, bởi vì ý vị này, Chu gia về sau trưởng môn nhân là hắn. Vui vẻ phía dưới, liền ra ngoài tìm một đám hồ bằng cầu hữu uống rượu, không phải sao, vừa mới ra ngoài uống hoa tiểu trở về. Hắn men say mông lung, mơ hồ nhìn thấy Tô An Lâm cùng cha mình đánh lên. Lập tức nổi giận, lên cho ta, nhanh, giết tiểu tử này đầu chó, ta thưởng ngân 5000 kim. Người này phía sau có một nhóm lớn hồ bằng cầu hữu. Một đám người nghe xong có 5000 kim tiền thưởng, lập tức cùng giống như đánh máu gà. Một người trung niên nam tử không nói hai lời, rút ra đại đao liền hướng Tô An Lâm chán chém tới. Một đám a miêu a cầu uống nhiều quá a. Tô An Lâm nhíu mày, đám người này từng cái trên thân đều mang theo mùi rượu, mặc dù rất nhỏ yếu, nhưng cực kỳ đáng ghét. Cút. Hắn trên trước liền đem đại đao đánh gãy, sau một khắc, một tay bắt lấy nam tử trung niên chán, hung hăng bóp. Ầm. Nửa bộ phận trên đầu lâu trực tiếp bị bắt nát, biến thành nửa cái đầu thi thể. Kinh khủng như vậy một màn, dọa đến một đám người một cái giật mình. Đây là thủ đoạn gì? Mặc dù có chút đáng ghét, bất quá vừa vặn cho ta đến một đợt điểm kinh nghiệm. Tô An Lâm mắt bên trong, tại quỷ bên trong hắn giết một sóng lớn âm vật, điểm kinh nghiệm vốn là tăng không ít. Điểm kinh nghiệm 5900, 7000. Nói cách khác, chỉ cần hơn 1000 điểm kinh nghiệm lại có thể thăng cấp. Hắn một mặt đáng sợ đủ cười, thân thể khổng lồ hướng sân nhỏ bên trong lao đi. Thiên thủ quyền. Ầm ầm. Đến không hết quyền phong đập ra ngoài, phanh phanh phanh. Một đám người gà đất chó sành đồng dạng, nhao nhao ngã xuống. Chu Hạ ánh mắt trừng lớn, sắc mặt hoảng sợ. Đây là quái vật gì? Hạ Nhi, đi mau. Chu Hòa Lâm ở phía sau hét lớn. Chu gia chỉ còn lại Chu Hạ cái này một cái dòng độc đinh, nếu là hắn chết rồi, Chu gia tuyệt hậu. Chu Hạ chính choáng toàn tỉnh, quay đầu liền chạy. Đồ đần, để ngươi đi rồi sao? Tô An Lâm ngũ cầm thân pháp công phát động, kéo lại Chu Hạ gái. Oeng. Trung điệp đem hắn hướng trên mặt đất vung đi, Chu Hạ cả người bị xếp thành hai nửa. Tại chỗ chết thảm. Ta liều mạng với ngươi. Hai cái phụ nhân bỗng nhiên vọt tới phân biệt đều là Chu Hòa Lâm thế thiếp. Ầm ầm. Tô An Lâm tiện tay một bàn tay cuồng đập tới đi, sóng nhiệt dậy sóng. Phanh phanh. Hai cái phụ nhân kiểu nộn nửa người trên trực tiếp nổ tung, xương vỡ thịt nát như thiên vũ tán hoa giống như rơi xuống một chỗ. Lúc này Chu gia tới người càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy một màn này, người một nhà tất cả đều kêu khóc bắt đầu. Đại nương, ô, ta liều mạng với ngươi. Một thiếu nữ hướng Tô An Lâm vào tới. Không thể không nói, thiếu nữ này có mấy phần tư sắc, nhất là kia đôi chân dài, trước sau lồi lõm. Chỉ tiếc, nàng là địch nhân. Đối đại địch nhân, Tô An Lâm xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Ẩm. Tô An Lâm trực tiếp bàn tay lớn vỗ xuống, thiếu nữ đầu lâu trực tiếp bị đánh vào nàng lồng ngực bên trong. Nàng thi thể bụng một trống, giống như mang thai đồng dạng, đi vài bước sau rốt cục ngã trên mặt đất. Rất yếu a. Tô An Lâm nhìn xem hai tay vết máu, nhìn về phía đám người. Không đợi rất nhiều người cầu xin tha thứ, hắn giết vào đám người, như là máy ủi đất, rầm 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 không ngừng truyền ra huyết vụ tiếng nổ. Một cái chớp mắt, đầy đất thi hải. Chu Hòa Lâm khí cấp công tâm phía dưới, cũng đã mất máu quá nhiều, thanh máu hạ xuống đến ba dọn. Hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, nhìn xem đầy đất thi thể, lập tức, ánh mắt nhẹ nhàng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô An Lâm, "Vương Hà, chúng ta cực kỳ ân quyền, muốn trách thì trách ngươi nữ nhi." Tô An Lâm đi qua, một cước đem người đá bay. "Oeng!" Thi thể oanh ở trên vách tường, toàn bộ vách tường oanh minh, xuất hiện khe hở. Trên giường, Chu Dương Lệ cả người làm ngộng. Đầu của nàng xương giống đầu heo, mặt mũi tràn đầy bao, miệng bởi vì răng rơi xuống, cũng rất giống heo đại tràng. "Ngươi, ngươi không phải người. Ta hôm nay cũng đã nói, muốn tới tìm ngươi tra hỏi, là ai? Vu Hàm ta, nói ta giết Chu Dương Kỳ." Tô An Lâm ngồi tại trên giường, rộng lượng bàn tay vướt ve tơ tằm chăn đông, vỗ nhẹ mấy lần, chớ khẩn trương, ngươi không muốn nói lời nói, nhiều lắm là bị ta lại đánh một trận mà thôi. Chu Dương Lệ, em ta, thật không phải là ngươi giết. Ngươi cứ nói đi. Giờ khắc này, Chu Dương Lệ giống như minh bạch thứ gì. Nếu nàng đệ đệ thật là Tô An Lâm giết, loại tình huống này, Tô An Lâm không cần hỏi lại nàng những thứ này. Trực tiếp giết nàng là được. Ngươi không cần thiết thay cái kia người giấu giếm, cái kia người cùng ngươi nói những này, vốn là không mạnh khỏe tâm, hẳn là lợi dụng các ngươi Chu gia đối phó ta. Tô An Lâm nói, lợi dụng chúng ta. Chu Dương Lệ kịp phản ứng, đau thương cười một tiếng, "Ta hiểu được, ta hiểu được. Thế nhưng là chậm, ngươi cùng ta nói, ta sẽ báo thủ cho ngươi." Tô An Lâm nói, "Tốt, nói với ta người, là Liễu Nhan, thành chủ đại nhân lớn nữ nhi." Ầm. Chu Dương Lệ vừa mới nói xong, Tô An Lâm một quyền nện ở trên mặt nàng, đầu lâu nổ tung. "Cũng coi như cho ngươi một cái thông khoái, không cần cảm ơn ta." Tô An Lâm nói nhỏ, lập tức nhíu mày. "Liễu Nhan, ta cùng nàng rõ ràng không oán không cừu, vì sao hại ta?" Nói thật, đang nghe cái tên này về sau, Tô An Lâm là thật bất ngờ. Hắn trước đó suy đoán có thể là Lý gia phản đồ Giang Phi phía sau dở trò xấu. Hai ngày này, bạn tốt của hắn cột bên trong, Giang Phi đã không tại chữa thương, mà là biểu hiện đi đường bên trong, vô cùng có khả năng trà trộn đi vào. Thật không nghĩ đến, dở trò xấu chính là Liễu Nhan. Nữ nhân này cái mục đích gì? Tô An Lâm thật sâu trầm tư. Hắn càng nghĩ, cảm thấy có thể là thanh đồng môn ở trên người hắn nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, hắn siết chặt nắm đấm, dâng lên một cỗ thật sâu cấp bách cảm giác. Phủ thành chủ thực lực cũng không giống như Chu gia yếu như vậy. Nếu là Liễu Nhan xác định đối phó hắn, dù là hắn tăng thêm Lý gia thực lực, chỉ sợ cũng có áp lực rất lớn. Nhất định phải mau chóng tăng thực lực nữa. Tô An Lâm nhìn thoáng qua điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm 6960, 7000. Chỉ kém 40 điểm kinh nghiệm liền lại có thể thăng cấp. Hắn nhìn cách đó không xa một cái thoi thóp nữ tử, tựa như là Chu Hòa Lâm một cái nữ nhi. Nữ nhân này ngược lại là rất may mắn, thế mà không chết. Tô An Lâm đi qua, nói, còn sống mệt mỏi như vậy, cho ngươi một cái thống khoái đi, tiếp sau đầu thai chú ý một chút. Phốc phốc. Hắn một đao đâm xuống, xác thực cho nữ nhân này thống khoái. Thành công thăng cấp,
đẳng cấp 10. HP 8. Tính danh, Tô An Lâm. Đẳng cấp 10. Thanh máu, 180-180. Điểm kinh nghiệm, 010.000. Điểm thuộc tính, 80 điểm. Mỗi 100 điểm điểm kinh nghiệm có thể hối đoái 1 điểm thuộc tính. Công pháp, Cùng Đao Phi Trảm. Đại sư. Công pháp, Đại Lực Thiết Cốt Công, Thiết Cốt. Thông sư. Công pháp, Phượng Vũ Cửu Thiên Công. Đại sư. Công pháp, Ngũ Cầm Thân Pháp Công, Đại sư. Công pháp, Thoái Y Trưởng, Đại sư. Nội Công Tâm Pháp, Dương Thần Công, Đại sư. Công pháp, Thiên Thủ Quyền, Nhập Môn. Công pháp, Hộ Thể Cương Khí Kinh Thuật Bộ, Viên Mãn. Công pháp, Thác Cốt Thủ, Nhập Môn. Bây giờ, điểm thuộc tính 80 điểm. Không do dự, trực tiếp cho Hộ Thể Cương Khí Kinh thêm điểm. Cái này thượng bộ cương khí trải qua mỗi lần thăng cấp đều cần 15 điểm thuộc tính, phi thường quý. Nhưng bây giờ chỉ cần thêm một lần, liền có thể đạt tới đại sư. Thêm điểm thành công. Hộ Thể Cương Khí Kinh Thuật Bộ, đại sư. Tiếp lấy thêm Thiên Thủ Quyền. Thiên Thủ Quyền môn công pháp này cũng dùng rất tốt, vừa mới nhiều người như vậy, nếu không phải Thiên Thủ Quyền uy lực mạnh mẽ, cũng không thể nhanh như vậy giải quyết nhiều người như vậy. Thiên Thủ Quyền thêm một lần thuộc tính cũng không ít. Cần 7 giờ, mà từ viên mãn đạt tới đại sư cấp, thế mà cần 14 điểm. Hơi đắt, bất quá bây giờ điểm thuộc tính nhiều, cũng là không quan trọng. Rất nhanh, Thiên Thủ Quyền đạt tới đại sư cấp, tiêu hao điểm thuộc tính 35 điểm. Lần này, điểm thuộc tính lại chỉ còn lại 30 điểm. Ngay tại Tô An Lâm chuẩn bị rời đi thời điểm, Chu Gia cách đó không xa một chỗ rừng cây bên trong, hai cặp ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm nơi này. Ta âm trùng cảm ứng được, bên kia người đều chết rồi. Một nữ tử lạnh như băng nói. Chu Gia thật là vô dụng. Giang Phi, vậy ngươi được không? Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, em trong tháng, đến ngay. Chương 144, thứ 6 màn, thượng giã thôn chi mê. Giang Phi, vậy ngươi được không? Nghe vậy, Giang Phi âm vụ gương mặt hiện lên một tiếng ngạo nghễ. Liêu Nhan tiểu thư, Tô An Lâm dù cho là Lý gia hạng A hộ vệ, nhưng ta lúc đầu cũng thế, mà lại tại tiểu thư sự giúp đỡ của ngài dưới, thực lực của ta cũng không đồng dạng. Vậy là tốt rồi, bất quá cái này Tô An Lâm có chút cổ quái, tại hắn chưa hề dùng tới thanh đồng môn trước đó, không cho phép đối với hắn ra tay, biết sao? Đúng, tiểu thư. Nhớ kỹ. Hắc ám bên trong, Liêu Nhan nô đầu ra đi, mục tiêu của ta là thanh đồng môn, ngươi nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ này, ngươi không cần trở về gặp ta, trong cơ thể ngươi âm trùng sẽ đem ngươi thôn phệ sạch sẽ. Giang Phi trong lòng run lên, vội vàng túi đầu xưng là. Tiểu tử kia muốn đi, ngươi lợi dụng ta âm trùng theo dõi hắn đi. Tiểu thư kia ngài đâu? Ta. Ha ha, Chu gia người sống nhưng còn có không ít đâu. Đúng, vậy ta lui xuống. Theo Tô An Lâm rời đi, từ trên xuống dưới nhà họ Chu, một chút trốn đi người từng cái đi ra. Đều đã chết. Tất cả mọi người mê mang. Đồng nhiên, chung quanh chuyển đến yếu ớt gió lạnh. Hô hô. Ha ha. Ha ha. Hì hì ha ha. Hì hì ha ha. Thanh âm gì? Một chút nha hoàn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem bốn phía. Sau đó, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, nguyên bản chết đi thi thể đều sống lại. A a. Rất nhanh, Chu gia bên trong truyền đến từng đợt tiêu thảm. Một canh giờ sau, người mặc thanh y sắc váy ngắn, chân đạp ba tấc kim liên, ngũ quan tú lệ, ăn mặc trang điểm lộng lẫy Liêu Nhan, liền an tĩnh đứng tại Chu gia đại viện bên trong. Cảm thụ được thi thể hương vị, nàng tham lam hô hấp lấy, ánh mắt cơ hồ tỏa ánh sáng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Đây chính là giết chóc cảm giác, thật thoải mái. Kỳ hỉ. Cha, ngươi thấy được sao? Ngươi còn nói, ta không đi chính đạo, thế nhưng là, ta so với ngươi còn mạnh hơn a, kỳ hỉ ha ha. Giải quyết Tô An Lâm, liền đều giải quyết đâu, hì hì ha ha. Ngài thanh đồng môn cũng sẽ biến thành ta quỷ khí đâu, hì hì ha ha. Hì hì ha ha. Hì hì ha ha. Hắc ám bên trong, âm phong gào thét. Toàn bộ Chu gia đều lâm vào hắc ám, từ xa nhìn lại, tựa như một cái miệng lớn nuốt hết hết thảy. Giang Phi lúc này trạng thái, theo dõi ngươi. Ừm, gia hỏa này, nguyên lai cùng Liễu Nhan có liên hệ, bất quá Liễu Nhan vô duyên vô cớ, vì sao muốn đối phó Lý Thi giao nhà bọn hắn? Còn có cái kia Hàn Hồng Nhi, dáng dấp cùng Hàn Hồng không sai biệt lắm, danh tự cũng liền kém một chữ, nàng xem ra cùng Lý Thi Nhu quan hệ không tệ, nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Cưỡi ngựa đi trên đường, Tô An Lâm trong lòng nói nhỏ. Hôm đó đình nghỉ mát tiệc trà xã giao, một cái gọi Lưu Bằng công tử ca chính miệng cùng hắn nhắc nhở, Hàn Hồng Nhi không thích hợp. Nghĩ không ra, cái này nho nhỏ hợp thủy huyện, bên trong phiền phức thế mà cũng có nhiều như vậy. Tô An Lâm cảm giác có chút đau đầu, hắn ngay từ đầu rõ ràng liền là nghĩ tới cái yên lặng thời gian. Ai có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Thôi, đem địch nhân giải quyết từng người một, chân tướng tóm lại có tra ra manh mối ngày đó. Hắn chuẩn bị trước tiên đem phía sau theo đuôi giải quyết. Thế nhưng là ngừng đi một chút một đoạn đường về sau, sau lưng Giang Phi từ đầu đến cuối không có tới. Hắn thậm chí vừa mới còn làm bộ đi ngủ, gia hỏa này vẫn là không tới. Hắn hiện tại lại không thể trực tiếp giết đi qua, vạn nhất đánh cỏ động rắn, để người chạy, vậy làm sao bây giờ? Làm cái gì máy bay? Tô An Lâm trong lòng giật cô. Hắn dứt khoát mặc kệ, luyện công lại nói, hiện tại tất cả công pháp bên trong, Dương Thần công độ thuần thục tối cao, độ thuần thục đạt tới 989. Cái này cần nhờ vào hắn bình thường dù là đi đường, cho dù là ngủ trước đó, đều không giờ khắc nào không tại vận chuyển môn công pháp này. Dương Thần công độ thuần thục 1. Dương Thần công độ thuần thục 1. Bất chi bất giác, đã ban ngày. Tô An Lâm nhìn thấy một dòng sông, duỗi cái lưng mệt mỏi, lấy ra bản đồ. Hắn sợ dị dám ban đêm đi đường, một mặt là bởi vì có bản đồ, không sợ lạc đường. Một phương diện khác, cũng là bởi vì đi thượng giã thôn có lớn đường có thể đi, đi đến nửa đoạn sau mới là đường nhỏ, cho nên không sợ tối như bưng chạy sai đường. Trời tối trước đó không sai biệt lắm có thể tới thượng giã thôn. Đi đến bờ sông, Tô An Lâm cho mình rửa mặt, uống một hớp nước về sau, từ trong ngực lấy ra một miếng thịt làm, một bên gặm, một bên để ngựa tại bên cạnh ăn cỏ, nghỉ ngơi dưỡng sức.
Đi thượng giã thôn chỉ cần một ngày một đêm, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Bảo trì thể lực, dựa theo sớm định ra lộ tuyến đi là được. Hắn từ trong ngực lấy ra một quyển sách, chính là lúc trước từ Vân Sơn quan đệ tử Mao Tố trong tay mua sắm bút ký, phía trên ghi chép rất nhiều âm vật, cùng các nơi kỳ nhân dị sự. Phía trên này ghi chép nhưng đều là thật, cho nên hắn có rảnh liền sẽ ngắm vài lần. Bởi vì hắn phát hiện, phía trên này ghi chép rất nhiều âm vật, có lẽ hắn tại hiện thực bên trong cũng sẽ gặp được. Cho nên trước thời hạn giải một chút, lo trước khỏi họa. Đồng nhiên, một cái cố sự đưa tới Tô An Lâm hứng thú. Phía trên ghi chép, Vân Sơn quan đời thứ nhất quán chủ tại một chỗ thôn trấn bên trong, gặp được một đôi vợ chồng. Nữ tử làn da trắng tích, phong vận mỹ mạo, là bản địa nổi danh tiểu mỹ người. Ngược lại nam tử, dáng dấp vớ va vớ vẩn, thấp bé gầy yếu, nghề nghiệp càng chỉ là một cái phân công. Phân công là lấy trước thu phân, bởi vì lâu dài cùng phân liên hệ, trên thân thường thường hôi thối khó ngửi, không bị người thích. Làm phân công, thường thường đều là thực sự không có cách, trong nhà không ruộng không, bản nhân cũng không tay nghề, vì sinh tồn, chỉ có thể đi làm phân công. Loại người này, thường thường đều là không lấy được nàng dâu, cô độc sống quãng đời còn lại. Thế nhưng là cái này phân công, lại cưới được cái này như hoa như ngọc tiểu mỹ người. Vị kia quán chủ mới đầu cũng cảm thấy ly kỳ, nhưng chỉ cho là nhân gian chân ái, cũng không suy nghĩ nhiều. Cái kia trận vừa vặn ở tại phụ cận, ngày nào nghe nói, có tên côn đồ coi trọng vị này tiểu mỹ người, muốn đem nàng chiếm thành của mình. Vì đạt tới mục đích, hắn cùng đồng bọn hết thảy 5 người, đem phân công đánh cho một trận. Chờ phân công phu người đổi tới, phân công đã thoi thoát. Vào lúc ban đêm, phân công chết. Ai nghĩ đến, sáng sớm hôm sau, đánh chết phân công 5 người này, cả nhà bị đổ. Nghe nói liền trong nhà gà vịt chó đều không có buông tha, nhất là cầm đầu tên côn đồ kia, nhận hết tra tấn mà chết, toàn thân không một khối thịt ngon. Hiện trường lưu lại nồng đậm âm khí ngập trời, rõ ràng liền là âm vật làm. Hiểu rõ những này, quan chủ mới nhận định, cái kia tiểu mỹ người chỉ sợ là âm vật. Cùng ngày hắn liền đi qua tìm được nữ tử kia. Hắn thực lực cao cường, 2-3 lần chế phục nữ tử, đánh nữ tử lộ ra chân thân. Nữ tử này lại là một bộ khô lâu, là khô lâu tinh. Nữ tử cuối cùng không có phản kháng, ngược lại nói, ta bởi vì cơ duyên xảo hợp, hóa thành hình người. Không nghĩ tới gặp được cái khác yêu vật, liền bị ăn, là tướng công đã cứu ta. Ta vì báo ân, cùng hắn tướng mạo tư thủ. Ta vốn chỉ là nghĩ tới lấy người bình thường thời gian. Thế nhưng là người muốn hại ta, chẳng lẽ ta không thể hoàn thủ? Nàng lời nói, để quán chủ im lặng. Nghiêm chỉnh mà nói, nữ tử nói đến đúng, là những người kia làm được không đúng. Sau đó, hắn không nói gì nữa, thả đi nữ tử. Về phần đằng sau bộ xương này tinh như thế nào, phía trên liền không nói tỉ mỉ. Chỉ là quán chủ nói mình tổng kết. Người là người mẹ hắn sinh, yêu là yêu mẹ hắn sinh, đều là nương sinh, cũng đều là sinh linh, cũng đều có tốt xấu. Như vậy, vì cái gì người nhất định phải diệt yêu đâu? Quán chủ tổng kết cực kỳ tốt, lần sau không hứa tổng kết. Tô An Lâm trong lòng nhả rẽ một tiếng. Bất quá bắt đầu từ nơi này, quán chủ không còn chấp nhất tại đối phó tà ma, hắn thấy, ác nhân thường thường càng kinh khủng. Sau khi xem xong, trong tay một khối thịt khô gặm đến cũng không xê xích gì nhiều. Ầm ầm, ầm ầm. Tô An Lâm ngẩng đầu nhìn lên trời, mày nhăn lại. Nhìn sắc trời này, xem ra là muốn trời mưa to a. Thôi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Dù là trời mưa to, Tô An Lâm cũng quyết định lên đường, rốt cuộc hắn cũng không biết trận mưa này hạ bao lâu, cũng không thể một mực chờ. Giá giá giá. Ngựa lên đường, đại khái buổi trưa, rốt cục mưa to gió lớn đánh tới. Mưa to thật giống như ngã xuống đồng dạng, giọt mưa lớn như hạt đậu đập xuống đất, rung động đùng đùng. Tô An Lâm vốn là nghĩ nghỉ ngơi, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa có một chỗ cũ nát miếu thờ. Miếu thờ cổng còn đỗ mấy chiếc xe ngựa hoa lệ, Tô An Lâm trong lòng hơi động, vừa vặn có thể tránh mưa, còn có thể nghỉ ngơi một chút. Hắn ra roi thúc ngựa, rất mau tới đến miếu thờ. Là ai? Để hắn ngoài ý muốn chính là, nơi cửa thế mà đứng đấy hai cái hộ vệ. Vừa nhìn thấy Tô An Lâm, rút đao nhìn hằm hằm mà đến. Tô An Lâm xuống ngựa, gọn sóng nói, là người tới tránh mưa. Hai cái hộ vệ vốn còn muốn mắng vài câu, nhưng theo Tô An Lâm một chút ngựa, nhìn xem hắn khôi ngô thân thể, cứ thế mà đem lời nuốt xuống. Cái kia, ta muốn cùng bên trong chủ tử bẩm báo. Người cao hộ vệ vội vàng nói. Tô An Lâm nhíu mày, nơi này chỉ là một cái miếu hoang, nơi vô chủ, không cần bẩm báo. Các ngươi có thể đi vào, ta không thể. Đang khi nói chuyện, bên trong truyền đến nữ tử tiếng cười duyên. Hì hì ha ha. Công tử, chán ghét. Ai nha, công tử, không muốn không muốn. A. Tô An Lâm sắc mặt cổ quái, bất quá vẫn là đi vào. Ai, vị đại ca kia. Hai cái hộ vệ muốn ngăn, trực tiếp bị Tô An Lâm đẩy ra. Tản ra, lại không phải là các ngươi nhà, dựa vào cái gì không cho lão tử tránh mưa? Đẩy ra hai cái hộ vệ về sau, hắn nhanh chân hướng bên trong đi đến. Toàn bộ miếu thờ bên trong, mặt đất bị quét dọn sạch sẽ. Ở giữa trên đất trống, trưng bày một khối bàn lớn bố, phía trên bày đặt một đống lớn rượu ngon món ngon. Tô An Lâm con mắt lập tức trừng lớn, khá lắm, đây là tới nghỉ phép tới. Có không ít người chính vây quanh bên này ăn cơm, Tô An Lâm chú ý tới, có 3 cái công tử ca, còn lại tất cả đều là một chút nữ tử, lại có 8-9 cái. Mà tại bốn phía cửa sổ cùng chỗ cửa lớn, thì là đứng đấy một đoàn hộ vệ. Nhìn thấy Tô An Lâm xuống tới, đều là sắc mặt biến hóa, vội vàng vây tới. Ngươi mẹ nó ai vậy, biết ta là ai không, cũng không chào hỏi một câu xuống tới. Ở giữa một cái gương mặt trắng tích nam tử, 10 phần khó chịu chửi rủa. Mắng còn chưa tính, có thể là vì tại nhiều như vậy mỹ nhân mặt trước xuất một chút danh tiếng, hắn không nói hai lời đứng dậy, say khướt đi vào Tô An Lâm mặt trước. Ta nói cho ngươi, tiểu tử ngươi, có biết hay không anh ta là ai, ta mẹ nó. Hắn nói còn chưa dứt lời, Tô An Lâm một bàn tay vung qua. 3. Thanh âm thanh thúy vang lên, trắng tích nam tử lập tức bị đánh bay ra ngoài. Ầm. Nam tử ngã tại một đống đá vụn đống, bộ dáng chật vật. Lập tức, người chung quanh chênh choáng tỉnh mấy phần. Tô An Lâm ngữ khí lạnh lùng, ta mặc kệ các ngươi là ai, đừng phiền ta.
ngươi bị đánh nam tử còn muốn chửi rủa. Nhưng lúc này cửa sau một cái nam tử tiến đến, kinh ngạc vô cùng hô, Tô huynh đệ. Ừm. Tô An Lâm nhìn sang, phát hiện người tới nhận biết là Lưu Bằng. Hôm đó tiệc trà xã giao, còn nói muốn xin mọi người đi Thiên Hương lâu tới. Về sau âm thầm nhắc nhở hắn, Hàn Hồng Nhi cái này gái mập người có vấn đề. Lưu công tử, ngược lại là ngay thẳng vừa vặn. Tô An Lâm mỉm cười gật đầu. Mấy người các ngươi, thành sự không có bại sự có dư, cho ta cùng Tô huynh đệ xin lỗi. Lưu Bằng quát lớn. Cái này ba cái nam tử hồ rất sợ Lưu Bằng, liền liền bị đánh trắng tích nam tử cũng vội vàng đi đến Tô An Lâm mặt trước xin lỗi. Tô An Lâm không quan trọng quát tay, về sau mặc kệ gặp được ai, thái độ đều đoan chính điểm, bên ngoài một số người cũng không phải cũng giống như ta như thế dễ nói chuyện. Vân vân vân. Mấy người các ngươi ngồi bên cạnh đi. Lưu Bằng nhíu mày. Chờ bọn hắn đi rồi, Tô An Lâm tại Lưu Bằng mời mọc, ngồi trên băng ghế đá, tiếp nhận Lưu Bằng đưa tới trà chén. Tô huynh đệ làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây, vẫn là một cái người đâu? Lưu Bằng hỏi. Ra ngoài làm ý chuyện, nói rất dài dòng, ngược lại là ngươi, mấy cái này nhìn đến đều là ngươi tộc nhân a. Tô An Lâm nói. Lưu Bằng gật đầu, Tô đại ca tuệ nhãn, đây đều là ta tộc đệ, ai, đây không phải trong thành náo quỷ vực sao, cha mẹ ta lo lắng xảy ra chuyện, liền để chúng ta một số người rời đi trước. Ừm, chuẩn bị đi đâu? Nông thôn tránh một trận đi, ai, về sau thế đạo này, xem ra là càng ngày càng khó. Lưu Bằng không khỏi nghĩ lên lấy trước khoái hoạt thời gian. Hiện tại tốt, những cái kia chỗ ăn chơi toàn bộ đóng cửa, các cô nương chạy chạy, trốn thì trốn, còn có hồi hương gả cho người. Cũng không biết tiện nghi cái nào người thành thật. Bọn hắn lưu ra suy nghĩ, tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, khiến cho bọn hắn đều muốn chạy trốn. Nông thôn điều kiện tương đối gian khổ, về sau cũng không biết lúc nào còn có thể trở về thành bên trong. Tô An Lâm liếc nhìn nơi hẻo lánh một chút nữ tử, cười lạnh, ta nhìn các ngươi tới nhuần vô cùng, đều chạy trốn, trên đường còn mang theo nhiều như vậy nữ tử. Lưu Bằng một trận xấu hổ, ta mấy cái này tộc đệ thiên tính mê, lại nói, những cô gái này cũng là người đáng thương nhà, chúng ta chiếu cố một chút. Thèm thân thể liền thèm thân thể, nói như thế đường hoàng làm gì? Ách, chúng ta dù sao cũng là người đọc sách nha. Người đọc sách càng phải thật sự, làm đến nơi đến chốn. Tô đại ca nói đến đúng. Tô An Lâm uống trà, chuẩn bị bắt đầu cởi quần áo. Vừa mới trời mưa, đem quần áo đều đã xối. Theo quần áo cởi, từng loại đồ vật bị hắn bày để ở một bên. Thịt khô, túi nước, binh khí, cung nỏ, còn có một cái tiểu hồ lô. Trong này thả một chút chữa thương đan dược, lo trước khỏi họa. Cuối cùng, hắn đem thanh đồng môn lấy ra. Hiện tại thanh đồng môn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lấy ra trong nháy mắt, hắn đem một mảnh vải đen đắp một cái, cũng là ai cũng không có chú ý đến. Bất quá đúng lúc này, nơi xa trong rừng, Giang Phi bỗng nhiên mở mắt. Hắn điều khiển âm trùng cảm ứng được thanh đồng môn khí tức. Hắc hắc, Liễu Nhan tiểu thư cho ta âm trùng thật đúng là rượu, nghe một đạo khí tức, liền có thể một mực theo dõi xuống dưới. Thanh đồng môn rốt cục phát hiện. Hắn đứng người lên, nhận một chút đường, hướng miếu hoang đuổi theo. Tô An Lâm, lần trước ngươi xấu ta đại kế, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đại ca, ta ra ngoài đi tiểu. Miếu hoang bên trong, trước đó bị Tô An Lâm rút trắng tích nam tử lôi kéo một cái bộ dáng tú lệ nữ hải, nhỏ giọng nói. Lúc này bên ngoài mưa đã nhỏ. Lưu Bằng xem xét bên ngoài mưa, cau mày nói, Lưu An, ngươi ra ngoài đi tiểu liền đi tiểu. Lôi kéo nữ hải tử làm cái gì? Ca, đây không phải bồi bồi ta. Lưu An ngữ khí mập mờ, cái này nghe xong, Tô An Lâm liền biết hắn muốn ra đi làm cái gì. A, đầu năm nay, những con nhà giàu này còn thật sự là biết chơi. Nghe nói có chút ăn chơi thiếu gia chơi chán nữ tử, còn thích bắt đầu chơi long dương chuyện tốt. Đám người này có phải hay không ăn quá đã no đầy đủ. Lưu Bằng hừ lạnh một tiếng, nhanh lên trở về. Tốt, tốt đại ca. Lưu An nói, lôi kéo nữ hải tử đi ra ngoài. Ca, chúng ta cũng ra ngoài đi tiểu. Lại một cái tên nam tử lùn cười hì hì nói, ta cũng ra ngoài. Khá lắm. Còn lại hai cái đệ đệ đều muốn ra ngoài, mà lại bọn hắn đều kéo lấy một cái nữ hài tử, thần sắc mập mờ. Cho ta nhanh, thật sự là phiền phức. Lưu Bằng bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với hắn mấy cái này đệ đệ, hắn có đôi khi cũng đau đầu. Nhưng hắn dù sao cũng là trưởng tử, nếu là đánh chửi quá lợi hại, làm không tốt bị nhị nương tam nương bọn hắn phía sau nói xấu. Nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Hô rốt cục ra hoa, vừa mới cái kia Tô An Lâm, thật là hung hãn. Trong rừng cây, tên nam tử lùn cười nói. Hắn ôm một cái xinh xắn nữ tử, vừa nói chuyện, tay một bên không an phận vuốt nhẹ bắt đầu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 145, trong rừng xinh đẹp nữ tử. Nghe vậy, bên cạnh Lưu An híp mắt lại. Hắn sở lấy trên mặt đau rát đau nhức, vừa mới đối Lưu Bằng cung kính không còn sót lại chút gì. Nếu không phải Lưu Bằng ngăn cản ta, ta nhất định phải tiểu tử kia để mắt, mẹ nó dám đánh ta cái tát, coi như Lưu Bằng cũng không dám đối với ta như vậy. Hắn là Lưu gia lão nhị. Thân phận mặc dù so Lưu Bằng cái này lão đại thấp một chút, nhưng tại nhà bên trong, mẹ hắn hiện tại là đại phu nhân. Lưu Bằng mẫu thân sớm đã chết, cho nên địa vị hắn cũng không bình thường. Nhị ca, được rồi, ta nhìn kia Tô An Lâm cũng không đơn giản. Đúng vậy a, rất có thể đánh, nhìn. Vui vẻ quan trọng a, đừng quên chúng ta ra tới làm cái gì. Lưu An lúc này mới lộ ra nụ cười. Ba người bọn họ vừa mới uống một chút rượu, toàn thân khô nóng. Mấy cái này nữ tử khả ái như thế mỹ lệ, bọn hắn liền lôi kéo ra chuẩn bị tại dã ngoại. Liền là đánh dã. Đã lớn như vậy, còn không chơi như vậy qua đây. Ha ha ha, vậy liền đi qua đi. Lưu An cười một tiếng. Ba người riêng phần mình lôi kéo ba cái nữ tử, cái này ba cái nữ tử một mặt thẹn thùng, cái nào còn không biết bọn hắn có ý đồ gì. Ai nha, tốt xấu nha. Tại sao có thể tương giấy? Đừng á, xấu nha. Ngay tại do dự ở giữa, Lưu An khỏe mắt cong lên,
chú ý tới trong rừng bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử. Thật đẹp người. Chỉ thấy trong rừng nữ tử, thân mang sa mỏng, như ẩn như hiện. Tóc xanh dài lụa màu tại mưa phùn bên trong phiêu đãng, nàng đôi mắt đẹp quay đầu, cong cong như là nguyệt nhi đồng dạng con mắt, linh lung xinh đẹp. Thật đẹp. Lưu An trực tiếp kích động, hắn thể, hắn thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng chưa hề đối cô gái nào tâm động qua. Cái này hắn tâm động. Cá yêu đương. Lưu An trực tiếp đem trong ngực nữ tử đẩy, nói nhỏ, bọn đệ đệ, phía trước có cái mỹ nhân, giống như là đường. Hắn cảm thấy, nữ tử kia cũng hẳn là đến tránh mưa. Ca, cái gì mỹ nhân? Đúng vậy a, ngươi thấy được cái gì? Nghe được có mỹ nhân, hai cái đệ đệ con mắt giống một ngàn ngói đèn lớn, cả sáng lên. Đáng tiếc, bọn hắn hướng Lưu An ánh mắt phương hướng nhìn quanh nửa ngày, cái gì cũng không thấy. Ta thấy được, ta trước đi qua, đi một chút sẽ trở lại. Lưu An trực tiếp đi tới. Rất mau nhìn đến một nữ tử bóng lưng. Đẹp, quá đẹp, bóng lưng vai nửa lộ, như ẩn như hiện. Thẳng tóc đen nhánh, như thác nước đồng dạng. Hoa, ca, nơi này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ tử? Đúng vậy a, thật đẹp, ta mẹ nó, nếu có thể cho ta. Quy củ cũ, nhị ca tới trước. Lưu An cười một tiếng, các ngươi à, chớ nhau nhau, nếu là đem con gái người ta hù dọa, ta cũng sẽ không tha các ngươi. Nói, Lưu An cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Bất quá vừa đi ra khỏi đi, cô gái trước mặt giống như phát hiện, khẽ che khuôn mặt, thẹn thùng lại đi đi về trước. Tiểu nương tử còn rất hiểu muốn cầm cho nên dù. Lưu An gợn sóng vui lên, hắn đã kết luận, tiểu nương tử khẳng định đã sớm chú ý tới bọn hắn. Mà lại tiểu nương tử khẳng định cũng biết chơi người, nhìn ra huynh đệ bọn họ ba cái là nhà giàu sang, cho nên chơi muốn cầm cho nên dù cho xiếc. Đã như vậy, Lưu An hướng hai cái đệ đệ nói, các ngươi tả hữu, ngăn lại nữ tử này. Có ngay, nhị ca. Hai cái đệ đệ ma quyền sát trưởng, rất muốn nhìn một chút cái này mỹ lệ nữ tử dáng dấp ra sao. Nhất định đẹp như tiên nữ a. Ba người đều ném riêng phần mình bạn gái, hướng trong rừng đi đến. Giờ khắc này, trên mặt của bọn hắn đều treo si ngốc nụ cười. Chỉ là đi không bao xa, Lưu An trước tiên phát hiện không thích hợp. Chúng ta đi cũng không bao lâu, nơi này rừng làm sao lại như thế rậm rạp rồi? Trước mắt rừng, mạng nhện dày đặc, tia sáng ảm đạm, trên đất cảnh khô lá vụn phát ra một cỗ bùn nhão đồng dạng hôi thối. Liên tại bọn hắn đều dự định trở về lại tìm thời điểm, Lưu An bỗng nhiên chú ý tới, cách đó không xa một gốc cây dưới, cái kia tiểu nương tử chính đưa lưng về phía hắn, rúc vào một gốc cây bên cạnh. "Công tử, ngươi vì cái gì đuổi nô gia a? Nô gia rất sợ đó." Nữ nhân mềm mại nói, thanh âm có chút mạnh. Lưu An đạm cười, "Nương tử, ngươi đừng sợ, ta là Hợp Thủy huyện Lưu gia nhị công tử, ta là người tốt, ngươi đi theo ta đi, cái này dã ngoại hoang vu, thế nhưng là có rất nhiều tinh quái." "A, tinh quái, cái này cũng quá kinh khủng a." "Ha ha, đừng sợ, có ta ở đây." Lưu An từng bước một tới gần nữ tử. Lần này, nữ tử ngược lại là không có đi xa. "Công tử, nói như vậy, ngươi rất lợi hại, không sợ những cái kia tà ma?" "Kia là tự nhiên." Lưu An đưa tay, đã muốn chạm đến nữ tử chân mềm mại. "Kia, ta như vậy đây này." Nữ tử quay đầu, hai mắt cùng miệng là ba cái hang lớn màu đen, vùng ven chỗ một chút xíu chảy ra huyết hồng sắc dòng máu. "A." Lưu An bị giật nảy mình, đầu tại chỗ đứng máy. Sau một khắc, nữ tử mở cái miệng rộng, hắc ám đem Lưu An bao phủ. "Tô đại ca, thực không dám giấu giếm, hôm đó ta và ngươi nói Hàn Hồng Nhi sự tình, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói." Trong miếu đổ nát. Vừa mới Tô An Lâm lại đề Hàn Hồng Nhi sự tình, dù sao đem lời đã nói ra, Lưu Bằng dứt khoát liền tất cả đều nói. Rốt cuộc hắn đã không tại Hợp Thủy huyện. Tô An Lâm nói, "Có thể cụ thể một chút sao? Hàn Hồng Nhi làm chuyện gì? Ngươi cảm thấy nàng cố ý nhằm vào Lý Thi Nhu?" "Ta nhìn nàng đối Lý Thi Nhu cực kỳ tốt. Lấy trước ta cũng cho rằng như vậy, bất quá gần nhất một chút thời gian, Hàn Hồng Nhi biểu hiện có chút để người nhìn không thấu, đã cảm thấy rất giả dối." Đang nói, bên ngoài ba cái nữ tử cười duyên đi đến. Lưu Bằng nhìn sang, phát hiện ba cái đệ đệ không tại, nhíu mày, "Lưu An bọn hắn người đâu?" "Công tử bọn hắn nói ở bên ngoài chơi chút, nhìn xem cảnh sắc." Một cái mặt trái xoan, cặp mắt đào hoa, dáng dấp vô cùng đáng yêu nữ tử trả lời. "Ta cái này ba cái đệ đệ, thật đúng là ham chơi." Lưu Bằng lắc đầu bất đắc dĩ. Tô An Lâm lúc này đã cởi áo ngoài, lộ ra cường tráng nửa người trên. Cầm trong tay hắn một mảnh vải đen, bên trong là thanh đồng môn. Đương nhiên, hắn chú ý tới trên tay miếng vải đen phía trên, một con màu đen tiểu côn trùng đầu ở chỗ này. Giã ngoại hoang vu, côn trùng nhiều cũng bình thường. Nhưng con sâu nhỏ này, lại là để hắn có chút kỳ quái, giống như nơi nào thấy qua. Nhìn kỹ, hắn kịp phản ứng, cái này đặc biệt meo không phải hoàng kê trấn thời điểm, một cái gọi Tào Dĩnh Âm tông thánh nữ phóng thích ra âm trùng sao? Khi đó nàng truy tra Hồ Tiên mộ ra người bản đồ, dựa vào liền là cái này âm trùng. Giờ khắc này, Tô An Lâm báo động nổi lên. Nhìn như vậy đến, Giang Phi liền là dựa vào cái này truy tra ta, hắn là Âm Tông. Hay là nói, Liêu Nhan là Âm Tông thánh nữ? Lưu công tử, đối Liêu Nhan nữ tử này, ngươi thấy thế nào? Tô An Lâm nói, đem miếng vải đen đập xuống đất, một cước đập lên. Ba chít chít. Âm trùng bị dẫm chết. Thành chủ chi nữ Liêu Nhan, nữ tử này, nhìn không thấu. Nhìn không thấu. Lưu Bằng lắc đầu. Nàng cùng thành chủ ở giữa quan hệ như thế nào? Rất tốt, dù sao cũng là thành chủ đại nhân lớn nữ nhi, từ nhỏ đã bị coi trọng, trước đây ít năm, tức thì bị Liêu gia đại nhân đưa đến bên ngoài học tập, những năm gần đây mới trở về. Ta chưa thấy qua nàng ra tay qua, nhưng truyền ôn, nữ tử này cực kỳ mạnh. Càng có truyền ôn, Liễu gia đại nhân thực lực cũng không bằng nàng đâu. Lưu Bằng nói đến đây, cười dưới, hiển nhiên không quá tin cái này. Tô An Lâm thì là suy tư, cái này Liễu Nhan, quả thật là không đơn giản. Trên thực tế, trước đó từ Chu gia giết người về sau, biết phía sau màn hắc thủ là Liễu Nhan, hắn cũng cân nhắc qua mang muội muội cùng đi. Bất quá thông qua hảo hữu cột, tại biết Giang Phi theo dõi về sau, hắn cảm thấy không cần thiết mang muội muội. Rất đơn giản, mục tiêu của đối phương là hắn,
địch nhân đã theo dõi hắn, vậy liền sẽ không lại đối phó Lý gia bên kia. Lại nói, Lý gia tại Hợp Thủy huyện rốt cuộc cũng coi là quái vật khổng lồ. Liêu Nhan huy động nhân lực đối phó Lý gia cũng không dễ dàng như vậy. Theo hắn biết, Lý gia đã từng có ba đại cao thủ, Giang Phi là yếu nhất, đã phản bội chạy trốn. Tiếp theo là Triệu Minh, nhưng mạnh nhất một cái, một mực tọa trấn Lý gia nội viện, chưa từng rời đi. Hắn tại Lý gia lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua. Nhưng nghe nói, thực lực chính là nội khí cao thủ. Chính vì vậy, hắn mới yên tâm đi muội muội đặt ở Lý gia chiếu cố. Có vị cao thủ này tại, nghĩ đến Liêu Nhan cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc mục tiêu của nàng là hắn, Tô An Lâm. Tô đại ca, ngươi đột nhiên hỏi Liễu Nhan tiểu thư làm cái gì? Lưu Bằng hiếu kỳ. Liên La hiếu kỳ, nàng một nữ tử, tại thành chủ đại nhân chết về sau, như thế nào chủ trì kia loại cục diện? Tô An Lâm nói, nguyên lai là dạng này, nói đến, ta cũng thật lo lắng, không phải sao, cha ta mới khiến cho ta đi, bất quá các ngươi Lý gia cũng là không cần lo lắng, nơi nào hạng A cao thủ đệ nhất nhân thế nhưng là nội khí thực lực, dù là lúc trước thành chủ đại nhân, cũng là muốn khách khí đối đãi tồn tại. Tô An Lâm gật gật đầu, lợi hại như vậy, vì sao một mực không ra tay? Ủy bên trong, nếu là có cái này người ra tay, có lẽ liền dễ làm nhiều. Cái này sao? Ha ha, dính đến Lý gia đã từng chuyện cũ. Lưu Bằng cười hì hì nói một tiếng, người bình thường thật đúng là không biết, cũng chính là ta Lưu gia tại Hợp Thủy huyện dễ sâu, mới biết được. Xin lắng hay nghe. Cái này nội khí cảnh cao thủ, vốn là không biết làm những gia đình khác hộ vệ, cho dù là hạng A cũng không được, vị cao thủ này cũng giống vậy, bất quá đương sơ, nghe nói là cao thủ thiếu Lý gia một cái đại nhân tình, thế là đáp ứng Lý gia, sẽ vì bọn hắn ra tay một lần. Lúc nào ra tay rồi, cũng chính là hắn rời đi thời điểm. Tô An Lâm hiểu rõ, nội khí cảnh cao thủ ra tay một lần sao, chắc không được. Theo hắn biết, nội khí cao thủ cực kỳ thưa thớt, dù là Hợp Thủy huyện rất lớn, nội khí cao thủ cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Đúng vậy à, cũng chớ xem thường lần này, làm không tốt có thể cứu mạng, cho nên Lý gia không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không vận dụng cao thủ như vậy. Lưu Bằng cười cười, Lý Mạnh công tử lúc trước mất tích, mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng so với toàn bộ Lý gia an nguy, hiển nhiên Lý Trường Quý cảm thấy, vẫn là không trọng yếu như vậy. Đương nhiên, tiền đề có thể là Lý Trường Quý không nghĩ đến có thi đoàn quỷ vực như kia kinh khủng tồn tại. Tô An Lâm gật đầu. Liên Lý Mạnh đều không để Lý Trường Quý quyết định mời vị kia cao thủ ra tay, lúc trước Lý Thi Nhu bị Phật Âm Quỷ vực ảnh hưởng, tự nhiên cũng không tư cách để vị kia cao thủ ra tay rồi. Hắn hiện tại thậm chí hoài nghi, Giang Phi vận dụng Phật Âm Quỷ vực, mục đích đúng là để Lý gia mời vị kia cao thủ ra tay, lãng phí cơ hội lần này, vị kia cao thủ vừa đi, Lý gia liền tốt đối phó. Thủ đoạn cao cường a. Giờ khắc này, Tô An Lâm tựa hồ đem tiền căn hậu quả hiểu rõ. Hai người lại hàn huyên một hồi, một bên mặt trái xoan nữ tử đi tới, bưng tới trà thơm. Lưu công tử, Tô công tử, trà thơm nấu xong. Một cô gái khác chủ động đi đến Lưu Bằng bên người. Công tử mệt không, ta cho ngươi xoa bắp vai. Ta cũng cho ngươi nắn vai đi, tiểu nữ tử bình thường liền thích công tử dạng này cường tráng người đâu. Mặt trái xoan nữ tử thẹn thùng đi đến Tô An Lâm phía sau, muốn cho hắn nắn vai. Không đợi Tô An Lâm đồng ý, nữ tử trắng tích tay vướt ve Tô An Lâm phía sau lưng. Tay của nàng hơi lạnh, cực kỳ băng, nhưng dị thường mềm mại, vướt ve xuống dưới, cho người ta một loại triệt để buông lòng xúc cảm. Chắc không được nhiều người như vậy thích xoa bóp, còn trách thoải mái. Tô An Lâm cười cười, đương nhiên, thân thể của hắn căng cứng. Tại ánh mắt của hắn bên trong, Lưu Bằng sau lưng nữ tử, móng tay của nàng đột nhiên trở nên vốn dài, như là cạo xương dao nhọn, hiện ra hàn quang. Có vấn đề. Hắn lúc này muốn đứng dậy, nhưng sau một khắc, phía sau một cây bén nhọn vật thể hướng cổ của hắn vạch tới. Xì xì xì. Vật thể vậy mà tại trên cổ hắn gầy ra đốm lửa nhỏ, ánh lửa bắn tung tóe, tư tư nổ vang. Ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa. Tô An Lâm quát khẽ, trên thân cương khí bộc phát. Ầm. Sau lưng nữ tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào sau lưng trên cây cột, toàn bộ thân thể đều gãy đôi thành hai nửa. Cương khí cũng đem Lưu Bằng sau lưng nữ tử đánh bay. Lưu Bằng cái này mới phản ứng được, cảm nhận được trên cổ nhiệt lưu, hắn một cái giật mình, vô ý thức đi sờ, lấy ra một tay máu. Chuyện gì xảy ra? Lưu Bằng trước tiên từ trong ngực lấy ra chữa thương phấn, không cần tiền hướng trong lòng bàn tay ngã xuống, sau đó hướng trên cổ vỗ. Kỳ tích phát sinh, trên cổ máu rất nhanh bị ngừng lại. Lưu Bằng sắc mặt trắng bệch, vội vàng đứng tại Tô An Lâm bên người. Người những cô gái này đều không bình thường. Tô An Lâm dứt lời, vừa mới bị cương khí đánh bay hai nữ tử, khớp xương tạp sắt nâng lên, sau đó cả người giống con rối, một chút xíu đứng thẳng. Bọn họ con ngươi mặt không biểu tình, trên mặt có lưu mỉm cười, mị thái mười phần. Tà ma. Lưu Bằng kinh hô. A a. Nơi cửa, hai cái hộ vệ chuyển đến tiêu thảm. Cẩn thận. Trong phòng những hộ vệ khác kịp phản ứng, nhưng lúc này, hai nữ tử hướng hộ vệ đánh tới. Tô An Lâm chợt quát một tiếng, cả người xông ra. Bây giờ tại ánh mắt của hắn bên trong, hai nữ tử này thanh máu đã phát sinh cải biến. Thi quỷ. Thanh máu, 122-122. Thực lực mặc dù không cao, nhưng đối võ giả bình thường tới nói liền là tai nạn. Chết. Tô An Lâm một phát bắt được mặt trái xoan nữ tử đầu, hướng trên vách tường đánh tới. Ầm. Sọ não chia 5 x 7, nhưng bên trong hoàng bạch chi vật nhưng không có. Sát giống. Tô An Lâm chấn kinh. Lưu gia hộ vệ bên trong, một cái hộ vệ có chút thực lực, vơ lấy đại đao đối phó một cô gái khác. Phốc phốc. Một đao đem nữ tử đầu lâu ngang tích. Ha ha ha. Dù là nữ tử đầu lâu bị chặt xuống, nữ tử đầu lâu còn tại cười to. Đồng thời lăng không bay lên, hướng bên cạnh một nữ tử cái cổ tắt tới. A. Đáng thương nữ tử cũng không kịp chạy trốn, liền bị cắn phá động mạch chủ, máu tươi phun ra bên cạnh một đám nữ nhân một mặt. Trong chốc lát, các nữ nhân đều giống như sối máu tám. Ầm. Tô An Lâm một quyền đem đầu lâu vênh bạo, không đầu thi thể lúc này mới ngã xuống. Tô đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lưu Bằng sốt ruột nói, ta ba cái đệ đệ còn ở bên ngoài a.
bọn hắn chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Tô An Lâm nhìn ngoài cửa sổ, chẳng biết lúc nào, Lưu An ba người đứng ở bên ngoài, một mặt thanh xám chi sắc, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 146, âm vật xuất hiện. Lưu An, ngươi. Lưu Bằng nhìn thấy ba cái đệ đệ, bản năng hô. Công tử, bọn hắn không thích hợp. Thủ hạ hộ vệ vội vàng ngăn lại Lưu Bằng. Lưu Bằng cũng chú ý tới điểm ấy, khẩn trương nói, để bọn hắn đừng ngủ chơi, không nghe. Bị lừa rồi đi. Lưu công tử, các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi gặp bọn họ một chút. Tô An Lâm trực tiếp hướng cửa sổ đánh tới. Oeng. Cửa sổ bị đụng bay, đến không hết tấm ván gỗ tấm gạch bay một chỗ. Tô An Lâm cả người như là một đầu voi, giơ lên nắm đấm. Nhưng đương nhiên, Lưu An ba người ăn ý tản ra, trên mặt mang nụ cười ấm lãnh. Phảng phất đang nói, ngươi đến a, ngươi theo đuổi ta à? Tô An Lâm cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên không có truy sát tới, mà là đôi mắt chuyển một cái, trong rừng, hắn chú ý tới Thanh Máu. Giang Phi, Thanh Máu, 290. Khá lắm, mấy ngày không thấy, Thanh Máu phóng đại. Xem ra là được cái gì cơ duyên. Kết hợp nơi này tà ma, Tô An Lâm xem chừng, Giang Phi hẳn là trên thân cũng có âm vật. Cho nên cả hai Thanh Máu tăng theo cấp số cộng, mới sẽ cao như vậy. Lúc này Giang Phi ẩn núp trong bóng tối, căn bản không biết Tô An Lâm đã phát hiện. Nhưng đương nhiên, Tô An Lâm không hướng Lưu An bọn hắn đánh tới, mà là trực tiếp hướng hắn đi đến. Giang Phi hơi sững sờ, trên mặt hiện lên một tia điểm khả nghi. Kịp phản ứng đã không còn kịp rồi, Tô An Lâm bước chân bỗng nhiên tăng tốc, dương thần công tại thể nội điên cuồng vận chuyển, xua tan vọt tới âm khí. Hắn kinh khủng bàn tay lớn giơ lên, mang theo kinh khủng lượng nóng khí tức, từ hắc ám bên trong lao đi, bắt lại Giang Phi buộc tóc. Bắt lại ngươi. Cút. Giang Phi tức giận, hắn không biết Tô An Lâm như thế nào phát hiện hắn. Tại hắn âm vật nữ thi huyễn cảnh dưới, đồng dạng võ giả, hẳn là đều sẽ nhận thị giác trên ảnh hưởng mới đúng. Lúc này hắn không kịp nghĩ nhiều, trên tay hai thanh dao găm rút ra, hướng Tô An Lâm bụng dưới điên cuồng đâm tới. Đường đường đường. Một trận thanh thúy êm tai tiếng va đập truyền đến, Giang Phi trực tiếp sử sốt. Hắn biết Tô An Lâm đã luyện đồng gia thiết cốt công, nhưng coi là lấy thực lực mình, nhất định có thể phá hắn phòng ngự. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, liền thấy Tô An Lâm hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. "Không." Giang Phi vừa kinh vừa sợ. Tô An Lâm hét lớn một tiếng, nắm lên tóc của hắn, hướng mặt đất đập tới. Giang Phi tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ núi rừng, hắn thân thể giống như phá bao tải đồng dạng, bị hung hăng đập tới đập tới. Rất nhanh, Giang Phi cả người thân thể vặn mèo, xương cốt lệch vị trí, toàn thân cao thấp xanh một miếng tử một khối, không một khối thì ngon. Nhưng bằng mượn thực lực cường đại, hắn vậy mà không chết. Thanh Máu còn có 55. Hô hô hô. Một trận âm phong đột nhiên tại Tô An Lâm sau gáy lướt đến. Thứ quỷ gì? Nắm lấy Giang Phi thân thể, trực tiếp hướng sau lưng vùng đi. Phốc. Một trận hắc vụ tán đi. Ừm. Âm vật. Tô An Lâm biết, âm vật xuất hiện, mà lại cái này âm vật không có thực thể. Ầm. Sắp chết chó đồng dạng Giang Phi ném xuống đất, Tô An Lâm ánh mắt hướng về sau nhìn lại. Vừa mới hắc vụ một chút xíu lại ngưng tụ, hình thành một cái bóng hình áo trắng xinh đẹp. Dáng dấp ngược lại là rất xinh đẹp, khó trách rất nhiều nam tử sẽ bị quỷ mê hoặc. Công tử, ta thật đáng thương. Nữ tử ung dung nói chuyện. Thanh âm của nàng mang theo một loại quỷ dị từ tính, phảng phất đang nói, đáng thương nàng đi. Người bình thường nghe xong, kim lòng không được sẽ sinh ra một cỗ thương tiếc cảm giác, hận không thể lập tức đem nữ tử ôm trong ngực bên trong, tùy ý an ủi một phen. Tô An Lâm thần sắc, không khỏi cũng hoảng hốt một chút. Thật mạnh sức hấp dẫn. Tô An Lâm trong lòng run lên, trên đất Giang Phi thấy cảnh này, hưng phấn muốn ngửa mặt lên trời cười to. Mặc cho ngươi mạnh hơn lại như thế nào, đối mặt tâm vật, võ giả trời sinh liền là kẻ yếu. Bất quá sau một khắc, Tô An Lâm nhắm mắt lại. Hắn lúc này, tâm vô bằng vụ. Bên hai mặc dù vẫn như cũ có nữ tử thanh âm nói chuyện, nhưng đã không hề bị ảnh hưởng. Đương nhiên, hắn mở ra hai mắt, tràn ngập kinh khủng dương khí bàn tay lớn, hướng phía nữ tử mặt đánh tới. A! Âm vật kêu thảm thiết. Dương khí đưa nàng toàn bộ mặt toàn bộ ăn mòn. Lúc này nàng khuôn mặt lệch vị trí, hư thối, chảy mủ, hôi thối tràn ngập. Phanh phanh phanh. Tô An Lâm nắm đấm điên cuồng đấm vào nàng mặt, âm vật kêu thê lương thảm thiết, muốn thoát đi, nhưng bả vai bị Tô An Lâm bắt lấy, không thể động đậy. Nói đến, cái này âm vật kỳ thật thanh máu cũng không cao, chỉ có 79 giọt máu. Đoán chừng là Giang Phi vừa mới đạt được âm vật, cũng không kịp trưởng thành. Bởi vậy đập không mấy lần, thanh máu cũng rơi. Nguyên bản dọa người âm khí, cấp tốc hạ xuống, không bao lâu đã về không. Đánh giết quỷ thi thành công. Điểm kinh nghiệm 79. Giải quyết. Hoàn cảnh chung quanh một chút xíu tiêu tán. Âm khí một chút xíu hướng Tô An Lâm trên người trường bị tiên kinh dũng mãnh lao tới. Lúc này Tô An Lâm ánh mắt nhìn về phía Giang Phi. Giang Phi cả người đều muốn tuyệt vọng. "Ngươi ngươi, chớ khẩn trương." Tô An Lâm đi vào hắn mặt trước, ngồi xuống, "Ngươi chỉ cần thật tốt bằng dao, ta làm sao có thể đối phó ngươi, đúng không?" Tô An Lâm ngôn ngữ hiền lành, nhưng tay phải lại là bắt lấy Giang Phi bả vai, một chút xíu dùng sức. "Cho nên, ngươi bàn dao không bàn dao." "Đừng, đừng, ta nói, là Liễu Nhan muốn đối phó ngươi." Cái này Tô An Lâm đã sớm biết, cho nên cũng không kỳ quái, lúc trước vì cái gì đối phó Lý Gia. Phật âm quỷ vực nguyên bản muốn tại Lý Gia bộc phát. Dạng này liền có thể bức Lý Gia mạnh nhất vị kia nội khí cao thủ ra tay, đồng thời còn có thể suy yếu Lý Gia. Cho nên, là ai để ngươi làm như thế? Không phải là Liễu Nhan a? Nàng mục đích mặc dù cực kỳ khổng lồ, nhưng tựa hồ không cần thiết đơn độc đối phó Lý Gia. Sắp thực không phải hắn, mà là Hàn Hồng Nhi, nàng cho rất nhiều chỗ tốt, muốn ta. Lời nói không nói, Giang Phi bụng mánh một trống, hắn một mặt vẻ dữ tợn, hoảng sợ kêu to, "Không, âm trùng, âm trùng." Nhảy. Bụng hắn nổ tung, một đoàn màu đen côn trùng bay ra. Phanh phanh.
Tô An Lâm liên tục huy quyền, cương khí trong nháy mắt đem côn trùng quét bay, thành một cục thịt tương. Nhìn xem trong bụng giống tuyết giang phi, Tô An Lâm sắc mặt khó coi. Âm tông, thủ đoạn thật sự là độc ác. Bất quá, hiện tại hắn phải biết đều đã hiểu rõ. Phật Âm Quỷ Vực đúng là Giang Phi làm, sau lưng của hắn là Hàn Hồng Nhi. Ngay từ đầu là Hàn Hồng Nhi muốn đối phó Lý Gia. Về phần Liễu Nhan, ngược lại là đối Lý Gia không hứng thú, hiện tại thuần túy là muốn đối phó hắn mà thôi. Hàn Hồng Nhi, ngươi vì cái gì làm như vậy đâu? Tô An Lâm trầm ngâm. Vừa mới cái này một đợt xuống tới, lại kiếm mấy trăm điểm kinh nghiệm. Theo Giang Phi cùng âm vật chết đi, bốn phía mở tối gian phòng tán đi. Lưu An đám ba người một mặt khó chịu. Bọn hắn hướng Lưu Bằng nhìn xem. "Ca, ta khó chịu, trong bụng khó chịu. Cứu ta a." Lưu An không ngừng hét to, ôm bụng. "Sớm đã nói với các người, đừng mù chơi, đừng mù chơi, lần này tốt, chết đi." Lưu Bằng mắng to, cách thật xa, không dám tới gần. "Chết rồi, chúng ta chết rồi." Lưu An ánh mắt đờ đẫn, một chút xíu ký ức trở về. Hắn vừa mới nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ tử đi tới, sau đó bị nàng nuốt. Trong miệng nàng giống như có cái gì chui vào trong cơ thể hắn, một chút xíu, đem hắn bên trong đều ăn sạch. "A, ta chết đi." Lưu An thống khổ gỡ ra mình quần áo. Không nghĩ tới, cả trương da cũng bị dễ như trở bàn tay gỡ ra. Không có máu tươi, không có ngũ tạng lục phủ, chỉ có một đoàn lít nha lít nhít màu trắng côn trùng. Vừa nôn. Ẩm. Sau lưng chỗ, Tô An Lâm phát động nát quyền, đem mặt trước ba người ra thi thể toàn bộ đánh nát. Ngay tiếp theo bên trong từng đầu màu trắng côn trùng toàn bộ giải quyết. Chết. Tô An Lâm nhìn xem biểu hiện điểm kinh nghiệm, thở dài một hơi. Phù phù. Lưu Bằng đặt mông ngồi dưới đất, không biết là khóc vẫn là đang cười. Chết rồi, đều đã chết, ta ba cái đệ đệ, không có. Tô An Lâm ăn ngay nói thật, muốn cười liền cười một hồi đi, không ai nói ngươi. Lưu Bằng lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ha ha ha. Đồng nhiên, hắn cười ha ha, chết rồi, đều đã chết. Hắn trong lòng cơ hồ hò hét, chết được tốt. Ba cái đệ đệ, cũng không phải ruột thịt, cùng cha khác mẹ thôi. Ba người này, thời thời khắc khắc muốn đoạt hắn người thừa kế vị trí, hắn lại như dẫm trên băng mỏng. Hiện tại, chết rồi. Không áp lực nha. Tô An Lâm đã sớm nhìn ra. Rốt cuộc, chán ghét một cái người, ánh mắt là không giấu được. Huống chi đối Lưu Bằng tới nói, hắn chán ghét chính là ba cái. Đồ vật toàn bộ sau khi thu thập xong, Tô An Lâm sờ lên quần áo. Đã không sai biệt lắm làm. Là thời điểm đi. Tô An Lâm mặc quần áo tử tế, nhìn xem bên ngoài sau cơn mưa trời lại sáng. Toàn bộ thế giới tràn đầy sinh cơ. Tô đại ca. Lưu Bằng đi tới, thở dài nói, hôm nay từ biệt, cũng không biết về sau khi nào gặp lại. Thực không dám dâu dếm, lần này ra ngoài, ta chính là muốn đi mời người, giải quyết Hợp Thủy huyện thi đoàn quỷ vực, cho nên, không bao lâu, ngươi liền có thể lại trở lại Hợp Thủy huyện. Tô An Lâm nói, vậy là tốt rồi, quay đầu ta nhất định phải mời ngươi uống rượu. Uống rượu liền miễn đi. Quay đầu lưu cho ta ý một chút pháp khí, ta quá khứ mua. Tô An Lâm cởi mở nói. Lưu Bằng dùng sức gật đầu, nhất định, nhất định. Tốt, ta đi, nơi đây vừa mới người chết, mùi máu nồng đậm, ngươi cũng sớm một chút rời đi đi, loại này dã ngoại hoang vu, quỷ đồ vật cũng không ít. Nói xong, Tô An Lâm trở mình lên ngựa, xin từ biệt, gặp lại. Nhìn xem Tô An Lâm rời đi bóng lưng, Lưu Bằng trong lòng cảm khái, cao thủ như vậy, có thể vì ta lưu ra sử dụng, thật là tốt biết bao. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nói, còn lo lắng cái gì, dọn dẹp một chút đồ vật, đi nhanh lên. Thiếu gia, kia Lưu An thiếu gia bọn hắn thi thể. Một cái hộ vệ trưởng đi tới, chần chờ một chút nói. Lưu Bằng nhìn thoáng qua cách đó không xa mấy trương vỡ vụn ra người, trong mắt lóe lên kinh miệt, thi thể đều bị quỷ ăn, còn thu thập cái giám, đi. Đúng. Mấy chiếc xe ngựa cấp tốc điều chỉnh hoàn tất, không bao lâu liền rời khỏi nơi này. Sắp đến thượng gia thôn. Vượt qua đi, đường càng hẹp, cuối cùng cơ hồ đều còn lại chỉ có thể dung nạp đi một mình đường nhỏ. Cũng may nơi này đường núi mặc dù kỳ khu, nhưng cũng không đại thụ, đều là cỏ hoang. Đi ở chỗ này, cưỡi ngựa tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Bởi vậy còn chưa tới trạm vào tối, Tô An Lâm liền xa xa nhìn thấy một cái thôn xóm, xây dựng lưng vào núi. Cuối cùng đã tới. Tô An Lâm thu hồi bản đồ, thông qua bản đồ, hắn có thể xác định, mắt trước liền là Thượng Gia thôn. Cái này thôn làng tương đối vắng vẻ, cơ hồ ngăn cách. Hắn trước đó nghe ngóng, nơi này thật lâu đều không có người ra ngoài rồi. Trên tay bản đồ cũng là nhiều năm trước. Trên thực tế, tới thời điểm hắn đều có chút bận tâm, Thượng Gia thôn còn ở đó hay không, cũng may, lo lắng của hắn là dư thừa. Hướng đi về trước, bỗng nhiên, ven đường một cái bia đá gây nên chú ý của hắn. Tô An Lâm vốn cho là Thượng Giã thôn thôn bia, bởi vì rất nhiều làng lối vào chỗ đều có dạng này một cái bia đá. Đi ngang qua người nhìn thấy bia đá, liền sẽ biết nơi này là địa phương nào, không đến mức đi nhầm. Bia đá nhiều năm rồi, phía trên cỏ dại rậm rạp. Tô An Lâm đi qua, nhận lại đao, đẩy ra cỏ dại. Tập trung nhìn vào, hắn lại là nhíu mày. Phía trên không viết Thượng Giã thôn ba chữ to, mà là viết hai hàng chữ lớn màu đỏ quạt, phía trước có quỷ, tự gánh lấy hậu quả. Tô An Lâm nhíu mày, đây là nghĩ hù dọa người, không muốn tùy ý vào thôn. Hay là nói, trong làng thật sự có vấn đề? Hắn đương nhiên sẽ không bị hàng chữ này bị dọa cho phát sợ. Tô An Lâm dắt ngựa, trực tiếp vượt qua bia đá, đi vào. Bốn phía đều là cao cỡ nửa người cỏ dại, cách đó không xa, loáng thoáng có thể nhìn thấy không ít ruộng lúa, còn có rất nhiều hồ nước. Cái này cảnh sắc, thật là có một ít thế ngoại đảo nguyên đồng dạng cảm thụ. Nhìn thấy ruộng lúa bên trong hoa màu, Tô An Lâm thở dài một hơi, điều này nói rõ người nơi này sinh hoạt vẫn là thật không tệ. Lúc này sắc trời dần dần lờ mờ.